Chương 902, Cường đại thông thiên giáo chủ, canh 3. 6000 nước cũ tiên tộc đại quân, theo vô số đại hạ con dân tràn vào chiến trường, số lượng tại kịch liệt giảm bớt. Vô số cỗ thi thể không đầu, trải rộng siêu không gian giới vực. Mà tại thông thiên giáo chủ cùng ngũ đại vũ tiên tộc chí cao trên chiến trường, năm người công kích còn chưa đụng phải thông thiên giáo chủ, liền bị thông thiên giáo chủ trên thân chỗ phát ra khí tức chỗ chôn vùi. Thì trong nháy mắt, tiên hóa năm đại chí cao công kích, trực tiếp bị thông thiên giáo chủ trên thân chỗ phát ra lực lượng tách ra. Cảm ứng được thông thiên giáo chủ trên người khí tức khủng bố, tiên hóa năm đại chí cao, đồng tử trực tiếp đột nhiên co lại, nhịn không được la thất thanh nói: "Thiên đế cảnh!" Năm người trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, thân thể ngăn không được run rẩy lên. "Sao? Làm sao có thể? Đại hạ thần triều, làm sao có thể sẽ có thiên đế cảnh cường giả tỏa chấn?" Tiên hóa nhịn không được thất thanh nói. Trông thấy tiên hóa năm người thất thổ dáng vẻ, thông thiên giáo chủ mỉm cười, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Giờ phút này, siêu không gian bên trong không gian thời gian, không gian, pháp tắc, hết thảy đều vây quanh hắn lưu chuyển. "Không tốt, mau trốn." Lúc này, tiên hóa theo trong thất thần kịp phản ứng, nhịn không được nhắc nhở mọi người một phen. Thiên đế cảnh cường giả chính là áp đạo vũ trụ chỉ chủ phía trên. Phóng nhãn mênh mông đa thứ nguyên thời không, siêu không gian giới vực cũng không có bao nhiêu cái này nhóm cường giả tồn tại. Tại chính thức thiên đế cảnh cường giả trước mặt, bọn họ những thứ này nửa bước thiên đế cường giả cũng chẳng qua là hơi lớn một điểm con kiến hôi thôi. Căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Ưu tiên nhất tộc bên trong liền có thiên đế cảnh tu vi cường giả tồn tại. Bởi vậy, tiên hóa mọi người biết rõ thiên đế cảnh cường giả khủng bố. Bởi vậy, tiên hóa dẫn đầu kịp phản ứng lúc, trước tiên cũng không phải là liên thủ tới đối kháng, mà chính là nhắc nhở mọi người chạy trốn. Thiên đế, chỉ có thiên đế mới có thể đối phó. Cái khác bốn đại chí cao cường giả, nghe thấy tiên hóa nhắc nhở, cũng ào ào theo trong thất thần lấy lại tinh thần. Chính khi bọn hắn muốn trốn chạy mà lúc chạy, lại phát hiện đã quá muộn. Năm người chỗ chung quanh đều bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự giam cầm. Tiên hóa một đám trực tiếp không thể động đậy. Thậm chí, tại cỗ lực lượng này phía dưới, bọn họ cũng không có cách nào đem đại hạ thần triều, có thiên đế cảnh cường giả tin tức, cáo chi chính ở tiền tuyến trên chiến trường tiên vương cùng tiên tông. Giờ khắc này, tiên hóa năm người ngoại trừ tuyệt vọng bên ngoài, tựa hồ còn dự kiến bọn họ ưu tiên nhất tộc bị diệt tộc chẳng cảnh. Ngay tại năm người cực lực điều động lực lượng trong cơ thể, ý đồ tránh thoát cố lực lượng này trói buộc lúc, thông thiên giáo chủ hai tay chắp sau lưng, bước ra một bước, đi thẳng tới năm người trước mặt. Tại tiên hóa năm người ánh mắt hoảng sợ dưới, thông thiên giáo chủ xuề bàn tay ra, đối với năm người mở miệng nói: "Chỉ là năm cái nửa bước con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt bệ hạ hô to gọi nhỏ, thật là muốn chết." Ông vừa dứt lời, thông thiên giáo chủ liền bàn tay nhẹ nhàng một nắm, một cỗ vô hình cường đại lực lượng theo trong bàn tay hắn tản ra. Ngay sau đó, Lý Lạc liền trông thấy tiên hóa năm đại chí cao, trên người hắc ám chỉ lực đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán hầu như không còn. Theo sát lấy, chính là bọn họ nhục thân, linh hồn của bọn hắn. A, cuối cùng tại năm đạo cực kỳ không cam lòng giữa tiếng kêu gào thê thảm, chạy đến trợ giúp năm đại chí cao cường giả, biến thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán hầu như không còn, hoàn toàn chết đi, chỉ còn lại có năm đám to lớn bản nguyên chi lực, lơ lửng tại thông thiên giáo chủ trước mặt. Tiên hóa đại nhân, trông thấy năm đại chí cao vẫn lạc, đang cùng một đám đại hạ thần triều cường giả giao chiến ưu tiên tộc vũ trụ chi chủ, đều là nhịn không được la thất thanh lên. Vâng. Mọi người gặp vũ tiên nhất tộc năm đại chí cao, tại thông thiên giáo chủ thủ hạ, không có phản kháng chút nào chi lực, liền bị hắn toàn bộ chém giết. Một đám đại hạ cường giả đều là nhịn không được đối thông thiên giáo chủ thực lực cảm thấy rung động, thật sự là quá mạnh. Cùng lúc đó, mọi người cũng đối mỗi người đối thủ phát động công kích mãnh liệt. Thân là nửa bước tiên đế cảnh tu vi hậu thổ nương nương, Như Lai, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Bồ Đề lao tổ bốn người, cũng lấy nghiền ép thức tu vi, đem 20 tôn ưu tiên tộc chiến thần toàn bộ chém giết hầu như không còn. Từ đó quay người, liên hợp một đám võ tướng thần minh, cùng Lý Bắc Hùng bọn người, đối còn lại hơn 100 tôn ưu tiên tộc vũ trụ chỉ chủ, tiến hành vây quét. Tại đối mặt một đám đại hạ thần triều cường giả vây quét dưới, còn lại 100 tôn ưu tiên tộc vũ trụ chỉ chủ, mặc cho hắn như thế nào ngay tại, cuối cùng toàn bộ ngã xuống tại mọi người thủ hạ. Đến tận đây, chạy đến trợ giúp năm đại chí cao, 20 mấy tôn chiến thần, cùng 100 vị vũ trụ chỉ chủ, toàn bộ ngã xuống. Theo ưu tiên nhất tộc 6000 nước đại quân, bị vô số đại hạ con dân cùng thập đại quân đoàn chiến sĩ giết hại hầu như không còn, trận đại chiến này, cuối cùng lấy đại hạ toàn thắng hạ màn. Ngay tại đại hạ thần triều bên này đại chiến vừa kết thúc lúc, tại Hoa Hạ vũ trụ tỉnh tế hạm đội trong đại quân, một tên mỹ lệ lục dục thiên sứ vội vã đi tiến phòng họp, đối với chủ tọa phía trên khải toa nữ hoàng, Lâm Linh lấy Hoa Hạ đại quân chấp trưởng giả một trong Nhậm Vô Lý, mở miệng nói: "Nữ hoàng, Lâm đại nhân, Nhậm lão, chúng ta trả đến. Ưu tiên nhất tộc chỗ lấy sẽ ngưng chiến rút quân, là bởi vì tại ưu tiên nhất tộc tộc địa hậu phương lớn, ưu tiên nhất tộc tao ngộ Thánh Vân vũ trụ đại quân đột tập. Vừa mới chúng ta dò thăm, Thánh Vân vũ trụ chính là đại hạ thần triều làm chủ, đã đánh tới ưu tiên nhất tộc tộc địa cửa nhà." Biết được vị này lục dục thiên sứ dò thăm tin tức, khải toa nữ hoàng, Lâm Linh cùng Nhậm Vô Lý ba người đều là sức sở. Lập tức ba người trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thì ra là thế, không nghĩ tới Tô tiểu tử tại Thánh Vân vũ trụ bố cục đã bắt đầu phát huy tác dụng. Triệt để diệt đi ưu tiên nhất tộc máy bay chiến đấu, đã tới rồi. Nhậm Vô Lý mỉm cười, hiền hòa khuôn mặt, hiện lộ ra một vẻ sắc ý. Ngay sau đó, một cỗ nửa bước tiên đế cảnh tu vi khí tức, theo Nhậm lao trên thân lan tràn ra. Ngay vậy, một bên khải toa nữ hoàng cùng Lâm Linh, cũng không khỏi đến khẽ gật đầu. Khó trách Tiên Vương cùng Tiên Tông lúc ấy không cùng bọn hắn đánh. Nguyên lai là bọn họ hậu phương lớn cũng bốc cháy. Có điều các nàng hai người hiện tại vẫn như cũ có thể cảm ứng được Tiên Vương cùng Tiên Tông hai tôn thiên đế, cũng không hề rời đi chiến trường, quay trở lại trợ giúp. Muốn đến là điều động một bộ phận đứng đầu cường giả trở về trợ giúp. Nghĩ tới đây, khải toa nữ hoàng lập tức đứng dậy, đối với Nhậm Vô Lý nói: "Nhậm lão, đã doanh bố cục cái kia đại hạ thần triều đã xuất thủ,
vậy liền tỏ rõ bọn họ đã đầy đủ cường đại. Ta đề nghị hiện tại lập tức lần nữa phát động đại chiến, tận lực đem Tiên Vương cùng Tiên Tông kiểm chế tại chiến trường. Để Đại Hạ thần triều đại quân công phá ưu tiên tộc chỗ, chờ bọn hắn chạy tới nơi này về sau, chúng ta liền tạo thành tiền hậu giáp kích chi thế, đến lúc đó, Tiên Vương cùng Tiên Tông xuất lĩnh nhánh đại quân này, tất diệt. Chương 903, làm cho người kinh ngạc ưu tiên tộc, canh 4. Nghe vậy, Nhậm Vô Lý khẽ gật đầu, đứng dậy đối với Khải Toa nữ hoàng cùng Lâm Linh nói: "Đã như vậy, vậy liền toàn diện khai chiến đi. Chinh chiến vô tận tuyết nguyệt, chúng ta cũng rất lâu không có về nhà. Tranh thủ sớm một chút diệt ưu tiên nhất tộc, chúng ta sớm một chút về nhà." Tiên Vương cùng Tiên Tông hai đại tiên đế cường giả, liền muốn phiền phức hai vị. Khải Toa nữ hoàng khẽ gật đầu, quay người đối với tại chỗ thiên sứ nhất tộc cường giả, Hoa Hạ nhất tộc chiến sĩ, cùng chư thiên vạn giới vũ trụ cao tầng cường giả, hạ lệnh: "Truyền lệnh liên minh đại quân, toàn quân xuất kích. Theo bản hoàng, diệt ưu tiên nhất tộc." "Vâng." Ưu tiên tộc địa bên ngoài trên chiến trường, đại chiến đã kết thúc, vô số đại hạ con dân, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Kiểm điểm chính mình trong nạp giới ưu tiên tộc cường giả đầu lâu. Bất quá, giờ phút này theo màu vàng kim trùng động bên trong, vẫn như cũ có liên tục không ngừng đại hạ con dân tuôn ra. Nhưng là những thứ này về sau đại hạ con dân, nhìn lấy trên chiến trường mặt mũi tràn đầy hoan hỷ con dân, tức giận đến đấm ngực dậm chân. Bởi vì quá nhiều người, bọn họ tới quá muộn. Mặc dù có đại hạ con dân thêm vào, 6000 vạn ước ưu tiên tộc đại quân bị toàn diệt. Nhưng là, tại vô số đồng bệnh trong thi thể, cũng có một chút đại hạ con dân cùng thập đại quân đoàn chiến sĩ, cùng ma thú vẫn lạc. Kết thúc đại chiến về sau, vô số đại hạ con dân trợ giúp thập đại quân đoàn nhanh chóng thanh lý chiến trường. Sau đó, tại Lý Lạc ra lệnh một tiếng, những thứ này đại hạ các con dân liền lập tức mang lên một đường giải cứu ra, ký kết linh hồn khế ước sinh linh, thông qua mây vạn cái màu vàng kim trùng động, quay trở về đại hạ thần triều. Lập tức, Hoắc Khứ Bệnh, Bạch Khởi, Lý Mục, Vương Tiễn cùng Liêm Pha Ngũ đại chủ soái, xuất linh thập đại quân đoàn, đánh vào ưu tiên nhất tộc tộc địa bên trong. Thế mà, làm đánh vào ưu tiên nhất tộc tộc địa vũ trụ về sau, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh đến. Tại cái này vũ trụ trung ương, lơ lửng một cái so đại hạ thần giới còn bảng lớn gấp 10 lần đại lục vị diện. Cái này to lớn vị diện đều bị tà ác hắc ám chi lực trỗi tràn ngập. Mà tại đại lục này chung quanh còn có 10 cái vị diện đại lục. Chỉ bất quá cái này 10 cái vị diện đại lục cũng không cái gì khí tức tà ác. Ngược lại, Lý Lạc mọi người thông qua ánh mắt pháp nhãn, trông thấy tại chung quanh nơi này 10 cái đại lục ở bên trên, sinh cơ rạng rỡ, mặt đất núi đồi, vạn vật sinh linh, thai nghén trong đó. Cái này 10 cái đại lục cùng trung gian cái này to lớn vị diện hoàn toàn khác biệt. Ở giữa cái này, bị tà ác hắc ám chi lực chỗ tràn ngập trong đại lục, một số còn sót lại ưu tiên tộc cường giả, tựa hồ biết được đại chiến kết quả, chính từng nhóm hướng chung quanh 10 cái đại lục mà đi. Chỉ bất quá nhóm này còn sót lại ưu tiên tộc đại quân, mới ra đến, liền bị dừng ở trong vũ trụ một đám võ tướng thần minh, chém giết hầu như không còn. Bệ hạ, chung quanh 10 cái trong đại lục đều là sinh hoạt ưu tiên nhất tộc tộc nhân. Chỉ bất quá, trên người bọn họ có ít người có cái kia cỗ hắc ám chi lực, có ít người lại không có. Không đúng, mỗi người bọn họ, mỗi cái hài đồng thể nội đều có cái này cỗ tà ác hắc ám chi lực, cũng có phân chia mạnh yếu, chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có thức tỉnh thôi. Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc nói. Nghe vậy, tại chỗ một đám võ tướng thần minh đều là bừng tỉnh đại ngộ lên. Trung quanh cái này 10 cái vị diện chính là cung cấp ưu tiên nhất tộc tộc nhân sinh tồn sinh sôi chỉ địa. Vậy hạ, lúc này Hoắc Khứ Bệnh chờ 5 người nhìn về phía Lý Lạc, bọn họ có ý tứ là tại hỏi thăm Lý Lạc phải chăng đối với 10 cái vị diện phát động công kích, triệt để diệt ưu tiên nhất tộc. Lý Lạc lông mi hơi nhíu, rơi vào trầm tư bên trong. Theo lý mà nói, hắn cần phải triệt để đem ưu tiên nhất tộc chém tận giết tuyệt, chẳng thảo trừ căn mới đúng. Nhưng là đi qua quan sát, Lý Lạc cùng một đám võ tướng thần minh nhóm phát hiện, sinh tồn ở cái này 10 cái vị diện bên trong ưu tiên tộc người, ngoại trừ đã thức tỉnh hắc ám chi lực tộc nhân bên ngoài, còn chưa giác tỉnh cố này hắc ám lực lượng ưu tiên nhất tộc người, lên tới lao nhân, xuống đến hài đồng, đều cùng bọn hắn đại hạ thần triều con dân mở dạng, duy trì thể lương. Mà lại những thứ này tính cách hiền lành ưu tiên tộc người, tu vi đều không cao. Mà sinh hoạt tại cái này 10 cái vị diện bên trong ưu tiên nhất tộc người, cùng sinh tồn ở trong đó vạn vật sinh linh, duy trì một loại hài hòa sinh tồn phương thức. Thông Thiên, ngươi đi bắt một số còn sót lại ưu tiên tộc cường giả, đối nó tiến hành siêu hồn nhìn xem. Đang lúc Lý Lạc do dự lúc, đột nhiên nhớ tới siêu hồn cái này một biện pháp. Lấy bọn họ bây giờ tu vi, tự nhiên có thể ứng phó ưu tiên nhất tộc ở lại đây chút tộc nhân trong đầu cấm chế. Thông Thiên giáo chủ khẽ gật đầu, thân niệm tràn vào trung gian khối này bị hắc ám chi lực chỗ tràn ngập đại lục dũng mãnh lao tới. Lập tức, phát hiện còn lại mấy chục vị người mặc áo giáp ưu tiên tộc cường giả. Ngay sau đó, Thông Thiên giáo chủ cách không một nắm, giấu kín tại trong đại lục hơn 10 vị ưu tiên tộc binh lính, bị Thông Thiên giáo chủ cách không giam cầm lại, trong nháy mắt đem bọn hắn bắt đến trước người. Thông Thiên giáo chủ thần niệm khẽ động, to lớn thần niệm điên cuồng tràn vào cái này hơn 10 vị ưu tiên tộc binh lính trong đầu, nhanh chóng đọc qua trí nhớ của bọn hắn. Về đút chờ ta tộc tộc thủ trở về, ngươi toàn bộ muốn chết. Hơn 10 vị ưu tiên tộc binh lính biết được trí nhớ của mình đang bị Thông Thiên giáo chủ đọc qua, nhịn không được điên cuồng hướng lấy Lý Lạc mọi người giống giận. Thông Thiên giáo chủ đọc qua hết cái này mười mấy tên ưu tiên tộc binh lính trí nhớ về sau, liền thần niệm khẽ động, trực tiếp đem bọn hắn oanh thành xương máu. Lập tức, Thông Thiên giáo chủ cứ vậy mà làm một chút chỗ đọc đến trí nhớ, trong mắt lóe lên lấy một tia kinh ngạc. Một lát sau, Thông Thiên giáo chủ liền hướng Lý Lạc cùng một đám võ tướng thần minh chậm rãi nói tới: "Nguyên lai, tại cái này mười mấy tên ưu tiên tộc binh lính trong trí nhớ, Thông Thiên giáo chủ biết được, chung quanh 10 cái trong đại lục ưu tiên nhất tộc người, đều là ưu tiên nhất tộc tầng dưới chốt nhất chi sắc. Những thứ này tầng dưới chốt nhất ưu tiên tộc người, cũng là ưu tiên nhất tộc căn bản. Tại không có thức tỉnh hắc ám chi lực trước, những thứ này ưu tiên tộc người, tính cách thiện lương.
Nếu những thứ này tộc nhân bên trong có người đã thức tỉnh hắc ám chi lực, ưu tiên nhất tộc cao tầng liền sẽ điều động bọn họ những cường giả này trong bóng tối đem đã thức tỉnh tộc nhân đưa đến cái này trong đó vị diện tiến hành huấn luyện, truyền thụ ưu tiên nhất tộc công pháp và võ kỹ, khiến cho trở thành cường đại chiến sĩ. Bất quá, để Thông Thiên giáo chủ cùng Lý Lạc tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc một điểm là, ưu tiên nhất tộc có cái nghiêm khắc tộc quy, chính là bất luận cái gì thức tỉnh hắc ám chi lực sau tộc nhân cũng không thể trở về hạ tầng tộc nhân sinh tồn đại lục, mà ưu tiên nhất tộc cao tầng càng đem trung gian cái này to lớn vị diện ngụy trang thành tiên giới, cũng đối với cuộc sống tại 10 cái vị diện bên trong hạ tầng tộc nhân che giấu ưu tiên nhất tộc làm hết thảy. Chương 904, 3 lần liên tục triệu hoán, canh năm. Mỗi khi ưu tiên nhất tộc phát hiện hạ tầng tộc nhân bên trong có người thức tỉnh hắc ám chi lực, biến đến lãnh khốc vô tình, tính tình đại biến lúc, trước tới đón đưa ưu tiên tộc cường giả, liền đối với mấy cái này hạ tầng người, tuyên bố hắn bị tiên nhân đoàn phía trên quyết định tiếp dẫn hắn đến tiên giới. Bởi vậy, 10 cái vị diện hạ tầng tộc nhân đều đối cái này cái gọi là tiên giới hướng tới không thôi. Mà lại càng làm cho mọi người không nghĩ tới chính là, cái này 10 cái vị diện ưu tiên tộc người, tựa hồ cũng không biết tại khác vị diện còn có tộc nhân của mình, đều cho là mình chỗ sinh hoạt vị diện chính là thế giới toàn bộ. Tại cái này phía trên chính là trong truyền thuyết tiên giới. Thông Thiên giáo chủ vốn định tra rõ ràng, ưu tiên nhất tộc làm như vậy nguyên nhân đến tột cùng là cái gì. Nhưng là, hắn siêu hồn cái này mười mấy tên ưu tiên tộc cường giả, cũng tại gần 10 vạn năm, theo hạ tầng bị tiếp dẫn tới, đối ưu tiên nhất tộc lịch sử viết cổ, căn bản cũng không rõ ràng. Mà lại bọn họ ở trong tộc địa vị khá thấp, cũng không có khả năng biết hắn hoạch tâm sự tình. Nghe xong Thông Thiên lão tổ mà nói về sau, Lý Lạc cùng một đám võ tướng thần minh đều là rơi vào trầm tư bên trong. Vậy hạ, cái này ưu tiên nhất tộc cách làm, thoạt nhìn như là tại cầm tù hạ tầng những thứ này tộc nhân, nhưng ở thần xem ra, bọn họ đây là tại bảo hộ những thứ này hạ tầng con dân. Lúc này, Như Lai Phật Tổ một bước đứng ra, chậm rãi mở miệng nói. Nghe được Phật Tổ, cái này một đám võ tướng thần minh cũng khẽ gật đầu, đồng ý Phật Tổ thuyết pháp này. Không tệ, nguyên lai ưu tiên nhất tộc cũng không phải chúng ta trong tưởng tượng như vậy, tất cả đều là tà ác ma đầu, tạo thành bọn họ biến đến tà ác nguyên nhân, chính là cái kia cỗ thần bí hắc ám chỉ lực. Chỉ cần tìm hắn ngọn nguồn, đem cỗ này hắc ám chỉ lực ngọn nguồn giết đi, những cái này sinh hoạt tại hạ tầng ưu tiên tộc người liền sẽ không lại thức tỉnh. Hậu Thổ Nương Nương mở miệng nói. Lý Lạc cũng khẽ gật đầu, mở miệng nói, cái này cỗ tà ác hắc ám chỉ lực ngọn nguồn, chỉ sợ liền tại bọn hắn trong miệng tộc thủ trên thân, mà lại sự tình tại không có triệt để làm rõ ràng trước đó, ưu tiên nhất tộc tuyệt đối không thể bỏ qua. Xem ra muốn làm rõ ràng ưu tiên nhất tộc lai lịch, chí ít đều muốn theo vũ trụ chi chủ cấp bậc cường giả vào tay. Những thứ này ưu tiên tộc cao tầng, tất nhiên biết hết thảy. Nghe vậy, mọi người ở đây đều là khẽ gật đầu. Bệ hạ, cái này 10 cái ưu tộc hạ tầng người, nên xử trí như thế nào? Hoắc Khứ Bệnh dò hỏi. Những thứ này hạ tầng ưu tiên nhất tộc người, tu vi không cao, đồng thời đối ưu tiên tộc cao tầng làm hết thảy, đều hoàn toàn không biết gì cả, cái này khiến hắn không biết nên xử trí như thế nào. Nếu là trực tiếp đem cái này 10 cái vị diện ưu tiên tộc người toàn bộ giết đi, vậy bọn hắn cùng ưu tiên nhất tộc tà ác cao tầng cường giả lại có khác biệt gì? Lý Lạc trầm tư một lát, đối với mọi người mở miệng nói, trước tạm thời đem cái này 10 cái mật vệ bắt đầu phong tỏa. Phái 2 đại mật vệ thành viên, trong bóng tối nhìn chằm chằm những thứ này vị diện, một khi những thứ này vị diện bên trong nắm chắc tầng người thức tỉnh hắc ám chỉ lực, liền lập tức trong bóng tối đem đánh giết. Chúng ta cùng ưu tiên nhất tộc đại chiến còn không có thực sự kết thúc. Lý Lạc ánh mắt nhìn ra xa siêu không gian chỗ sâu. Tại phương này không gian giới vực một phương hướng khác, đang không ngừng truyền đến kinh khủng đại đấu ba động. Muốn đến, còn sót lại ưu tiên tộc đại quân cao tầng, đang cùng Hoa Hạ vũ trụ cường giả giao chiến. Vâng. Hoắc Khứ Bệnh lập tức lui xuống đi, an bài 2 đại mật vệ thành viên, đem chúng quanh 10 cái vị diện bắt đầu phong tỏa. Mà Lý Lạc lấy lại tinh thần, bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ mênh mông đại dương màu vàng nóng, từ phía sau dâng lên, ngay sau đó đánh út về phía trung gian mảnh này tràn ngập hắc ám khí tức đại lục. Tại màu vàng kim khí vận chỉ lực cọ rửa xuống, trong đại lục cần chứa khí tức tà ác, bị trực tiếp thanh trừ sạch sẽ. Thanh trừ hết trên phiến đại lục này bên trong, ẩn chứa khí tức tà ác về sau, Lý Lạc vung tay lên, nói: "Chúng ta trước nghỉ ngơi một ngày. Một ngày sau, theo chấm đi trợ giúp minh hữu của chúng ta." Lý Lạc nhìn qua siêu không gian chỗ sâu truyền đến không gian ba động, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ đại hạ thần triều, cái gì thời điểm có đồng minh? Nghe bệ hạ lời này ý tứ, minh hữu của bọn hắn hiện tại tựa hồ đang cùng ưu tiên nhất tộc còn sót lại cường giả giao chiến. Lập tức, mọi người hào hào tán đi, hướng về trung gian trên phiến đại lục này, ưu tiên nhất tộc xảo huyệt mà đi. Nhìn qua mọi người tiến vào trung gian vị diện, Lý Lạc không có theo lấy tiến về, bởi vì hắn giờ phút này có một kiện càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Bên kia là triệu hoán cùng đột phá thiên đế kinh. Tại vừa mới cái kia một trận đại chiến bên trong, bọn họ đại hạ thần triều đại hoạch toàn thắng. Ưu tiên nhất tộc 6000 nước đại quân, 5 tôn nửa bước thiên đế, cùng 120 tôn tu vi khác nhau vũ trụ chỉ chủ, để hắn thu hoạch được một đợt to lớn sát lục giá trị. Đi qua Lý Lạc trong bóng tôi hỏi thăm, hệ thống cho ra đáp án là: hắn cái này sóng, chỗ thu hoạch sát lục giá trị, không chỉ có thể liên tục đủ để gọi 3 lần, hơn nữa còn đầy đủ đột phá thiên đế kinh tầng thứ 11. Cái này có thể đem Lý Lạc sướng đến phát rồ rồi. Lý Lạc quay người biến mất, đi vào thần tướng võ đạo tháp bên trong. Lý Lạc tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, ý thức tiến vào hệ thống bên trong. Nhìn trước mắt một chuỗi dài sát lục giá trị, Lý Lạc kìm nén không được kích động trong lòng. Để cho an toàn, Lý Lạc vẫn là quyết định trước triệu hoán, lại đến đột phá thiên đế kinh tầng thứ 11. Bằng không, trước đột phá thiên đế kinh, vạn nhất hắn bước vào thiên đế cảnh tu vi, cái kia triệu hoán cần thiết sát lục giá trị lại đều sẽ tăng vọt, cực kỳ không có lời. Hệ thống, 3 lần liên tục triệu hoán. Lý Lạc trầm ngâm một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt chư thiên vị diện.
Hắn vừa dứt lời, ba lần triệu hoán cần thiết sát lục giá trị trực tiếp khấu trừ. Ngay sau đó, trước mắt vô số vị diện liền nhanh chóng theo trước mắt lóe qua. Đinh. Ngay sau đó, phong thần vị diện dừng lại tại Lý Lạc trước mặt. Nhìn đến phong thần vị diện, Lý Lạc liền biết đã đoán được muốn triệu hoán đến là người phương nào. Phong thần vị diện bên trong, ngoại trừ thông thiên giáo chủ bên ngoài, đỉnh phong đại lao thì mấy cái kia. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán, Hồng Quân lão tổ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán, Đạo Đức Thiên Tôn. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trông thấy hệ thống chỗ triệu hoán đến ba vị này đại lao, Lý Lạc cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì hắn sớm đã đoán được. Sau đó, Lý Lạc lập tức không kịp chờ đợi xem xét ba người tu vi. Hồng Quân lão tổ, tu vi, Thiên Đế cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cực hạn đại viên mãn. Độ trung thành, 100%. Đạo Đức Thiên Tôn, Thái Thượng lão quân. Tu vi, Thiên Đế cảnh trung kỳ. Độ trung thành, 100%. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên Đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Độ trung thành, 100%. Nhìn đến Hồng Quân lão tổ tu vi, Lý Lạc không khỏi la thất thanh một tiếng, không hổ là Tam Thanh sư phụ a. Thiên Đế cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá để Lý Lạc cảm thấy kinh ngạc là, cực hạn đại viên mãn là cái gì quỷ? Sau đó, Lý Lạc liền hỏi thăm hệ thống. Đinh. Ký chủ, cực hạn đại viên mãn chính là thiên đế cảnh bên trong, trong truyền thuyết cảnh giới cực hạn, truyền thuyết chỉ cần tại thiên đế cảnh bên trong, đột phá này cảnh giới người, có thể có tư cách đăng lâm chí cao chí cường cảnh giới. Nói một cách khác, Hồng Quân lão tổ, thiên đế cảnh bên trong, chiến vô địch thủ. Đồng thời đặt chân cực hạn đại viên mãn chỉ cảnh người, khoảng cách bước ra cảnh giới lớn tiếp theo, cách chỉ một bước. Nghe vậy, Lý Lạc khẽ gật đầu. Lập tức, Lý Lạc ý thức tiến vào hệ thống không gian bên trong. Ba vị lão giả, tay cầm phất trần, xuất hiện tại Lý Lạc trong tầm mắt. Ba người trên thân cũng không cái gì khí tức hiện lộ ra, thật giống như ba tên phổ thông thông lão giả đồng dạng. Tham kiến bệ hạ. Cầm đầu Hồng Quân lão tổ đi đầu, hướng Lý Lạc chắp tay cúi đầu. Bên người Thái Thượng lão quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hướng về Lý Lạc hành lễ, thần sắc cung kính. Chương 905, thập nhất thiên đế, canh thứ nhất. Lý Lạc nhẹ gật đầu, nói: "Đại hạ thần triều, sau này làm phiền hai vị." Bệ hạ yên tâm. Ba người lần nữa chắp tay cúi đầu. Lý Lạc thần niệm khẽ động, hệ thống không gian từ từ mở ra. "Các ngươi ba vị đi ra ngoài trước đi. Chấm còn muốn nơi đây bế quan, muốn đến cũng không bao lâu." Lý Lạc mở miệng nói. Hồng Quân lão tổ khẽ gật đầu, lập tức cùng Thái Thượng lão quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn quay người rời đi hệ thống không gian. Ba người thân hình xuất hiện tại thần tướng võ đạo tháp bên trong, sau đó quay người một bước biến mất tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt, Hồng Quân lão tổ ba người liền xuất hiện thần vũ đạo tháp bên ngoài phù đảo phía trên. Mà ngay trong nháy mắt này, tại ưu tiên nhất tộc tộc vị diện bên trong, đang đứng tại một chỗ trên đỉnh núi Thông Thiên giáo chủ, hình như có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu ngóng nhìn hư không, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Lập tức, hắn thân thể run lên, biến mất tại nguyên chỗ. Qua trong giây lát, Thông Thiên giáo chủ liền hiện thân tại thần tướng võ đạo tháp bên ngoài, nhìn thấy cầm đầu Hồng Quân lão tổ ba người. Sư tôn. Thông Thiên lão tổ hướng Hồng Quân lão tổ chắp tay cúi đầu, đối nó cực kỳ cung kính. Ngoan đồ nhị, ngươi cũng tới. Hồng Quân lão tổ cười nhạt một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Thông Thiên giáo chủ trước kia rất được Hồng Quân lão tổ yêu thương, đối nó cực kỳ chiếu cố, từng tặng cho không ít bảo vật. Tại Hồng Quân lão tổ lúc đi ra, hắn liền cảm ứng được Thông Thiên giáo chủ khí tức. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Hồng Quân lão tổ, cũng cực kỳ vui vẻ. Thế mà nhìn thấy Hồng Quân lão tổ bên người Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc, lại khẽ hừ một tiếng, không sao cả cho Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tốt nhìn. Hiển nhiên, hắn đối trước kia ân oán, còn lòng mang khúc mắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu bất đắc dĩ. Hồng Quân lão tổ nhìn lấy Thông Thiên giáo chủ, mở miệng nói: "Đồ nhi, ngươi cùng ngươi sư huynh ở giữa sự tình, đến bây giờ phương thiên địa này thì xóa bỏ. Chúng ta bây giờ đều là bệ hạ thủ hạ thần tử, nên vì bệ hạ suy nghĩ, vì ta đại hạ suy nghĩ mới là. Các không thể đấu tranh nội bộ, các ngươi sư huynh ba người nên đoàn kết mới là." Thông Thiên giáo chủ ba người hơi sững sờ, lập tức chắp tay nói: "Đúng, đệ tử cần tuân dạy bảo." Hồng Quân lão tổ thỏa mãn khẽ gật đầu, nhìn về phía thần tướng võ đạo tháp, mở miệng nói: "Tháp này bên trong thời gian lưu tốc cùng ngoại giới không giống nhau. Bệ hạ bây giờ tại trong tháp bế quan, một lát còn ra không được. Thông Thiên, ngươi mang vi sư cùng ngươi hai vị sư huynh đi gặp một lần các vị đồng liêu như thế nào?" "Đúng, sư tôn." Lập tức, Hồng Quân lão tổ mấy người bước ra một bước, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, thần tướng võ đạo tháp bên trong, Lý Lạc ngồi xếp bằng, ý thức tiến vào hệ thống bên trong. "Hệ thống, tiêu hao tất cả sát lục giá trị, đột phá Thiên Đế kinh tầng thứ 11." Lý Lạc trong lòng trầm ngâm một tiếng. "Đinh. Thiên Đế kinh tầng thứ 11, đột phá thành công." Hệ thống thanh âm nhắc nhở, theo Lý Lạc trong đầu vang lên. Ngay sau đó, Thiên Đế kinh tầng thứ 11 pháp quyết, Lý Lạc trong nháy mắt tự thông. "Oanh." Lý Lạc đồng tử đột nhiên co lại, vội vàng vận chuyển Thiên Đế kinh, phát hiện mình luyện hóa hấp thụ thiên địa linh khí tốc độ so trước đó nhanh gần nhiều gấp 10. Bây giờ, Lý Lạc có thể tại ngắn ngủi nửa cái hô hấp ở giữa, đem Thánh Vân vũ trụ thiên địa linh khí rút phá trống không. Cực kỳ lợi hại Thiên Đế kinh a. Lý Lạc nhịn không được thán phục một tiếng. "Ông." Ngay tại Lý Lạc kinh thiên Thiên Đế kinh thời điểm, Thiên Đế kinh từ trên người hắn cực nhanh mà ra, lơ lửng tại trước người hắn. Thiên Đế kinh tách ra chói mắt màu vàng kim quang mang, ngay sau đó nhanh chóng lật động. Thiên Đế kinh vừa đến tầng thứ 11 pháp quyết, hóa làm một cái màu vàng kim tự phụ, hướng Thiên Đế kinh bên trong nhảy ra. Ngay sau đó, những thứ này màu vàng kim tự phụ, tại Lý Lạc kinh hãi dưới ánh mắt, hội tụ ở cùng nhau, hình thành một cái năng lượng màu vàng nóng quang cầu. "Ông." Cái này đoàn năng lượng quang cầu, tại hình thành trong tích tắc, tách ra khí tức kinh khủng. Lý Lạc hít sâu một cái hơi lạnh. Trước mắt cái này đoàn ánh sáng bóng ẩn chứa khủng bố năng lượng khí tức, hắn chỉ ở Thông Thiên giáo chủ trên thân từng cảm ứng thấy. Thế mà, không đợi Lý Lạc lấy lại tinh thần lúc, cái này đoàn năng lượng màu vàng nóng quang cầu, trong nháy mắt bắn về phía Lý Lạc,
dung nhập Lý Lạc thể nội. Lý Lạc đột nhiên sững sờ, ngay sau đó tầm mắt của mình cùng ý thức bắt đầu biến đến mơ hồ. Thời gian dần trôi qua, trước mắt võ đạo tháp tiểu thế giới đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Lạc ánh mắt ngưng tụ, nhóm lực điều động chính mình thân niệm, trước mắt mơ hồ cái này mới dần dần rõ ràng. Giờ phút này, Lý Lạc trước mắt chính là một mảnh màu vàng kim không gian. Đang lúc Lý Lạc ngắm nhìn bốn phía lúc, ông tràn ngập tại mảnh không gian này màu vàng kim khí tức, điên cuồng tụ lại. Đây là? Lý Lạc hơi kinh hãi, bởi vì điên cuồng hội tụ khí tức, tại trước người hắn ngưng tụ ra 11 bóng người. Một lát sau, cái này 11 bóng người dần dần rõ ràng, biên ảo thành 11 vị diện cho anh tuấn nam tử. Nhìn đến người cầm đầu, Lý Lạc khẽ miệng hơi hơi rồng lên, lộ ra một vệt ý cười. Bởi vì trước mắt cầm đầu tên nam tử này, chính là toàn thân quanh quần năm màu thần hỏa hoa hạ vũ trụ đứng đầu cường giả, Viêm Đế. Ha ha, không tệ, người rốt cục đem Thiên Đế kinh tăng lên tới tầng thứ 11. Tự giới thiệu mình một chút, Hoa Hạ vũ trụ, Viêm Đế, Tô Doanh. Tô Doanh tiến lên một bước, đối với Lý Lạc nết miệng cười nói. Lý Lạc cũng mỉm cười nói, Thánh Vân vũ trụ, Đại Hạ thần triều, Lý Lạc. Không biết cái này các vị tiền bối là? Lý Lạc nhìn về phía Tô Doanh bên người 10 người, có chút hiếu kỳ lên, trong đó có mấy người cho hắn một loại phá lệ cảm giác quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. Hắc hắc, tiểu tử, bản tọa chính là Chư Thiên Vạn Giới vũ trụ, Thiên Cung chi chủ, Lâm Vân. Tiểu tử, ta thí thần trấn ma quyền, dễ dùng không? Lâm Vân tay cầm bầu rượu, tiến lên một bước, đối với Lý Lạc trêu ghẹo nói. Nghe được Lâm Vân, Lý Lạc trong nháy mắt hoảng sợ nói, nguyên lai ngươi chính là sáng tạo thí thần trấn ma quyền tiền bối. Thí thần trấn ma quyền chính là hắn đột phá Thiên Đế kinh lúc học được thần kỹ. Kinh Lâm Vân tiểu nói này, Lý Lạc không khỏi nhìn về phía mấy người khác, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ tới. Lý Lạc rốt cuộc biết, mấy người bọn họ bên trong, vì sao có ít người sẽ cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Hắn tại Thiên Đế kinh bên trong học được mỗi một hạng thần kỹ, chính là những người này sáng tạo. Chỉ bất quá hắn tại Thiên Đế kinh bên trong học tập thần kỹ thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ thân ảnh mơ hồ. Khó trách bây giờ mấy người kia cùng hắn một loại như thế cảm giác quen thuộc. Cầm đầu Viêm Đế cười nhạt một tiếng, vì Lý Lạc giới thiệu đứng ở bên cạnh hắn tám vị người mặc chiến giáp nam tử, nói: "Cái này tám vị chính là ta Hoa Hạ vũ trụ lão tổ, Càn Khôn vô cực, Thiên Địa nhất tuyệt." Tô Doanh vừa dứt lời, cầm đầu một tên anh tuấn nam tử, có một thanh chiến đao, bước ra một bước, nhìn về phía Lý Lạc, cười nhạt một cái nói: "Ta gọi Càn, ta độc ảnh phân thân, ngươi học được kiểu gì?" Nói xong, Càn thần niệm khẽ động, phía sau hắn cái bóng lập tức phân hóa ra một bộ cùng hắn đồng dạng tu vi phân thân. Nguyên lai độc ảnh phân thân là tiền bối sáng tạo. Lý Lạc đồng tử hơi nhíu co lại, đối với Càn chắp tay, khắp khuôn mặt là bội phục chi sắc. Chương 906, giới tổ cảnh, canh thứ 2. Hắn không nghĩ tới trước mắt Càn, cũng là độc ảnh phân thân cái này nghịch thiên kỹ năng người khai sáng. Có thể sáng tạo ra như thế nghịch thiên thần kỹ, đủ để thấy đến vị này Càn tiền bối đến tuột cùng đến cỡ nào nghịch thiên. Sau đó, còn lại Hoa Hạ 7 đại lão tổ cũng phân biệt hướng Lý Lạc tự giới thiệu mình. Trong đó, Lý Lạc sở học Chấn Thiên Quyền, Kiếm Hà Tinh Trảm, phân biệt học được từ Thiên, Tuyệt cùng Lạc Nhất ba đại lão tổ. Lạc Nhất chính là thiên địa nhất tuyệt bên trong nhất. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Lâm Vân cùng mấy vị này Hoa Hạ vũ trụ lão tổ chính là Lý Lạc sư phụ. Lý Lạc đối với mấy người lần nữa chắp tay. Giới thiệu xong bát đại Hoa Hạ lão tổ, Viêm Đế lại nhìn về phía bên người hai người, nói: "Lâm Vân ngươi biết, ngươi thí thần trấn ma quyền chính là hắn lưu lại. Mà vị này, tên là Quý Hạ, là ta hảo bằng hữu. Đồng thời, hắn cùng ta còn có ngươi một dạng, đều là hệ thống sở hữu giả, đồng thời chúng ta đều là thuộc về khác biệt thời không song song địa cầu Hoa Hạ người." Nghe thấy Viêm Đế, Lý Lạc đột nhiên kinh hãi, nhìn về phía Viêm Đế cùng bên cạnh hắn tên là Quý Hạ tên nam tử này, tràn đầy thật không thể tin. Hắn không nghĩ tới Viêm Đế cùng vị này Quý Hạ, thế mà giống như hắn, người mang hệ thống. Nhìn thấy Lý Lạc vẻ giật mình, Quý Hạ cười nhạt một tiếng nói: "Không có gì tốt kinh ngạc. Ngươi cùng U Tiên nhất tộc liên hệ, chắc hẳn bọn họ cũng biết ngươi là hệ thống sở hữu giả a. Chúng ta cũng giống vậy, mà lại ta cùng Viêm Đế bọn họ ngang dọc vô số thứ nguyên thời không, cũng nhìn được một số hệ thống sở hữu giả." Nghe vậy, Lý Lạc khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Viêm Đế. Lúc này, trong lòng của hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm Viêm Đế. Mà Viêm Đế cũng tựa hồ nhìn ra cái gì, vừa muốn mở miệng, bên người Thiên Cung chỉ chủ Lâm Vân lại mở miệng nói: "Viêm Đế, Lý Lạc như thế mới đi đến tầng thứ 11, hắn mới vũ trụ thứ 20 cảnh, chúng ta chỉ sợ phải xong đời. Về thời gian đã không kịp." Nghe vậy, Lý Lạc hơi sững sờ, nhìn về phía Lâm Vân dò hỏi: "Lâm tiền bối, cái gì không còn kịp rồi?" Lâm Vân uống một ngụm rượu, nhìn lấy Lý Lạc hồi đáp: "Dựa theo Viêm Đế bố cục, ngươi lúc này thời điểm tu luyện tới Thiên Đế cảnh tầng thứ 11, liền có thể hấp thu chúng ta 11 người lưu tại nơi này Thiên Đế cảnh cảm ngộ, từ đó thuận lợi để ngươi đột phá Thiên Đế cảnh. Ngươi đột phá Thiên Đế cảnh về sau, còn có một đoạn thời gian rất dài có thể trưởng thành, trùng kích Thiên Đế cảnh cảnh giới tiếp theo, giới tổ cảnh. Một khi ngươi đột phá giới tổ cảnh, vậy chúng ta 11 người liên thủ trấn áp Vũ Tiên nhất tộc tộc thủ, liền do ngươi đến chém giết. Chỉ bất quá chúng ta nghìn tính và tính, lại còn đánh giá thấp Vũ Tiên tộc bài thiên phú. Vũ Tiên nhất tộc tộc thủ, chúng ta năm đó đem phong ấn thời điểm, hắn cũng đã là nửa bước giới tổ cảnh tu vi. Vũ Tiên nhất tộc tộc thủ, Tiên Am Thiên, dã tâm cực lớn, từng xuất lĩnh lấy Vũ Tiên tộc đại quân, xâm chiếm vô số thứ nguyên vị diện. Bây giờ, Tiên Am Thiên tựa hồ sắp đột phá đến giới tổ cảnh, một khi hắn đột phá giới tổ cảnh, đem tránh thoát chúng ta phong ấn, đến lúc đó phóng nhãn vô tận không gian giới vực, đều không có người nào là đối thủ của hắn." Lâm Vân tiếng nói vừa ra, Lý Lạc phát hiện tại chỗ 10 người, trên mặt hiện lên một vệt vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ là Lý Lạc cùng mọi người không có phát hiện, tại Lâm Vân nói về Tiên Ám Thiên sắp đột phá giới tổ cảnh lúc, Viêm Đế thâm thúy trong mắt, lóe qua một luồng khác quan mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Nghe xong Lâm Vân, Lý Lạc biết hai chuyện, một là Thiên Đế cảnh về sau cảnh giới, là giới tổ cảnh. Hai là, ưu tiên nhất tộc tộc thủ,
tên là Tiên Ám Thiên, bây giờ bị trước mắt cái này 11 vị thiên đế liên thủ phong ấn. Đồng thời, Tiên Ám Thiên tựa hồ lập tức liền muốn đột phá tới giới tổ cảnh, theo trong phong ấn thoát khốn. Hơn nữa nhìn mọi người dáng vẻ, thì coi như bọn họ 11 vị thiên đế liên thủ, cũng không phải Tiên Ám Thiên đối thủ. Càng làm cho Lý Lạc đều cảm thấy khiếp sợ là, thì liền Viêm Đế cùng Quý Hạ hai người cũng không được. Bọn hắn hai người thế nhưng là giống như hắn, chính là hệ thống sở hữu giả a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Lạc không khỏi trầm giọng nói. Viêm Đế đối với bên người 10 vị thiên đế, mở miệng nói: "Để cho ta tới giải thích đi. Các ngươi chuyên tâm ra chỉ phong ấn." Lâm Vân một đám khẽ gật đầu, thân hình dần dần làm nhạt, biến thành 10 đám tản ra cường đại lực lượng trùng sáng, đồng thời phóng thích ra một cỗ đặc biệt thần vận. Cái này 10 vầng sáng, chính là bọn họ lưu cho Lý Lạc thiên đế cảm ngộ, làm cho Lý Lạc cực đại thiếu đi đường quanh co, đồng thời giúp đỡ đột phá thiên đế cảnh tu vi. Mà Viêm Đế cũng biết, coi như không cần bọn họ tương trợ, Lý Lạc mượn nhờ tự thân hệ thống, cũng có thể đột phá thiên đế cảnh tu vi, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. 10 vị thiên đế biến mất về sau, Viêm Đế nhìn lấy Lý Lạc, cười nhạt một tiếng, liền đem hắn cho bố trí cục hết thảy, giải thích cho Lý Lạc nghe. Tại Viêm Đế giải thích bên trong, Lý Lạc biết được, Viêm Đế cùng 10 đại lão tổ đều là xuất từ Hoa Hạ vũ trụ, mà Lâm Vân cùng Quý Hạ hai người thì phân biệt xuất từ Chư Thiên Vạn Giới vũ trụ cùng Đại Thiên vũ trụ. Hoa Hạ vũ trụ, Chư Thiên Vạn Giới vũ trụ cùng Đại Thiên vũ trụ đều là tại cùng một cái siêu không gian giới vực bên trong. Đồng thời bọn họ vũ trụ chỗ cái kia mảnh siêu không gian giới vực, so với bọn họ Thánh Vân vũ trụ chỗ thượng thương giới vực không gian, chính là một cái sơ đẳng không gian vũ trụ. Thượng thương giới vực thuộc về cao đẳng siêu không gian giới vực. Bất quá, Viêm Đế bọn họ chỗ cái kia siêu không gian giới vực, chính là bởi vì ra bọn họ 11 tôn thiên đế cảnh cường giả, cũng tấn thăng trở thành cao đẳng siêu không gian giới vực. Nghe đến đó, Lý Lạc nhịn không được mở miệng nói: "Cao đẳng siêu không gian cùng sơ đẳng siêu không gian khác nhau ở chỗ nào a?" Viêm Đế cười nhạt một tiếng, hồi đáp: "Đương nhiên là có khác nhau. Khác biệt lớn nhất cũng là ở trên cảnh giới khác nhau. Năm đó chúng ta chỗ cái kia siêu không gian giới vực, vũ trụ chi chủ cảnh hết thảy có 25 cái cảnh giới nhỏ, mà các ngươi thượng thương giới vực không gian chỉ có 20 cái tiểu cảnh giới. Chúng ta muốn tu luyện nói thứ 25 cảnh tầng thứ, mới có thể so với vai các ngươi 20 cảnh cấp bậc tồn tại. Đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai chính là cao đẳng siêu không gian, đột phá thiên đế cảnh cường giả, cũng càng vì cái gì đơn giản, ẩn chứa các loại pháp tắc cùng thiên đạo, cũng đối lập hoàn thiện, trùng kích càng cao tầng thứ tỷ lệ cũng so sơ đẳng siêu không gian giới vực phải lớn. Mà lại, siêu không gian giới vực cũng có thể chịu đựng lấy thiên đế cảnh cấp bậc cường giả chiến đấu." Nghe xong Viêm Đế giải thích, Lý Lạc Minh Ngộ gật gật đầu, lập tức không lại chen vào nói, chăm chú nghe Viêm Đế nói tới. Năm đó ở Viêm Đế 11 người, còn chưa tấn thăng thiên đế cảnh cường giả lúc, Hoa Hạ vũ trụ bát đại lão tộc kết bạn mà đi, rời đi bọn họ chỗ cái kia mảnh siêu không gian giới vực, đi ra sông sáo. Tại tám đại lão tổ sông sáo trên đường, ngoài ý muốn đi vào thượng thương giới vực không gian. Phát hiện thượng thương giới vực không gian, chính tao ngộ ưu tiên nhất tộc xâm lấn. Chương 907, nguyên do, canh 3. Sau đó, bát đại Hoa Hạ lão tổ gia nhập đến từ mỗi cái vũ trụ liên minh đại quân, trợ bọn họ chống cự ưu tiên nhất tộc xâm lấn. Thời điểm đó ưu tiên nhất tộc, thiên đế cảnh tu vi cường giả, khoảng chừng mười mấy tôn chi nhiều, mà đang trợ giúp rất nhiều vũ trụ, cộng đồng đối kháng ưu tiên nhất tộc đại chiến bên trong, Hoa Hạ tám đại lão tổ, nương tựa theo thiên phú kinh người, tại đại chiến bên trong liên tiếp đột phá thiên đế cảnh. Thời điểm đó thượng thương giới vực không gian, thân là cao đẳng không gian, tự nhiên cũng có mấy cái tôn thuộc về thượng thương giới vực không gian đản sinh thiên đế cảnh cường giả. Tại tám đại lão tổ đột phá thiên đế cảnh về sau, liên liên cùng thượng thương giới vực không gian mấy cái tôn thiên đế cảnh cường giả, đối ưu tiên nhất tộc, khởi xướng đại chiến. Tại đại chiến kịch liệt bên trong, thượng thương giới vực không gian vô số đại hình vũ trụ bị đánh nát. Trận đại chiến kia, vũ trụ chi chủ đều là con kiến hôi, thì liền thiên đế cảnh cường giả cũng muốn đẫm máu vẫn lạc. Cuối cùng, thượng thương giới vực không gian đạn sinh vũ trụ chi chủ cùng mấy cái tôn thiên đế cảnh cường giả toàn bộ ngã xuống. Bởi vậy, thượng thương giới vực cái này cao đẳng siêu không gian thực lực cũng trực tiếp rớt xuống ngàn trượng. Hoa Hạ vũ trụ tám đại lão tổ cũng chịu thương tổn bỏ chạy, quay trở về Hoa Hạ vũ trụ sở thuộc cái kia siêu không gian vị diện. Tuy nhiên trận đại chiến kia, Hoa Hạ tám đại lão tổ bị thương mà chạy, thượng thương giới vực không gian chiến bại. Nhưng ưu tiên nhất tộc cũng tổn thất nặng nề. Ưu tiên nhất tộc mười mấy tôn thiên đế cảnh cường giả, đem gần một nửa thiên đế vẫn lạc đại giới. Mà vũ trụ chỉ chủ cấp bậc cường giả, càng là vẫn lạc mấy trăm vị nhiều. Cuối cùng, kinh động tộc thủ Tiên Ám Thiên, cùng đếm tôn ưu tiên tộc lâu năm thiên đế cảnh cường giả, lúc này mới đem thượng thương giới vực chủ lực thiên đế giết đi, đồng thời còn trọng thương Hoa Hạ tám đại lão tổ. Nhưng may mắn chính là, Hoa Hạ vũ trụ tám đại lão tổ, át chủ bài khá nhiều, đồng thời bọn họ tân thăng vũ trụ chỉ chủ lúc, cũng là thiên đạo hiến tế, bởi vậy đều có chính mình vũ trụ. Càng may mắn chính là, bát đại Hoa Hạ lão tổ vũ trụ đều không thuộc về thượng thương giới vực mảnh không gian này, bởi vậy thành công bỏ chạy. Trốn về đến Hoa Hạ tám đại lão tổ, đúng lúc bắt kịp Viêm Đế, Lâm Vân cùng Quý Hạ ba người, cũng đột phá thiên đế cảnh tu vi. Bởi vậy, tám đại lão tổ đem ưu tiên nhất tộc sự tình, cáo chỉ Viêm Đế ba người sau. Không chịu cô đơn Viêm Đế ba người, liền ngay cả cùng trốn về đến tám đại lão tổ, mang lên mỗi người vũ trụ cường giả, giết đến tận thượng thương giới vực. Trước khi đến thượng thương giới vực trên đường, đại quân cũng gặp phải ngay tại xâm lấn cái khác giới vực ưu tiên tộc đại quân. Bởi vậy, Viêm Đế chờ 11 tôn thiên đế, xuất lĩnh lấy vô số đại quân, một đường giết đến tận thượng thương giới vực mảnh không gian này. Bởi vì Viêm Đế cùng vị kia Quý Hạ, người mang hệ thống, bởi vậy tại một đường giết đi lên trên đường, hai người cảnh giới một đường tăng vọt. Viêm Đế là cái thứ nhất đột phá thiên đế cực hạn đại viên mãn cảnh giới thiên đế. Đến thượng thương về sau, Viêm Đế chờ 11 vị thiên đế, xuất lĩnh mỗi người vũ trụ đại quân, cùng vô số cường giả, cùng ưu tiên nhất tộc triển khai một trận xưa nay chưa từng có đại chiến. Chỉ bất quá tại trận đại chiến này trước giờ, Viêm Đế liền cảm ứng được ưu tiên nhất tộc bên trong,
có một cố lệnh hắn cũng không chi tâm rung động lực lượng đang nổi lên lấy. Bởi vậy, Viêm Đế không tiếc tiêu hao tự thân bản nguyên, thôi diễn tương lai vận mệnh. Tại thôi diễn trên đường, Viêm Đế nhìn liếc qua một chút, thấy được tại Vô Tận Tuế Nguyệt sau tương lai, tất cả siêu không gian giới vực bao phủ tại một mảnh bóng tối vô tận bên trong. Bởi vậy, Viêm Đế đoán được bọn họ cùng U Tiên nhất tộc đại chiến, bọn họ cuối cùng rồi sẽ quyết chiến bại. Vì thế, Viêm Đế dự định thay đổi tương lai vận mệnh, dự định bố cục tương lai, chế tạo một tôn tương lai có thể giải quyết triệt để U Tiên nhất tộc cường giả. Đang lúc Viêm Đế đau đầu nên như thế nào bố cục lúc, trong cơ thể hắn hệ thống có cảm ứng. Viêm Đế tại thể nội hệ thống chỉ dẫn dưới, đi vào một mảnh xa lạ giới vực. Viêm Đế phát hiện cái này giới vực là một cái đồng hành giới vực thời không. Mà tại thể nội hệ thống chỉ dẫn dưới, Viêm Đế đi tới nơi này mảnh giới vực không gian cái nào đó vũ trụ. Càng làm cho Viêm Đế kinh ngạc chính là, cái này vũ trụ bên trong, thế mà cũng tồn tại một cái đồng hành địa cầu. Cái này trên địa cầu văn minh, không hề giống bọn họ Hoa Hạ vũ trụ địa cầu văn minh tân tiên như vậy. Cái này địa cầu nhân loại văn minh, còn dừng lại tại thăm dò địa cầu xung quanh tỉnh cầu trình độ khoa học kỹ thuật. Viêm Đế đến địa cầu bên ngoài sau, phát hiện một cỗ vô hình cường đại lực lượng bao vây lấy một cái ngủ say linh hồn, chính cực nhanh rời đi địa cầu, hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ mà đi. Bao khỏa đạo này linh hồn lực lượng, không nhìn hết thảy, thì liền Viêm Đế cũng theo đó run sợ. Cỗ lực lượng này chính là hắn quen thuộc hệ thống, mà bị hệ thống bao khỏa linh hồn chính là Lý Lạc linh hồn. Bởi vậy, Viêm Đế lập tức liền ý thức được, thần bí hệ thống chính mang theo Lý Lạc linh hồn làm xuyên việt. Sau đó, Viêm Đế lúc này thì lựa chọn ngay tại xuyên việt Lý Lạc. Viêm Đế sử dụng tự thân thể nội lực lượng, đối chính mang theo Lý Lạc xuyên việt hệ thống lực lượng, tiến hành cưỡng chế tính áp chế. Đồng thời, vì bố cục thành công, Viêm Đế tại Lý Lạc triệu hoán hệ thống rằng có thời điểm, còn thông chi người mang hệ thống quý hạ. Cuối cùng, tại hai đại hệ thống áp chế xuống, Lý Lạc hệ thống bị áp chế lại. Viêm Đế động sử dụng thủ đoạn, đem Lý Lạc linh hồn cùng hệ thống dẫn tới thượng thương giới vực, cũng chọn chúng Thánh Vân vũ trụ, đem Lý Lạc linh hồn đầu nhập trong đó, để hắn luân hồi chuyển thế. Mà lại trước đó, Viêm Đế liên hợp quý hạ, Lâm Vân cùng Bát Đại Hoa Hạ lão tổ, cộng đồng sáng tạo ra Thiên Đế Kinh. Viêm Đế thông qua trong cơ thể mình hệ thống, đem Thiên Đế Kinh để vào Lý Lạc vạn giới triệu hoán hệ thống bên trong. Bởi vậy, Lý Lạc năm đó ở triệu hoán lúc, trong lúc vô tình đem Thiên Đế Kinh triệu hoán mà ra. Đang bố trí tốt hết thể về sau, Viêm Đế liền phong ấn chặt vũ trụ thiên đạo, phòng ngừa hắn bị ưu tiên nhất tộc cường giả cưỡng ép rút ra luyện hóa. Đồng thời, tại Thánh Linh Đại Lục phía trên, lưu lại chính mình năm đại chí cao chỉ đạo một trong sinh mệnh bản nguyên. Bởi vì hắn sớm đã tính tới, Lý Lạc nhất định sẽ tới đến Thánh Linh Đại Lục. Bố cục hết thể về sau, Viêm Đế liền cái khác 10 vị thiên đế, xuất tính lấy vô số cường giả, cùng ưu tiên nhất tộc triển khai đại chiến. Trận chiến kia, ưu tiên nhất tộc thiên đế cảnh cường giả, cơ hồ toàn bộ bị chém giết hầu như không còn. Bởi vì Viêm Đế tu vi thực sự quá cường đại, tại hắn chém giết hết tất cả ưu tiên tộc thiên đế lúc, ưu tiên tộc bài Tiên Ám Thiên bị ép xuất quan. Thế mà, khiến Viêm Đế bọn người không nghĩ tới chính là, Tiên Ám Thiên tu vi đột phá đến nửa bước giới tổ cảnh. Dù là Tiên Ám Thiên chỉ là nửa chân đạp đến vào cảnh giới này, Viêm Đế cùng cái khác 10 đại thiên đế liên thủ, vẫn như cũ không phải hắn đối thủ. Rơi vào đường cùng, Viêm Đế cùng Quý Hạ hai người, mượn nhờ các tử trong cơ thể nộ hệ thống, bày ra một cái đại trận, cưỡng ép đem Tiên Ám Thiên phong ấn tại siêu thời không không gian hắc động. Mà tại Tiên Ám Thiên bị phong ấn trước, vì ưu tiên nhất tộc không bị đuổi tận giết tuyệt, sau đó cưỡng ép đem còn lại ưu tiên nhất tộc cường giả phong ấn tại tộc địa bên trong. Mà Viêm Đế cùng 10 tôn thiên đế, cũng theo Tiên Ám Thiên bị phong ấn, lưu tại siêu thời không không gian hắc động bên trong trấn thủ. Những năm gần đây, bọn họ vẫn luôn tại lấy tự thân lực lượng, ra chỉ lấy phong ấn. Chương 908, tương trợ Lý Lạc, canh 4. Mà ưu tiên nhất tộc cũng ở trong trận đại chiến đó, nhận lấy trước nay chưa có trọng thương. Vẫn lạc tại Lý Lạc đám người trong tay ưu tiên nhất tộc chí cao, trăm vị chiến thần đều là thượng cổ thời đại may mắn còn sống sót cường giả, thay vẫn lạc rơi cường giả vị trí. Mà Viêm Đế cùng 10 vị thiên đế dưới trướng cường giả đại quân, cũng nguyên khí đại thương, có chút lớn quân rời đi thượng thương giới vực, trở về chính mình vũ trụ tu dưỡng. Mà Hoa Hạ vũ trụ hạm đội, tổn thất tương đối nhỏ, bởi vậy lưu tại nơi này giám thị lấy ưu tiên nhất tộc. Đồng thời cũng dựa theo Viêm Đế nhắc nhở, trong bóng tối thủ hộ lấy Thánh Vân vũ trụ. Nghe xong Viêm Đế giải thích, Lý Lạc tiêu hóa rất lâu, rốt cục cái này mới tỉnh hồn lại. Khó trách hắn hệ thống tại mở ra trước, lọa đỉnh thật lâu. Nếu không phải hắn hệ thống năm đó lọa đỉnh thành công, hắn còn không có ý định để cha của hắn tạo phản. Nguyên lai hắn trước đó hệ thống chậm chạp không có lọa đỉnh hoàn tất nguyên nhân, hôm nay rốt cuộc tìm được. Tuy nhiên hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của ta quy tích tại đi. Nhưng là, ta lại xem thường Tiên Ám Thiên bản sự. Vốn cho là đem hắn phong ấn tại thời không không gian hắc động, ngăn cách hết thảy, hắn liền không đột phá nổi sau cùng nửa bước. Không nghĩ tới ta tính sai. Tiên Ám Thiên không bao lâu, liền sẽ đột phá tới giới tổ cảnh. Lý Lạc, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Viêm Đế một mặt nghiêm túc nhìn lấy Lý Lạc, mở miệng nói. Lý Lạc hơi sững sờ, rơi vào trầm tư bên trong, bất quá vừa nghĩ tới hắn là triệu hoán hệ thống, trong lòng sầu lo trong nháy mắt tan thành mây khói, đối với Viêm Đế giải thích nói. Viêm Đế, ta hệ thống là triệu hoán hệ thống. Bây giờ ta đã đem Hồng Quân lão tổ cùng Tam Thanh đều triệu hoán đến đây. Hồng Quân lão tổ tu vi chính là Thiên Đế cảnh đỉnh phong, cực hạn đại viên mãn. Chỉ cần ta lại thu hoạch một nhóm sát lục giá trị, muốn đến liền có thể triệu hoán đến càng cường đại hơn Hoa Hạ thần minh đến đây. Một khi ta tấn thăng Thiên Đế, triệu hoán tới nhân vật tu vi, hẳn là giới tổ cảnh tu vi. Bởi vậy, dù là cái kia Tiên Ám Thiên đột phá giới tổ cảnh lại như thế nào, chấm tự có biện pháp trừng trị hắn. Dù là không cần triệu hoán, chỉ cần có đầy đủ nhiều sát lục giá trị, chấm liền có thể trong nháy mắt tấn thăng giới tổ cảnh. Một dạng có thể chém giết hắn. Nghe được Lý Lạc, Viêm Đế hơi kinh hãi, có chút cả kinh nói: "Ngươi sát lục giá trị như thế nào thu hồi được? Là thông qua làm hệ thống nhiệm vụ a?" Lý Lạc mỉm cười, lắc đầu nói: "Không, ta hệ thống sát lục giá trị thu hoạch đường lối rất đơn giản,
cũng là chém giết ẩn chứa sinh mệnh sinh linh tức có thể đạt được. Chém giết sinh linh, tu vi càng cao, đạt được sát lục giá trị thì càng nhiều. Thì ra là thế. Ta cùng Quý Hạ hệ thống đều thuộc về nhiệm vụ hình hệ thống, chỉ có hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mới có thể thu được khen thưởng, từ đó thăng cấp nhanh chóng. Cái này vô số tuế nguyệt đến nay, ta cùng Quý Hạ đều không thể làm nhiệm vụ, nhưng bằng vào chúng ta tự thân thiên phú, cũng đụng chạm đến nửa bước giới tổ cảnh một môn hạng, nhưng muốn bước vào cái này nửa bước, dựa vào mình, cũng phải hao phí không ít tuế nguyệt, về thời gian căn bản là không kịp. Bất quá có ngươi tại, ta rốt cục có thể yên tâm. Viêm Đế cười nhạt một cái nói. Vừa dứt lời, Viêm Đế liền nhẹ nhàng vung lên, trung quanh 10 đám ẩn chứa thiên đế ý cảnh quan mang, bao hàm lực lượng kinh người, bay tới Lý Lạc trước người. Viêm Đế thật sâu nhìn Lý Lạc liếc một chút, nói: "Lý Lạc, tuy nhiên ngươi không cần trợ giúp của chúng ta, cũng có thể tấn thăng thiên đế cảnh, nhưng có trợ giúp của chúng ta, có thể giúp ngươi tiết kiệm một bộ phận sát lục giá trị. Ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, bản đế tin tưởng ngươi, tương lai nhất định có thể giải quyết triệt để ưu tiên nhất tộc tai họa." Viêm Đế trong mắt lóe lên một luồng khác quan mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức, Viêm Đế bóng người dần dần làm nhạt, biến thành một đoàn ẩn chứa thiên đế ý cảnh trùng sáng, đồng bình đến Lý Lạc trước người. Lý Lạc theo xuất thần bên trong phản lấy lại tinh thần, không khỏi lông mi nhíu một cái. Bởi vì hắn vừa mới nhìn ra được, Viêm Đế hết sức tin tưởng hắn, có thể đánh bại Tiên Ám Thiên. Loại này tín nhiệm, để Lý Lạc có chút không hiểu. Vạn nhất hắn còn không có góp nhặt đến lần tiếp theo triệu hoán cần thiết sát lục giá trị, Tiên Ám Thiên thì hướng phá phong ấn đi ra. Lại hoặc là triệu hoán đi ra cường giả, cũng không phải Tiên Ám Thiên đối thủ, làm sao xử lý? Lý Lạc vứt bỏ tạp niệm trong lòng, việc cấp bách, hắn trước tấn thăng thiên đế cảnh. Chỉ có tấn thăng thiên đế cảnh, hắn có thể triệu hồi ra tu vi càng cường đại hơn thần minh tới. Mà lại Viêm Đế nói không sai, có trợ giúp của bọn hắn, thật sự là hắn tiết kiệm được một số lớn sát lục giá trị. Nếu là không có trợ giúp của bọn hắn, muốn dựa vào hệ thống tăng cao tu vi, đến không biết muốn cái gì thời điểm đi. Bởi vì hắn bây giờ sát lục giá trị đã về không. Lý Lạc vẫy bàn tay lớn một cái, 11 đoàn ẩn chứa khủng bố năng lượng, cùng thiên đế ý cảnh trùng sáng, trong nháy mắt dung nhập trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó, Lý Lạc liền lập tức thôi động thiên đế kinh, điên cuồng luyện hóa trùng sáng bên trong năng lượng khổng lồ, dùng tâm đi cảm ngộ Viêm Đế 11 người tân thăng thiên đế cảnh lúc ý cảnh. Cùng lúc đó, phiêu đang tại siêu không gian mặt sau thời không trong thứ nguyên không gian. Một cái to lớn hắc động chính đang nhanh chóng thôn vệ du tẩu. Hắc động bên trong, một cái to lớn trên trận pháp. Viêm Đế Hòa Lâm Mây mọi người đột nhiên mở mắt. "Viêm Đế, cái kia Lý Lạc ngươi nói đáng tin không? Hắn hiện tại mới đột phá thiên đế cảnh. Ta sợ đến lúc đó Tiên Ám Thiên đi ra, hắn vẫn là thiên đế cảnh sơ kỳ." Lâm Vân được một hớp hiểu, nhìn không được lo lắng nói. Viêm Đế mục đích quang nhìn chằm chằm đại trận phía dưới hắc ám, trong mắt lóe ra quan mang, rất lâu sau đó mới nhếch miệng cười nói: "Sợ cái gì? Hiện tại Lý Lạc tấn thăng thiên đế, chúng ta cũng là ưu thế. Đến lúc đó không thắng được, cùng lắm thì trực tiếp thì tử, có gì phải sợ? Chúng ta chết rồi, chẳng phải vẫn là ưu thế a?" Nghe được Viêm Đế, mọi người ở đây đầy đầu sương mù. Một bên Lâm Vân, quái dị nhìn Viêm Đế hai mắt, sau đó đưa tay sờ sờ Viêm Đế cái trán. Viêm Đế chợt nhìn Lâm Vân liếc một chút, né tránh Lâm Vân tay, buồn nôn nói: "Ngươi làm gì? Ngươi cái lao sử nam, ngươi nha bị vây ở chỗ này, sẽ không phải đối với ta có cái gì ý nghĩa a? Ta nói cho ngươi a, ta thế nhưng là có gia đình người ha." Nghe thấy cái này ba cái, Lâm Vân tức giận đến giơ chân, nhịn không được nổi giận mắng: "Người nào đối ngươi có ý tưởng? Ta nhổ vào, ta thì muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không phát sốt, não tử bị thiêu choáng váng. Chúng ta tử, có cái gì ưu thế a? Quỷ ưu thế đi." Viêm Đế nhếch miệng lên, đắc ý nói: "Vậy cũng không. Chúng ta so phía dưới cái kia nhà chết trước, đây không phải ưu thế là cái gì? Chúng ta ca mấy cái chết trước, Hoàng Tuyền Lộ phía trên số sắp xếp đều hàng ở trước mặt hắn, đây không phải ưu thế là cái gì?" Lâm Vân: "Quý hạ, Bát Đại Hoa Hạ lão giả." Chương 909, Lý Lạc tấn thăng thiên đế, canh năm. Ưu tiên tộc địa bên trong. Đại Hạ Thần Cung phủ đảo phía trên, thần tướng võ đạo tháp bên ngoài. Một đám võ tướng thần minh toàn bộ chờ ở đây. Bệ hạ đã nói xong chỉnh đốn một ngày, cái này đều đi qua ba ngày. Chờ bệ hạ đi ra, trận chiến đều nhanh đánh xong a. Lý Nguyên Bá dẫn theo Song Truy, nhịn không được mở miệng nói: "Hai ngày này cảm ứng được mảnh này giới vực không gian chỗ sâu truyền đến tranh đấu ba động, hắn toàn thân thì ngứa, không nhịn được nghĩ tham gia chiến đấu." Hồng Quân lão tổ ngẩng đầu nhìn thần tướng võ đạo tháp, chậm rãi nói: "Chư vị đừng đợi. Bệ hạ chính đang trùng kích thiên đế cảnh. Ta cảm ứng được thần tướng võ đạo tháp bên trong đang có một cổ lực lượng cường đại đang xúc thế." Nghe vậy, tại chỗ một đám võ tướng cùng thần minh đều là yên tâm xuống tới. Chúng người biết Lý Lạc đang bế quan, nhưng không người dám tự tiện tiến vào thần tướng võ đạo tháp. Vạn nhất bọn họ quấy nhiều đến bệ hạ, trùng kích thiên đế cảnh thất bại, vậy bọn hắn liền trở thành đại hạ thần triều tội nhân. "Oan." Mọi người ở đây chờ lúc. Đột nhiên, cả tòa thần tướng võ đạo tháp, tính cả chỗ vài tòa phù đảo, thậm chí ngay cả mang theo cả vùng không gian, cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Mọi người giật mình, cảm ứng được cỗ này quen thuộc khí tức khủng bố, trên mặt mọi người lộ ra vẻ hưng phấn. "Là bệ hạ. Bệ hạ thành công đột phá thiên đế cảnh tu vi." "Cấm." Mọi người ở đây hưng phấn thời điểm, Hồng Quân lão tổ đối với hư không bấm tay một điểm. Một đạo lưu quang theo đầu ngón tay bắn ra, hóa thành một đạo kinh khủng cấm chế, đem bọn hắn chỗ phù đảo giam cầm lại. Nguyên bản run run phù đảo, lúc này ổn định lại. "Ông." Ngay sau đó, thần tướng võ đạo tháp bên trong, mênh mông khí vận chi lực, điên cuồng ngưng tụ, diễn hóa xuất chư thiên vạn giới, sơn hà xã tắc trở hùng vĩ dị tượng. Mà thần tướng võ đạo tháp bên trong, Lý Lạc mở to mắt, cảm ứng được thể nội ẩn chứa lực lượng kinh người, nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. "Đây cũng là thiên đế cảnh a. Quả nhiên cường đại." Chậm rãi đứng dậy, trong nháy mắt thu liễm uy thế. Lý Lạc duỗi ra lưng mỏi, bước ra một bước, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, Lý Lạc vĩ ngạn bóng người liền xuất hiện tại mọi người bên cạnh. "Chúc mừng bệ hạ,
tấn thăng thiên đế. Lý Lạc khẽ gật đầu, lập tức hình như có cảm ứng, vung tay lên. Quần quần tại đại hạ thần cung trên không khí vận chỉ lực, điên cuồng hội tụ, huyễn hóa ra một hình ảnh. Mọi người ào ào ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trong tấm hình cảnh tượng, đúng là bọn họ thượng thương giới vực không gian. Rầm rầm rầm. Lúc này, thượng thương giới vực bên trong vô số đại hạ con dân, vạn vật sinh linh đều bị một trận rung động dữ dội âm thanh sợ kinh đến. Vô số cường giả ào ào rời đi chính mình vũ trụ, đi vào siêu không gian bên ngoài. Mọi người thấy cực kỳ rung động một màn. Thánh Vân vũ trụ ngay tại cực kỳ mở rộng, biến đến cực lớn. Tới cùng nhau mở rộng, còn có thượng thương giới vực không gian. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại Lý Lạc tấn thăng trở thành thiên đế. Lý Lạc tấn thăng thiên đế, hắn chỗ vũ trụ giới vực cũng đi theo hắn cùng nhau trưởng thành mở rộng. Gặp một màn này, Lý Lạc cũng không khỏi đến cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ Thánh Vân vũ trụ to đến dọa người, đã trở thành thượng thương giới vực đệ nhất đại vũ trụ. Mà bởi vì Thánh Vân vũ trụ chính là thượng thương giới vực chỗ vũ trụ, bởi vậy, thượng thương giới vực cũng tại vô hạn mở rộng lên. Lý Lạc vung tay lên, trong hư không hình ảnh tiêu tán, con mắt chăm chú ngắm nhìn mảnh này hắc ám giới vực không gian chỗ sâu. Tại mảnh này hắc ám không gian chỗ sâu, Lý Lạc ánh mắt lóe ra, lập tức hạ lệnh. Theo chấm xuất phát. Tuân chỉ. Nghe vậy, một đám võ tướng thần minh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, chiến ý cao vút, ngưng tụ thành thực chất. Lập tức, một cỗ cường đại khí vận chỉ lực đem vài tòa phù đảo bao vây lại, biến thành một đạo lưu quang, hướng về hắc ám giới vực không gian chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, tại hắc ám giới vực chỗ sâu biên vực, tại biên vực, khắp nơi phiêu đãng chiến hạm hải cốt, vô số lạ giờ như là mưa to giống như dày đặc tập hợp, kinh khủng đại bạo tạc tràn ngập mảnh này biên vực không gian chỉ địa. Rầm rầm rầm. Tại chiến trường kịch liệt bên trong, giống như châu chấu giống như ưu tiên tộc đại quân đang cùng chư thiên vạn giới vũ trụ cùng hoa hạ vũ trụ chiến sĩ giao chiến. Mà tại chiến trường đỉnh đầu chỗ sâu, song phương đứng đầu cường giả chính đang kịch liệt địa đại chiến lấy. Bây giờ, ưu tiên nhất tộc cục thế chính ở vào hạ phong. Ưu tại tiên vương điều động 5 tôn chí cao, 20 tôn chiến thần cùng 100 tôn vũ trụ chi chủ trở về tộc địa trợ giúp. Tại đang cùng hoa hạ vũ trụ trên chiến trường, đỉnh phong chiến lực rõ ràng ít hơn so với hoa hạ vũ trụ. Mà lại lần này tiến công, không vẹn vẹn chỉ có hoa hạ vũ trụ cường giả, mà lại chư thiên vũ trụ cường giả cũng chạy tới chiến trường. Chư thiên vũ trụ cường giả, cơ bản đều là thiên cung chi chủ, Lâm Vân dưới trướng cường giả. Đối mặt đứng đầu cường giả phía trên nhân số chiến lệnh, ưu tiên nhất tộc đã bắt đầu xuất hiện bại thế. Cho tới bây giờ, Tiên Vương cùng Tiên Tông hai người vẫn như cũ cứng chắc, chặt khải toa nữ hoàng cùng Lâm Linh mặt hai đại thiên đế. Tiên Vương cùng Tiên Tông dưới trướng, còn thừa lại 8 vị nửa bước thiên đế chí cao, mười mấy tôn chiến thần, cùng không đến hơn 200 tôn vũ trụ chi chủ. Bây giờ dưới trướng hắn cao thủ, toàn bộ bị Hoa Hạ vũ trụ cùng Thánh Vân vũ trụ nửa bước thiên đế, cùng vũ trụ chi chủ chống ngăn chặn. Oen. Tại chiến trường đỉnh đầu tối thượng hư không, Tiên Vương cùng Tiên Tông hai người, lồng ngực chập trùng, nhìn lấy trước mắt đại bạo tạc, trên mặt đều là hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn hai người không nghĩ tới, Hoa Hạ vũ trụ cùng chư thiên vạn giới vũ trụ, thế mà đột nhiên đối bọn hắn phát động đại quy mô chiến tranh. Bước đến bọn hắn không thể không nên chiến. Đáng giận, tiên hóa bọn họ làm sao vẫn chưa trở lại? Theo lý thuyết bọn họ năm tôn nửa bước thiên đế, đủ để đối phó đại hạ thần triều mới đúng. Nếu là bọn họ lại không chạy đến, ta tộc chiến sĩ, toàn bộ đều phải bỏ mạng hầu như không còn. Tiên Vương bí mật truyền âm, nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Hắn giờ phút này hy vọng tiên hóa bọn họ có thể lập tức giải quyết xong đại hạ thần triều, xuất lĩnh trong tộc 6000 nước đại quân chạy đến. Một khi bọn họ chạy đến, bọn họ ưu tiên nhất tộc liền có thể lập tức ổn định cục thế trước mặt, nói không chừng còn có thể phản công toàn diện cái này hai đại vũ trụ cường giả. Không rõ ràng, hy vọng bọn họ không muốn xảy ra chuyện. Nếu không hai người chúng ta, vô luận như thế nào, cũng phải tha vứt bỏ trên chiến trường tộc nhân, trở về tổ địa, đem những cái kia tộc nhân mang đi. Vô luận như thế nào, cũng không thể để bọn họ vất lạc. Thiên Tông đáp lại nói, trong miệng hắn chỉ tộc nhân, chính là tộc địa bên trong, cái kia 10 cái vị diện bên trong, còn chưa giác tỉnh hắc ám chi lực ưu tiên tộc người. Tiên Vương khẽ gật đầu, nếu như tiên hóa bọn họ thật ra chuyện, bọn họ chỉ có như vậy. Nếu là bọn họ những cái kia tộc nhân đã xảy ra chuyện gì, vô luận bỏ ra cái giá gì, bọn họ cũng phải làm cho đại hạ thần triều hủy diệt. Ông. Ngay tại hai người xuất thân một lát, trước mắt khói bụi đột nhiên chuyển đến một cỗ cường đại ba động. Khói bụi trong nháy mắt tan đi, lộ ra khải toa nữ hoàng cùng Lâm Linh bóng người. Hai người dáng người vĩ ngạ, một người tay cầm thiên sứ chỉ kiếm, một người tay cầm đoạn nhận, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt Tiên Vương cùng Tiên Tông hai người. Khải toa, Lâm Linh, hai người các ngươi nghĩ muốn đắc ý, ta tộc trợ giúp rất nhanh liền muốn lên. Đến lúc đó các ngươi hai đại vũ trụ cường giả chắc chắn bị ta tộc vây quét. Thiên Vương âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Khải Toa nữ hoàng mỉm cười, kiếm chỉ Tiên Vương nói, ngươi cho rằng ngươi điều động trở về cường giả, thật có thể còn sống sao? Đừng quên, tiến công các ngươi hậu phương lớn đại hạ thần triều, là ta Hoa Hạ vũ trụ tối cường giả, Viêm Đế tự tay bố cục. Bọn họ đã dám đánh vào nơi ở của các ngươi, thực lực còn cần bản hoàng giải thích cho ngươi sao? Nghe vậy, Tiên Vương cùng Tiên Tông hai người, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Chương 910, đại hạ thần triều buông xuống, canh thứ nhất. Hoa Hạ vũ trụ quả nhiên biết bọn họ hậu phương lớn, chính bị đại hạ xâm lấn sự tình. Khó trách Khải Toa cùng Lâm Linh biết cái này lúc đối bọn hắn phát động đại quy mô chiến tranh. Như bọn họ đoán như vậy, Khải Toa cùng Lâm Linh là muốn ngăn chặn bọn họ a. Nghĩ tới đây, Tiên Vương cùng Tiên Tông sắc mặt càng là khó nhìn tới cực điểm. Nhưng là bọn họ cũng không có biện pháp. Đang lúc Khải Toa nữ hoàng muốn nói cái gì lúc, "Hừ, Khải Toa, ít lại nhại. Cho dù như thế lại như thế nào, chờ ta tộc thủ trở về, hết thảy sổ sách cũng nên thanh tẩy. Hôm nay, dù là chúng ta hai người vẫn lạc, cũng muốn đem bọn ngươi chém giết. Ta nhất định phải Viêm Đế cùng Thiên Cung chỉ chủ hối hận." Ha ha ha. "Oan." Tiên Vương trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ngay sau đó, hai người thân thể đột nhiên run lên.
Hai cỗ mênh mông hắc ám chỉ lực cùng thiên đế bị áp, trong nháy mắt lan tràn ra. Trong chốc lát, toàn bộ siêu không gian giới vực vực phát sinh kịch liệt run, hư vô không gian bay phiến, trải rộng chiến trường, giống như đầy trời ngôi sao đồng dạng, lóe ra quang mang nhạt. Đang cùng ưu tiên tộc cao tầng cường giả giao chiến mọi người, cảm ứng được cái này hai cỗ kinh khủng thiên đế chỉ uy, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Xem ra, Thiên Vương cùng Tiên Tông hai đại thiên đế, định liều mạng. Hai tôn thiên đế cấp cường giả liều mạng, ra sao hắn đáng sợ. Giờ phút này, thì liền Khải Toa nữ hoàng cùng Lâm Linh hai vị thiên đế, cũng không khỏi đến vẻ mặt nghiêm túc lên. Tiên Vương cùng Tiên Tông hai người, chính là thiên đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nếu thật là không muốn sống liều giết, các nàng đến phá lệ chú ý cẩn thận mới được. Ông ngoong. Tại Khải Toa hai người dưới ánh mắt, Tiên Vương cùng Tiên Tông sau lưng của hai người, đều bị vô tận hắc ám chi lực bao phủ. Ngay sau đó, hai tôn trông không đến cuối thiên đế pháp tướng, theo quần quần hắc ám chi lực bên trong, từ từ bay lên. Nhìn qua cái này hai tôn thiên đế pháp tướng, Khải Toa nữ hoàng hai người cũng ánh mắt ngưng tụ. Khải Toa sau lưng dâng lên một tôn to lớn thập nhị dược thiên sứ, tay cầm thiên sứ thanh kiếm. Lâm Linh sau lưng đồng dạng dâng lên một tôn vô thượng đế tướng, tản ra quần quần thiên đạo khí tức. Bốn tôn thiên đế chỗ thả ra lực lượng, khiến tất cả chiến trường song phương ào ào dừng tay lại, hoảng sợ ngắm nhìn chiến trường. Bốn tôn thiên đế buông tay nhất chiến, uy lực của nó dùng hủy thiên diệt địa đã khó có thể hình dung. Làm không tốt, toàn bộ siêu không gian giới vực tất cả vũ trụ đều muốn biến thành cho bụi. Gặp một màn này, vô luận là Hoa Hạ vũ trụ cường giả, cũng hoặc là ưu tiên nhất tộc cường giả, đều ào ào rút lui chiến trường, lui đến an toàn giới vực. Hắc ám thiên địa, U thần lâm trận, thiên sứ chế tải, thánh đạo rào sát, bốn đạo thanh âm vang vọng toàn bộ siêu không gian giới vực. Ngay sau đó, mọi người liền trông thấy Tiên Vương cùng Tiên Tông sau lưng hai tôn vô thượng pháp tướng, trong tay xúc thế lực lượng, hướng về Khải Toa nữ hoàng hai người đánh tới. Một thanh so vũ trụ còn to lớn mấy chục lần hắc ám trường mâu, theo Tiên Tông sau lưng trong không gian hư vô đâm ra, trấn áp hướng Lâm Linh. Mà Tiên Vương sau lưng hắc ám pháp tướng, trong tay vung ra một cái ẩn chứa khủng bố hắc ám chi lực quang cầu, giống như to lớn hắc động đồng dạng, đối với Khải Toa nữ hoàng thôn phệ mà đi. Mà xem xét lại Khải Toa nữ hoàng sau lưng thập nhị dược thiên sứ, huy động trong tay thiên sứ thanh kiếm, thần thánh lực lượng tự pháp tướng bên trong phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một thanh quang mang lấp lóe to lớn thanh kiếm, bị thiên sứ pháp tướng huy động mà ra, chém về phía đánh tới hắc ám quang cầu. Lâm Linh sau lưng thiên đế pháp tướng, thì tay cầm một thanh năm màu dao găm, vung ra một đạo năm màu lộng lây đánh chém, đánh phía đánh tới hắc ám trường mâu. Oeng! Mọi người chỉ thấy bốn đạo kinh khủng công kích, hung hăng đụng vào nhau. Quang bạo nổ chỗ truyền ra tiếng vang, liền để song phương vô số cường giả màng nhĩ vỡ tan. Ngay sau đó, tại chiến trường trung tâm, bốn cổ lực lượng cường đại trực tiếp khiến hư vô không gian vỡ nát. Một cái vô cùng to lớn hắc động trong nháy mắt hình thành. Ông ngoong! Không tốt, mau trốn! Song phương cao tầng cường giả trông thấy cái lô đen này hình thành trong nháy mắt, một cỗ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xông lên đầu. Thế mà còn không chờ mọi người tới kịp trốn chạy, vừa hình thành bảng đại hắc động, cấp tốc bành trướng, sau đó trực tiếp nổ tung. Hào quang chói sáng trực tiếp đem cả vùng không gian giới vực bao phủ. Cuồng bạo năng lượng chiều dâng, giống như là biển gầm, tan ra bốn phía, đem trong chiến trường Tiên Vương cùng Khải Toa nữ hoàng bốn người dẫn đầu chìm ngập. Cỗ này lực lượng khổng lồ, tốc độ cực kỳ kinh người. Song phương cường giả còn đánh giá thấp thiên đế ở giữa chiến đấu. Ông. Thế mà, ngay tại ưu tiên nhất tộc cùng Hoa Hạ vũ trụ cao tầng cường giả muốn liều mạng ngăn cản được cái này cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt lúc, đột nhiên, một cỗ sóng gợn càng mạnh mẽ hơn, theo nổ tung trung tâm phóng thích mà ra. Ngay sau đó, mọi người liền trông thấy đánh tới sức mạnh mang tính chất hủy diệt, giống như thủy triều lui trở về, hướng về trong chiến trường nổ tung điểm mà đi. Trong chớp mắt, tứ đại thiên đế sát chiêu chỗ bạo phát đi ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, tiêu tán trống không. Đám người nhìn về phía trong chiến trường lúc, đều vô ý thức lớn lên lấy miệng. Bởi vì tại chiến trường trung ương, một cái lô đen thật lớn, đem nổ tung cho nên sinh ra lực lượng toàn bộ thôn phệ. Mà ở cái này to lớn hắc động trên không, lơ lửng vài tòa tản ra màu vàng kim quang mang phù đảo. Cái đó là Hoa Hạ vũ trụ bên trong, chỉ huy đại quân cùng ưu tiên tộc giao chiến Nhậm Vô Lý, nhìn qua cái kia vài tòa phù đảo, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt bỗng nhiên hiện lên một vệt ý cười. Cái đó là Đại Hạ thần triều. Ưu tiên nhất tộc cái này liền còn sót lại bát đại nửa bước thiên đế chi cao, nhìn đến phù đảo phía trên chỗ phát ra thần thánh khí vận chỉ lực, sắc mặt đột biến, khó coi không thôi. Mọi người lập tức liền nhận ra, đó là Đại Hạ thần triều. Nghĩ tới đây, tám đại chí cao sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Đại Hạ thần triều xuất hiện ở đây, vậy liền ý vị bọn họ phái trở về trợ giúp tiên hóa một đám, chỉ sợ sớm đã giữ nhiều lành ít. Mà tại chiến trường trung tâm, Tiên Vương cùng Khải Toa nữ hoàng bốn người song phương, cũng triệt hồi bình chướng, ào ào ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu vài tòa màu vàng kim phù đảo, sắc mặt khác nhau. Đại Hạ thần triều, cái này sao có thể? Tiên Vương nhìn qua trung gian lớn nhất trên một hòn đảo nổi hư không, sắc mặt đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, là thất thanh một tiếng. Tại tòa này lớn nhất phù đảo trên không, bốn tôn toàn thân nhấp nhô so với bọn hắn kinh khủng hơn khí tức lão giả, tay cầm phất trần, trong mắt nhìn xuống bọn họ. Trong mắt mọi người bốn vị này lão giả chính là Hồng Quân lão tổ cùng thứ ba rõ ràng. Ha ha, Thiên Vương, các ngươi ưu tiên nhất tộc thua. Khải Toa nữ hoàng gặp một màn này, trong đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc, kiếm chỉ Tiên Vương cùng Tiên Tông hai người, cười lạnh một tiếng nói. Tại nàng cảm giác bên trong, Hồng Quân lão tổ cùng Tam Thanh tu vi muốn hơn xa cho các nàng cùng Tiên Vương hai người. Không cần nghĩ cũng biết, Đại Hạ thần triều có bốn tôn thiên đế tọa chấn, hơn nữa còn là bên trong hắn cùng sau hắn cấp bậc thiên đế. Trận đại chiến này thắng bại đã phân. Chương 911, đại hình truy tinh hiện trường, canh thứ hai. Ông. Ngay tại Khải Toa nữ hoàng vừa dứt lời lúc, vài tòa phù đảo bên trong truyền đến vô số đạo khí tức cường đại ba động. Ngay sau đó, gần hơn 60 tôn võ tướng thần minh theo phù đảo bên trong đạp hư mà ra. Từng tôn tràn ngập sát khí chi lực cùng khí vận chi lực thần chỉ,
theo một đám thần minh võ tướng sau lưng dâng lên. Thế mà cái này vẫn chưa xong, liệt ngục luyện binh tháp rung động dữ dội lên. Ngay sau đó, tại liệt ngục luyện binh tháp trên không, nứt ra một đạo kéo dài vô tận to lớn không gian vết nứt. Giống chín đại long tộc lão tổ hóa thân bản thể, đỉnh lấy long khí quang hoàn, xuất lĩnh lấy mấy trăm ức đại hạ thú quân, theo không gian vết nứt bên trong xung ra. Vô số cường đại ma thú đều là tản ra đáng sợ thú uy, như cùng một đầu đầu vạn cổ thần thú đồng dạng, bày trận hư không, ngửa mặt lên trời gào thét. Mà đi theo thú quân sau lưng, chính là ảnh mật vệ, cẩm y liề vệ, hãm trận doanh, đại hạ thiết quân, đại hạ lang kỵ quân, trường thành quân đoàn, vân hạc phi kỵ quân, sư thiếu phi kỵ quân cùng kim điều phi kỵ quân. Đại hạ thần triều thập đại quân đoàn, 1000 nước đại quân, giờ phút này đem phù đảo sau lưng không gian giới vực chiếm hết. Oanh! Phù đảo phía trên lại là một tiếng vang thật lớn, khí tức cực lớn như là như phong bạo tàn phá bừa bãi mà ra. Ngay sau đó, mọi người liền trông thấy một tôn tràn ngập vô thượng uy nghiêm, người mặc long bào, đầu đội đệ miện màu vàng kim đệ tướng, theo màu vàng kim khí vận quang trụ bên trong đạp hư mà ra. Mà tôn này màu vàng kim khủng bố đệ tướng phía dưới, Lý Lạc một thân màu đen long bào, thần uy quần quận, trên thân đế bào không gió mà bay, bay phất phới, tựa như chúa tế hoàn vũ vạn cổ thần đế đồng dạng, trong mắt cả đời. Mà tại Lý Lạc bên người, từng tôn to lớn pháp tướng từ từ bay lên, trong đó có khí vận gia thân, có sát khí tràn ngập. Mà những thứ này pháp tướng chủ nhân chính là Lý Bắc Hùng, Vân Ý Yệ, Liêu Linh Khê, Tử Vân, Linh Linh, Âm Nha lão nhân, Thiên Sát lão nhân, Huyền Minh chờ một chút, cùng Lý Tư, Phòng Huyền Linh, Tư Độ không chờ một đám đại hạ triều thần. Giờ này khắc này, đại hạ thần triều buông xuống, cho song phương cường giả một loại tựa như chân thần lâm trần đánh vào thị giác. Cái kia, đó là chúng ta Hoa Hạ viễn cổ thần thoại bên trong Tề Thiên đại thánh, Tôn Ngộ Không. Các ngươi nhìn, cái kia không phải chúng ta trong truyền thuyết thần thoại Như Lai Phật Tổ sao? Hoa dựa vào, đó là Nhị Lang thần Dương Tiễn, đó là Na Cha. Còn có Hậu Thổ Nương Nương, còn có cái kia là Lôi Chấn Tử. Cái kia tay cầm kim tháp chính là Thác Tháp Thiên Vương a. Còn có Tứ Đại Thiên Vương, Cự Linh Thần, Ngưu Ma Vương. Đó là Diêm Vương. Ngoa tạo. Chúng ta duy nhất tại trong thần thoại các lộ đại thần, thế mà thật xuất hiện tại chúng ta trước mặt, là sống thần tiên. Phi, chẳng lẽ còn có chết hay sao? Cái kia, một thân bạch giáp, tay cầm trường thương tịch tử, còn sẽ không là chúng ta trong lịch sử thường thắng tướng quân, Triệu Vân a. Rất có thể, dù sao liền Như Lai Phật Tổ, Tề Thiên Đại Thánh dạng này thần thoại nhân vật đều sống. Nam dựa vào, vậy cũng quá khớp bá. Hoa Hạ vũ trụ bên này vô số chiến sĩ, nhìn qua chư thiên thần mình cùng một đám võ tướng, nhất thời bạo hét lên kinh ngạc âm thanh, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Dù sao bọn họ chỗ Hoa Hạ vũ trụ bên trong, trừ một chút võ tướng chân thực tồn tại bên ngoài, cái khác thần minh đều là trong truyền thuyết thần thoại mới có. Bọn họ không hề nghĩ tới, có một ngày thế mà có thể tận mắt nhìn đến những thứ này, duy nhất tại tồn tại trong truyền thuyết. Tại một đám Hoa Hạ chiến sĩ trong lòng, đều có chính mình chỗ sùng bái võ tướng cùng thần minh. Giờ phút này, hiện trường dường như thành Hoa Hạ vũ trụ các chiến sĩ đại hình truy tình hiện trường. Thì liên hắn người cầm lái một trong Nhậm Vô Lý, nhìn qua chư thiên thần minh cùng một đám võ tướng, cũng không nhịn được cảm khái liên tục, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Tuy nhiên trước đó Lý Hạo Hiên trở về cáo chi qua hắn, tại Thánh Vân vũ trụ bên trong, có bọn họ Hoa Hạ trong truyền thuyết thần minh tồn tại, nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến, trong lòng đừng nói đến cỡ nào rung động. Một bên Lý Hạo Hiên nhịn không được nói: "Nhậm lão, ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ?" Nhậm Vô Lý thán phục một tiếng, liên tục gật đầu. "Tô tiểu tử bố cục, thật đúng là để lợi hại." Nhậm Vô Lý lần nữa thán phục một tiếng nói. Mà giờ khắc này, nghe thấy một đám Hoa Hạ vũ trụ các chiến sĩ tiếng gọi ầm ĩ, đại hạ thần triều một đám võ tướng cùng thần minh, cũng đều là sửng sợ, trong mắt lóe ra vẻ khó tin. Bởi vì bọn hắn nghe một đám Hoa Hạ các chiến sĩ tiếng gọi ầm ĩ, lại là tại gọi tên của bọn hắn. Mà lại, hắn nói lời, cũng là mọi người quen thuộc lời nói. Thậm chí, tại chỗ một đám thần minh cùng võ tướng, tại chỗ có Hoa Hạ các chiến sĩ trên thân, cảm nhận được Viêm Hoàng con cháu huyết mạch khí tức. Giờ khắc này, một đám võ tướng thần minh nhóm, trong nháy mắt hiểu được. Tuy nhiên những thứ này Hoa Hạ vũ trụ cường giả, tuy nhiên cùng bọn hắn kiếp trước không thuộc về cùng một phiến thời không Hoa Hạ. Nhưng kỳ đồng căn nguyên Viêm Hoàng huyết mạch, vẫn như cũ để một đám thần minh võ tướng nhóm cảm thấy thân thiết. Vô luận ở vào không thời gian nào Hoa Hạ, đều là một nhà. Mà Lý Lạc cũng theo cái này chút Hoa Hạ vũ trụ các chiến sĩ trên thần, cảm ứng được linh hồn chỗ sâu nhất cảm giác thân thiết. Tuy nhiên hắn bộ thân thể này không phải thuộc về Hoa Hạ huyết mạch, nhưng linh hồn của hắn lại là thuần chính nhất Hoa Hạ chỉ hồn. Linh hồn chỗ sâu rung động, không sai được. Hoa Hạ, cỡ nào thân thiết tên. Lý Lạc nhìn qua vô số chiến hạm bên ngoài, hưng phấn không thôi Hoa Hạ vũ trụ chiến sĩ, nhịn không được mỉm cười, mở miệng nói: "Nam tôn tiên đế, cái này sao có thể?" Tiên Vương nhìn qua Lý Lạc trên thân chỗ phát ra khí tức khủng bố, lần nữa nhịn không được la thất thanh lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. "Tiên Vương, phá vỡ hiện trường không khí." Giờ khắc này, Tiên Vương cùng Tiên Tông, cùng vô số ưu tiên tộc đại quân, tâm ngã rơi xuống đáy cốc, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Giờ khắc này, Tiên Vương cùng Tiên Tông hai người cũng minh bạch, đại hạ thần triều đại quân xuất hiện ở đây, cũng mang ý nghĩa bọn họ tộc địa bị công phá. Mà trở về trợ giúp tiên hóa một đám, đến bây giờ chưa về, sớm đã vẫn lạc tại đại hạ thần triều trong tay. Tiên Vương thanh âm, để Lý Lạc suy nghĩ trở về, trong mắt nhìn xuống Tiên Vương cùng Tiên Tông, cùng một đám ưu tiên tộc đại quân, trong mắt lóe ra quan mang. "Ưu tiên nhất tộc thiên đế, các ngươi bại, còn có cái gì di ngôn? Chẳng có thể cho các ngươi một thông khoái." Lý Lạc vừa mới nói xong xuống, trong hư không Thái Thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ ba người, lập tức liên thủ, trực tiếp đem chọn cái to lớn chiến trường bắt đầu phong tỏa. Tại bọn họ ba đại thiên đế phong tỏa dưới, tại chỗ một đám ưu tiên tộc cường giả, không có khả năng chạy trốn được. Nghe vậy, Tiên Vương cùng Tiên Tông hai người, vô cùng kiêng kỵ nhìn qua Tam Thanh, cùng cầm đầu Hồng Quân lão tổ. Vừa mới thôn phệ bọn họ phía trên công kích hấp động, hiển nhiên là xuất từ Hồng Quân lão tổ bọn họ chỉ thủ.
Đối mặt Hồng Quân lão tổ bốn người, Tiên Vương cùng Tiên Tông, căn bản thì không phải là đối thủ của bọn họ. Chương 912, cường đại Hồng Quân lão tổ, canh ba. Tiên Vương mặt lộ vẻ ngon sắc, nhìn qua Lý Lạc mở miệng nói: "Đại hạ thần chủ, bản thiên đế hỏi ngươi, ta tộc những cái kia hạ tầng tộc nhân, ngươi đem bọn hắn thế nào?" Nghe vậy, Lý Lạc lông mi hơi nhíu, hắn nhìn ra được Tiên Vương giờ phút này vô cùng quan tâm cái kia 10 cái vị diện lũ tiên tộc người, tại là cố ý nói: "Ha ha, cái này còn phải hỏi sao? Chấm đương nhiên là đuổi tận giết tuyệt." "Cái gì? Đáng chết Lý Lạc, bọn họ cái gì cũng không biết, ngươi thế mà đem bọn hắn toàn giết." "Toàn quân nghe lệnh, theo ta, vì chết đi tộc nhân báo thù. Cho ta, giết." "Oan." Nghe được Lý Lạc đem tộc nhân của bọn hắn toàn bộ sát hại, Tiên Vương mặt mũi tràn đầy cừu hận cùng vẻ điên cuồng. Hai mắt tràn đầy huyết sắc, bộ dạng dữ tợn không thôi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bộc phát ra kinh khủng khí tức cường đại. Theo hắn ra lệnh một tiếng, ưu tiên nhất tộc 8 đại chí cao, cùng còn lại 1-200 vị vũ trụ chỉ chủ, xuất lĩnh đại quân, phóng tới đại hạ. "Muốn chết?" "Oan." Gặp toàn thân tràn đầy khí thế mênh mông đánh tới Tiên Vương hai người, Hồng Quân lão tổ lông mi chau lên, trầm ngâm một tiếng, sau đó bước ra một bước. Mà cùng lúc đó, Tam Thanh, một đám thần minh võ tướng, cùng đại hạ thần triều 1000 nước đại quân, gặp ưu tiên nhất tộc ngang nhiên phát động tiến công, cũng ào ào hóa thành lưu quang, thẳng hướng ưu tiên tộc đại quân. "Giết, hiệp trợ đại hạ, diệt ưu tiên nhất tộc." Lúc này, Nhậm Vô Lý cũng ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt băng lãnh, ra lệnh một tiếng, vô số hoa hạ vũ trụ cường giả, cũng đối với ưu tiên nhất tộc đại quân vây quanh mà đi. "Oan." Theo một tiếng vang thật lớn, đại chiến lần nữa bạo phát. "A." Đại quân trên chiến trường, Tam Thanh, Như Lai, Hậu Thổ Nương Nương, Bồ Đề lao tổ bọn người xuất thủ, thẳng đến ưu tiên nhất tộc cao tầng cường giả mà đi. Tại Tam Thanh thủ hạ, còn sót lại 8 đại chí cao cường giả, liền một chiêu cũng đỡ không nổi, trực tiếp bị Tam Thanh mà sát. Mà còn lại chiến thần cùng vũ trụ chỉ chủ, đồng dạng khó thoát bị Như Lai đám người cường thế chấn sát. Nhìn lấy chính mình cao tầng cường giả liên tiếp vẫn lạc, đang cùng đại hạ chiến sĩ, cùng hoa hạ chiến sĩ giao chiến ưu tiên tộc đại quân, cũng giết đỏ cả mắt. "Oan." Những thứ này ưu tiên tộc đại quân đã ý thức được bọn họ tật vong xuống tràng, sau đó trực tiếp tự bạo. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hơn 1000 người đi đầu tự bạo dưới, đại hạ thần triều cùng hoa hạ vũ trụ đại quân thương vong thảm trọng. Gặp có này hiệu quả, ưu tiên tộc đại quân những binh lính khác ào ào bắt đầu bắt chước lên. Cho dù là tử, bọn họ cũng phải lôi kéo hai phe cường giả đệm lưng. "Muốn chết?" Đại hạ sở thuộc rút lui. Gặp những thứ này ưu tiên tộc cường giả tự bạo, Hoắc Khứ bệnh giận không thể nhẫn, ra lệnh một tiếng. Đại hạ thần triều thập đại quân đoàn nhanh chóng rút lui chiến trường. Gặp đại hạ thần triều chiến sĩ rút lui, đang chuẩn bị tự bạo ưu tiên tộc cường giả, cùng đuổi theo. Ngay tại Hoắc Khứ bệnh phía dưới để đại hạ thần triều đại quân rút lui lúc, hoa hạ vũ trụ cao tầng cũng ào ào hạ lệnh để hoa hạ chiến sĩ rút lui chiến trường. Ngay sau đó, đại hạ thần triều một đám võ tướng thần minh cùng hoa hạ vũ trụ cao tầng cường giả trực tiếp sát nhập vào chiến trường. Trông thấy đại hạ thần triều cùng hoa hạ vũ trụ cao tầng cường giả giết vào chiến trường, ưu tiên tộc binh sĩ lái bành trướng thân thể phóng tới hai phe cao tầng cường giả. "Các tộc nhân, theo chúng ta giết, giết chết bọn hắn một tôn cao tầng, chúng ta kiếm lời." "Ha ha ha." "Oan." Một tôn ưu tiên tộc đại quân thống lĩnh nào về phía giết tiên đến một đám võ tướng thần minh, ngửa mặt lên trời cười ha ha, ngay sau đó liền trực tiếp dẫn bạo thể nội cuồng bạo lực lượng. Vô số ưu tiên tộc đại quân chiến sĩ đều lộ ra vẻ dữ tợn, nào về phía hai phe cao tầng. Thế mà, giết vào chiến trường song phương cao tầng đều là vũ trụ chỉ chủ cấp bậc cường giả. Đại quân tự bạo, khó có thể đối vũ trụ chỉ chủ tạo thành thương tổn. Bất quá, ưu tiên nhất tộc không sợ sinh tử dũng khí, cũng để cho hai phe cao tầng cường giả đánh ấy lòng dâng lên một vệt kính nể. Bất quá kính nể về kính nể, nhưng là trên chiến trường, nhân từ đối với địch nhân chính là đối với mình người tàn nhẫn. Hoa hạ vũ trụ cùng đại hạ thần triều cao tầng cường giả, sát phạt quyết đoán, tập thể phát động công kích. "Oan." Vệ đốt tại song phương cao tầng cường giả, một kích phía dưới, ưu tiên tộc đại quân toàn bộ chôn vùi thành hư vô. Cùng lúc đó, thẳng hướng Lý Lạc Tiên Vương cùng Tiên Tông hai người, lái kinh khủng uy năng, còn chưa giết tới Lý Lạc trước người, liền bị Hồng Quân lão tổ ngăn trở. "Ông." Hồng Quân lão tổ một tay giơ ra, cả vùng không gian giới vực đại động, kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, một tôn áp đảo tất cả cường giả pháp tướng phía trên Thiên Đế pháp tướng, theo Hồng Quân lão tổ sau lưng từ từ bay lên. Hồng Quân lão tổ Thiên Đế pháp tướng, giơ ra cự trượng, trong lòng bàn tay hội tụ khiến người ra đầu tê dại lực lượng, giống như một mảnh triều hồng chi thế, ở tại trong lòng bàn tay diễn hóa xuất một mảnh quần quần chư thiên hoàn vũ. Đáng sợ khí tức theo trong lòng bàn tay hoàn vũ bên trong lan tràn ra. Tại Hồng Quân lão tổ cái này một trường phía dưới, Tiên Vương cùng Tiên Tông hai tôn Thiên Đế, trong nháy mắt thất thần, trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. "Thật mạnh a." Thi Liên Khải Toa nữ hoàng cùng Lâm Linh hai đại nữ đế, nhìn qua Hồng Quân lão tổ đế tướng, áp xuống tới bàn tay, là thất thanh lên. "Đáng giận, chúng ta cho dù chết, cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng." Tiên Vương nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân thể bỗng nhiên bành trướng, cuồng bạo khí tức từ trên người hắn tản phá bừa bãi mà ra. Thấy thế, một bên Tiên Tông cũng giống như thế, thân thể cấp tốc bành trướng. "Cẩn thận, bọn họ muốn tự bạo." Cảm ứng được Tiên Vương trên thân hai người chỗ thả ra khí tức cuồng bạo, Khải Toa nữ hoàng cùng Lâm Linh hai người, khuôn mặt kinh hãi, vội vàng nhắc nhở Hồng Quân lão tổ. Hai tôn Thiên Đế đồng thời tự bạo, uy lực của nó có thể nghĩ. Một tôn Thiên Đế tự bạo, liền chính mình dễ như trở bàn tay hủy diệt một phương cao đẳng không gian giới vực. Thế mà, mặt đối với hai người tự bạo, Hồng Quân lão tổ nhẹ hừ một tiếng, rồi xuất thủ trưởng, vẫn như cũ nhanh chóng đè xuống. Thiên Đế pháp tướng trưởng trung vũ trụ, trong nháy mắt đem hai người giam xuống. "Bạo!" "Ông ngoong." Tại bàn tay đem Tiên Vương cùng Tiên Tông hai người giữ lại bao phủ một khắc này, Tiên Vương cùng Tiên Tông quả quyết dẫn nổ chính mình. Hồng Quân lão tổ Thiên Đế pháp tướng trong lòng bàn tay, bắn ra lực lượng kinh người, cuồng bạo khí tức hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi.
Hồng Quân lão tổ cái tay còn lại, nhẹ nhàng bấm niệm pháp quyết, trong chốc lát, hắn quanh người bên cạnh, đại đạo vận động, chư thiên dị tượng bỗng nhiên hiện lên. Một cỗ khiến Khải Toa cùng Lâm Linh cũng vì đó run sợ lực lượng, theo Hồng Quân lão tổ trên thân bộ phát ra. Một lát sau, Thiên Đế pháp tướng trong lòng bàn tay không ngừng phát ra khí tức cuồng bạo, trong nháy mắt bị Hồng Quân lão tổ lực lượng áp chế, dần dần lắng xuống. Ngay sau đó, Hồng Quân lão tổ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau lưng Thiên Đế pháp tướng mở bàn tay. Giờ phút này, Thiên Đế pháp tướng trong lòng bàn tay, ngoại trừ một mảnh vũ trụ mênh mông bên ngoài, không còn gì khác. Nhưng Khải Toa cùng Lâm Linh hai vị thiên đế, vẫn như cũ có thể theo Hồng Quân lão tổ pháp tướng trong lòng bàn tay, cảm ứng được Tiên Vương cùng Tiên Tông hai người lưu lại khí tức. Thế mà, Khải Toa nữ hoàng cùng Lâm Linh thần niệm dũng mãnh lao tới, lại không có phát hiện Tiên Vương cùng Tiên Tông tung tích. Hiển nhiên, hai người vừa mới tự bạo, vẫn lạc tại Hồng Quân lão tổ chỉ thủ. Chương 913, cao tầng hội đàm, canh 4. Thật mạnh a. Khải Toa nữ hoàng cùng Lâm Linh hai người, lần nữa nhịn không được thán phục một tiếng. Trước mắt vị này Hồng Quân lão tổ đã có thể sánh vai bọn họ Viêm Đế, thì liên Lý Lạc một đám cũng không khỏi đến bị Hồng Quân lão tổ thực lực sợ kinh thán liên tục. Không hổ là Hồng Quân lão tổ. Lý Lạc cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Theo Tiên Vương cùng Tiên Tông hai người, vẫn lạc tại Hồng Quân lão tổ chi thủ, đại chiến cũng chính thức hạ màn. Trận chiến này, ưu tiên nhất tộc bại. Lập tức, Hồng Quân lão tổ tán đi thần uy, về tới Lý Lạc bên cạnh. Mà trên chiến trường một đám võ tướng thần minh cũng kết thúc chiến đấu, xuất lĩnh lấy đại quân trở lại Lý Lạc bên người. Giờ phút này, Lý Lạc ý thức tiến vào hệ thống, phát hiện một trận chiến này sau đó, hắn nguyên bản về không sát lục giá trị, lần nữa tăng vọt. Hệ thống, bây giờ khoản này sát lục giá trị, có thể hay không để cho ta trực tiếp đột phá đến cảnh giới tiếp theo? Lý Lạc lông mi nhíu một cái, vô ý thức dò hỏi. Đinh. Ký chủ đạt được tích phân, còn chưa đủ lấy bước vào cảnh giới tiếp theo. Nghe thấy hệ thống trả lời, Lý Lạc trong mắt không khỏi lóe qua một vệt vẻ thất vọng. Lập tức tiếp tục hỏi, cái kia, tiêu hao tất cả sát lục giá trị, có thể triệu hoán mấy lần? Đinh. Ký chủ đạt được sát lục giá trị, đủ để gọi một lần. Khoảng cách liên tục triệu hoán 2 lần, còn thiếu một chút. Hệ thống trả lời, để Lý Lạc không khỏi đại nuối lòng một miệng, may mắn đã tích lũy đủ một lần triệu hoán, khoảng cách liên tục 2 lần triệu hoán, còn thiếu một chút sát lục giá trị mà thôi. Lý Lạc không nghĩ tới, làm hắn bước vào thiên đế cảnh về sau, tấn thăng cần thiết sát lục giá trị cùng triệu hoán cần thiết sát lục giá trị, lại muốn nhiều như thế. Chém giết 2 tôn thiên đế, cùng nhiều như vậy ưu tiên nhất tộc cường giả, liền 2 lần triệu hoán cần thiết sát lục giá trị cũng còn kém. Lý Lạc thần niệm khẽ động, ý thức lui ra hệ thống. Hắn hiện tại cũng không nóng nảy triệu hoán, trước giữ lấy. Chờ hắn tích lũy đầy đủ liên tục 2 lần triệu hoán cần thiết sát lục giá trị, lại tiến hành triệu hoán. Dù sao mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại có lần này triệu hoán làm át chủ bài, tâm lý cuối cùng an tâm không ít. Bởi vì hắn biết, cùng ưu tiên nhất tộc ở giữa ân oán còn không có hoàn toàn kết. Căn cứ Viêm Đế mọi người nói, bị bọn họ phong ấn ưu tiên nhất tộc tộc thủ, tu vi càng thêm đáng sợ. Ngay tại Lý Lạc ý thức lui ra hệ thống không gian lúc, Khải Toa nữ hoàng, Lâm Linh cùng Nhậm Vô Lý ba người, mang theo một đám hoa hạ vũ trụ cường giả, đi vào Lý Lạc mọi người chỗ phù đảo. Lý Lạc đã sớm chú ý tới Khải Toa nữ hoàng cùng Lâm Linh, chỉ là hắn không nghĩ tới, hoa hạ vũ trụ ngoại trừ Viêm Đế 11 vị thiên đế bên ngoài, thế mà còn có 2 đại thiên đế tồn tại. Lý Lạc nhìn lấy Nhậm Vô Lý cùng sau lưng một đám hoa hạ cao tầng cường giả, cười nhạt một cái nói: "Chắc hẳn các ngươi chính là Viêm Đế Tô doanh giới chướng hoa hạ vũ trụ cường giả a. Các ngươi tốt, ta gọi Lý Lạc." Lý Lạc nói tới phương ngôn, chính là tiếng Hoa. Lý Lạc cái này vừa mở miệng, quả thực đem Nhậm Vô Lý cùng một đám hoa hạ vũ trụ cao tầng cường giả cho kinh hãi đến. Bất quá mọi người vừa nghĩ, lại nhìn thấy chung quanh một đám võ tướng thần minh, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Dù sao cái này đại hạ thần triều, rất có thể cũng là bọn họ Viêm Đế tại Thánh Vân vũ trụ bố cục. Trước mắt vị này người mặc đế bào Lý Lạc, sẽ giảng tiếng Hoa, cũng là hợp lý. Lý Lạc tự nhiên có thể nhìn ra mọi người vừa mới nghi hoặc, sau đó liền vung tay lên, thản nhiên nói: "Ba vị, theo chấm thần cung một lần." Khải Toa nữ hoàng, Lâm Linh cùng Nhậm Vô Lý ba người, khẽ gật đầu. Bọn họ cũng nhìn ra, có một số việc Lý Lạc không tiện trước mặt nhiều người như vậy cùng bọn hắn giảng. Sau đó ba người liền đi theo Lý Lạc, đi vào Lý Lạc trong ngự thư phòng. Làm Lý Lạc bốn người biến mất tại nguyên chỗ về sau, đại hạ thần triều một đám võ tướng thần minh, cùng hoa hạ vũ trụ một chúng cường giả, đều không phải người ngu. Tự nhiên minh bạch bọn họ cao tầng ở giữa, có chuyện muốn nói, không tiện bọn họ tại chỗ. Bởi vậy chờ Lý Lạc mọi người sau khi rời đi, tại chỗ một đám hoa hạ cường giả liền lập tức mắt buốt kim quang, ào ào đi hướng các đại thần minh võ tướng, bắt đầu giao lưu. Hoa hoa hoa, ngài là Tế Thiên Đại Thánh a? Hầu ca, ngài có thể là thần tượng của ta a? Nhanh, chúng ta hợp cái ảnh. Hắc hắc, dễ nói, không biết cái này là vật gì. Ha ha, Hầu ca, đây là chiến giáp cỡ nhỏ máy không người lái, có chụp ảnh công năng. A đúng, Hầu ca, ta gọi Bạch Long Long. Rất nhanh, hoa hạ vũ trụ cao tầng cường giả liền cùng đại hạ thần triều một đám võ tướng thần nhóm đánh thành một mảnh. Hoa hạ vũ trụ cao tầng cường giả, tại một đám thần minh võ tướng nơi này, hiểu rõ đến bọn họ là bị Lý Lạc phục sinh đưa đến phương này không gian về sau, đều đối Lý Lạc thủ đoạn cảm thấy kính nể. Đồng thời, một đám hoa hạ cường giả cũng đoán được, vị này đại hạ thần chủ Lý Lạc, phải cùng bọn họ hoa hạ có ngọn nguồn. Mà Lý Lạc chính là bọn họ Viêm Đế bố cục. Dù sao Lý Lạc cầm giữ có như thế thủ đoạn nghịch thiên, thế mà có thể theo cái khác không gian bên trong, đem bọn hắn thần thoại nhân vật cùng lịch sử danh tướng mang đến nơi đây. Giờ khắc này, một đám hoa hạ vũ trụ cường giả, rốt cuộc minh bạch vì sao bọn họ Viêm Đế trước kia nói qua, Thánh Vân vũ trụ chính là diện ưu tiên nhất tộc mấu chốt. Mà một đám võ tướng thần minh, cùng Âm Nha lão nhân, Thiên Sát lão nhân, Lý Bắc Hùng, Vân Ý Yệ, Liêu Linh Khê, Tử Vân Linh Linh đám người, cũng bị Hoa Hạ Vũ Trụ tiên tiến khoa học kỹ thuật hấp dẫn. Vì thế, thừa dịp lấy bọn hắn hai phe cao tầng hội đàm trong lúc đó,
một đám hoa hạ vũ trụ cao tầng lập tức điều khiển mấy chiếc chiến hạm khổng lồ tới, mang mọi người đi vào tham quan, cũng vì bọn họ giới thiệu các loại vũ khí công nghệ cao. Trong ngự thư phòng, Khải Toa nữ hoàng, Lâm Linh cùng Nhậm Vô Lý ba người ngồi ở phía dưới, đều là nhìn về phía chủ tọa phía trên Lý Lạc. Mà Lý Lạc thì đem Viêm Đế cùng hắn trước đó nói tới nguyên do, từng cái cáo chi ba người, thậm chí bao quát chính mình người mang hệ thống sự tình. Dù sao đang ngồi ba người, thống lĩnh đại quân chinh chiến siêu không gian đã lâu, khẳng định biết hệ thống sở hữu giả sự tình. Thì liên ưu tiên toàn tộc trên dưới đều biết có hệ thống loại này thần bí lực lượng, hoa hạ vũ trụ cường đại như thế, lại làm sao có thể sẽ không biết đâu? Mà lại bọn họ Viêm Đế liền người mang hệ thống. Nghe xong Lý Lạc sau khi giải thích, tại chỗ ba người cũng không có vì Lý Lạc người mang hệ thống sự tình cảm thấy kinh ngạc, mà chính là đều là bừng tỉnh đại ngộ lên. Đồng thời ba người không khỏi vì hệ thống lực lượng cảm giác đến kinh ngạc. Không nghĩ tới thần chủ hệ thống, thế mà có thể triệu hoán lịch sử danh tướng cùng thần minh, thật sự là quá khó mà tin nổi. Chúng ta hoa hạ vũ trụ, kể từ khi biết hệ thống tồn tại, cùng chúng ta Viêm Đế cũng người mang hệ thống về sau, liền một mực đối thần bí hệ thống triển khai nghiên cứu. Thế mà, hệ thống lực lượng thực sự quá thần bí, chúng ta vô tận tuế nguyệt nghiên cứu, phát hiện hệ thống loại này lực lượng đã xa xa siêu việt chúng ta biết rõ tất cả không gian, chính là một loại đến từ càng cao duy độ một loại sức mạnh, hoặc là khoa học kỹ thuật. Bằng vào chúng ta tất cả biết rõ không gian thời không, cùng duy độ mà nói, vô luận là ai, đều không thể giải thích loại này lực lượng. Nhậm Vô Lý thán phục một tiếng nói. Chương 914, Hoa Hạ Vũ Trụ lễ gặp mặt, canh năm. Hoa Hạ Vũ Trụ khoa học kỹ thuật đã siêu việt vô số thứ nguyên văn minh. Tại bọn họ ngang dọc siêu không gian cùng vô số thứ nguyên, bình hành vũ trụ, gặp được vô số văn minh tiên tiến bên trong. Bọn họ cái này không gian Hoa Hạ Vũ Trụ, dám nói thứ hai, còn không có cái nào văn minh dám tự xưng đệ nhất. Thậm chí, lấy khoa học kỹ thuật của bọn họ mức độ, lại thêm Viêm Đế tương trợ, liền hệ thống một tia da lông đều nghiên cứu không thấu. Cái này đủ để chứng minh, hệ thống loại này lực lượng đã sớm áp đảo cái này duy độ bên trong tất cả mọi thứ phía trên. Nghe vậy, Lý Lạc cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc. Hệ thống như thế nghịch thiên tồn tại, làm sao có thể sẽ bị dễ như trở bàn tay nghiên cứu thấu? Bất quá có một chút Lý Lạc có thể xác định, hệ thống cái đồ chơi này tuyệt đối không phải bọn họ cái này duy độ tất cả sản phẩm. Đúng rồi, thắng bọn họ trừ cái đó ra, còn nói cho ngươi thứ gì? Khải Toa nữ hoàng lúc này đột nhiên mở miệng, nhìn lấy Lý Lạc dò hỏi. Đi qua một phen nói chuyện với nhau, Lý Lạc tự nhiên biết được Khải Toa nữ hoàng cùng Lâm Linh thân phận. Một cái là Viêm Đế thế tử, một cái là Thiên Cung chỉ chủ Lâm Vân muội muội. Nói thật, làm Lý Lạc biết được Khải Toa nữ hoàng không chỉ có là thiên sứ nhất tộc nữ hoàng, hơn nữa còn là Viêm Đế thế tử lúc, ngược lại để hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Viêm Đế không chỉ có tự thân cường đại, liền thế tử của hắn đều có tu vi như thế. Nghe vậy, Lý Lạc khẽ lắc đầu, hắn thấy được Khải Toa nữ hoàng đôi mắt chỗ sâu giấu giếm tưởng niệm. Khải Toa nữ hoàng mỉm cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Đúng rồi, căn cứ chúng ta Hoa Hạ vũ trụ tình báo, ưu tiên nhất tộc năm đó còn lại nhóm cường giả kia bên trong, ngoại trừ Tiên Vương cùng Tiên Tông hai người thiên phú cực kỳ ghê gớm bên ngoài, còn có Tiên Tôn cùng Tiên Hoàng hai người. Tiên Tôn cùng Tiên Hoàng hai người thiên phú, càng là tại Tiên Vương hai người phía trên. Liền Tiên Vương cùng Tiên Tông đều bước vào Thiên Đế cảnh, cái kia Tiên Tôn cùng Tiên Hoàng hai người, tự nhiên không cần nhiều lời. Tại đại chiến bên trong, tình báo của chúng ta bộ môn cũng chưa phát hiện hai người này bóng người, không biết có phải hay không bị các ngươi đại hạ cường giả chém giết. Lúc này, Nhậm Vô Lý chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Lý Lạc dò hỏi. Tiên Tôn cùng Tiên Hoàng, chúng ta một đường tiến ưu tiên nhất tộc xào huyện, vẫn chưa chém giết qua Thiên Đế cấp bậc cường giả. Lúc trước Tiên Vương cùng Tiên Tông, chính là ta đại hạ thần triều chém giết thứ nhất thứ hai cái Thiên Đế cấp cường giả. Lý Lạc mở miệng nói, gặp hai người này từ đầu đến cuối không có hiện thân, rất có thể bọn họ đã tìm được thắng bọn họ phong ấn tiên ám thiên phong ấn chi địa. Bọn họ đánh vỡ siêu không gian bí lũy, tiến vào siêu không gian mặt sau thứ nguyên không gian. Khải Toa nữ hoàng đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy, Lý Lạc ánh mắt híp lại, lóe ra hàn mang. Bất quá vừa nghĩ tới phong ấn chỉ địa, có Viêm Đế 11 tôn Thiên Đế chân thủ, cái kia hai tôn ưu tiên tộc Thiên Đế, cần phải không phá hư được phong ấn à? Nếu thật là dạng này, chúng ta việc này không nên chậm trễ, lập tức tiến về phong ấn chỉ địa. Nếu là thật sự để cái kia tiên ám thiên trốn tới, hậu quả khó mà lường được. Khải Toa, ta nhớ được năm đó Tô tiểu tử cho ngươi phong ấn chỉ địa tọa độ a. Nhậm Vô Lý sắc mặt nghiêm túc vô cùng, nhìn về phía Khải Toa nữ hoàng nói. Khải Toa nữ hoàng khẽ gật đầu. Lý Lạc đứng dậy, an nguy chúng nhân nói, ba vị không cần hoảng, phong ấn chỉ địa có Viêm Đế bọn họ trấn thủ, chỉ là hai tôn Thiên Đế, còn không phá hư được phong ấn. Nhậm Vô Lý khẽ gật đầu, lo lắng nói, lời tuy như thế, nhưng chúng ta vẫn là trước xuất quân đi qua nhìn một chút cho thỏa đáng. Đến lúc đó còn phải phiền phức thần chủ, đem cái này hai đại Thiên Đế trừ rơi, nếu không như tiếp tục để cái này hai tôn ưu tiên tộc Thiên Đế tồn tại, chỉ sợ về sau ưu tiên nhất tộc sẽ lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Nghe vậy, Lý Lạc ánh mắt sáng lên, vừa vặn hắn liên tục triệu hoán hai lần cần thiết sát lục giá trị, còn kém một chút xíu. Cái này còn sót lại cái này hai đại ưu tiên tộc Thiên Đế, vừa tốt làm cho hắn con gót. Đã như vậy, vậy chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Lý Lạc mở miệng nói. Mọi người khẽ gật đầu, lập tức rời đi Lý Lạc ngự thư phòng. Đại hạ thần triều một đám thần minh võ tướng, cùng hoa hạ vũ trụ cao tầng cường giả, đầy đủ tập kết. Bởi vì Khải Toa nữ hoàng có phong ấn chi địa tọa độ, bởi vậy Lý Lạc cùng một đám đại hạ cường giả, lựa chọn trèo lên phía trên hoa hạ vũ trụ chiến hạm cùng nhau đi tới. Theo hoa hạ vũ trụ chiến hạm phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, vô số to lớn trùng động hiện lên chiến hạm trước người. Ngay sau đó, vô số to lớn cương thiết cự thú nhanh chóng chạy nhanh nhập không gian trùng động bên trong. Chiến hạm tại trùng động không gian cao tốc chạy thời điểm, Lý Lạc cũng lần thứ nhất kiến thức đến hoa hạ vũ trụ khoa học kỹ thuật đến cùng có bao nhiêu như bức. Hắn kiếp trước chỗ hoa hạ cùng cái này hoa hạ so sánh, quả thực cũng là một cái trên trời, một cái dưới đất, hoàn toàn không thể so sánh.
Đúng rồi, thần chủ. Đã các ngươi đại hạ cùng chúng ta hoa hạ, tuy nhiên ở vào khác biệt không gian, nhưng chung quy là có chỗ ngọn nguồn, cũng chính là người một nhà. Ta đại biểu hoa hạ vũ trụ, đưa các ngươi một kiện lễ gặp mặt. Nhậm Vô Lý tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối với Lý Lạc mở miệng nói. Nghe vậy, Lý Lạc hơi sững sờ, lập tức đối Nhậm Vô Lý trong miệng lễ gặp mặt, cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Lập tức, Nhậm Vô Lý sai người kêu lên đại hạ thần triều chỗ có thần minh võ tướng, tại một đám hoa hạ vũ trụ cao tầng cùng đi, mang theo Lý Lạc một đám, đi vào bên trong chiến hạm một cái siêu đại hình trong phòng thí nghiệm. Ở cái này to lớn trong phòng thí nghiệm, Lý Lạc mọi người thấy gặp vô số thân mặc áo trắng hoa hạ công tác nhân viên, chính mang lục không thôi. Những thứ này hoa hạ công tác nhân viên, chính là hoa hạ vũ trụ khoa học kỹ thuật nhân viên, được xưng là trí năng giả. Giờ phút này, bọn họ đang nghiên cứu càng làm đầu hơn tiến chiến hạm cùng cơ giáp. Lý Lạc trông thấy bày đặt tại cái này to như vậy phòng nghiên cứu bên trong chiến hạm cùng cơ giáp, cũng nhịn không được kinh thán liên tục. Cái này mới là nam nhân lãng mạn a. Đời trước, hắn đã từng tưởng tượng qua cũng có ngày có thể điều khiển loại này khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy cơ giáp. Rất nhanh, Nhậm Vô Lý mang theo Lý Lạc một đám, đi vào thí nghiệm một cái cửa khoang trước. Cửa khoang bên ngoài, mấy chục vị vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả đem tay lấy. Tại nhìn thấy Nhậm Vô Lý một đám về sau, cảnh vệ viên lập tức cho đi, cửa khoang tự động biết đừng mở ra. Khi tiến vào cái này cửa khoang sau, một cái so bên ngoài hơi nhỏ một chút phòng thí nghiệm, hiện ra tại Lý Lạc cùng một đám đại hạ cường giả trong mắt. Mà trông thấy Nhậm Vô Lý cùng Lý Lạc một đám, trong phòng thí nghiệm mấy vạn tên thân mặc áo trắng trí năng giả nhất thời hưng phấn lên, ào ào hướng Nhậm Vô Lý cúi chào, lập tức đầy mắt kích động nhìn về phía Lý Lạc sau lưng một đám võ tướng cùng thần minh. Dù sao cũng là còn sống lịch sử danh tướng cùng thần minh, ai có thể không kích động. Mà giờ khắc này, Lý Lạc lần nữa bị chấn động đến. Bởi vì ở trong phòng thí nghiệm, trưng bày hơn vạn tòa dùng đặc thù tài liệu tự làm mà thành trong suốt cái dương. Cái dương cái bệ dưới, cắm vô số nhỏ bé lại trong suốt tuyến đường. Tuyến đường bên trong, một cỗ cổ lực lượng cường đại chuyển vận đến những thứ này cái bệ xuống. Mà tại trong suốt bên trong dương, lơ lửng từng bộ đẹp trai bức người, lại tràn ngập khoa học kỹ thuật khí tức chiến giáp. Đây là dùng hắc thần thạch chế tạo chiến giáp. Lý Lạc thần niệm khẽ động, lập tức cảm thấy những chiến giáp này chỗ phát ra khí tức bên trong có hắc thần thạch khí tức, lúc này kinh ngạc nói. Một bên Lâm Linh mỉm cười, nhìn lấy Lý Lạc nói: "Không sai, chế tạo những chiến giáp này sử dụng đến hắc thần thạch, chính là theo ngươi nhóm Thánh Vân Vũ trụ Thánh Linh đại lục được đến. Lúc ấy ta nhớ được thần chủ ngươi chính xuất lĩnh cường giả, cùng xâm lấn Thánh Linh đại lục U Tiên tộc đại chiến." Nghe vậy, Lý Lạc trong nháy mắt nhớ tới năm đó Thánh Linh đại lục, thánh địa phía dưới hắc thần thạch mỏ quặng, thần bí biến mất một chuyện, giật mình cười nói: "Ban đầu tới năm đó hắc thần thạch mỏ quặng là bị ngươi cầm đi." Khó trách. Chương 915, tìm tới phong ấn chi địa, canh thứ nhất. Nhậm lão quay người, đối với Lý Lạc cùng sau lưng một đám võ tướng thần minh, mở miệng nói: "Những chiến giáp này chính là dùng hắc thần thạch vì nguyên liệu, kết hợp với chúng ta Hoa Hạ tinh vực tân tiến nhất chiến giáp kỹ thuật chế tạo thành. Hắn phòng ngự tính có thể chống đỡ đệ ngũ cảnh trở xuống vũ trụ chi chủ toàn lực nhất kích. Những thứ này mới nhất nghiên cứu chiến giáp, liền tặng cho đại hạ." Nói xong, Nhậm lão phất phất tay, một tên trí năng giả thành viên, điểm nhẹ một chút lơ lửng trước người màn hình giả lập. Ngay sau đó, tại Lý Lạc ánh mắt của mọi người xuống, trong suốt cái dương cái bệ dưới, từng cây chuyển vận lấy năng lượng cường đại trong suốt tuyến quản, tự động cắt ra. Ngay sau đó, dùng đặc thù tài liệu chỗ chế tạo trong suốt cái dương, từ từ mở ra. Tại những thứ này mở dương ra trong ngay mắt, ông, những thứ này tỉnh xảo khoa học kỹ thuật chiến giáp, phóng xuất ra lực lượng kinh người. Những thứ này tiên tiến khoa học kỹ thuật chiến giáp, để một đám võ tướng cùng thần minh kinh thán liên tục, trong mắt lấp lóe lửa nóng quan mang. Nhất là đối với một đám võ tướng mà nói, những thứ này tỉnh xảo lại phòng ngự kinh người khoa học kỹ thuật chiến giáp, đối bọn hắn có lực hấp dẫn thật lớn. Chấm đại biểu đại hạ, đa tạ Nhậm lão. Lý Lạc lấy lại tinh thần, đối với Nhậm lão chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Ha ha ha, không cần khách khí, chư vị đại hạ minh hữu, trước đi thử một lần đi. Nhậm lão mỉm cười. Lập tức, tại Lý Lạc điểm dưới đầu, sau lưng một đám võ tướng thần minh, ào ào đi hướng những thứ này tỉnh xảo khoa học kỹ thuật chiến giáp. Hầu ca, bên này. Bên này. Đây là chúng ta vì ngươi chế tạo đấu chiến thánh giáp. Nhị Lang chân quân, nhanh tới nơi này, đây là chúng ta vì ngươi chế tạo chí thánh chiến giáp. Triệu Vân tướng quân, ngươi thích hợp bộ chiến giáp này, Long Lạn thần giáp. Nhìn thấy một đám võ tướng thần minh ào ào tiến lên, tại chỗ một đám khoa học kỹ thuật nhân viên đổi bước lên phía trước, nhân cơ hội này cùng mình trong suy nghĩ thần tượng chụp ảnh, thuận tiện vì đó chọn lựa thích hợp bọn họ chiến giáp. Bất quá, cũng không phải là tất cả thần minh đều ưa thích những chiến giáp này, giống Hồng Quân lão tổ, Tam Thanh, Bồ Đề, Như Lai, Hậu Thổ, Ngọc Đỉnh, Thái Ất những cường giả này, đối khoa học kỹ thuật chiến giáp không quá cảm mạo, bọn họ càng ưa thích tự thân hóa trang. Mà lại những chiến giáp này đối bọn hắn mà nói, không có bao nhiêu tác dụng. Rất nhanh, một đám võ tướng thần minh hào hào đổi lại Hoa Hạ vũ trụ đưa tặng khoa học kỹ thuật chiến giáp. Mỗi người phóng thích tự thân khí tức, lực lượng cường đại ngưng tụ thành thần vòng, lại thêm một thân anh tuấn chiến giáp. Thời khắc này một đám võ tướng thần minh, quả thực đẹp trai ngây người. Bước cách lập tức thì sách đẩy. Nhìn đến Lý Lạc liền đều có loại muốn lên trước, chọn lựa một bộ chiến giáp mặc vào xúc động. Thì tại Hoa Hạ cùng đại hạ các cường giả, chính sẽ rách duy độ không gian, tiến vào siêu không gian giới vực mặt sau thời không, tốc độ cao nhất chạy tới thời không không gian hắc động nơi ở lúc. Thời không không gian hắc động nơi ở to lớn thời không không gian hắc động, ngay tại yên tĩnh không gian duy độ bên trong, không ngừng mà thôn phệ mở rộng. Mặt ngoài cái này thời không không gian hắc động, bình thường hắc động không khác. Nhưng nếu có cường giả ở đây, phóng thích thần niệm tràn vào hắc động bên trong dò xét, liền sẽ phát hiện tại hắc động nội bộ, hết thảy đều ở vào cấm đoán trạng thái. Vô luận là pháp tắc, cũng hoặc là thời gian cùng không gian, mà lại ở tại sâu không thấy đáy nội bộ, có một cỗ đủ để hủy diệt phụ cận tuy có siêu không gian giới vực lực lượng. Ông, vạn cổ yên tĩnh siêu thời không không gian hắc động phân ngoài, đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại không gian ba động. Ngay sau đó,
một đạo thời không vết nứt bị xé nứt mở ra. Hai đạo toàn thân nhấp nhô cường đại hắc ám chi lực bóng người, theo thời không vết nứt bên trong đi ra. Ha ha ha, rốt cục để ta đợi khi tìm được. Trong đó một đạo hắc ám bóng người phát ra kích động tiếng cười. Lập tức, cái này hai bóng người trên người hắc ám chi lực dần dần tiêu tán, lộ ra hai tên nam tử. Xuất hiện tại này hai người, chính là một mực tìm kiếm thời không không gian hắc động ưu tiên nhất tộc chí cao cường giả. Tiên Tôn cùng Tiên Hoàng. Tiên Hoàng cũng đầy mặt vẻ hưng phấn. Bọn họ thôi diễn đến lúc đó hư không không gian hắc động một tia tung tích, liền lập tức tìm tới. Thế mà, siêu không gian giới vực mặt sau, tồn tại vô số thứ nguyên thời không. Hai người bọn họ tiến vào mặt sau thời không về sau, bởi vì không có chính xác tọa độ, bởi vậy căn cứ thôi diễn, tìm 10 cái mặt sau thời không không gian về sau, mới tìm được lưu giữ ở thời điểm này không gian bên trong không gian hắc động. Bọn họ tộc thủ liền bị Hoa Hạ Vũ Trụ Viêm Đế bọn người phong ấn ở bên trong. Tiên Hoàng, chúng ta trước theo không gian hắc động phân ngoài, đem không gian của nó tiết điểm đánh võ. Thiên Tôn ánh mắt lóe ra, mở miệng nói: "Tốt." Tiên Hoàng đột nhiên gật đầu, lập tức trên thân phóng xuất ra rồi dạo lực lượng. Mà một bên Tiên Tôn, động tác cũng không chậm, đáng sợ hắc ám chi lực từ trên người hắn lăn lộn mà ra. Tại hai người phóng thích lực lượng kinh người trong nháy mắt, cái thời không này không gian kịch liệt chấn động, dường như tựa như không chịu nổi hai người lực lượng đồng dạng. Giờ phút này, nếu như Lý Lạc một đám ở đây, cảm ứng được trên thân hai người phóng ra khí tức, tất nhiên kinh ngạc không thôi. Bởi vì Tiên Tôn tu vi chính là Thiên Đế cảnh hậu kỳ, mà Tiên Hoàng thì là Thiên Đế trung kỳ tu vi. Ông phóng lên tận trời cuồn cuộn lực lượng, trong nháy mắt điên cuồng ngưng tụ tại hai trong tay của người. Tại cái này hai cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới, trung quanh thời không thứ nguyên không gian bắt đầu nứt tan rã, cuồng bạo thời không phong bạo không ngừng tàn phá bừa bãi mà ra. Thế mà tràn ngập hủy diệt chi lực thời không phong bạo, đối Tiên Tôn cùng Tiên Hoàng cái này hai đại thiên đế, không tạo được một tia uy hiếp. Ngay tại hai người đang xúc thế lực lượng thời điểm, thời không không gian trong hắc động, ngay tại ngồi xếp bằng, toàn lực ra chỉ phong ấn Viêm Đế bọn người, đồng nhiên đồng loạt mở mắt. Tiên Tôn cùng Tiên Hoàng lực lượng lan truyền tiền đến, bị bọn họ cảm giác đến. Hụ, không nghĩ tới năm đó cái này hai cái con kiến hôi, thế mà cũng tấn thăng Thiên Đế cảnh. Vì phong ấn Tiên Ám Thiên, chúng ta thiệt thời lớn. Nếu là không cần phong ấn Tiên Ám Thiên, chúng ta chỉ sợ cũng đã bước vào giới tổ cảnh. Thiên Cung chỉ chủ Lâm Vân, lạnh hừ một tiếng, lập tức đứng dậy. Gặp Lâm Vân đứng dậy, Viêm Đế cũng đứng dậy theo, ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua phong ấn phía dưới Vô Tận Thâm Uyên, mở miệng nói, "Chúng ta ra ngoài, ngăn cản hai người này đi." Tám đại lao tổ cùng bên người vị kia hệ thống sở hữu giả quý hạ, đều là khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên sát ý lạnh như băng. Hai tôn thiên đế, đủ để có thể uy hiếp được không gian hắc động ổn định. Tuy nhiên không gian hắc động bị bọn họ liên thủ gia cố, nhưng bọn hắn hai người liên thủ công kích, một lát công không phá được tọa độ không gian, nhưng cũng sẽ dẫn đến không gian hắc động không ổn định, từ đó ảnh hưởng phong ấn. Viêm Đế, bất quá là một tôn trung kỳ cùng một tôn hậu kỳ mà thôi. Ta cùng quý hạ hai người ra ngoài đủ để. Các ngươi còn là tiếp tục lưu lại nơi này vững chắc phong ấn đi. Nếu là Tiên Ám Thiên lúc này lại trùng kích phong ấn, vậy thì phiền toái. Lâm Vân gặp Viêm Đế một đám đều muốn đi ra ngoài, sau đó đổi vội mở miệng nói. Chương 916, Viêm Đế xuất thủ, canh thứ hai. Nghe vậy, quý hạ một đám cũng cảm thấy Lâm Vân nói rất có đạo lý, khẽ gật đầu. Ha ha, yên tâm đi, cái kia tới trung kỳ đến, chúng ta đợi ở chỗ này mặt lâu như vậy năm tháng, cũng là thời điểm cái kia ra ngoài hít thở không khí. Mọi người cứ an tâm đi. Viêm Đế duỗi ra lưng mỏi, cũng mặc kệ Lâm Vân cùng những người khác phản ứng, trực tiếp đứng dậy bước ra một bước, hướng về không gian hắc động phần ngoài mà đi. Gặp Viêm Đế như thế thoải mái dáng vẻ, Lâm Vân mọi người hào hào nhìn về phía phong ấn phía dưới bóng đêm vô tận. Phát hiện hắc ám thâm viên bên trong, vẫn là trước sau như một tan tĩnh. Sau đó mấy người hào hào đánh ra một cỗ lực lượng khổng lồ, lần nữa ra chỉ phong ấn. Viêm Đế nói rất đúng, vừa vặn thừa cơ hội này, chúng ta cũng ra ngoài hít thở không khí đi. Đợi ở chỗ này cũng không biết bao lâu, ta đều nhanh phai nhạt ra khỏi cái chim đến rồi. Tiến một bước ra cố phong ấn về sau, Lâm Vân cũng triệt để yên tâm lại, cầm lấy bên hông bầu rượu, uống một ngụm rượu, liền hướng về hắc động bên ngoài bước đi. Quý hạ cùng Bát Đại Hoa Hạ lão tổ cũng không khỏi đến nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ đích xác cái kia ra ngoài hoạt động một chút. Bọn họ chỉ là ra ngoài trong một giây lát, vấn đề không lớn. Nhất niệm lại qua, Bát Đại Hoa Hạ lão tổ cùng Quý hạ cũng biến mất tại cái này phong ấn chỉ địa bên trong. Mà tại phong ấn phía dưới vô tận trong vực sâu hắc ám, tại Viêm Đế chờ 11 vị thiên đế, chân trước vừa rời đi một khắc này. Trong bóng tối, một tên anh tuấn trung niên nam tử, chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Không gian hắc động bên ngoài, Tiên Tôn cùng Tiên Hoàng sau lưng, giờ phút này ngưng hóa ra hai tôn to lớn hắc ám đế tướng, đạp trên bóng đêm vô tận chỉ lực, giống như hai tôn chúa tể hắc ám tà thần đồng dạng. Mà tại tay của hai người bên trong, hiện lên hai cái lớn chừng cái trứng gà hắc ám quang cầu. Đừng nhìn cái này hai cái quang cầu chỉ có trứng gà lớn như vậy, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, đủ để đem thượng thương giới vực không gian cùng hắc ám giới vực không gian trực tiếp hủy diệt. Trong đó chỗ thả ra một luồng khí tức, liền để chung quanh thời không thứ nguyên không gian phá toái. Đi. Tiên Tôn cùng Tiên Hoàng hai người, trong nháy mắt đem trong tay hắc ám quang cầu, đối với không gian hắc động tọa độ không gian ném đi. Hai cái hắc ám quang cầu tại thoát ly hai người bàn tay trong chốc lát, liền bắn tới. Thiên Tôn cùng Tiên Hoàng kích động không thôi. Bọn họ cũng cảm ứng được không gian hắc động tọa độ không gian, có một cỗ lực lượng kinh người bảo hộ lấy. Nhưng lấy bọn hắn hai người toàn lực nhất kích, thế tất sẽ tạo thành không gian dung chuyển. Đến lúc đó, không gian trong hắc động phong ấn liền lại bởi vậy mà bung lỏng. Lấy bọn họ tộc thủ bản sự, chỉ cần phong ấn có một tia bung lỏng, liền có thể nắm lấy cơ hội hướng phá phong ấn. Đang lúc hai người kích động, hắc ám quang cầu sắp đánh trúng tọa độ không gian thời điểm, đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh người trực tiếp đem cái này hai cái hắc ám quang cầu ngăn cản. Ông mà cỗ này lực lượng kinh người cũng trực tiếp đem hai cái hắc ám quang cầu ẩn chứa lực lượng tan rã. Ai? Bất thình lình một màn khiến Tiên Tôn cùng Tiên Hoàng hai người
sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, vô ý thức kinh hô một tiếng. Ông. Lúc này, bóng đêm vô tận không gian hắc động chỗ sâu, truyền đến năm màu lộng lẫy lưu quang. Ngay sau đó, Viêm Đế cầm đầu 11 tôn tiên đế, theo không gian hắc động bên trong đạp hư mà ra. Viêm Đế. Nhìn thấy cầm đầu Viêm Đế, tiên tôn cùng tiên hoàng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Không có cách, thượng cổ nhất chiến, Viêm Đế mang cho tâm lý của bọn hắn bóng mờ thật sự là quá lớn. Lấy về phần bọn hắn tấn thăng trở thành tiên đế, trong lòng đối Viêm Đế cái kia lao hoảng sợ, vẫn như cũ vùng đi không được. Các ngươi thật to gan. Tấn thăng tiên đế không kéo dài hơi tàn trốn tránh, lại dám đi tìm cái chết. Viêm Đế ánh mắt ngưng tụ, một cỗ vô thượng uy nghiêm theo trên thân lan tràn ra, năm màu lộng lây thần hỏa, theo Viêm Đế trên thân lan tràn ra. Trong chốc lát, toàn bộ thời không không gian nhiệt độ cực tốc tăng lên. Thậm chí, liền thời không không gian hư vô đều bị Viêm Đế thần hỏa đốt xuyên. Thì liền tiên tôn cùng tiên hoàng thân là tiên đế cấp cường giả, giờ phút này tại Viêm Đế thần hỏa phía dưới, mồ hôi đầm địa. Cho tới giờ khắc này, thân là thiên đế sau bọn họ, mới hiểu được Hoa Hạ vũ trụ vị này Viêm Đế, đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Hắc hắc. Hai người này liền giao cho ta. Lâm Vân đem trong tay ngọc bầu rượu treo về bên hông, toàn thân áo trắng, giống như trích tiên đồng dạng. Ngay sau đó, một cỗ áp đảo tiên tôn cùng tiên hoàng hai người phía trên lực lượng, theo trong cơ thể hắn buộc phát ra. Thiên đế cực hạn đại viên mãn. Cảm ứng được Lâm Vân khí tức trên thân về sau, tiên tôn cùng tiên hoàng sắc mặt lần nữa lại biến, tuyệt vọng kinh hô một tiếng. Bọn họ biết rõ, muốn trợ chính mình tộc thủ đánh phá phong ấn kế hoạch thất bại. Đang lúc Lâm Vân muốn ra tay lúc, một bên Viêm Đế thì trước hắn bước ra một bước. Ông. Trong chớp mắt, Viêm Đế thân hình liền xuất hiện tại tiên tôn cùng tiên hoàng hai người trước người. Viêm Đế tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi. Thậm chí ngay cả Thiên Đế cảnh đỉnh phong tiên tôn đều bắt không đến Viêm Đế bóng người. Viêm Đế xuất hiện tại trước người hai người một khắc này, Viêm Đế trực tiếp vung tay lên, một cỗ lực lượng kinh khủng đâm vào hai người trên lồng ngực. Tiên tôn cùng tiên hoàng trong nháy mắt bị trọng thương, một ngụm máu phun tới, thân hình nhanh chóng bay rất ra ngoài. Chờ tiên tôn cùng tiên hoàng hai người đứng lên lúc, bọn họ lại hoảng sợ phát hiện, Viêm Đế vừa mới một cái kia đã đem bọn hắn trọng thương, lại đem tu vi của bọn hắn phong ấn lên. Không đợi hai người lần nữa kịp phản ứng lúc, Viêm Đế lần nữa đưa tay để ép, một cỗ vô thượng lực lượng đem hai người trấn áp cẩm tù tại nguyên chỗ. Phốc vậy, Viêm Đế, ngươi đã siêu việt tiên đế cảnh. Thấy mình cùng tiên hoàng hai người, thân là thiên đế, thế mà tại Viêm Đế trước mặt không có chút nào sức hoàn thủ, tiên tôn tựa hồ nghĩ tới điều gì sợ hãi lên tiếng kinh hô tới. Thế mà, Viêm Đế lại căn bản không có để ý tới tiên tôn. Mà Lâm Vân cùng tám đại lao tổ một đám, cũng không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc, tựa hồ bọn họ đã sớm biết Viêm Đế thực lực. Kỳ thật, Lâm Vân mọi người đã sớm biết Viêm Đế thực lực. Viêm Đế tu vi kỳ thật cũng không có siêu việt thiên đế cảnh, bước vào giới tổ cảnh, thậm chí ngay cả nửa bước giới tổ đều không phải là. Viêm Đế chẳng qua là đụng chạm đến, bước vào nửa bước giới tổ cảnh một kia ý cảnh mà thôi. Chỉ là đụng chạm đến nửa bước giới tổ cảnh một kia ý cảnh, liền Viêm Đế liền đáng sợ như thế. Bởi vậy có thể thấy được, chân chính giới tổ cảnh cường giả, đến tột cùng đã cường đại đến loại nào dọa người trình độ. Lại bị ngươi cái tên này vượt lên trước. Bất quá ngươi giữ lấy hai cái này thai họa làm gì? Giết bọn hắn đi. Lâm Vân một đám lúc này cũng bước ra một bước, đi vào Viêm Đế bên cạnh. Nhìn lấy bị cầm tù tiên tôn cùng tiên hoàng hai người, Lâm Vân vừa muốn động thủ diệt bọn hắn hai người, Viêm Đế vội vàng ngăn cản nói: "Chấm đã, bọn họ còn hữu dụng." Viêm Đế, để Lâm Vân cùng cái khác một đám thiên đế cũng không khỏi sửng sở, hơi nghi hoặc một chút lên. Chương 917, tế tụ sát lục giá trị, canh 3. Lâm Vân nghi hoặc hỏi: "Hai cái này thai họa giữ lấy có cái gì dùng?" Viêm Đế vừa định trả lời Lâm Vân lúc, đột nhiên, ngay tại dần dần chữa trị lúc nguyên không ở giữa, truyền đến một cỗ cường đại không gian ba động. Rầm rầm rầm. Nguyên một đám to lớn trùng động bỗng nhiên mở ra. Theo trùng động trong không gian, vô số to lớn hoa hạ chiến hạm trấn áp mà ra. A. Trông thấy đánh tới vô số hoa hạ chiến hạm, mọi người nhất thời hơi sửng sở. Nhưng Viêm Đế cùng 10 vị thiên đế lập tức liền lộ ra nụ cười. Ông. Chiến hạm chạy nhanh sau khi ra ngoài, Lý Lạc mang theo đại hạ thần triều một đám võ tướng thần minh, theo chiến hạm bên trong bay ra. Theo sát phía sau chính là Khải Toa nữ hoàng, Lâm Linh chở một đám hoa hạ cường giả. Thắng. Ca. Tại nhìn thấy Viêm Đế một đám về sau, Khải Toa nữ hoàng cùng Lâm Linh hai người liền bay nhào hướng Viêm Đế Hòa Lâm Mây. Chờ bọn hắn tự hết cũ về sau, Lý Lạc liền dẫn một đám đại hạ cường giả đi ra phía trước. Viêm Đế, chư vị tiền bối, hôm nay rốt cuộc gặp nhau. Lý Lạc cười nhạt một cái nói. Mà cùng lúc đó, Lý Lạc bên người Hồng Quân lão tổ cùng Tam Thành, cảm ứng được Viêm Đế 11 người tu vi về sau, cũng không nhịn được hoảng sợ, đồng thời cũng không khỏi đến trong lòng âm thầm cảm khái, quả thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Lúc này, nguyên bản một mặt ý cười Viêm Đế, thần sắc đột nhiên biến đến nghiêm túc lên, nhìn về phía Lý Lạc trầm giọng nói: "Lý Lạc, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hoặc là nói là ngươi sát lục giá trị chuẩn bị tốt không?" Hoa Hạ vũ trụ một chúng cường giả, nhìn thấy đột nhiên biến đến nghiêm túc lên Viêm Đế, nhất thời lông mi đều là nhíu lại. Lấy bọn họ đối với mình nhà Viêm Đế hiểu rõ, mỗi lần Viêm Đế nghiêm túc như thế thời điểm, liền sẽ có đại sự phát sinh. "Thắng, thế nào?" Làm Viêm Đế thê tử Khải Toa nữ hoàng, tự nhiên cũng là hiểu rõ nhất Viêm Đế người, nhịn không được dò hỏi. Giờ phút này, thì liền Lâm Vân, Quý Hạ cùng Hoa Hạ tám đại lão tổ, giờ phút này cũng đã nhận ra Viêm Đế không thích hợp, ào ào nhìn lấy Viêm Đế cùng Lý Lạc, trong đôi mắt lóe ra dị sắc. Thế mà, Viêm Đế cũng không để ý tới Khải Toa, yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lý Lạc. Lý Lạc hơi sững sờ, tựa hồ minh bạch cái gì, đôi mắt lóe ra nhàn nhạt sát ý nói: "Nếu là lại đến một điểm sát lục giá trị, thì tốt hơn." Viêm Đế khẽ gật đầu, bàn tay lớn nhẹ nhàng một chiều, bị hắn trấn áp tại sau lưng tiên tôn cùng tiên hoàng hai người, bay lăn đến Lý Lạc trước người. Tại vừa đến lúc đi ra, Lý Lạc mọi người liền chú ý đến cái này hai tôn bị trấn áp vũ tiên nhất tộc cường giả. Viêm Đế nhếch miệng cười nói:
hiện tại thế nào? Lý Lạc trên mặt cũng đồng dạng lộ ra nụ cười, thản nhiên nói, hoàn toàn đủ để. Vâng. Phất vậy. Lý Lạc vừa dứt lời, liền đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt đem Tiên Tôn cùng Tiên Hoàng hai người chém giết. Lý Lạc đột nhiên xuất thủ, vô luận là Hoa Hạ vũ trụ cường giả, cũng hoặc là Đại Hạ thần triều võ tướng thần minh, đều là cảm thấy có chút kinh ngạc. Thế mà, Lý Lạc giờ phút này cũng không có thời gian để ý tới ánh mắt của mọi người, ý thức tiến vào hệ thống bên trong. Chém giết Tiên Tôn cùng Tiên Hoàng về sau, hắn trực tiếp tích lũy đủ 2 lần triệu hoán cần thiết sát lục giá trị. Sát lục giá trị thậm chí còn vượt qua rất nhiều, nhưng khoảng cách liên tục 3 lần lại kém hơn không ít. Hệ thống, liên tục 2 lần triệu hoán. Lý Lạc trầm ngâm một tiếng, thanh âm có vẻ hơi vội vàng. Đinh. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, cái kia vô số quen thuộc vị diện, lần nữa theo Lý Lạc trước mắt lướt qua. Cuối cùng, định tại thần thoại vị diện. Đinh. Thành công triệu hoán, sáng thế thần, bản cổ đại thần. Thành công triệu hoán, nhân tộc chỉ mẫu, nữ hoa đại thần. Nhìn đến chỗ triệu hoán hai vị này nhân vật cường giả, Lý Lạc nhất thời đại thở dài một hơi. Sau đó lập tức xem xét tu vi của hai người. Bản cổ đại thần. Tu vi, giới tổ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Độ trung thành, 100%. Nữ hoa đại thần. Tu vi, giới tổ cảnh sơ kỳ. Độ trung thành, 100%. Trông thấy hệ thống phía trên nhắc nhở hai người tu vi, Lý Lạc không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Quả nhiên như hắn sở liệu, hắn tấn thăng thiên đế cảnh về sau, triệu hắn đi ra cường giả thật áp đảo thiên đế phía trên giới tổ cảnh. Cái này, ổn. Lý Lạc ý thức lui ra hệ thống không gian. Lúc này, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới, chỉ thấy Viêm Đế chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn qua trước mắt mọi người to lớn không gian hấp động, cười nhạt một cái nói: "Tiên Ám Thiên, ngươi cầu lâu như vậy, chẳng lẽ còn không có ý định đi ra a? Nghĩ ngươi đường đường nhất tộc chi chủ, cũng không cảm thấy ngại tiếp tục cầu lấy." Viêm Đế thanh âm truyền vào thứ nguyên không gian hấp động bên trong. Mà Lâm Vân 10 vị thiên đế, cùng Hoa Hạ vũ trụ tất cả mọi người, đều là nhất thời giật mình, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. "Viêm Đế, ngươi nói Tiên Ám Thiên hắn?" Một bên Lâm Vân đồng dạng ngắm nhìn không gian hấp động chỗ sâu, nhịn không được lông mi nhíu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói. Viêm Đế cười cười, khẽ gật đầu. Gặp Viêm Đế xác nhận, Lâm Vân nhịn không được mắng to một tiếng, mụ nội nó, thật là một cái hôn đàn a. Lừa chúng ta lâu như vậy. Tiên Ám Thiên, mau mau lan ra. Lúc này, Hoa Hạ vũ trụ tất cả cường giả lập tức đề phòng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ông. Lâm Vân vừa dứt lời, không gian trong hắc động liền truyền đến một cỗ nhu hòa ba động. Ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, một tên tướng mạo anh tuấn trung niên nam tử, thân mặc một thân màu trắng nhạt huyền bào, theo không gian hắc động bên trong đạp hư mà ra. Tiên Ám Thiên. Nhìn đến tên nam tử này, Khải Toa nữ hoàng cùng Nhậm Vô Lý chờ một đám Hoa Hạ vũ trụ cao tầng, lên tiếng kinh hô tới. Không sai, trước mắt tên nam tử này chính là ưu tiên nhất tộc tộc thủ, Tiên Ám Thiên. Bệ hạ coi chừng, người này rất nguy hiểm. Lúc này, thì liền Hồng Quân lão tổ cũng không khỏi mí mắt nhỏ nhảy, bí mật truyền âm Lý Lạc nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, ánh mắt tiên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào trước mắt Tiên Ám Thiên. Trong mắt mọi người, Tiên Ám Thiên không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, liền như là một tên người bình thường đồng dạng. Nhưng thân là ưu tiên nhất tộc tộc thủ, lại làm sao có thể sẽ là người bình thường đâu? Ha ha, không hổ là Viêm Đế, ngươi là làm sao phát hiện ta? Tiên Ám Thiên cười nhạt một tiếng, lộ ra một vệt nụ cười. Hắn cho Lý Lạc cảm giác, cùng tất cả ưu tiên nhất tộc cường giả rất là khác biệt. Giờ phút này, Tiên Ám Thiên đối mặt Viêm Đế một đám, cảm giác tựa như là hảo hữu ở giữa chuyện phía một dạng. Viêm Đế mỉm cười, hồi đáp: "Gần nhất ta đụng chạm đến giới tổ cảnh cái kia một tia ý cảnh lúc, liền cảm ứng được phong ấn phía dưới ngươi, tu vi sớm đã xa xa siêu việt tất cả chúng ta. Nói thật, lúc ấy ta cảm ứng được khí tức của ngươi về sau, ngay cả ta đều sợ hãi. Muốn đến ngươi đã sớm bước vào giới tổ cảnh tu vi, mà lại so với chúng ta trong tưởng tượng phải sớm được nhiều. Nếu như đoán không sai, tại chúng ta phong ấn ngươi sau đó không lâu, ngươi liền bước vào giới tổ cảnh, đúng không? Nếu như ngươi nghĩ ra được, sớm liền có thể đánh vỡ chúng ta phong ấn ra đến." "Cái gì?" Nghe thấy Viêm Đế, Lâm Vân 10 vị thiên đế không khỏi nhất thời quá sợ hãi, sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Chương 918, Cường đại Tiên Ám Thiên, canh 4. Lý Lạc cũng ánh mắt lóe ra, tựa hồ đoán được cái gì, không khỏi trong lòng thầm than một tiếng. Không hổ là có thể thống lĩnh ưu tiên nhất tộc tộc thủ, tâm cơ thật sự là đáng sợ. Tiên Ám Thiên khẽ gật đầu, nhìn lấy Viêm Đế cùng mọi người hồi đáp. "Không thể không nói, Viêm Đế ngươi là ta gặp được thông minh nhất hệ thống sở hữu giả. Không tệ, ta đang bị các ngươi phong ấn 5 vạn năm về sau, liền bước vào giới tổ cảnh. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ các ngươi, đem ta phong ấn tại không gian hấp động, để ta hiếm thấy đạt được một cái an tĩnh như thế bế quan chi địa, để cho ta chuyên tâm trùng kích cảnh giới càng cao hơn." Nghe vậy, Lâm Vân, Quý Hạ cùng Hoa Hạ vũ trụ 8 đại lão tổ, sắc mặt khó coi không thôi. Cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, bọn họ không chỉ có lãng phí thời gian của mình, mà lại càng để bọn hắn không có thể tiếp nhận chính là, chính mình cư nhiên trở thành Tiên Ám Thiên hộ đạo giả. Vì hắn trắng trắng đánh nhiều năm như vậy công mà không biết. Nghĩ tới đây, mấy người nhanh tức nổ tung. Viêm Đế cũng là gương mặt bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ nói: "Tiên Ám Thiên a, Tiên Ám Thiên, chúng ta còn thật nhỏ nhìn ngươi. Thiên phú của ngươi, thật là khiến người cảm thấy sợ hãi. Phong ân chỉ địa bên trong, chúng ta giam giữ hết thảy, thậm chí là thời không, không nghĩ tới ngươi lại căn bản không bị ảnh hưởng." Nghe vậy, Tiên Ám Thiên mỉm cười, giải thích nói: "Viêm Đế, các ngươi 10 người đích thật là ta gặp qua chỗ có thiên kiêu bên trong, thứ nhất yêu nghiệt tồn tại. Muốn đến cho các ngươi đầy đủ thời gian, cũng tất nhiên sẽ bước vào giới tổ cảnh. Các ngươi không là xem thường ta, là xem thường giới tổ cảnh giới này. Năm đó các ngươi liên thủ phong ấn ta lúc, ta liền bước vào nửa bước giới tổ cảnh. Mặc dù chỉ là nửa bước, nhưng chính là cái này nửa bước, liền có thể không nhìn hết thệ siêu không gian bên trong quy tắc." Viêm Đế khẽ gật đầu, tiếp tục nói: "Vậy ngươi cũng thật là độc ác, vì có thể tiếp tục đột phá cảnh giới cao hơn, đối tộc nhân của mình không quan tâm. Ngươi bây giờ,
thế nhưng là chỉ huy một mình nha. Nghe được Viêm Đế lời nói này, Tiên Ám Thiên nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, khẽ lắc đầu, giải thích nói: "Viêm Đế, xem ra ngươi còn chưa đủ hiểu rõ giới tổ cảnh giới này." "Cũng đúng, ngươi cũng mới lĩnh ngộ được cảnh giới này một tia ý cảnh mà thôi. Chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Nơi này ta chán ghét." Nói xong, Tiên Ám Thiên thần niệm khẽ động. Trong chớp mắt, Lý Lạc cùng Viêm Đế một đám, cùng hai đại vũ trụ cường giả, phát hiện vẹn vẹn một giây, liền phát hiện bọn họ về tới ưu tiên nhất tộc Hắc Ám giới vực không gian. Thì liền Hoa Hạ vũ trụ vô số chiến hạm cũng bị Tiên Ám Thiên cùng một chỗ mang ra ngoài. Chúng người thần niệm điên cuồng cuộn, phát hiện đó cũng không phải huyễn tượng. Nhất niệm lại qua, mọi người rốt cục thấy được giới tổ cảnh cấp độ này khủng bố. Dù là liền Lý Lạc cùng Viêm Đế, thậm chí là Hồng Quân lão tổ dạng này thiên đế, đều không có chút nào phát giác. Có thể nói, tất cả mọi người ở đây, tại Tiên Ám Thiên trước mặt, căn bản cũng không có sức phản kháng. Tiên Ám Thiên nhìn lấy quen thuộc Hắc Ám giới vực không gian, lập tức nhắm mắt lại. Ngay sau đó, tất cả mọi thứ phát sinh qua sự tình, nhanh chóng tại Tiên Ám Thiên trong đầu lướt qua. Một lát sau, Tiên Ám Thiên biết được U Tiên nhất tộc cùng Đại Hạ thần triều cùng Hoa Hạ vũ trụ ở giữa chiến tranh. Tiên Ám Thiên mở to mắt, nhìn về phía Lý Lạc, khẽ gật đầu, lộ ra một vẻ cảm kích ý cười. Cái này khiến Lý Lạc không nghĩ ra, Tiên Ám Thiên cái này là ý gì? Tiên Ám Thiên tự nhiên cũng nhìn ra Lý Lạc nghi hoặc, cười nói: "Nguyên lai ngươi gọi Lý Lạc, Viêm Đế bố cục hệ thống sở hữu giả. Cảm tạ ngươi không có thương tổn ta tộc những cái kia hiền lành tộc nhân." Lý Lạc tự nhiên minh bạch Tiên Ám Thiên trong miệng nói tới tộc nhân, liền là sinh hoạt tại cái kia 10 cái vị diện bên trong, ưu tiên nhất tộc hạ tầng tộc nhân. Sau đó, Lý Lạc không tiêu ngạo không tự ti, mở miệng trầm ngâm nói: "Không cần tạ chấm. Chấm là đúng sai rõ ràng, không giống ngươi thủ hạ những cái kia tà ác tộc nhân một dạng." Nghe vậy, Tiên Ám Thiên khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía tất cả mọi người, cười nói: "Ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút như thế nào giới tổ cảnh." Nghịch. Ông. Tiên Ám Thiên một chữ rơi xuống, mọi người liền trông thấy vị trí Hắc Ám giới vực không gian, hiện ra vô số nhàn nhạt tinh quang, một cô vô thượng thao thiên chỉ lực, bao phủ phụ cận tất cả giới vực. Ngay sau đó, mọi người liền trông thấy thời không di chuyển, trước đó đại chiến bị phá hủy vô số tiểu hình vũ trụ, lần nữa hiện lên ở siêu không gian giới vực bên trong. Ngay sau đó, tại mọi người trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, đã vẫn lạc tiên tôn, tiên hoàng, tiên vương, tiên tông chờ một chút 20 tôn đủ tiên tộc chí cao, toàn bộ phục sinh. Đến đón lấy chính là đã vẫn lạc rơi mấy trăm vị vũ trụ chỉ chủ, bị Lý Lạc diệt đi 6000 nước đại quân, toàn diện phục sinh. Từ tại đại hạ thần triều cùng Hoa Hạ vũ trụ trong tay đủ tiên tộc cường giả, toàn bộ sống lại. Tình cảnh này, trực tiếp sợ ngây người tất cả mọi người. Vũ trụ chi chủ cùng thiên đế, chỉ có thể phục sinh chính mình trong vũ trụ sinh linh, muốn phục sinh giới khác vũ trụ sinh linh, thiên đế cảnh cường giả còn làm không được. Mà cái này, chính là giới tổ cảnh cùng thiên đế cảnh khác biệt lớn nhất một trong. Tiên Ám Thiên giang hai tay ra, nhìn về phía Viêm Đế cùng Lý Lạc mọi người, mở miệng giải thích. Lý Lạc hít sâu một hơi, đã sớm bị Tiên Ám Thiên chiêu này sợ kinh đến. Giới tổ cảnh cùng chân chính thần minh đã không có khác biệt. Có thể nói, hiện tại Tiên Ám Thiên cũng là một tôn chân thần, là tộc thủ đại nhân. Tộc thủ đại nhân đem chúng ta sống lại. Vừa sống lại một đám ưu tiên tộc cường giả, ào ào theo ngốc trẻ bên trong lấy lại tinh thần, trông thấy trước người Tiên Ám Thiên, trong nháy mắt minh bạch hết thảy, nhất thời hưng phấn không thôi. Tộc thủ đại nhân, 20 tôn chí cao, xuất lĩnh đại quân hướng Tiên Ám Thiên hành lễ. Tiên Ám Thiên khẽ gật đầu. Lập tức, Tiên Tôn nhìn lấy Hoa Hạ vũ trụ cùng Đại Hạ thần triều cường giả, mở miệng nói: "Tộc thủ đại nhân, cũng là Hoa Hạ cùng Đại Hạ đem ta tộc diệt. Còn mời tộc thủ đại nhân vì chúng ta báo thù. Trước đó bọn họ đối ta tộc sổ sách, không thể cứ tính như vậy." Nghe vậy, Hoa Hạ vũ trụ đại quân làm xong chiến đấu chuẩn bị, mà Lý Lạc cũng vung tay lên. Từ khí vận chỉ lực châu ngưng tụ thành vô số màu vàng kim trùng động, hiện lên sau lưng. Theo màu vàng kim trùng động bên trong, toàn bộ đại hạ thần triều tất cả con dân cùng thập đại quân đoàn ào ào tuôn ra, chiếm cứ sau lưng siêu không gian giới vực. Mà một đám võ tướng thần minh, nhìn lấy trước kia chết rơi vào trong tay chính mình cường giả, cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử lên. Bọn họ có thể chém giết đối phương một lần, đồng dạng có thể vô địch chém giết đối phương lần thứ hai. Gặp một màn này, Tiên Tôn cũng vung tay lên, sau lưng vô tận ưu tiên tộc đại quân, làm xong sinh tử đại chiến chuẩn bị. Kinh khủng hắc ám chi lực, trực tiếp đem sau lưng siêu không gian bao phủ. Ngay tại song phương chuẩn bị đại chiến lúc, Tiên Ám Thiên phất phất tay, đối với Tiên Tôn nói: "Các ngươi không cần xuất thủ. Lý Lạc người mang hệ thống, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, trong tộc tộc nhân vẫn lạc tại đại hạ trong tay cường giả về sau, đại hạ thần triều liền sẽ xuất hiện tồn tại càng mạnh mẽ hơn sao? Cái này cùng Lý Lạc hệ thống có quan hệ. Giao cho ta đến xử lý liền có thể." Chương 919, chiến đến chương cuối, canh 5. Tiếng nói vừa ra, Tiên Ám Thiên vung tay lên, một cỗ lực lượng kinh người, đem ưu tiên nhất tộc tất cả cường giả toàn diện bảo vệ. Tiên Ám Thiên bước ra một bước, nhìn qua Lý Lạc cùng Viêm Đế một đám nói: "Viêm Đế, Lý Lạc, ta rất thưởng thức các ngươi, không bằng các ngươi thêm vào ta tộc như thế nào? Có ta tại, lại thêm các ngươi, tất cả thời không không gian, sớm muộn đều muốn thần phục tại chúng ta dưới chân." Nghe vậy, Lý Lạc cùng Viêm Đế cũng không khỏi sửng sở. Bọn họ không nghĩ tới Tiên Ám Thiên, thế mà lại lôi kéo bọn họ, để bọn hắn thêm vào ưu tiên nhất tộc. "Ha ha, chấm cự tuyệt." Lý Lạc một bước đứng ra, toàn thân tung bay đế bảo, hiển thị rõ đế giả phong phạm. Tiên Ám Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía Viêm Đế 11 vị thiên đế, cùng vô số Hoa Hạ vũ trụ cường giả, mở miệng nói: "Các ngươi đâu?" Viêm Đế chỉ là cười cười, trên thân bắt đầu thiêu đốt xuất thần lửa. Tiên Ám Thiên thở dài một tiếng, nói: "Vậy thì thật là đáng tiếc." "Oanh." Tiên Ám Thiên vừa dứt lời, Viêm Đế 11 vị thiên đế liên thủ, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiên Ám Thiên trước mặt. 11 đạo khủng bố cùng cực lực lượng, hội tụ mọi người trong lòng bàn tay, lập tức đối với Tiên Ám Thiên phát động công kích. Trong chốc lát, Viêm Đế 11 người phóng ra lực lượng, trực tiếp làm cả hướng không gian giới vực không gian phá toái. "Các ngươi làm sao lại không hiểu?"
Tiên Ám Tiên khẽ lắc đầu, tay áo vung lên. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp đem Viêm Đế 11 công kích toàn bộ đánh sơ xác. Phất vậy, mà Viêm Đế 11 người cũng bị cỗ lực lượng này coi trọng sáng tạo, ào ào bay rất ra ngoài. Viêm Đế gặp một màn này, tất cả mọi người nhất thời quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên đem 11 người đỡ lấy. Giờ phút này, vô luận là Đại Hạ thần triều một đám thần minh võ tướng, cũng hoặc là Hoa Hạ vũ trụ cường giả, đều bị Tiên Ám Thiên rung động đến. Phải biết, Viêm Đế 11 người đều là thiên đế cảnh cực hạn đại viên mãn tồn tại. Liền bọn họ đều ngăn trở Tiên Ám Thiên một kích. Khủ. Lý Lạc, xem ngươi rồi. Viêm Đế lau rơi vết máu ở khóe miệng, nhìn về phía Lý Lạc. Lý Lạc khẽ gật đầu, nhìn qua Tiên Ám Thiên, chậm rãi nói: "Đến đón lấy liền giao cho ta Đại Hạ thần triều liền có thế." Tiên Ám Thiên mỉm cười, trong mắt tràn đầy hào hứng, nhìn lấy Lý Lạc nói: "Tuy nhiên ngươi là hệ thống sở hữu giả, nhưng tu vi của ngươi cũng mới thiên đế cảnh sơ kỳ mà thôi, ta rất ngạc nhiên. Ra tay đi, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi hệ thống lợi hại." Lý Lạc khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói: "Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chấm Đại Hạ thần triều lợi hại." Bàn cổ đại thần, nữ hoa đại thần, ở đâu? Huyền thần tại. Một cỗ lực lượng kinh khủng ba động, theo Lý Lạc một đám cực độ phát ra, theo hai đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang vọng cả vùng không gian, mọi người liền trông thấy tại Lý Lạc đầu tương đương với hư không, nứt ra một đạo to lớn vết nứt không gian. Ngay sau đó, thân hình cao lớn, toàn thân tràn ngập quần quần lực lượng, tay cầm khai thiên phủ bản cổ đại thần, cùng nửa người trên người, nửa người dưới xả nhân tộc chi mẫu, nữ hoa đại thần, theo không gian vết nứt bên trong song song mà ra. Là bàn cổ đại thần cùng nữ hoa nương nương. Vô luận là Đại Hạ thần triều bên này một đám võ tướng thần minh, cũng hoặc là Hoa Hạ vũ trụ bên kia cường giả, nhìn thấy cái này hai tôn Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại đại thần, đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô tới. Thì liền Viêm Đế nhìn qua thân ảnh của hai người, cũng không khỏi rung động liên tục. Cái này chính là bọn họ Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại chí cao thần a. Quả nhiên lợi hại. Giới tổ cảnh sơ kỳ, giới tổ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Giờ phút này, hai tôn đại thần hiện thế, thì liền Tiên Ám Thiên cũng không khỏi đến bị kinh hãi đến, nhịn không được lên tiếng kinh hô tới. Thế mà, đối mặt bàn cổ cùng nữ hoa, Tiên Ám Thiên chỉ là chấn kinh, trên mặt vẫn chưa hiện lộ ra bất kỳ hoảng sợ. Lập tức, Tiên Ám Thiên lấy lại tinh thần, cười nhạt một cái nói: "Không hổ là hệ thống sở hữu giả." Bất quá, nói đến đây, Tiên Ám Thiên thu hồi nụ cười, đồng tử ngưng tụ, thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ so bản cổ cùng nữ hoa càng khủng bố hơn mấy lần khí tức. Quần quần hắc ám chi lực từ trên người hắn lan tràn mà ra, chỉ bất quá theo Tiên Ám Thiên trên thân chỗ tràn ngập ra cỗ này hắc ám chi lực bên trong, Lý Lạc mọi người không cảm ứng được bất kỳ một tia khí tức tà ác. Tiên Ám Thiên hắc ám chi lực cùng những cái kia ưu tiên nhất tộc hắc ám chi lực rất là khác biệt. Ta bây giờ tu vi, thế nhưng là giới tổ cảnh cực hạn đại viên mãn. Nói cho các ngươi cũng không sao, ta vạn năm trước liền đột phá đến giới tổ cảnh cực hạn đại viên mãn. Mà tại gần nhất cái này thời gian vạn năm bên trong, ta một mực tại nếm thử đột phá trong truyền thuyết giới thần cảnh. Tuy nhiên ta trùng kích thất bại, nhưng ta cũng bởi vậy nhân họa đắc phúc, cảm ứng được giới thần cảnh một tia ý cảnh. Lại cho ta 5000 vạn năm thời gian, ta chắc chắn bước vào giới thần cảnh. Lý Lạc, tuy nhiên ngươi Đại Hạ thần triều có hai người này tọa trấn, nhưng còn không phải ta đối thủ. Tiên Ám Thiên ở trên cao nhìn xuống, đối với mọi người trầm ngâm nói. Sau người hắc ám chỉ lực lan tràn vô tận chỉ vực, đồng thời hướng về cái khác không gian lan tràn, nghị muốn đem tất cả bình hành vũ trụ, không gian thời không chiếm cứ. Kiến thức đến Tiên Ám Thiên cái kia thân thực lực khủng bố về sau, Lý Lạc giờ phút này cũng đầy là vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ tất cả mọi người đều đánh giá thấp Tiên Ám Thiên yêu nghiệt. Tiên Ám Thiên thiên phú, quả thực đáng sợ. Thần phục ta tộc đi, ta lại cho các ngươi một cái cơ hội. Tiên Ám Thiên nhìn xuống Lý Lạc cùng Viêm Đế một đám, nhàn nhạt mở miệng nói. Lý Lạc bước ra một bước, trầm giọng nói: "Tiên Ám Thiên, châm cùng Đại Hạ thần triều, chỉ có chiến tử. Thần phục, tuyệt đối không thể. Châm cùng Đại Hạ, chắc chắn cùng ngươi chiến đến trường cuối." Nghe vậy, sau người một đám võ tướng thần minh, thập đại quân đoàn, cùng vô số đại hạ con dân, ào ào ngẩng đầu đỡ ngực, cao giọng hô: "Chúng ta, nguyện bồi bệ hạ, chiến đến trường cuối." Giờ khắc này, Tiên Ám Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía Viêm Đế cùng Hoa Hạ vũ trụ một đám. Viêm Đế nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói: "Chúng ta Hoa Hạ cùng Đại Hạ cùng một chỗ, cùng ngươi chiến đến trường cuối." Tiên Ám Thiên khẽ gật đầu, trong mắt lanh ý cùng sát ý dần dần hiện lộ ra, mở miệng nói: "Ta tôn trọng các ngươi lựa chọn." "Vâng." Nói xong, Tiên Ám Thiên thân hình trong nháy mắt biến đến vĩ ngạn cao lớn, thậm chí vượt qua hắc ám không gian giới vực. Lập tức, hắn mở bàn tay, trong lòng bàn tay trong nháy mắt hội tụ cường đại đến làm người tuyệt vọng lực lượng, đối với mọi người che áp xuống tới. Bị Tiên Ám Thiên bảo vệ ưu tiên nhất tộc cường giả, nhìn thấy một màn này, không hưng phấn đến ngửa mặt lên trời cười ha ha. Đạo hữu không khỏi cũng quá không coi ai ra gì. Nhìn qua bao phủ xuống, ẩn chứa vô thượng chỉ lực khủng bố cự trường, bàn cổ đại thần nắm chặt trong tay khai thiên phủ, trầm ngâm một tiếng. Ông. Sau một khắc, bàn cổ đại thần nắm chặt khai thiên phủ, mênh mông bắt ngát lực lượng, điên cuồng hội tụ ở bữa bên trong, đối với chấn áp xuống cự trường tức giận một tiếng. Khai thiên. Oanh. Bàn cổ nhất phủ đầu vung ra. Cái này một phủ chỉ lực, khai thiên địa, sinh đại đạo, sinh phong mây, sinh lôi điện, diễn vật vật. Mọi người chỉ thấy chói mắt phủ quang, chiếu lên khiến cho mọi người đều mắt mở không ra. Ngay sau đó, liền nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Chương 920, đại kết cục, 1. Rất lâu sau đó, hào quang chói sáng tan hết, mọi người ào ào ngước đầu nhìn lên. Giờ phút này, trong hư không một màn, khiến Đại Hạ thần triều cùng Hoa Hạ vũ trụ cường giả, nhất thời bộc phát ra hưng phấn tiếng kinh hô. Ma ưu tiên nhất tộc cường giả, không khỏi hoảng sợ thất sắc, khó có thể tin ngắm nhìn trong hư không tình cảnh này, tập thể là thất thanh nói: "Tộc thủ." Hư không bên trong, chỉ thấy bàn cổ tay cầm khai thiên phủ, lồng ngực chập trùng, mà tại trước người hắn, Tiên Ám Thiên cái kia vô cùng thân hình cao lớn, dính đầy ẩn chứa lực lượng kinh khủng huyết dịch.
Tiên Ám Thiên cũng khó có thể tin nhìn chằm chằm bàn cổ, vô ý thức nhìn mình vừa mới giơ ra tay trái. Giờ phút này, cánh tay trái của hắn trực tiếp bị bàn cổ vừa mới một phủ cho chém đứt. Tại bàn cổ chiêu kia khai thiên lực lượng kinh khủng phía dưới, Tiên Ám Thiên cánh tay trái trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. "Ta nhớ đến ngươi gọi bàn cổ đúng không?" "Ngươi nói đúng, ta vừa mới hoàn toàn chính xác xem thường ngươi. Ngươi rất mạnh, mà lại ta cũng cảm ứng được ra, hai người các ngươi thiên phú, thậm chí tại ta phía trên. Nếu như lại cho các ngươi hai người một chút thời gian, chỉ sợ rất nhanh liền siêu việt ta. Nhưng rất đáng tiếc, vì ta tộc, các ngươi không có cơ hội." Tiên Ám Thiên nhàn nhạt trầm ngâm một tiếng, lập tức thần niệm khẽ động, bị bàn cổ nhất phủ đầu chặt diệt cánh tay trái, trong nháy mắt hồi phục nguyên dạng. Ông ngoong, Tiên Ám Thiên vung tay lên, trên thân nguyên bản thì khủng bố như vậy lực lượng, giờ phút này lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Bàn cổ đại thần cùng nữ hoa đại thần sóng vai mà đứng, hai người đều vẻ mặt nghiêm túc lên. Bọn họ không nghĩ tới vừa bị bệ hạ đưa đến cái thế giới này, liền gặp được tu là như thế cao minh cường địch. Tiên Ám Thiên nói không sai, nếu như lại cho bọn hắn một chút thời gian bế quan, tất nhiên có thể siêu việt Tiên Ám Thiên. Nhưng hiển nhiên, Tiên Ám Thiên không thể lại cho bọn hắn cơ hội này. Chúng ta cẩn thận một chút, người này rất mạnh. Liên thủ chiến chi. Bàn cổ trầm ngâm một tiếng, trên người lực lượng lần nữa bắn ra, làm xong đại chiến chuẩn bị. Một bên nữ hoa nương nương khẽ gật đầu, trong tay hiện lên nữ hoa kiếm. Tiên Ám Thiên vung tay lên, mênh mông hắc ám chi lực điên cuồng hội tụ ở đỉnh đầu. Tại ánh mắt của mọi người dưới, từ hắc ám chi lực chế tạo mà thành một cái bảng đại thứ nguyên không gian, hiện lên ở hắc ám giới vực không gian bên trong. Tiên Ám Thiên bước ra một bước, tiến vào hắn chế tạo cái này trong không gian thứ nguyên, trong mắt nhìn xuống bàn cổ cùng nữ hoa, trong tay trong nháy mắt ngưng tụ một thanh hắc ám trường mâu, lập tức mở miệng nói: "Đến chiến." Nghe vậy, bàn cổ đại thần cùng nữ hoa đại thần cũng không khỏi đến chiến ý đại thịnh. Lập tức, hai người tay cầm mỗi người pháp bảo bước ra một bước, trong chớp mắt liền tiến vào cái này trong không gian thứ nguyên. Sau khi đi vào, bàn cổ cùng nữ hoa liền phát hiện cái này Tiên Ám Thiên chế tạo thứ nguyên không gian to đến dọa người, thậm chí so hắc ám không gian giới vực cùng thượng thương không gian giới vực còn muốn lớn hơn mấy chục lần. Cái này thứ nguyên không gian vẫn có thể xem là một cái rất tốt chiến trường. Ha ha, hai vị dám đơn độc xông ta chế tạo thứ nguyên không gian, chẳng lẽ không sợ ta tính kế các ngươi? Tiên Ám Thiên cười nhạt một tiếng, mở miệng kinh ngạc nói. Bàn cổ đại thần gánh lấy khai thiên phủ, hồi đáp: "Ta tạm thời xưng hô ngươi một tiếng đạo hữu. Đạo hữu, đến ngươi ta cảnh giới cỡ này, còn cần tính kế? Mà lại ta nhìn ngươi cũng khinh thường như thế." Nghe được bàn cổ đại thần, Tiên Ám Thiên lần nữa lộ ra nụ cười, nói: "Nếu như không phải thù địch, ta nghĩ ngươi ta hẳn là có thể trở thành chí hữu." Nghe vậy, bàn cổ đại thần mỉm cười, đôi mắt trong nháy mắt tách ra vầng sáng nhàn nhạt, lực lượng kinh khủng theo trên thân lan tràn ra. "Chiến!" Bàn cổ đại thần tức giận một tiếng, bước ra một bước, huy động trong tay khai thiên phủ, lái thân thể cao lớn, thẳng hướng Tiên Ám Thiên. Mà một bên nữ hoa đại thần cũng tại bàn cổ đại thần xuất thủ một giây sau, liên thủ bàn cổ, vây công Tiên Ám Thiên. Mà Tiên Ám Thiên cũng một bước phóng ra, lái vĩ ngạn thân hình khổng lồ, nên chiến đánh tới bàn cổ cùng nữ hoa. Giới tổ chi chiến, bạo phát. Ầm ầm. Tại song phương đồng thời xuất thủ giờ khắc này, hủy thiên diệt địa giống như lực lượng, theo không gian thời không bên trong truyền ra. Ngoại giới mọi người chỉ có thể nhìn thấy ba đạo lưu quang, tại bị bao khỏa không gian thời không bên trong nhanh chóng va chạm. Rầm rầm rầm. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, như là thủy triều đồng dạng, tan ra bốn phía, đem siêu không gian giới vực không gian hư vô chôn vùi. Đồng thời tại song phương và chạm chỗ bạo phát cố lực lượng này phía dưới, phá toái không gian thế mà chữa trị không được. Hắc ám giới vực phụ cận mấy vạn cái quần quần không gian giới vực cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Vô số không thể chữa trị vết nứt không gian không ngừng mà lan tràn. Không tốt, tiếp tục như vậy nữa, không chỉ có thượng thương giới vực, thì liền toàn bộ thời không duy độ bên trong tất cả giới vực, cùng vô số vũ trụ đều sẽ hủy diệt hầu như không còn. Trông thấy sắp hủy diệt toàn bộ hắc ám không gian giới vực, Viêm Đế nhịn không được lên tiếng nói. Giờ phút này, Lý Lạc cùng một đám đại hạ thần triều võ tướng thần minh, sắc mặt cũng khó nhìn lên. Có hắn là Lý Lạc, trong lòng của hắn càng là bối rối. Vừa mới hắn cảm ứng được, Thánh Vân vũ trụ chỗ thượng thương giới vực không gian, cũng nhận cái này cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt tác động đến. Thượng thương siêu không gian giới vực cũng tại bắt đầu sụp đổ. Lý Lạc, chúng ta chí ít còn muốn một tôn giới tổ cảnh cường giả, mới có thể chiến thắng Tiên Ám Thiên. Bây giờ bản cổ đại thần cùng nữ hoa đại thần liên thủ, chỉ sợ vẫn như cũ không địch lại Tiên Ám Thiên. Lý Lạc, hiện tại phải xem ngươi rồi. Cái này duy độ vô số sinh linh vận mệnh, thì giao cho trên tay ngươi. Viêm Đế nhìn về phía Lý Lạc, mở miệng nói. Nghe được Viêm Đế, vô luận là đại hạ thần triều cũng hoặc là hoa hạ vũ trụ cường giả, ào ào đem ánh mắt tụ tập đến Lý Lạc trên thân. Lý Lạc nhìn lấy một đám võ tướng thần minh, cùng vô số đại hạ các con dân tín nhiệm ánh mắt, lập tức nhìn về phía bị Tiên Ám Thiên bảo vệ ưu tiên tộc đại quân, trong mắt lóe ra quan mang. Viêm Đế, ta cần còn nhiều hơn sát lục giá trị. Hồng Quân, Tam Thanh, theo chấm đánh vỡ Tiên Ám Thiên cấm chế, diệt ưu tiên nhất tộc đại quân. Lý Lạc vung tay lên, lập tức bước ra một bước, thẳng hướng bị Tiên Ám Thiên bảo vệ ưu tiên tộc đại quân. Những thứ này phục sinh ưu tiên tộc đại quân, là hắn có thể lần nữa thu hoạch được số lớn sát lục giá trị cơ hội. Viêm Đế trong nháy mắt cũng minh bạch Lý Lạc dụng ý, lúc này bắt chuyện Lâm Vân 10 người, cùng Khải Toa cùng Lâm Linh. Tăng thêm Lý Lạc cùng Viêm Đế song phương cường giả, hết thảy 18 tôn Thiên Đế cấp cường giả, cộng đồng đối với Tiên Ám Thiên cấm chế kết giới phát động toàn lực công kích. Oeng. Mọi người toàn lực nhất kích sau đó, lại phát hiện Tiên Ám Thiên cấm chế kết giới một chút việc cũng không có. Bọn họ 18 tôn Thiên Đế toàn lực liên thủ một kích, thế mà không đánh tan được một cái kết giới. Giới tổ cảnh cường giả, thật sự là khủng bố như vậy. Giờ khắc này, Lý Lạc lông mi nhíu chặt lên, trên mặt âm trầm không thôi. Giờ phút này, hắn phát hiện đang cùng Tiên Ám Thiên giao chiến bản cổ cùng nữ hoa đại thần, khí tức không có lúc trước như vậy cường thịnh. Mà Tiên Ám Thiên khí tức, cường đại như trước như lúc ban đầu. Cứ theo đà này, bản cổ đại thần cùng nữ hoa đại thần liên thủ, cũng sẽ bị thua tại Tiên Ám Thiên một tay. Ha ha ha. Lý Lạc,
các ngươi đại hạ thần triều hai đại giới tổ cấp cường giả, dù là liên thủ cũng không phải chúng ta tộc thủ đối thủ. Một khi các ngươi hai đại giới tổ chiến bại, đến đón lấy chính là ngươi cùng ngươi đại hạ thần triều tử kỳ. Còn có ngươi, Viêm Đế, ngươi cùng ngươi Hoa Hạ vũ trụ cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong kết giới tiên tôn, cùng vô số ưu tiên tộc cường giả, gặp Lý Lạc cùng Viêm Đế, liên thủ nhiều như vậy tôn tiên đế, vẫn như cũ không thể đánh phá bọn họ tộc thủ bố trí kết giới, nhất thời cười to lên, mặt mũi tràn đầy lãnh ý cười nói. Nghe vậy, Lý Lạc ánh mắt bên trong lóe ra hàn mang, trong lòng đang nghĩ đến kế sách. Không sai mà lúc này, Lý Lạc không có chú ý tới một bên Viêm Đế, chính ngẩng đầu ngắm nhìn trong thứ nguyên không gian, đang giao chiến tam đại giới tổ cảnh cường giả, ánh mắt bên trong lóe ra quan mang, dò hỏi: "Lý Lạc, ngươi đem chúng ta giết đi, đem chúng ta Hoa Hạ vũ trụ thiên đế toàn bộ chém giết, nếu là không đủ, thậm chí chúng ta toàn bộ Hoa Hạ vũ trụ cường giả, ngươi đều có thể giết đi." Viêm Đế thu về ánh mắt, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Lý Lạc. "Viêm Đế?" Để Lý Lạc nhất thời kinh hãi. Thì liền một bên Lâm Vân bọn người, đều sắc mặt đại biến. Chương 921, đại kết cục 2. Mọi người vừa muốn mở miệng lúc, Viêm Đế nhanh chóng giải thích nói: "Lý Lạc người mang hệ thống, hắn chỉ muốn chém giết sinh linh liền có thể mạnh lên. Vì tất cả thứ nguyên không gian vô số sinh linh, chúng ta hy sinh có cái gì không được? Huống hồ, chỉ cần chiến thắng Tiên Ám Thiên, chúng ta còn có thể phục sinh, đừng quên Đại Hạ thần triều bây giờ có bản cổ đại thần cùng nữ hoa đại thần tại. Bọn hắn hai đại giới tổ cấp cường giả, nhất định có thể phục sinh chúng ta." Nghe vậy, Lâm Vân cùng Khải Toa một đám nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đều là nhìn về phía Lý Lạc, khẽ gật đầu. "Các vị tiền bối." Gặp một màn này, Lý Lạc chính là muốn nói cái gì lúc, Viêm Đế lần nữa ngắt lời nói: "Lý Lạc, đừng lề mề chậm chạp. Ta cùng quý hạ có hệ thống, chờ một chút hai người chúng ta sẽ tạm thời đóng lại hệ thống, ngươi liền lập tức xuất thủ. Bàn cổ đại thần cùng nữ hoa đại thần, nhanh sắp không kiên trì được nữa." Viêm Đế vừa dứt lời, liền cưỡng ép che giấu trong cơ thể mình hệ thống, một bên quý hạ cũng là như thế. Mà Lâm Vân một đám, cũng ào ào đem lực lượng của mình áp chế xuống. Lý Lạc ngẩng đầu nhìn một cái thứ nguyên không gian chiến trường, lập tức sắc mặt trong nháy mắt kiên định, đối với Viêm Đế mọi người, mở miệng nói: "Chư vị tiền bối, xin lỗi. Chân thể, tất nhiên sẽ đem bọn ngươi phục sinh." "Vâng." Lý Lạc trực tiếp xuất thủ, một trường đem Viêm Đế chờ 13 vị thiên đế trong nháy mắt chém giết. Tình cảnh này, để Hoa Hạ vũ trụ cường giả bi thương không thôi. Nhưng bọn hắn vừa mới cũng nghe đến Viêm Đế theo như lời nói, vị này đại hạ thần chủ cũng người mang hệ thống, chỉ cần hắn chém giết sinh linh, liền có thể trở nên mạnh mẽ. Bởi vậy, Hoa Hạ vũ trụ cường giả đều không có trách tội Lý Lạc. Tại chém giết Viêm Đế chờ 13 vị thiên đế về sau, Lý Lạc lập tức xem xét sát lục giá trị, sắc mặt biến hóa liên tục, rơi vào trầm tư bên trong. "Bệ hạ, cũng xin đem chúng ta chém giết." Trông thấy chính mình bệ hạ thần sắc biến hóa, Hồng Quân lão tổ cùng Tam Thanh đứng dậy, đối với Lý Lạc chắp tay cúi đầu, khẩn cầu. Tuy nhiên bọn họ không hiểu chính mình bệ hạ chém giết sinh linh về sau sẽ biến mạnh bao nhiêu, nhưng giờ phút này bọn họ cảm ứng được chính mình bệ hạ khí tức không có biến hóa chút nào, sau đó liền chủ động đứng ra muốn chết. Gặp một màn này, một đám võ tướng thần minh cùng thập đại quân đoàn, vô số đại hạ con dân cũng ào ào đứng ra, đối với Lý Lạc hô: "Thần, khẩn cầu bệ hạ đem chúng ta chém giết." Lý Lạc chuyển rất nhìn lấy chính mình đại thần con dân, chính mình một đám thân nhân, sau đó ý thức tiến vào hệ thống, hỏi lại lần nữa: "Hệ thống, chém giết triệu hoán nhân vật, chấm phải chăng có thể thu được sát lục giá trị? Mà chấm sau khi tân thăng, còn có thể không đem bọn hắn phục sinh?" "Đinh. Có thể, nhưng ấm áp nhắc nhở, chỗ triệu hoán nhân vật cường giả, ký chủ chỉ có thể phục sinh một lần." "Một lần a? Đủ." Lý Lạc mỉm cười, lập tức ý thức lập tức lui ra hệ thống, nhìn lấy chính mình võ tướng thần minh, đại hạ con dân, chân thành nói: "Tốt. Chấm ổn thỏa chém giết Tiên Ám Thiên, phục sinh các ngươi. Chấm muốn mang theo các ngươi, để đại hạ thần triệu thành vì tất cả không gian giới vực bên trong thế lực cường đại nhất. Đây là chấm cho lời hứa của các ngươi." Nghe được Lý Lạc, đại hạ thần triều tất cả mọi người ào ào nhìn qua Lý Lạc, đều lộ ra ý cười, mỗi người trong mắt đối Lý Lạc tràn đầy tín nhiệm. "Oan." Lý Lạc cũng quả quyết, nhắm mắt lại vung tay lên. Lực lượng kinh khủng theo hắn trong tay áo vung thả mà ra. Trong chớp mắt, mênh mông lực lượng đem tất cả đại hạ thần triều cường giả bao phủ, cuối cùng toàn bộ ngã xuống. Lý Lạc từ từ mở mắt, ý thức tiến vào hệ thống, phát hiện lấy được sát lục giá trị, trầm ngâm một tiếng nói: "Hệ thống, hao hết sạch tuy có sát lục giá trị, tăng cao tu vi." "Đinh. Chúc mừng ký chủ, tu vi tăng lên thành công." Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Lý Lạc không có bất kỳ cái gì hưng phấn, ý thức thối lui ra khỏi hệ thống. "Đại hạ thần chủ, nếu là không đủ, ngươi cũng đem chúng ta Hoa Hạ." Lý Lạc vừa lui ra hệ thống không gian, Hoa Hạ vũ trụ Nhậm Vô Lý đi lên phía trước, đối với Lý Lạc kiên định nói. Tại phía sau hắn, vô số người mặc chiến giáp Hoa Hạ cường giả, đều là thu liễm tu vi, nhìn lấy Lý Lạc ào ào gật đầu biểu thị, bọn họ đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Lý Lạc khẽ lắc đầu, cười nhạt một tiếng nói: "Không cần như thế, đủ. Các ngươi Hoa Hạ vũ trụ, hy sinh đã đủ nhiều. Tất cả chuyện tiếp theo, liền giao cho chấm đi." Nói xong, Lý Lạc liền ngẩng đầu nhìn về phía chính tại đại chiến thứ nguyên không gian chiến trường. Giờ phút này, đang cùng bản cổ cùng nữ hoa đại thần giao chiến Tiên Ám Thiên, lúc này cũng chú ý tới Viêm Đế đám người khí tức biến mất, liếc qua hắc ám giới vực, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Lập tức, toàn lực nhất kích, đem bản cổ cùng nữ hoa hai người trọng thương, đánh ra thứ nguyên không gian. Lý Lạc bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào bản cổ cùng nữ hoa hai người bên cạnh, đem bọn hắn đỡ lấy. "Bệ hạ." Hai người nhìn thấy Lý Lạc, đều là sửng sở, nhưng sau một khắc hai người liền phát hiện, chính mình bệ hạ giống như cùng trước đó rất là khác biệt. Lý Lạc vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng rơi vào trên người của hai người. Bàn cổ cùng nữ hoa thương thế trên người, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hai người hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn lấy chính mình bệ hạ. Không đợi hai người mở miệng, Lý Lạc liền phất phất tay, nhìn qua theo trong không gian thứ nguyên đạp hư mà ra Tiên Ám Thiên,
nhàn nhạt mở miệng nói: "Hai người các ngươi đi nghỉ trước, đến đón lấy giao cho chấm đi." Bàn cổ cùng nữ hoa hai người nhìn nhau, lập tức chắp tay nói: "Đúng, bệ hạ." Hai người một bước lui lại, thối lui đến Hoa Hạ vũ trụ một chúng cường giả trước người. Đi ra Tiên Ám Thiên ánh mắt ngưng tụ, phát hiện Viêm Đế một đám cùng Đại Hạ thần triều tất cả cường giả biến mất không thấy gì nữa, liền trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Tiên Ám Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói: "Nghĩ không ra ta cũng có tính sai một ngày. Không nghĩ tới Viêm Đế bọn họ cùng bộ hạ của ngươi, thế mà có thể làm được như thế." Lý Lạc ánh mắt lấp lóe, sắc mặt bình thản, chậm rãi nói: "Ra tay đi, không phải vậy ngươi không có cơ hội." Nghe vậy, Tiên Ám Thiên hai con mắt bỗng nhiên tản mát ra nhàn nhạt hắc ám quang mang, ngay sau đó, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Lạc đỉnh đầu, hắn tay bên trong ngưng tụ một cái ẩn chứa kinh người chỉ lực hắc ám quang cầu. Cái này viên hắc ám quang cầu, cơ hồ ẩn chứa Tiên Ám Thiên toàn bộ lực lượng. Hắn đã không muốn cùng Lý Lạc rong dài, nếu không sớm muộn sẽ lại sinh biến cố, chỉ có nhanh chóng đem chém giết. Bệ hạ coi chừng. Cảm ứng được cái này viên quang cầu bên trong ẩn chứa lực lượng, bàn cổ đại thần cùng nữ hoa đại thần, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cái này viên quang cầu ẩn chứa lực lượng, đủ để đem bọn hắn hai người chém giết. Chết. Vâng. Tiên Ám Thiên đem trong tay quang cầu đánh phía Lý Lạc. Lý Lạc đối mặt đánh tới hắc ám quang cầu, sắc mặt không thay đổi, lập tức chậm rãi giơ tay lên, đối nó bấm tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ông. Một cỗ vô thượng chí cao sức mạnh to lớn, theo Lý Lạc giữa ngón tay ra phát ra. Đánh tới khủng bố quang cầu, tại cỗ này chí cao sức mạnh to lớn phía dưới, trực tiếp hóa thành điểm điểm tình quang tiêu tán. Gặp một màn này, vô luận là ưu tiên nhất tộc cường giả, cũng hoặc là Hoa Hạ vũ trụ cường giả, đều ngu ngơ tại nguyên chỗ. Mà Tiên Ám Thiên cũng không nhịn được đồng tử đột nhiên co lại, vô ý thức hoảng sợ nói: "Giới thần cảnh." Không sai, Lý Lạc mượn nhờ mọi người hy sinh sát lục giá trị, một lần hành động đột phá đến giới thần cảnh tu vi. Tại Tiên Ám Thiên vừa dứt lời thời khắc, Lý Lạc bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Tiên Ám Thiên trước người. Lý Lạc một ngón tay, thẳng điểm tại Tiên Ám Thiên trên trán, tản ra nhàn nhạt chí cao sức mạnh to lớn. Giờ phút này, Tiên Ám Thiên khí tức trên thân, trong khoảnh khắc tan rã tiêu tán, hắn cũng không thể động đậy, bị một cô bao trùm hắn gấp mấy vạn phía trên lực lượng. Trô giam cầm lại. Tộc thủ. Vô số ưu tiên tộc cường giả, nhìn thấy một màn này, đều là khó mà tin được trước mắt tình cảnh này là thật. Bọn họ tộc thủ, thế mà cũng bại. Tiên Ám Thiên ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mắt Lý Lạc, lập tức bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: "Ta bại. Bất quá ta cũng không phải là bại bởi ngươi, mà chính là bại đưa cho ngươi hệ thống. Thần bí hệ thống. Ha ha, thật sự là khủng bố a. Thế mà có thể trong nháy mắt chế tạo ra trong truyền thuyết giới thần cường giả." Lý Lạc cũng cười nhạt một tiếng, lập tức hỏi: "Ngươi còn có cái gì di ngôn?" Tiên Ám Thiên khẽ lắc đầu, cười nói: "Ta cũng không có di ngôn, được làm vua thua làm giặc, mạnh được yếu thua, này là thế gian pháp tắc, ta bại thì bại, không lời nào để nói. Bất quá ta muốn cầu ngươi một việc. Tuy nhiên ta biết thân là người thua, là không có tư cách hướng người thắng lợi ra điều kiện, nhưng ta vẫn là muốn thử một lần." Lý Lạc hơi sững sờ, vô ý thức hỏi: "Chuyện gì?" Tiên Ám Thiên không có trả lời ngay Lý Lạc, mà chính là chậm rãi nhắm mắt lại, một đạo ẩn chứa tin tức thần niệm, theo Tiên Ám Thiên cái chán, thông qua Lý Lạc đầu ngón tay, tiến vào Lý Lạc trong đầu. Lấy Lý Lạc bây giờ tu vi, tự nhiên không lo lắng Tiên Ám Thiên giở trò gian, còn nữa hắn có hệ thống hộ thể. Sau đó, Lý Lạc tiếp nhận cái này đạo thần niệm. Lập tức, Lý Lạc sắc mặt biến hóa, chìm tới đáy trầm mặc lại. Một lát sau, Lý Lạc không khỏi thở dài một tiếng. Tiên Ám Thiên truyền cho hắn cái này đạo thần niệm, hắn ẩn chứa tin tức, chính là ưu tiên nhất tộc khởi nguyên. Ưu tiên nhất tộc, nguyên bản cùng vô số giới vực trong vũ trụ ước vạn chủng tộc một dạng, chính là một cái phổ phổ thông thông thiện lương chủng tộc. Thế mà, lúc ấy hiền lành ưu tiên nhất tộc, thực lực cũng không cường đại, cho nên nhiều lần bị chủng tộc khác ức hiếp. Thậm chí tại một lần ngoại tộc xâm lấn bên trong, ưu tiên nhất tộc kém chút diệt tộc. May mắn, ưu tiên nhất tộc vượt qua lần kia thai kiếp. Đi qua kém chút diệt tộc nguy cơ về sau, ưu tiên nhất tộc khát vọng lực lượng, khát vọng biến đến cường đại, bảo hộ tộc nhân không nhận chủng tộc khác cái khác. Bởi vậy, vừa tiếp nhận tộc thủ vị trí Tiên Ám Thiên, rời đi trong tộc, tự mình ra ngoài tìm kiếm liền mạnh hơn nói. Mà Tiên Ám Thiên tại một lần nào đó lịch luyện, tiến về một chỗ bí cảnh chi địa lúc, hắn đi ngang qua một cái tràn ngập tĩnh mịch vị diện. Tiên Ám Thiên mang lòng hiếu kỳ, xông vào vị diện này. Làm hắn sau khi đến, phát hiện vị diện này toàn bộ sinh linh toàn bộ chết hết. Tiên Ám Thiên một đường xâm nhập vị diện này, tại vị diện chỗ sâu một cái hố lớn bên trong, phát hiện một đoàn phóng thích ra khí tức tà ác hắc ám chỉ lực. Cái này đoàn hắc ám chỉ lực chính là bây giờ ưu tiên nhất tộc hắc ám lực lượng bản nguyên. Tiên Ám Thiên đưa tay chạm đến hắc ám bản nguyên, hắc ám bản nguyên liền lập tức chui vào trong cơ thể hắn. Tại hắc ám bản nguyên tiên vào trong cơ thể hắn về sau, liền nhanh chóng cùng trong cơ thể hắn ưu tiên nhất tộc huyết mạch dung ở cùng nhau. Mà Tiên Ám Thiên tu vi trực tiếp tại chỗ phi thăng, tu vi vọt thẳng đến vĩnh hằng cảnh đỉnh phong. Tiên Ám Thiên năm đó khiếp sợ không thôi, trong nháy mắt ý thức được chính mình được một cọc khó lường cơ duyên. Sau đó cấp tốc trở về trong tộc, làm hắn chạy về tộc về sau, phát hiện trong tộc tộc nhân tu vi cũng có chỗ đột phá. Đồng thời, mỗi cái trên thân đều là tản mát ra cùng trong cơ thể hắn một dạng hắc ám chi lực. Đến tận đây, Tiên Ám Thiên ý thức được bọn họ ưu tiên nhất tộc muốn quật khởi. Bất quá, Tiên Ám Thiên cũng phát hiện, tuy nhiên cố này hắc ám lực lượng cường đại, nhưng hắn khí tức tà ác, thời khắc ảnh hưởng tính tình của bọn hắn. Nhưng vì tộc nhân không hề bị đến nước hiếp, vì bảo hộ tộc nhân, Tiên Ám Thiên cùng ưu tiên nhất tộc dứt khoát lựa chọn cố lực lượng này. Bởi vì bọn hắn chịu đủ bởi vì nhỏ yếu, liền mặc người chém giết vận mệnh. Đến tận đây, cường đại ưu tiên nhất tộc như vậy sinh ra. Ưu tiên nhất tộc tiến nhập không gian giới vực về sau, liền bắt đầu chinh chiến xâm lấn cái khác giới vực. Bởi vì chỉ cần bọn họ không ngừng mà mạnh lên, lớn mạnh đại tộc quần tộc nhân, mới có thể bảo hộ trong tộc người nhỏ yếu. Bởi vì bọn hắn thế hệ trước xối qua mưa, cho nên muốn cho trong tộc phía sau lưng chống lên một thanh có thể che chở bảo vệ bọn họ ô lớn.
Bởi vậy, ưu tiên nhất tộc lúc này mới sẽ làm không biết mệnh xâm lấn cái khác vũ trụ. Lại về sau, ưu tiên nhất tộc đủ cường đại, Tiên Ám Thiên phát hiện trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng tuy nhiên dung nhập bọn họ nhất tộc huyết mạch, nhưng theo ưu tiên nhất tộc đản sinh tộc nhân càng ngày càng nhiều, hắn truyền thừa đến trong huyết mạch hắc ám chỉ lực cũng càng ngày càng yếu tiểu. Đã từng tộc nhân cái kia phần thiện lương chỉ tâm, cũng lại xuất hiện ở phía sau đến đản sinh tộc nhân bên trong. Bởi vậy, vì bảo trụ tộc nhân phần này thiện lương, Tiên Ám Thiên chế tạo đơn độc vị diện, khiến cái này về sau đản sinh thiện lương tộc nhân không buồn không lo sinh hoạt. Mà bọn họ thế hệ trước ưu tiên tộc tộc nhân thì đem hắc ám chỉ lực bên trong tà ác thông suốt đến cùng. Bọn họ cần phần này lực lượng đến thủ hộ hạ tầng tộc nhân. Bọn họ cần phần này lực lượng mới có thể để cho hạ tầng tộc nhân rời xa bị lân ép vận mệnh. Bởi vậy, Tiên Ám Thiên cùng một đám ưu tiên tộc cao tầng cường giả, dù là bị tất cả không gian vị diện sinh linh coi là tà ác ma quỷ, bọn họ cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể để chủng tộc của mình lớn mạnh, bọn họ dù là cùng tất cả không gian vị diện sinh linh là địch cũng sẽ không tiếc. Chương 922, đại kết cục 3. Hiểu rõ ưu tiên nhất tộc khởi nguyên về sau, Lý Lạc khẽ thở dài một tiếng. Ưu tiên nhất tộc có lỗi sao? Có lỗi, nhưng cũng không sai. Ưu tiên nhất tộc chẳng qua là vì bảo hộ tộc nhân của mình, không nhận ức hiếp mà thôi. Bọn họ vì sinh tồn, mà bọn họ đại hạ thần triều cùng hoa hạ vũ trụ, vì thủ hộ ức vạn sinh linh mà cùng ưu tiên nhất tộc khai chiến, có lỗi sao? Cũng không sai. Vô luận là ưu tiên nhất tộc hoặc là đại hạ thần triều, cùng hoa hạ vũ trụ, mỗi người chỗ đã làm hết thảy, đều không có sai. Mọi người chỗ bảo vệ đồ vật khác biệt mà thôi. Sai chỉ là mọi người lập trường khác biệt mà thôi. Bất quá, coi như thế, Lý Lạc cũng sẽ không bỏ qua ưu tiên nhất tộc. Đổi cái góc độ tới nói, như Lý Lạc không có tân thăng giới thần cảnh, ưu tiên nhất tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn họ đại hạ cùng hoa hạ. Lý Lạc nhìn trước mắt Tiên Ám Thiên, mở miệng nói: "Ngươi là muốn cho ta buông tha các ngươi những cái kia hiển lành tộc nhân?" Tiên Ám Thiên khẽ gật đầu cười nói: "Không tệ. Bọn họ cái gì cũng không biết, như là nhất định phải nói chúng ta ưu tiên nhất tộc có lỗi, đó cũng là chúng ta những thứ này thế hệ trước tộc nhân sai thôi. Ta hờ vọng đại hạ thần chủ có thể lưu ta ưu tiên nhất tộc một đường huyết mạch, ta tự nguyện binh giải." Lý Lạc suy tư một chút, lập tức cười nói: "Nếu là chấm không muốn buông tha ngươi những cái kia hạ tầng thiện tương tộc nhân, bọn họ đã sớm chết. Bất quá trận đại chiến này, dù sao cũng phải có kết quả đúng không? Các ngươi cái kia 10 cái vị diện tộc nhân, chấm sẽ đem trong cơ thể của bọn họ hắc ám chi lực thanh trừ sạch sẽ, thuận tiện đem bọn hắn đặt vào chấm đại hạ thần triều, thụ chấm che chở, đến mức ngươi cùng những người khác." Tiên Ám Thiên khẽ gật đầu, hướng Lý Lạc chắp tay cúi đầu, biểu thị cảm kích, thản nhiên nói: "Có thần chủ câu nói này, liền đầy đủ. Các ngươi nghe thấy được?" Tiên Ám Thiên quay người, nhìn về phía sau lưng bị hắn phục sinh lũ tiên tộc đại quân: "Chúng ta minh bạch. Tộc thủ, chúng ta đi trước một bước. Đại hạ thần chủ, nhiều có đắc tội." Đại quân trước tiên tôn một đám chi cao, khẽ gật đầu, hướng về Lý Lạc chắp tay cúi đầu. Lập tức tự mình binh giải, hóa thành điểm điểm tỉnh quang tiêu tán. Vô số ưu tiên tộc đại quân theo sát phía sau. Tiên Ám Thiên gặp một màn này, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, nhưng được làm vua thua làm giặc, hắn không lời nào để nói, lập tức cũng tự mình binh giải, trong nháy mắt tản ra quang mang nhàn nhạt, thân thể bắt đầu biến thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. "Đúng rồi, thần chủ, đây cũng là ta tộc Hắc Ám chỉ lực bản nguyên. Cái này Hắc Ám bản nguyên lai lịch bí ẩn, thì liền ta tấn thăng giới tổ hậu, đều không thể đem nghiên cứu triệt để. Ta suy đoán, cái này Hắc Ám bản nguyên hẳn là đến từ nào đó tôn giới thần chỉ thủ. Lúc trước ta chỗ lấy có thể lĩnh ngộ được một tia giới thần ý cảnh, cũng may mà cái này Hắc Ám bản nguyên, hy vọng nó có thể đối ngươi hữu dụng. Hắc Ám bản nguyên chỉ lực bên trong cái kia cố khí tức tà ác, cũng đã bị ta thanh trừ sạch sẽ." Nói xong, Tiên Ám Thiên chỉ tay khẽ vẫy, một đoàn cường đại Hắc Ám bản nguyên chỉ lực, bị hắn theo thể nội quất ra, đưa cho Lý Lạc. Lý Lạc hơi sững sờ, ánh mắt nhỏ nheo lại, lập tức vung tay lên, đem cái này đoàn Hắc Ám bản nguyên nhận lấy, ngày sau có rảnh lại đi nghiên cứu. "Này hô phiên ngoại đến lấp. Thần chủ, gặp lại." Thay ta cùng Viêm Đế nói một tiếng, nếu có kiếp sau, ta muốn theo hắn làm bằng hữu. Tiên Ám Thiên lần nữa cười nói, nhất định truyền đạt. Lý Lạc cũng thu hồi khí tức, cười đáp lại nói. Ngay sau đó, tại vô số người dưới ánh mắt, Tiên Ám Thiên triệt để biến mất mây vùng. Ưu tiên nhất tộc tộc thủ, Tiên Ám Thiên, vẫn lạc. Lý Lạc hít sâu một hơi, lập tức vung tay lên. Trong chốc lát, thời không đấu chuyển, lực lượng kinh người bao phủ vô tận chi vực. Tại trận đại chiến này bên trong, ngoại trừ ưu tiên nhất tộc bên ngoài, tất cả vẫn lạc cường giả, toàn bộ bị Lý Lạc nghịch chuyển thời không sống lại. Hồng Quân, Tam Thanh, một đám võ tướng thần minh, thập đại quân đoàn, vô số đại hạ con dân, Viêm Đế chờ một đám, xuất hiện tại Lý Lạc trước mặt. "Bệ hạ." Thấy mình sống lại, tất cả mọi người biết rõ chính mình bệ hạ đã đánh bại Tiên Ám Thiên. Trận đại chiến này, bọn họ đại hạ thần triều thắng. Nhất niệm lướt qua, vô số đại hạ con dân trực tiếp hoan hô lên. "Hảo tiểu tử, ta liền biết ngươi có thể." "Không tệ." Lúc này, Viêm Đế đi vào Lý Lạc trước người, đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Mà Lý Lạc cũng đem chuyện đã xảy ra cáo chi mọi người. Khi mọi người biết được Lý Lạc tấn thăng trở thành trong truyền thuyết giới thần lúc, không khiếp sợ liên tục. Bọn họ còn tưởng rằng Lý Lạc là tấn thăng giới tổ cảnh, mới đánh bại Tiên Ám Thiên đây này. Mà nên phải biết rõ ưu tiên nhất tộc quá khứ về sau, mọi người tựa hồ đối với ưu tiên nhất tộc không có chán ghét như vậy, bất quá ưu tiên nhất tộc chỗ đã làm sự tình, mọi người cũng không tán đồng. May mà ưu tiên nhất tộc chính mình cũng bỏ ra đại giới. "Đúng rồi, ta dự định tổ kiến thời không tuần tra đội, chúng ta Hoa Hạ cùng các ngươi đại hạ, cộng đồng bảo trì mỗi cái không gian thời không ổn định, ngươi tới làm đội trưởng như thế nào?" Viêm Đế nhìn về phía Lý Lạc, đồng nhiên mở miệng nói. Lý Lạc khẽ lắc đầu, hồi đáp: "Không không không, chúng ta thêm vào liền tốt, đội trưởng vẫn là ngươi tới đi. Chấp quản một cái đại hạ đều đặc biệt bận rộn, nào có còn thời gian chạy tới cái khác không gian xen vào việc của người khác. Mà lại, chấm còn có một cái đại sự muốn làm." Viêm Đế cùng mọi người sững sờ, tò mò hỏi: "Chuyện gì?" Lý Lạc nhếch miệng cười một tiếng,
giáp bên người Liêu Linh Khê cùng Tử Vân, nói: "Về nhà, sinh em bé." Ha 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 ha. Nghe được Lý Lạc, một đám võ tướng thần minh, cùng tại chỗ tất cả đại hạ thần triều người, đều là bộc phát ra tiếng cười. Trong đó là thuộc Lý Bắc Hùng giọng lớn nhất. Cái này khiến Liêu Linh Khê cùng Tử Vân hai người, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. "Đi, đi về nhà." Lý Lạc vung tay lên, tả hữu ôm hai vị tuyệt thế mỹ nữ, quay người rời đi. Lúc này, Lý Lạc đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, dừng lại thân hình, quay người nhìn về phía Viêm Đế, khẽ mỉm cười nói: "Đúng rồi Viêm Đế, tiên ám thiên binh giải lúc, để cho ta chuyển cáo ngươi, nếu có kiếp sau, hắn muốn cùng ngươi làm bằng hữu." Nói xong, Lý Lạc liền vung tay lên, một cái to đến dọa người màu vàng kim trùng động xuất hiện tại trước mắt mọi người. Lý Lạc mang theo thần hậu cùng thần phi, cười lớn một tiếng, bước vào màu vàng kim trùng động bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một đám võ tướng thần minh cùng vô số đại hạ con dân ào ào cười to đuổi theo. Nhìn qua Lý Lạc biến mất bóng người, Viêm Đế lấy lại tinh thần, mỉm cười, lập tức nhìn mình Hoa Hạ vũ trụ mọi người, nói: "Đi, chúng ta cũng trở về nhà." "Đúng, tướng quân." Theo từng chiếc chiến hạm khổng lồ lái vào trùng động biên mất không thấy gì nữa, nơi đây một lần nữa trở về yên tĩnh. Lý Lạc một đám khải hoàn mà về sau, ưu tiên nhất tộc bị diệt tin tức, trong nháy mắt truyền khắp vô số siêu không gian giới vực. Đại hạ thần triều uy danh, cũng vang vọng vô số thứ nguyên thời không. Đến tận đây về sau, không ai không biết đại hạ thần triều uy danh. Đại hạ thần triều, thành vì cái này duy độ thế lực cường đại nhất. Bởi vì, đại hạ thần triều có đại hạ thần chủ Lý Lạc tại. Trong truyền thuyết giới thần, mà Lý Lạc trở về đại hạ về sau, liền lập tức phái người tiếp quản ưu tiên nhất tộc địa, khiến cho trở thành đại hạ cương vực một bộ phận. Mà cái kia 10 cái vị diện ưu tiên nhất tộc hạ tầng tộc nhân, hắn thể nội hắc ám chi lực cũng bị Lý Lạc thanh trừ. Đến tận đây, cái này 10 cái vị diện ưu tiên nhất tộc người cũng đã trở thành đại hạ con dân, cùng vô số đại hạ cương vực bên trong vô số chủng tộc chung sống hòa bình. Trường không hắc ám không gian cùng thượng thương không gian cái này hai đại giới vực về sau, Lý Lạc liền hạ chỉ, đem cái này hai đại siêu không gian giới vực mệnh danh là đại hạ thời không giới vực. Trong đó tất cả vũ trụ đều là đại hạ thần triều sở thuộc. Bởi vậy, Lý Lạc đem thống nhất hai đại giới vực không gian về sau, hạ chỉ bắt đầu từ đó, cái vì đại hạ thần lịch năm thứ nhất. Đại hạ thần lịch 100 năm, thần hậu, thần phi đến vui, thiên hạ chấn động, nâng vực chúc mừng. Đại hạ thần lịch 150 năm, chư thiên dị tượng, lượn lờ thiên địa, võ tướng thần minh, tập thể xuất quan, thần hậu Liễu Linh Khê vì Lý Lạc sinh hạ một con, đặt tên là Lý Thụy, bị Lý Lạc phong làm đại hạ thần tử. Thần phi Tử Vân, vì Lý Lạc sinh hạ một nữ, lấy tên Lý Lâm, bị Lý Lạc phong làm đại hạ thần nữ. Đại hạ thần lịch 500 năm, bàn cổ đột phá giằng buộc, bước vào giới tổ cảnh đỉnh phong. Đại hạ thần lịch 530 năm, nữ hoa đại thần bước vào giới tổ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đại hạ thần lịch 1000 năm, Hồng Quân lão tổ bước vào giới tổ cảnh sơ kỳ. Đại hạ thần lịch 1900 năm, Tam Thanh bước vào nửa bước giới tổ cảnh. Đại hạ thần lịch 2.200 năm, Tôn Ngộ Không bước vào nửa bước giới tổ cảnh. Đại hạ thời không giới vực biên vực phía trên. Tại một khối to lớn vân thạch phía trên, ba tên lão giả toàn thân tiêu tán lấy khí tức kinh người ba động. Trong khoảnh khắc, ba người khí tức ba động ẩn lui xuống. Ba vị này lão giả ào ào mở mắt. Trong đó, cầm đầu một lão giả, nhếch miệng cười một tiếng, trên người khí vận chỉ lực, tại toàn bộ đại hạ thần triều bên trong, cũng ít có người có thể so sánh. Người này chính là Âm Nha lão nhân. Mà ở bên cạnh hắn hai gã khác lão giả chính là Thiên Sát lão nhân cùng Huyền Minh đại đế. Ha ha ha. Lại không lâu nữa, lão phu liền có thể bước vào thiên đế cảnh trung kỳ. Âm Nha lão nhân đứng dậy phủi mông một cái, nhịn không được cười to lên. Âm Nha lão nhân bây giờ tu vi, để Thiên Sát lão nhân cùng Huyền Minh đại đế không ngừng hâm mộ. Âm Nha lão nhân nhiều lần lập công, thân phía trên khí vận gia thân, càng có Lý Lạc tự mình giúp đỡ đột phá thiên đế cảnh. Âm Nha lão nhân có thể nói là tại toàn bộ đại hạ thần triều bên trong, phúc phận thâm hậu nhất người. Người cái lao ra hỏa. Thiên Sát lão nhân chua chua địa ám mắng một tiếng, trong mắt tràn đầy hâm mộ, nhưng cũng không ghen ghét. Âm Nha lão nhân có thể nói là tại toàn bộ đại hạ thần triều bên trong, phúc phận thâm hậu nhất người. Người cái lao ra hỏa. Thiên Sát lão nhân chua chua địa ám mắng một tiếng, trong mắt tràn đầy hâm mộ, nhưng cũng không ghen ghét. Bây giờ, hắn cùng Huyền Minh đại đế tu vi, cũng mới bất quá vũ trụ chỉ chủ thứ 19 cảnh thôi. Lao quỷ này quăng bọn họ nhiều như vậy. Ha ha ha. Lao ra hỏa, ngươi yên tâm. Chờ ngươi tân thăng thiên đế lúc, bản đệ đi cầu bệ hạ giúp ngươi một tay. Âm Nha lão nhân xuân phong đắc ý vỗ vỗ Thiên Sát lão nhân bả vai, an ủi. Đang lúc hai người muốn nói cái gì lúc, đột nhiên, ba người nhất thời sững sờ, nhìn về phía giới vực bên ngoài cái khác giới vực. Nghĩ không ra lão phu ta đường đường một ngày đế, thế mà bị bệ hạ phái tới nơi này thủ biên vực. Âm Nha lão nhân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ hai tay một đám. Nghe vậy, Thiên Sát lão nhân cùng Huyền Minh đại đế nhìn nhau liếc một chút, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Bọn họ hoài nghi lão gia hỏa này lại tại trang bức, nhưng bọn hắn lại không chứng cứ. Sau đó tức giận nói: "Đi thôi, Thiên đế đại nhân. Ba người này hẳn là Ngô Sông nơi đây, cũng không có ác ý." Âm Nha lão nhân nghe thấy một tiếng Thiên đế đại nhân, cả khuôn mặt cười đến phá lệ rực rỡ. "Đi, đi đi nhìn một cái." Âm Nha lão nhân vung tay lên, ba người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại đại hạ giới vực bên ngoài, ba tên nam tử xa lạ chính hướng về đại hạ giới vực bay đi. Cái này ba tên nam tử, chính như Thiên Sát lão nhân đoán như vậy, bọn họ cũng không có ác ý ba người bọn họ, chẳng qua là cái khác vũ trụ chỉ chủ, tại siêu không gian giới vực bên trong quen biết. Đều nói đại hạ thần triều chính là cái này duy độ thời không thế lực tối cường, bởi vậy ba người liền kết bạn đến đây, muốn du lịch một phen, tốt nhất có thể nhìn thấy trong truyền thuyết đại hạ thần chủ. Phía trước cũng là đại hạ giới vực không gian. Trong đó một tên thứ 15 cảnh vũ trụ chỉ chủ, dừng lại thân hình, chỉ về đằng trước nói. Hai người khác khẽ gật đầu, chính khi bọn hắn muốn lần nữa khởi hành lúc, một cổ lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn giam cầm tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, Âm Nha lão nhân ba người, lái vô thượng pháp tướng,
từ trên trời giáng xuống, rơi vào hai người phía trước trên không, giống như vạn cổ thần minh đồng dạng, trong mắt nhìn xuống ba người. Thiên, Thiên Đế. Ba tên du lịch vũ trụ chi chủ, cảm ứng được cầm đầu Âm Nha lão nhân chỗ tản ra khí tức, đều là nhịn không được la thất thanh nói: "Thiên Đế cảnh cường giả." Âm Nha lão nhân giống như chúa tể thiên địa thần minh đồng dạng, nhìn chằm chằm ba người tay vịn mà đứng, lạnh giọng mở miệng nói: "Các ngươi ngừng bước. Phía trước đại hạ, thần quỷ cấm hành, chính văn, hết." DS, Hồ Chính Văn rốt cục cũng viết xong, nhưng là viết xong về sau, tâm lý luôn cảm giác trống rỗng, ha 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 ha. Ở chỗ này, cá nhỏ cảm tạ đại gia một đường đến nay làm bạn bá, bắt đầu từ ngày mai cá nhỏ liền sẽ đổi mới phiên ngoại. Ân. Một ngày viết 2 chương, gần nhất một mực cường độ cao đổi mới, cũng là cái kia nghỉ ngơi một chút, phiên ngoại đại khái sẽ càng đến số 31, quyển sách liền chính thức cùng mọi người nói bái bai á. Ngày mai gặp. Chương 923, phiên ngoại, thần tử thần nữ sinh ra, 1. Đại hạ thần lịch 100 năm. Thần hậu Liễu Linh Khê cùng thần phi Tử Vân đồng thời mang thai Lý Lạc con nối dõi. Nhưng từ Liễu Linh Khê cùng Tử Vân tu vi, đều là vũ trụ chi chủ, mà Lý Lạc lại là giới thần cảnh, bởi vậy tự hai người mang thai về sau, trong bụng chi tử chậm chạp chưa xuất sinh. Liễu Linh Khê cùng Tử Vân hai người, trọn vẹn hoài thai 50 năm lâu. Tại cái này thời gian 50 năm bên trong, hai người trong bụng hải tử, làm cho cả đại hạ thần triều tất cả con dân cũng vì đó chú ý. Tại Liễu Linh Khê cùng Tử Vân hai người hoài thai 50 năm thời gian, Lý Lạc vì hai người trong bụng hải tử, chuẩn bị rất nhiều thần dược. Tự Liễu Linh Khê cùng Tử Vân mang thai bắt đầu, liền mỗi ngày phục dụng thần dược, thai nghén trong bụng thai nhi, vì này thể chất đánh xuống căn cơ. Trong ngự hoa viên, Lý Lạc nắm hai tay của người, một bên tản bộ, một bên thưởng thức lấy trong ngự hoa viên thần dược. Lúc này ngự hoa viên, dược mùi thơm khắp nơi, rất nhiều thần dược tại đã ra đời linh trí. Một số thần dược sau khi biến hóa, nhìn thấy tại to như vậy trong ngự hoa viên tản bộ Lý Lạc ba người, liền toàn bộ chạy tới, quay chung quanh Liễu Linh Khê cùng Tử Vân chung quanh. Mà còn chưa biến hóa thần dược, cũng bởi vì ba người đen, nở rộ từng đóa thần hoa. To lớn dược lực ngưng tụ thành một cỗ năm màu lộng lẫy nhu hòa dược lực, quanh quẩn tại Tử Vân cùng Liễu Linh Khê chung quanh, tựa hồ là đang tư dưỡng các nàng trong bụng thai nhi. Hắc hắc. Bệ hạ, thần hậu nương nương, thần phi nương nương. Lúc này, đầu đội một đỉnh mũ rơm thiếu niên hiện thân, hướng Lý Lạc ba người thỉnh an hành lễ. Gã thiếu niên này làn da ngăm đen, toàn thân tản ra một cỗ đặc thù khí tức ba động. Hán, chính là Lý Lạc tại Thiên Huyền Cung bí cảnh lấy được Vạn Niên Tham Vương. Bây giờ, Vạn Năm Thần Vương từ lâu lui đi được thân, hóa hình thành người. Toàn bộ trong ngự hoa viên hết thảy đều giao cho Vạn Niên Tham Vương tới quản lý. Vạn Niên Tham Vương cũng đặc biệt ưa thích cái này một công tác, trải qua thời gian dài, Vạn Niên Tham Vương đem chọn cái ngự hoa viên xử lý ngay ngắn rõ ràng. Ở chỗ này, hắn lâu dài cùng thần dược làm bạn, tăng thêm đại hạ khí vận trạch phúc, tu vi đã đột phá đến vĩnh hằng cảnh đỉnh phong. Vĩnh hằng cảnh đỉnh phong đối với một gốc thần dược tới nói, tu vi đã là cao nữa là tồn tại. Bất quá, Vạn Niên Tham Vương trong lòng có cái to lớn chí hướng, đó chính là trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất bước vào vũ trụ chi chủ cấp bậc thần dược. Nha, chấm rất lâu đều không quan tâm qua ngươi, nghĩ không ra ngươi đều hóa hình thành người. Lý Lạc thứ nhất mắt liền nhận ra trước mắt gã thiếu niên này, liền là năm đó gốc cây kia Vạn Niên Tham Vương. Lúc trước hắn đem Vạn Niên Tham Vương mang về sau, liền cho hắn phong một cái tiểu quan, để hắn quản lý ngự hoa viên. Năm đó Vạn Niên Tham Vương tuy nhiên ra đời linh trí, nhưng còn không có hóa hình thành người, giống một cái cây củ cải lớn giống như. Chỉ là theo hắn cùng một đám thần minh võ tướng nhóm cảnh giới không ngừng nhắc đến cao, dùng đến Vạn Niên Tham Vương cơ hội cũng càng ngày càng ít. Lại thêm Lý Lạc bề bộn nhiều việc triều chính, bởi vậy quên đi Vạn Niên Tham Vương tồn tại. Bây giờ Vạn Niên Tham Vương chủ động hiện thân trước mặt hắn, gặp hắn biến ảo thành người, Lý Lạc cũng không khỏi đến có chút tiểu kinh quái lạ. So với hiện tại thiếu niên bộ dáng, Lý Lạc càng ưa thích hắn năm đó như cái cây củ cải lớn bộ dáng. Nhớ tới một cái cây củ cải lớn bộ dáng Vạn Niên Tham Vương, tại chạy trốn lúc buồn cười bộ dáng, Lý Lạc liền cảm giác mười phần khôi hài. Hắc hắc. Cái này không nhiều lắm thua lỗ bệ hạ cùng chúng ta đại hạ thần triều khí vận trạch phúc nha, không phải vậy thần muốn hóa hình thành người, cũng không biết phải chờ tới bao nhiêu năm đi. Vạn Niên Tham Vương cười hắc hắc, hướng Lý Lạc cung kính nói. Vạn Niên Tham Vương hóa hình thành người về sau, thường xuyên cùng một số đại hạ triều thần tiếp xúc, dần dần cũng lui đi trước kia tính tình, biến đến càng thêm giống như là một tên loài người. So với hiện tại Vạn Niên Tham Vương, Lý Lạc ngược lại là càng thêm ưa thích hắn trước kia thân là cây củ cải lớn thời điểm tính tình. Bất quá, có một số việc Lý Lạc cũng không cải biến được, dù sao người nhà tổng muốn trưởng thành, luôn không khả năng đã hình thành thì không thay đổi. Bây giờ Vạn Niên Tham Vương biến ảo thành người, Lý Lạc cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Bệ hạ, trước kia ngài bận rộn tại triều chính lúc, ta cùng Tử Vân muội muội, còn có Linh Linh nha đầu kia thường xuyên đến Ngự Hoa Viên. Tham Vương những năm gần đây, một mực cẩn trọng, đem trong Ngự Hoa Viên các loại thần dược xử lý ngay ngắn rõ ràng, mọi sự kiện hắn đều tự thân đi làm, thần thiếp những thứ này một mực nhìn ở trong mắt. Liễu Linh Khê mỉm cười, trong chốc lát phong tình vạn trùng, trong Ngự Hoa Viên diễm lệ thần hoa đều là ảm đạm phai mờ, đối với Lý Lạc mở miệng nói. Một bên Tử Vân cũng nhìn về phía Lý Lạc nói: "Đúng vậy a, bệ hạ. Tham Vương đại nhân những năm gần đây có thể khổ cực, vì chiếu cố những thứ này thần dược, mỗi ngày đều muốn đúng hạn nhổ cỏ, quản lý dược viên. Bệ hạ có thể được thật tốt ban thưởng Tham Vương." Vạn Niên Tham Vương cười hắc hắc, chắp tay nói: "Hắc hắc. Đa tạ thần hậu nương nương, thần phi nương nương. Đây đều là thần phải làm." Lý Lạc mỉm cười, tựa hồ xem thấu Vạn Niên Tham Vương, nói: "Tiểu tử ngươi, bất quá ngươi có thể đem chấm Ngự Hoa Viên xử lý như thế ngay ngắn rõ ràng, hoàn toàn chính xác nên thưởng. Như vậy đi, chấm nhìn ngươi tu vi đã tăng lên tới giàn buộc, muốn càng tiến một bước, quan dựa vào chính mình tu luyện đã khó có thể có đột phá. Đi xuống về sau, ngươi đi xuống về sau đi ỉm âm nhà, để hắn dẫn ngươi đi chúng ta đại hạ chỗ thống ngự thời không giới vực bên trong, tìm một cái không chủ vũ trụ, để thiên đạo nhận ngươi làm chủ nhân, đến lúc đó ngươi liền có thể đột phá vũ trụ chỉ chủ cảnh." Nói xong, Lý Lạc vung tay lên,
một cỗ màu vàng kim lực lượng trong tay ngưng tụ ra một đạo pháp chỉ, giao cho Vạn Niên Tham Vương. Các ngươi tìm tới thích hợp thiên đạo vũ trụ về sau, đem trầm pháp chỉ giao cho thiên đạo, nó tự sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Vạn Niên Tham Vương tiếp nhận Lý Lạc pháp chỉ, trên mặt vẻ kích động khó có thể che giấu, vội vàng lễ bái nói: "Đa tạ bệ hạ." Lập tức, Vạn Niên Tham Vương đứng dậy lui ra, không quấy rầy Lý Lạc ba người. Lý Lạc nhìn qua thối lui Vạn Niên Tham Vương, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Vạn Niên Tham Vương trong lòng chí hướng, Lý Lạc lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, liền đọc đến trong lòng của hắn suy nghĩ. Vạn Niên Tham Vương cái này chí hướng, đối với hắn mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay sự tình. Từ khi hắn tấn thăng giới thần cảnh, trưởng khống to lớn đại hạ thời không giới vực sau, đại hạ thời không giới vực bên trong không chủ vũ trụ đều là bị hắn trưởng khống, thủ hắn che chở. Tại hắn đại hạ thời không giới vực bên trong, không có người dám can đảm cưỡng ép đem một phương không chủ vũ trụ thiên đạo cưỡng ép bóc ra luyện hóa. Bây giờ, hắn đại hạ thần triều rất nhiều quần thần, cùng bên người bằng hữu thân thích, đều phải đến không chủ vũ trụ thiên đạo nhận chủ hiến tế, bước vào vũ trụ chi chủ cảnh. Nhìn lấy rời đi Vạn Niên Tham Vương, Liễu Linh Khê cùng Tử Vân cũng không khỏi đến vì hắn cảm thấy cao hứng. Ông. Ngay tại Lý Lạc ba người tiếp tục tại trong ngự hoa viên tản bộ ngắm hoa lúc, đột nhiên, toàn bộ đại hạ thần triều trong hư không hiện lên chư thiên dị tượng, màu vàng kim tường vân, bố mãn thương cùng, hiển thị rõ tường. Thụy chỉ triệu. Dị tượng bên trong, kim long bay lên, thần phượng vũ cánh, long phi phượng vũ, dẫn đến vô số đại hạ con dân ào ào đi ra đầu phố. A hai, đây là vị nào đại nhân xuất quan a? Thế mà dẫn tới dị tượng như thế. Liễu Linh Khê nhìn qua trong hư không thiên địa dị tượng, nhịn không được hiếu kỳ nói. Một bên Tử Vân vừa định hỏi thăm Lý Lạc lần này dị tượng vì duyên cớ nào lúc, lại phát hiện Lý Lạc ý cười đầy mặt mà nhìn xem các nàng hai người. Đang lúc Lý Lạc mở miệng muốn nói cái gì lúc, đột nhiên, Liễu Linh Khê cùng Tử Vân cái bụng bắt đầu đau. Lúc này, không cần hỏi Lý Lạc, hai nữ cũng biết lần này điểm lành là duyên cớ nào. Các nàng trong bụng hài tử, hôm nay muốn ra đời. Lý Lạc vung tay lên, trong nháy mắt đem hai người đưa về trong tầm cung. "Người tới, mau mời bà đỡ." Lý Lạc thanh âm, muốn hoàn toàn bộ đại hạ thần cung. Vô số nghe được Lý Lạc muốn mời bà đỡ lúc, phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến thần hậu nương nương cùng thần phi nương nương muốn sinh. Trong chốc lát, toàn bộ thần cung đều bị kinh động. Rầm rầm rầm. Thì liền hai đại thần tướng võ đạo tháp cũng phát sinh rung động dữ dội, từng đạo toàn thân tản ra kinh người khí tức bóng người, giống như vô thượng thần minh đồng dạng, hướng về Lý Lạc chỗ thần cung mà đi. Mà thần hậu nương nương cùng thần phi nương nương sắp sinh nở tin tức, cũng như vòi rồng, truyền khắp toàn bộ đại hạ thần triều. Cho đến giờ phút này, đại hạ thần triều vô số con dân, rốt cuộc minh bạch thiên địa dị tượng này cùng tường thụy chỉ triệu vì duyên có nào. Trong lúc nhất thời, đại hạ thần đô bên trong vô số con dân, ào ào quỳ xuống đất cầu nguyện lên. Thần cung bên ngoài, Lý Lạc cùng một đám đại thần giữ ở ngoài cửa. Đại hạ thần triều tốt nhất bà đỡ giờ phút này ngay tại trong tẩm cung đỡ đẻ. Chương 924, phiên ngoại, thần tử thần nữ sinh ra, 2. Trong tẩm cung, truyền ra Liễu Linh Khê cùng Tử Vân thống khổ âm thanh. Lý Lạc ở ngoài cửa đi tới đi lui, trong lòng lo lắng không thôi. Tuy nhiên hắn thân là giới thần cảnh cường giả, nhưng giờ phút này cũng không khỏi đến vì Liễu Linh Khê cùng Tử Vân cảm thấy lo lắng. Dù sao các nàng hoài thai 50 năm, trong bụng hài tử vừa ra đời liền đã định trước bất phàm. Vốn là lấy Lý Lạc thủ đoạn, đủ để cho hai nữ không đau làm mẹ. Nhưng Liễu Linh Khê cùng Tử Vân cự tuyệt Lý Lạc sử dụng thủ đoạn, để hai cái hài tử xuất sinh. Các nàng lần thứ nhất làm mẫu thân, muốn thể nghiệm một lần thân vị mẫu thân, lần thứ nhất sinh nở quá trình. Rơi vào đường cùng, Lý Lạc đành phải đáp ứng hai người. Bây giờ nghe hai nữ thanh âm thống khổ, liền không khỏi cảm thấy một trận đau lòng. Giờ phút này, tại Lý Lạc sau lưng, ngoại trừ một đám võ tướng thần danh bên ngoài, Lý Bắc Hùng, Vân Ý Yệ, Linh Linh, Liễu Linh Khê phụ thân Liễu Hằng, cùng Tử Vân phụ thân Tử Thiên Vũ, cùng lão tổ Tử Tu đều là tại chỗ. Lạc Nhi, ngươi không cần lo lắng, Linh Khê cùng Tử Vân hai người đều là vũ trụ chỉ chủ, các nàng không có việc gì. Nhìn lấy có chút lo lắng Lý Lạc, Vân Ý Yệ nhịn không được mở miệng an ủi. Lý Lạc khẽ gật đầu, coi như hai nữ thật sự có sự tình, có hắn cùng một đám võ tướng thần minh tại, cũng sẽ để hai nữ bình yên vô sự. Bất quá nghe được hai nữ cái kia tê tâm liệt phế thống khổ âm thanh, Lý Lạc liền không nhịn được một trận đau lòng lên. Hoa hoa hoa. Đúng lúc này, trong tẩm cung truyền ra hai đạo thanh thúy trẻ sơ sinh tiếng la khóc, hai nữ thanh âm thống khổ cũng ngừng lại, tẩm cung bên ngoài mọi người trong nháy mắt đại hỉ. Vậy hạ, hai vị nương nương sinh. Một đám võ tướng thần minh đại hỉ, hưng phấn mà hoảng sợ nói: "A ha ha ha, ta muốn làm gia gia." Lý Bắc Hùng nghe được không ngừng theo trong tẩm cung truyền ra trẻ sơ sinh tiếng la khóc, hưng phấn đến ngửa mặt lên trời cười ha ha, cái kia lớn giọng, kém chút khiến bên cạnh hắn Vân Y Liễu ù tai. Vân Y Liễu nhịn không được tại chỗ một chân đem Lý Bắc Hùng đạp bay ra ngoài, tức giận nổi giận mắng: "Ngươi muốn dọa ta hai cái bảo bối tôn nhi a? Cút sang một bên." Tình cảnh này khiến tại chỗ một đám các đại thần buồn cười. Lý Bắc Hùng đứng dậy bưng bít lấy phát đau cái mông, tự biết đối lý, cười ngượng ngùng một tiếng, cũng không dám nữa lên tiếng. Đúng lúc này, tẩm cung phòng cửa bị mở ra, hai tên cung nữ bưng hai bồn dòng máu đi tới, đối với Lý Lạc vui vẻ nói: "Chúc mừng bệ hạ, hai vị nương nương sinh, một cái nam hải, một cái nữ hải. Hai vị nương nương hiện tại cũng không lo ngại." Nghe được cung nữ, mọi người ở đây hào hào cao hứng không thôi. Bọn họ đại hạ thần triều rốt cục có chức quân. Nghe vậy, biết được hai nữ không ngại, cùng hai tử thuận lợi sau khi sinh, Lý Lạc tâm lý rốt cục bình tĩnh lại. Ngay sau đó không khỏi cảm khái liên tục, hiện tại hắn cũng thân làm cha. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, không chỉ có toàn bộ Thánh Vân vũ trụ, thì liền toàn bộ đại hạ thời không giới vực cũng bắt đầu chấn động. Vô số vị diện vũ trụ hiện lên thiên địa dị tượng, màu vàng kim đại hạ khí vận trong nháy mắt lần nữa tăng vọt. Ngay sau đó, đại hạ thời không giới vực bên trong tất cả vũ trụ, theo chỗ sâu hỗn độn bên trong, tản mát ra từng đạo tràn ngập thiên đạo chỉ lực hỗn độn chỉ khí. Mỗi cái vũ trụ hỗn độn chỉ khí hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một đầu hỗn độn sông dài, phóng tới Thánh Vân vũ trụ.
Không chỉ có như thế, ngoại trừ hỗn độn chi khí bên ngoài, từng sợi tử khí theo mỗi cái trong vũ trụ ngưng tụ, đồng dạng hội tụ tại Thánh Vân vũ trụ. Trong lúc nhất thời, hội tụ đại hạ thời không giới vực bên trong, tất cả vũ trụ truyền đến hỗn độn chi khí cùng tử khí Thánh Vân vũ trụ, lóe ra thần thánh quang mang. Hỗn độn chi khí cùng tử khí hòa lẫn, biến thành một đầu hỗn độn kim long cùng tử khí kim vượng. Lập tức, hỗn độn kim long cùng tử khí kim vượng hét dài một tiếng, xông vào đến đại hạ thần giới, bay lên tại thần cung trên không. Gặp một màn này, tại chỗ chư vị thần minh võ tướng, cùng đại hạ cảnh nội vô số con dân, ào ào hoảng sợ nói: "Cái này, đây là tất cả vũ trụ thiên đạo chúc phúc. Tương lai thần tử cùng thần nữ đã định trước bất phàm a." Lý Lạc mỉm cười, nhẹ gật đầu, lập tức lấy lại tinh thần, lập tức tiến vào trong tầm cung. Ngoại trừ Lý Bắc Hùng, Vân Y Điệp, Linh Linh, Liễu Hằng cùng Tử Thiên Vũ theo Lý Lạc đi vào bên ngoài, tất cả những người khác đều là chờ ở bên ngoài lấy. Vừa tiến đến, Lý Lạc liền trông thấy Liễu Linh Khê cùng Tử Vân hai người ôm lấy tà lót. "Bệ hạ." Hai nữ nhìn thấy Lý Lạc tiến đến, vốn định đứng dậy hành lễ, bị Lý Lạc ngăn lại. "Các ngươi không có sao chứ?" Vừa tiến lên, Lý Lạc không có trước nhìn hài tử, mà chính là quan hệ hai nữ tình huống thân thể. Cái này khiến hai nữ tâm lý tràn đầy ngọt ngào. Xác nhận hai nữ không có gì đáng ngại về sau, Lý Lạc lúc này mới nhìn về phía hai nữ trong tã lót hài tử. Lý Lạc nhìn về phía trong tã lót hài tử, phát hiện hai cái hài tử, toàn thân tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, nháy mắt to như nước trong eo, nhìn lấy Lý Lạc khanh khách cười ra tiếng. Tựa hồ hai tiểu gia hỏa này, nhận được Lý Lạc cũng là cha của bọn hắn. "Oan." Đang lúc Lý Lạc tiếp nhận con gái trong tay tã lót lúc, đột nhiên, hai cái hài tử trên người quang mang dống nhiên đại thịnh, xông thẳng tới chân trời. Thần cung phía trên hỗn độn kim long cùng tử khí kim vượng, trong nháy mắt lao xuống, quanh quẩn lấy hai cái hài tử phát ra quang trụ xoay quanh. "Hài tử?" Liêu Linh Khê cùng Tử Vân hai người thất kinh, sợ con của mình bị thương tổn. "Không sao, không có chuyện gì." Lý Lạc mỉm cười, an ủi hai nữ nói. Tại hai cái hài tử cười khanh khách âm thanh bên trong, hỗn độn kim long cùng tử khí kim vượng phân biệt dung nhập hai cái hài tử thể nội. Lập tức, quang mang tán đi, tã lót chậm rãi hạ xuống, hai cái hài tử vẫn như cũ khanh khách cười. Lúc này, mọi người phát hiện hai đứa bé này thể nội tản mát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, vừa ra đời liền có thể ngự không. Đồng thời theo hai cái hài tử trên thân chỗ hiện ra tới khí tức bên trong, nam hài trên thân tràn ngập nồng đậm hỗn độn khí tức, nữ hài thì tản ra nhàn nhạt tử khí. Đồng thời hai cái hài tử ngay chỗ phát họa lấy hai đạo tản ra thần vận thần văn. Lý Lạc mỉm cười, trong lòng vui vẻ không thôi. Hắn hai cái hài tử, một cái thế mà người mang hỗn độn thần thể, một cái khác người mang tử khí thần thể. Hai đại thần thể chính là trong truyền thuyết vô thượng thần thể, liền Lý Lạc cũng không từng nắm giữ. Mà lại, tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong, Liễu Linh Khê cùng Tử Vân hai người, một mực phục dụng các loại thần dược dưỡng thai. Bây giờ hai đứa bé này vừa thức tỉnh thần thể, liền mơ hồ tiếp cận thần thể đại thành cấp độ. Bất quá, hai cái hài tử con nhỏ, căn cơ không quá vững vàng, còn chưa bắt đầu tu hành, sau đó hắn bấm tay một điểm, tạm thời đem hai cái hài tử thần thể phong ấn. Sau đó, Lý Lạc tự thân vì hai cái hài tử lấy tên. Liêu Linh Khê sở sinh nam hải, tên là Lý Thụy. Tịnh Phong vì đại hạ thần triều thần tử, vì tương lai đại hạ chư quân. Thử Vân sở sinh nữ hải, tên là Lý Lâm. Bởi vì đại hạ thần triều đã có Linh Linh vị này đại hạ công chúa, bởi vậy Lý Lâm được phong thần nữ. Ông. Ngay tại Lý Lạc tứ phong hoàn tất sau, thần cung trên không đột nhiên bốc cháy lên một mảnh năm màu lộng lẫy thần hỏa. Ngay sau đó, một tên anh tuấn tiêu sái nam tử đạp trên năm màu sóng lửa đạp lâm hư không. Mọi người hơi sững sờ, một đám võ tướng thần minh theo Lý Lạc hiện thân hư không, nhìn đến trước mắt cái này chân đạp năm màu thần hỏa nam tử đều lộ ra thiện ý. Người này không phải Viêm Đế lại sẽ là người phương nào? Bất quá Lý Lạc lại nhìn ra được, trước mắt Viêm Đế mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng tu vi chính là giới tổ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hắn bản thể tu vi chỉ sợ đã là giới tổ cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, tại đi qua 150 năm bên trong, liền theo thiên đế cảnh đột phá đến giới tổ cảnh. Mọi người nghĩ tới đây, không khỏi sợ hai than một tiếng, không hổ là hoa hạ giới vực tối cường giả Viêm Đế, hắn thiên phú đồng dạng đáng sợ. Ha ha ha. Bản đệ biết được ngươi sinh con, bởi vì đặc địa này đến chúc mừng ngươi. Viêm Đế mỉm cười, lập tức bấm tay một điểm, hai nói màu sắc khác nhau ngọn lửa, xuất vào hai cái hải tử thể nội. Ngay sau đó, Liêu Linh Khê cùng Tử Vân phát hiện, con của mình thể nội chính diễn sinh lấy một loại cường đại thần hỏa. Hai nữ nhìn nhau, đều là hướng Viêm Đế hành lễ. Đa tạ Viêm Đế. Ha ha ha. Không cần phải khách khí. Nho nhỏ quà mừng, không đáng nhắc đến. Viêm Đế khoát tay áo, khẽ mỉm cười nói. Lý Lạc biết rõ Viêm Đế ban tặng cho hắn hai cái hài tử cái kia một luồng ngọn lửa, cũng không phải cái gì nho nhỏ quà mừng, mà chính là hai phần đại lễ. Đây là hai loại vô thượng thần hỏa bản nguyên. Như thế thần hỏa chỗ kinh khủng, không thua kém một chút nào hắn hai cái hài tử cảm giác tình thần thể. Một khi hắn hai cái hài tử thể nội ngọn lửa trưởng thành, tương lai có thể hiệu lệnh thiên hạ văn hỏa. Lý Lạc lấy lại tinh thần, đối với toàn bộ thần cung mở miệng nói: "Ngươi tới, chuẩn bị xếp đặt tiệc rượu, chấm phải thật tốt chúc mừng một phen. Truyền lệnh xuống, phàm là ta đại hạ quan viên, đều có thể vào cùng tham gia yến hội." Tuân chỉ. Hai đại mật vệ thành viên lập tức đem Lý Lạc ý chỉ truyền đạt đi xuống, toàn bộ thần cung cũng bắt đầu bận rộn. "Viêm Đế, thần điện một lần." Lý Lạc mời nói. Viêm Đế khẽ gật đầu, lập tức cùng Lý Lạc một đám rơi vào triều đình trong thần điện. Bên trong thần điện, yến hội bắt đầu, vũ nữ như là tiên tử hạ phàm đồng dạng, huyền chuyển nhảy múa, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Hai bên vang lên tiên nhạc, khiến tại chỗ tham gia yến hội người tâm thần thanh thản. Bàn trên bàn, quỳnh tương ngọc dịch, sơn hào hải vị, không thiếu gì cả. Chủ tọa phía trên, Lý Lạc một thân đệ bảo, ngồi ngay ngắn trong đó, bên người Liễu Linh Khê cùng Tử Vân làm bạn. Hắn tọa phía dưới vị trí thứ nhất chính là Viêm Đế. Ngay sau đó chính là bản cổ, nữ hoa chờ một đám thần minh võ tướng, trong triều các thần. Trong yến hội,
mọi người hào hào nâng chén hướng Lý Lạc mời rượu chúc mừng. Toàn bộ trên triều đình, khắp nơi tràn đầy một mảnh vui mừng. Tiến hội sau đó, Lý Lạc đơn độc gặp Viêm Đế, tại trong ngự thư phòng trò chuyện với nhau cả đêm, ai cũng không biết hai người đã nói những gì. Hôm sau trời vừa sáng, Viêm Đế liền rời đi đại hạ, quay trở về chính mình vị trí giới vực bên trong đi. Sau đó thời gian bên trong, Lý Lạc một mực bồi bạn hai nữ, cùng hắn hai cái hài tử. Mà một đám võ tướng thần minh, tại yến hội sau đó, liền lại lần nữa tiến vào hai đại võ đạo tháp bế quan. Theo thời gian chuyển rời, thân tử Lý Thụy cùng thần nữ Lý Lâm cũng dần dần lớn lên, đến thích hợp tu luyện tuổi tác. Tại Lý Lạc liên tục cân nhắc, quyết định để hai cái hài tử tại một đám võ tướng thần danh bên trong, tự mình lựa chọn sư phụ của mình. Cuối cùng, Lý Thụy bái Bồ Đề lão tổ vi sư, Lý Lâm bái Hồng Quân lão tổ vi sư. Đối với hai người lựa chọn, Lý Lạc vẫn chưa can thiệp. Đến mức Lý Thụy cùng Lý Lâm, vì sao không bái cường đại nhất bản cổ cùng nữ hoa vi sư? Đó là bởi vì bản cổ cùng nữ hoa tuy nhiên cường đại, nhưng đang dạy đệ tử phương diện này, khả năng không bằng Bồ Đề cùng Hồng Quân hai người có kinh nghiệm. Thời gian nhoáng một cái, bái nhập Bồ Đề lão tổ cùng Hồng Quân lão tổ môn hạ Lý Thụy cùng Lý Lâm cũng trưởng thành. Lý Thụy cùng Lý Lâm hai người cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành người người yêu mến đại hạ thần triều thần tử cùng thần nữ. Tu vi của hai người, tại Bồ Đề cùng Hồng Quân hai đại lao tổ cân thận dạy vào dưới, nghiền ép toàn bộ đại hạ thần triều bên trong, thế hệ tuổi trẻ chỗ có thiên tiêu. Hai người yêu nghiệt chỉ tư, cũng truyền khắp vô số quần quần giới vực. Theo hai người thanh danh vang vọng ngoại vực. Vô số đến từ những thứ chưa biết khác giới vực thiếu niên yêu nghiệt, đến cửa khiêu chiến, nhưng đều không ngoại lệ đều bị Lý Thụy cùng Lý Lâm nghiền ép. Lý Thụy cùng Lý Lâm không chỉ có nghiền ép đại hạ cảnh nội thế hệ tuổi trẻ, mà lại càng nghiền ép vô số ngoại vực thế hệ tuổi trẻ. Thậm chí có chút tồn tại cường đại dự chắc, đại hạ thần tử cùng thần nữ tương lai thành tựu, thậm chí viễn siêu đại hạ thần chủ. Bất quá mặc kệ hai người tương lai như thế nào, chí ít bọn họ khoảng cách Lý Lạc thành tựu hiện tại, đường phải đi còn rất dài, mà lại Lý Lạc thành tựu cũng không có dừng bước tại này. Tuy nhiên hắn là giới thần cảnh cường giả, đã là vô địch tồn tại, nhưng siêu không gian giới vực mênh mông bát ngát, ai nào biết tại giới thần phía trên, phải chăng còn có càng cường đại hơn tồn tại đâu? Lý Lạc cũng không biết, nhưng hắn cũng trong bóng tối lục lọi. Nói tóm lại, vô luận như thế nào, đại hạ thần triều hai đại thiên kiêu, con đường tương lai đã định trước bất phàm. Chương 925, phiên ngoại, nối lại tiền duyên, 1. Đại hạ thần lịch, 2300 năm. Khoảng cách cùng ưu tiên nhất tộc trận đại chiến kia, đã qua 2300 thời gian. Lý Lạc tại đại hạ thần triều, cũng vượt qua 2300 nhàn hạ thời gian. Tại cái này 2300 năm thời gian bên trong, đại hạ thần triều càng lúc cường thịnh, phóng nhãn vô số siêu không gian vị diện, cũng tìm không ra mấy cái có thể uy hiếp được đại hạ thần triều thế lực. Bất quá, siêu không gian giới vực rộng lớn vô biên, hơn nữa còn có rất nhiều thời không thứ nguyên thế giới, cùng vô số bình hành thế giới, thì liền Lý Lạc cũng không dám hứa chắc hắn cùng đại hạ thần triều tương lai không hội ngộ phía trên so ưu tiên nhất tộc địch nhân cường đại hơn. Trong ngự thư phòng, Lý Lạc nhắm chặt hai mắt, trước người nổi trôi một đoàn tản ra khí tức cường đại hắc ám chi lực. Cái này đoàn bản nguyên chi lực chính là năm đó tiên ám thiên tử nguyện binh giải lúc giao cho hắn hắc ám bản nguyên. Giờ phút này, Lý Lạc ngay tại thôi diễn cái này đoàn hắc ám bản nguyên đến tột cùng là lai lịch thế nào. Ông, theo một cỗ đặc thù ba động theo hắc ám bản nguyên bên trong phát ra, Lý Lạc chậm rãi mở mắt, lông mi hơi nhíu lên. Theo tay khẽ vẫy, trước mắt hắc ám bản nguyên chỉ lực tại đầu ngón tay của hắn phía trên nhảy lên. Năm đó hắn con trai cùng con gái lúc sinh ra đời, Viêm Đế đến đây chúc mừng. Tại yến hội kết thúc vào đêm đó, hắn liền cùng Viêm Đế tại trong ngự thư phòng liên thủ thôi diễn cái này đoàn hắc ám bản nguyên. Đi qua hai người cả đêm thôi diễn, rốt cục phát hiện cái này hắc ám bản nguyên một tia căn nguyên. Đi qua Lý Lạc cùng Viêm Đế liên thủ thôi diễn, phát hiện cái này hắc ám bản nguyên, như năm đó tiên ám thiên suy đoán đến không tệ, chính là xuất từ một tôn giới thần chỉ thủ. Đồng thời tôn này giới thần đem cái này sợi hắc ám bản nguyên ném đưa đến hắc ám giới vực, có rất lớn nhu đồ. Nghĩ tới đây, Lý Lạc nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo lưu quang bắn vào trước mắt cái này đoàn hắc ám bản nguyên. Ngay sau đó, hắc ám bản nguyên lần nữa rung động động, tản mát ra một cỗ đặc biệt ba động. Ngay sau đó, một tia hắc ám chỉ lực, như là đường cong đồng dạng theo hắc ám bản nguyên bên trong bắn ra, bắn về phía mênh mông bát ngát siêu không gian chỗ sâu. Cái này một tia hắc ám chỉ lực, tựa như tại vì Lý Lạc chỉ dẫn lấy phương hướng. Lý Lạc khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt xông phá vô tận thời không, theo cái này sợi hắc ám chi lực nhìn lại. Thẳng đến Lý Lạc ánh mắt đạt đến cực hạn, cũng vẫn không có nhìn đến cái này sợi hắc ám chi lực chỉ dẫn cuối cùng. Giờ phút này, ánh mắt của hắn tại đã rời đi rất nhiều đã biết siêu không gian giới vực, tiến nhập vô số xa lạ siêu không gian giới vực. Cái này đoàn hắc ám bản nguyên nơi phát nguyên, xa đến vượt qua Lý Lạc tưởng tượng. Lý Lạc ánh mắt thu về, bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, hắc ám bản nguyên trô bắn ra cái này sợi hắc ám chi lực cấp tốc thu hồi. Lý Lạc đem hắc ám bản nguyên thu hồi, chậm rãi đứng dậy. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi ngự thư phòng, muốn tìm Liễu Linh Khê cùng Tử Vân lúc, đột nhiên, Lý Lạc hình như có cảm ứng, đột nhiên chỉ tay vừa lộn. Một cái đỏ lệnh bài màu đỏ, lóe ra ánh sáng nóng rực. Lập tức, một cỗ lực lượng kinh khủng theo lệnh bài bên trong phát ra. Viêm Đế rốt cục cũng đột phá sao? Như vậy, là đến cái kia xuất phát thời gian. Lý Lạc nhìn trong tay phát ra cường đại lực lượng lệnh bài, cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Cái này viên lệnh bài chính là Viêm Đế năm đó rời đi đại hạ lúc, từng giao cho hắn truyền tin lệnh bài. Bọn hắn hai người đã từng ước định qua, một khi Viêm Đế đột phá giới thần, bọn hắn hai người liền cùng nhau lên đường, điều tra cái này đoàn hắc ám bản nguyên. Bây giờ, Viêm Đế lưu lại truyền tin lệnh bài truyền đến tin tức, Viêm Đế đã thành công bước vào giới thần cảnh. Lý Lạc thu hồi lệnh bài, bước ra một bước, thân hình biến mất tại trong ngự thư phòng. Rất nhanh, Lý Lạc tìm được Liễu Linh Khê cùng Tử Vân. Lý Lạc đem chính mình sắp lên đường tin tức cáo chi hai nữ. Hai nữ tuy nhiên có muôn vàn không muốn, nhưng các nàng cũng biết, chính mình không nên trở thành Lý Lạc trở ngại. Hai nữ biết đại thể, khéo hiểu lòng người, để Lý Lạc an tâm tiến về là được, các nàng hai người sẽ ở Lý Lạc sau lưng, giúp hắn ổn định hậu phương lớn.
Lý Lạc chăm chú ôm ấp lấy hai nữ, cảm khái nói: "Chấm đời này có hai người các ngươi, đáng giá. Các ngươi yên tâm, chấm sẽ lưu lại độc ảnh phân thân tọa trấn." Nghe vậy, hai nữ trong mắt lóe ra vui mừng, các nàng ngược lại là quên Lý Lạc có độc ảnh phân thân. "Đúng rồi, bệ hạ tiến đến Viêm Đế giới vực, nếu là nhìn đến Linh Linh nha đầu kia, liền để cho nàng trở về bồi cùng chúng ta đi. Cái này nha đầu chết tiệt kia, 500 năm trước chính mình một cái lén đi ra ngoài sông sáo, cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Thằng đến gần nhất cái kia nha đầu chết tiệt kia mới truyền tin trở về, nói nàng bây giờ tại Viêm Đế biên giới của bọn họ chơi." Liêu Linh Khê mở miệng nói. Nghe vậy, Lý Lạc khẽ gật đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười, nói là gần nhất cái này 500 năm, không sao cả trông thấy Linh Linh cái tiểu nha đầu kia. 500 năm trước, hắn dự định phục sinh Linh Linh sớm đã vẫn lạc mẫu thân và phụ thân. Kết quả làm hắn nghịch chuyển thời không lúc, lại phát hiện Linh Linh mẫu thân và phụ thân linh hồn là cấn, sớm đã biến mất tại Thánh Vân vũ trụ bên trong, tiến nhập luân hồi. Cuối cùng Lý Lạc mang theo Linh Linh, tìm được nàng sớm đã chuyển thế mẫu thân và phụ thân. Lý Lạc vốn định vì Linh Linh khôi phục bọn hắn hai người trí nhớ, nhưng Linh Linh gặp một thế này hai người qua được vô cùng hạnh phúc. Mà lại hai người tựa hồ là thiên quyết định đồng dạng, một thế này thế mà cơ duyên xảo hợp lại kết làm phu thê. Bởi vậy, Linh Linh liền từ bỏ để Lý Lạc khôi phục bọn hắn hai người trí nhớ. Phụ thân nàng cùng mẫu thân, kiếp trước liền đã đầy đủ khổ. Nhưng nhìn thấy bọn họ một thế này hạnh phúc yêu nhau, tướng mạo tư thủ, Linh Linh cũng liền triệt để yên tâm xuống tới, trong lòng tiếc nuối triệt để tan thành mây khói. Trải qua chuyện này, Lý Lạc cấp tốc làm ra thôi diễn, phát hiện tất cả trong vũ trụ chỉ phải bỏ mạng sinh linh, tự vẫn lạc sau bắt đầu, trong vòng 100 năm linh hồn lạc ân sẽ không biến mất. Trăm qua sang năm, thiên địa pháp tắc cùng thiên đạo liền sẽ đem sinh linh linh hồn lạc ân xóa đi trí nhớ, đánh vào luân hồi tiến hành chuyển thế. Nếu như thiên đạo cùng thiên địa pháp tắc đem những linh hồn này lạc ân đánh vào luân hồi, 100 năm thời gian vừa tới, những sinh linh này linh hồn lạc ân cũng sẽ triệt để tiêu tán. Lý Lạc lấy lại tinh thần, mở miệng nói: "Chấm đến lúc đó sẽ để cho nha đầu kia trở về một chuyến. Chờ chấm cùng Viêm Đế xử lý xong trước mắt sau đó, liền trở về mang hai người các ngươi cũng ra đi du ngoạn một chuyến." Hai nữ đều là nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ gật đầu. Lập tức, Lý Lạc cáo biệt hai nữ, lưu lại độc ảnh phân thân tọa trấn đại hạ về sau, liền bước ra một bước, hướng về siêu không gian giới vực mà đi. Bất quá, tại đi Hoa Hạ vũ trụ tìm kiếm Viêm Đế trước, hắn muốn trước đi một chỗ. Đó chính là hắn kiếp trước địa cầu. Năm đó Viêm Đế rời đi Đại Hạ thần triều thời điểm, Lý Lạc thuận tiện hỏi thăm hắn kiếp trước địa cầu nơi ở. Đồng hành siêu không gian giới vực, Hồng Mông vũ trụ, địa cầu. Lý Lạc vừa đến Thánh Vân vũ trụ bên ngoài siêu không gian giới vực, liền tìm tới thời không song song giới vực chô giới vực phương hướng, hóa thành một đạo lưu quang màu trắng đuổi theo. Sau đó không lâu, đang lúc Lý Lạc tức sắp rời đi Đại Hạ thời không giới vực lúc, đột nhiên, Lý Lạc khi đi ngang qua biên vực một cái giờ vũ trụ, hình như có cảm ứng, thân hình ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện biên vực cái này vũ trụ chỉ chủ, lại là Bắc giới thần chủ. Lý Lạc mắt quang một lóe, ánh mắt xuyên phá không gian, phát hiện trấn thủ tại chính mình trong vũ trụ Bắc giới thần chủ, đang ngồi ở một chỗ trên đỉnh núi cao, một người uống vào rượu bờn. Lý Lạc thần niệm khẽ động, thân hình lặng yên biến mất tại nguyên chỗ. Giờ phút này, chính độc làm tại trên đỉnh núi cao, uống vào rượu bờn Bắc giới thần chủ, tối đầu nhìn mình vị trí này phương đại lục vị diện ngàn vạn sinh linh, nhìn lấy nhà nhà đốt đèn, nhìn lấy dâng lên lượn lò khói bếp, một cỗ hiệu quả cô độc cảm giác phun lên trái tim. Đồng thời còn có vô tận tự trách cùng hối hận. Lập tức thở dài một tiếng, tiếp tục uống lên tiểu tới. Làm sao? Ái Khanh đang suy nghĩ Bắc Linh công chúa. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Bắc giới thần chủ nhất thời sững sờ, đột nhiên quay người liền gặp Lý Lạc một thân long văn áo trắng, chính cười mỉm thì nhìn lấy hắn. Bắc giới thần chủ không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên hướng Lý Lạc hành lễ. "Thần, tham kiến bệ hạ." Lý Lạc khoát tay áo, đến gần Bắc giới thần chủ, ánh mắt nhìn về phía này phương đại lục thiên địa, khẽ mỉm cười nói: "Ái Khanh là đang nghĩ Bắc Linh công chúa." Bắc giới thần chủ hơi sững sờ, lập tức trên mặt hiện lên một vẻ thương cảm chi sắc, khẽ gật đầu. Lập tức, Bắc giới thần chủ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tại chỗ đối với Lý Lạc quỳ xuống, khẩn cầu: "Thần cả gan, khẩn cầu bệ hạ, có thể hay không giúp thần phục sinh thần nữ nhi?" Lý Lạc quay người, nhìn lấy quỳ xuống đất đập lấy đầu Bắc giới thần chủ, Lý Lạc cũng than nhẹ một tiếng. Thân làm cha hắn, bây giờ cũng minh bạch cái gì gọi là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lúc này tiến lên, đem Bắc giới thần chủ đỡ dậy. Lý Lạc tuy nhiên không đành lòng, nhưng vẫn như cũ đem hắn chỉ có thể phục sinh gần 100 năm vẫn lạc sinh linh sự tình, cáo chi Bắc giới thần chủ. Bắc giới thần chủ biết được Lý Lạc chỉ có thể phục sinh gần 100 năm vẫn lạc sinh linh về sau, trong lòng hủ quặn cùng hối hận liền càng cường thịnh. Lý Lạc gặp Bắc giới thần chủ như thế, liền lập tức trong bóng tối thôi diễn lên, một lát sau, Lý Lạc khẽ mỉm cười nói: "Ái Khanh, tuy nhiên chấm không thể phục sinh Bắc Linh công chúa, nhưng chấm đã tìm được nàng chuyển thế." Nghe được Lý Lạc tìm kiếm được chính mình nữ nhi chuyển thế, lúc này kích động không thôi, vội vàng bái tạ nói: "Đa tạ bệ hạ thánh nhân, mong rằng bệ hạ cáo chi. Đi theo ta." Lý Lạc vung tay lên, cuốn lên Bắc giới thần chủ, thần niệm khẽ động, hai người trong nháy mắt quay trở về Đại Hạ thần triều. Bắc Linh công chúa chính là Thánh Vân vũ trụ người, bởi vậy nàng chuyển thế cũng chỉ sẽ chuyển thế tại Thánh Vân vũ trụ bên trong. Lý Lạc mang theo đi vào một chỗ Đại Hạ học viện phân viện. Chỗ này phân viện đã từng là Thái Linh Tông. Trọng Yên Nhiên phụ thân Trọng Hằng cũng đã từng Thái Linh Tông hai vị lão tổ, Nguyên đạo tử cùng Linh Xu tử, từng phân biệt đảm nhiệm nơi đây phân viện viện trưởng cùng phó viện trưởng chức vụ. Bây giờ, ba người bị điều đến Thần Đô tổng viện dạy học. Bây giờ đảm nhiệm Thái Linh Tông phân viện viện trưởng cùng phó viện trưởng người, chính là Linh Linh đã từng chó săn, Thế Nho cùng Tư Đồ Vân hai người. Lý Lạc thông qua thôi diễn, Bắc Linh công chúa chuyển thế về sau, trở thành Bắc Linh viện bên trong một tên học tử. Tại phân viện bên ngoài một chỗ trên ngọn núi, một tên tuổi trẻ thiếu nữ, tướng mạo bình thường, cũng không xuất chúng. Nhưng trên người nàng phát ra một loại khiến người ta không nói được khí chất. Nàng này chính là Bắc Linh công chúa chuyển thế. Nàng một thế này tên là Lý Miếu Miếu. Lý Miếu Miếu ra cảnh đồng dạng, phụ mẫu tại phụ cận một thành trì bên trong, mở một quán rượu nhỏ.
mà dựa theo đại hạ thần triều pháp lệnh, phàm là đại hạ con dân con gái đều có thể miễn phí tiến vào phụ cận đại hạ học viện cầu đạo. Bởi vậy, Lý Miếu Miểu từ nhỏ bị cha mẹ của mình đưa vào nơi này. Chỉ bất quá, thời khắc này Lý Miếu Miểu chính ngồi tại trên một tảng đá lớn, đi lại nàng kia đôi thon dài đùi ngọc, nhìn lấy trước mắt phong cảnh, dầu gì không vui, giống như có tâm sự đồng dạng. Mà Lý Miếu Miếu không có phát hiện, tại nàng trên đỉnh đầu trong đám mây, Lý Lạc cùng Bắc Giới thần chủ chính quan sát đến nàng. Bắc Giới thần chủ biết được phía dưới cái này dầu dĩ không vui nha đầu, liền làm mình chuyển thế nữ nhi về sau, vô tận ấy nấy cùng tưởng niệm trong nháy mắt lật xuống tới. Đi thôi. Lý Lạc mỉm cười, nói. Bắc Giới thần chủ nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, đối với Lý Lạc chắp tay cúi đầu, lập tức bước ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ. Lý Lạc trên đám mây phía trên, cười mỉm mà nhìn xem đây hết thảy. Lý Miểu Miểu thở dài một tiếng, sắc mặt biến hóa liên tục. Lúc này, Bắc Giới thần chủ thanh âm theo phía sau nàng truyền đến. Tiểu nha đầu, một mình ngươi ở đây, chẳng lẽ có tâm sự gì hay sao? Nghe vậy, Lý Miểu Miểu giật mình, vô ý thức quay đầu, trông thấy Bắc Giới thần chủ chính là một mặt hiền lành, cười mỉm hướng nàng đi tới. Chương 926, phiên ngoại, nối lại tiền duyên 2. Lý Miểu Miểu nhất thời sững sờ, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác trước mắt cái này song tóc mai có một chút hoa dâm nam tử, dường như ở đâu gặp qua. Mà lại, cái này tên trung niên nam tử, tổng cho nàng một loại phá lệ cảm giác thân thiết. Lý Miểu Miểu liền vội vàng đứng lên, đương nhiên, trong óc nàng lóe qua một bộ gương mặt, cùng người trước mắt đối lên, lập tức đối với Bắc Giới thần chủ hành lễ nói: "Phân viện học sinh, Lý Miểu Miểu, tham kiến Bắc Giới đại nhân." Bắc Giới thần chủ biết được nữ nhi của mình chuyển thế về sau, tên là Lý Miểu Miểu, trong lòng đã có chút kinh hỉ, lại có chút thương cảm. Bắc Linh hai chữ đã không còn. Bắc Giới thần chủ thu thập tâm tình, đến gần Lý Miểu Miểu, cười ha ha một tiếng nói: "Nguyên lai ngươi là nơi đây phân viện đệ tử a. Dựa theo bối phận, ta tạm thời bảo ngươi một tiếng nha đầu đi." "Nha đầu, ngươi nhận ra ta?" Lý Miểu Miểu khẽ gật đầu, chặn lại nói: "Bẩm đại nhân, chúng ta đại hạ thần triều các đại quần thân bức họa, sớm đã truyền khắp chúng ta đại hạ. Chúng ta dân gian các con dân, vì cảm tạ bệ hạ cùng chư vị đại thần, đưa cho chúng ta tốt đẹp như thế võ đạo hoàn cảnh, tất cả mọi người đem chúng ta bệ hạ bức họa, cùng chư vị đại thần cùng thần minh võ tướng nhóm bức họa, treo trong nhà cung cấp đâu. Trong nhà của ta thì cung cấp. Cho nên vừa mới tiểu nữ tử lúc này mới nhận được đại nhân ngài." Nghe xong Lý Miểu Miểu, vô luận là Bắc Giới thần chủ, vẫn là trên đám mây Lý Lạc, cũng không có cách nào nở nụ cười. Bọn họ còn chưa có chết, liền bị cung cấp lên. Bắc Giới thần chủ lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện, khoát tay áo, đặt mông ngồi tại Lý Miếu Miếu vừa mới tảng đá kia phía trên, trêu ghẹo nói: "Nha đầu, không cần đại nhân xưng hô ta. Ngươi xưng hô ta một tiếng thúc là được, hoặc là lao già cũng có thế. Dù sao tuổi của ta đều có thể làm người thái 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 gia gia." "Ha ha ha." Nghe vậy, Lý Miểu Miểu sững sờ, nàng không nghĩ tới vị này Bắc Giới đại nhân, tính cách vậy mà như thế bình dị gần gũi, sau đó cũng nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ gật đầu. "Ha ha ha. Nha đầu, tới ngồi xuống đi." Gặp Lý Miểu Miểu gật đầu, đừng đề cập Bắc Giới thần chủ trong lòng cao hứng biết bao nhiêu, lập tức bắt chuyện Lý Miểu Miểu tới, ngồi ở bên cạnh hắn. Chẳng biết tại sao, Lý Miểu Miểu tại Bắc Giới thần chủ trên thân, cảm nhận được một loại để trong nội tâm nàng phá lệ thoải mái cảm giác thân thiết. Tại loại cảm giác này điều khiển, nàng cũng lớn lên lá gan, ngồi ở Bắc Giới thần chủ bên người. Sau đó, Bắc Giới thần chủ cùng Lý Miểu Miểu bắt đầu trò chuyện lên trời. Hai người một trò chuyện, liền quên đi thời gian. Trước mắt chân trời, đã là đầy trời giáng chiều, mê người không thôi. Mà theo nói chuyện trời đất xâm nhập, Bắc Giới thần chủ cũng biết chính mình nữ nhị một thế này thân thế. Mà Lý Miểu Miểu đối Bắc Giới thần chủ mới đầu mang khẩn trương cùng kính ý tâm tính, nhưng theo nói chuyện trời đất xâm nhập, phần này khẩn trương cùng kính sợ cũng biến mất theo, mà hai người giữa lẫn nhau xưng hô cũng phát sinh cải biến. "Đúng rồi Miểu Miểu, khi ta tới trông thấy ngươi giàu dĩ không vui, tựa hồ có tâm sự gì a?" Bắc Giới thần chủ hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, nguyên bản tâm tình lần tốt Miểu Miểu sắc mặt có chút u buồn lên. Gặp một màn này, Bắc Giới thần chủ đánh đáy lòng đau lòng lên, tức giận bất bình nói: "Miểu Miểu, có phải hay không trong học viện có cái nào hôn tiểu tử khi dễ ngươi rồi?" "Miểu Miểu không cần sợ, thì coi như các ngươi viện trưởng cùng phó viện trưởng ở trước mặt ta đều muốn tôn xưng ta một tiếng đại nhân, ta cho ngươi chủ trì công đạo." Lý Miểu Miểu lắc đầu liên tục hồi đáp: "Bác thúc, không phải, không ai khi dễ ta, tất cả mọi người rất chiếu cố ta." Nghe vậy, Bác Giới thần chủ sững sờ, vô ý thức dò hỏi: "Đã như vậy, Miểu Miểu ngươi vì sao giàu gì không vui?" Lý Miểu Miểu do dự nửa ngày, gặp Bác Giới thần chủ cái kia gương mặt vẻ ân cần, lúc này đáp lại nói: là ta thích trong học viện một vị học trưởng, mà vị học trưởng kia cũng thích ta. Chỉ bất quá cái gì?" Bác Giới thần chủ tâm lý vừa vui lại vội, một thế này hắn tuyệt đối sẽ không phản đối chính mình nữa nhỉ, ngược lại chính mình nhất định muốn toàn lực trợ giúp nàng, lúc này dò hỏi. Lý Miếu Miểu trong mắt lóe lên một chút tạm đạm, lập tức nhỏ giọng nói: "Chỉ bất quá vị học trưởng kia phụ thân là phó viện trưởng chúng ta." Nghe vậy, Bác Giới thần chủ lúc này giận dữ, một trương đem bên người tảng đá đập nát, cả giận nói: "Là Tư Đồ Vân tiểu tử kia xem thường ngươi, hắn phản đối hai ngươi." Gặp Bác Giới thần chủ kích động như thế, Lý Miếu Miếu quả thực bị giật nảy mình, liên tục khoát tay giải thích nói: "Không không không, không phải. Bác thúc, là ta vẫn cho rằng nhà ta không xứng với Tư Đồ gia." "Tư Đồ gia? Thế nhưng là chúng ta đại hạ thần triều danh môn vọng tộc, nhà ta chẳng qua là bình thường bách tính gia, nào dám trèo cao a." Nghe đến đó, Bác Giới thần chủ nộ khí lúc này mới tiêu tán, nguyên lai là nha đầu này tự ti. Bác Giới thần chủ thăm dò mà hỏi thăm: "Ta nhớ được Tư Đồ Vân tiểu tử kia có hai đứa con trai, một cái gọi Tư Đồ Liệt, một cái gọi Tư Đồ Trạch. Nghe nha đầu vừa mới ngươi nói, ngươi ưa thích tiểu tử kia, tên là Tư Đồ Trạch a?" Lý Miểu Miểu sắc mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu. Bác Giới thần chủ tiếp tục nói: "Tiểu tử kia cũng là thật tâm thích ngươi.
Hắn chẳng lẽ không có đem việc này nói cho Tư Đồ Vân tiểu tử kia? Lúc nói chuyện, Bắc Giới thần chủ trong đầu điên cuồng tìm tòi có quan hệ Tư Đồ Trạch hết thảy tin tức. Nhỏ tới tiểu tử này danh tiếng, tại đại hạ thần triều bên trong cũng tạm được, hắn lúc này mới yên tâm lại. Không giống hắn lão tử. Hắn nghe nói Tư Đồ Vân tiểu tử này, lúc còn trẻ còn đám cùng bệ hạ đoạt thần hậu nương nương. Nghĩ tới đây, Bắc Giới thần chủ vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đám mây, phát hiện Lý Lạc giờ phút này vẫn còn ở đó. Lý Miểu Miểu khẽ gật đầu, hồi đáp: "Bác thúc, chúng ta hai cái là lẫn nhau thực tình yêu nhau, mà Trạch cũng dự định cưới ta." Hắn chuẩn bị nói cho phó viện trưởng lúc này, nhưng bị ta ngăn trở. "Ta nghĩ chúng ta cuối cùng rồi sẽ có duyên mà không có phần thôi, Trạch cần phải có lựa chọn tốt hơn, mà không phải xuất sinh thường thường ta." Nghe được Lý Miêu Miêu, Bắc Giới thần chủ minh bạch, nguyên lai hết thảy đều là nha đầu ngốc này tâm lý cái kia phần không tự tin tại quái phá. Sau đó nhìn lấy Lý Miểu Miểu, ha ha cười lớn một tiếng nói: "Miểu Miểu a, ngươi nhìn ngươi bắt thúc ta dưới gối không có con cái, một người cô đơn, cũng thuộc về thực thảm cực kỳ nha. Ta cùng ngươi nha đầu này rất là hợp ý, không bằng như vậy đi, ta nhận ngươi làm con gái nuôi như thế nào?" Lý Miểu Miểu sững sờ, có chút không biết làm sao, nhưng nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện, Bắc Giới thần chủ liền lần nữa mở miệng nói: "Cứ như vậy quyết định. Miểu Miểu à, ngươi tâm địa thiện lương, cũng không muốn nhìn thấy ta thọ nguyên gần về sau, không ai vì ta đưa ma à?" "Ai? Ngươi không nguyện ý, ta về sau thọ nguyên gần về sau, rất thảm." Nghe vậy, Lý Miểu Miểu trong lòng cũng không khỏi có chút đau buồn, chẳng biết tại sao, trước mắt Bắc Giới đại nhân, tổng cho nàng một cô giống như cha ruột đồng dạng cảm giác. Biết được Bắc Giới thần chủ không có con cái, một thân một mình về sau, Lý Miểu Miểu khẽ gật đầu, lập tức đối với Bắc Giới thần chủ cúi đầu: "Miểu Miểu, bái kiến nghĩa phụ." "Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Đi, nha đầu, nghĩa phụ vì ngươi làm chủ." Bắc Giới thần chủ cười lớn một tiếng, kéo một mặt ngu ngơ Lý Miểu Miểu, liền biến mất ở tại chỗ. Trong chớp mắt, Bắc Giới thần chủ lôi kéo một mặt ngu ngơ Lý Miểu Miểu, xuất hiện tại phân viện trên không. Bắc Linh thần chủ trong nháy mắt phóng thích khí tức cường đại. Trong nội viện, đang tu luyện Tề Nho cùng Tư Đồ Vân, cảm ứng được cố khí tức này, nhất thời sững sờ, lập tức đứng dậy hiện thân hư không. Giờ phút này, trong viện trên quảng trường, Bắc Giới thần chủ làm ra động tĩnh, kinh động toàn bộ phân viện học sinh cùng đạo sư. Khi nhìn thấy người đến là Bắc Giới thần chủ về sau, mọi người ở đây không hành lễ nên đón. Mà Bắc Giới thần chủ bên người Lý Miểu Miểu cũng đưa tới mọi người tại đây chú ý. "Cái kia, đây không phải là Miểu Miểu sao?" "T, nàng sẽ không phải là phạm vào chuyện gì a? Thế mà bị Bắc Giới thần chủ nắm lấy. Gặp, vậy phải làm sao bây giờ a?" Nghe thấy đám học sinh, Lý Miểu Miểu giờ phút này cúi đầu. Mà trong đám người, một tên tướng mạo anh tuấn, toàn thân lộ ra thư sinh quân khí thiếu niên, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Gã thiếu niên này chính là Tư Đồ Vân con thứ, Tư Đồ Trạch. Mà Lý Miểu Miểu khẽ ngẩng đầu, cũng nhìn thấy đám người bên trong, vì nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng Tư Đồ Trạch, sau đó hướng hắn khẽ ngẩng đầu, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Gặp này, Tư Đồ Trạch sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Một lát sau, Thể Nho cùng Tư Đồ Vân hai người hiện thân. "Viện trưởng, phó viện trưởng." Hai người vừa hiện thân, tại chỗ một đám đạo sư cùng học sinh đều hướng hai người chắp tay hành lễ. Mà ẩn nặc trên đám mây phía trên Lý Lạc, trông thấy Tề Nho cùng Tư Đồ Vân, cũng mãn ý gật gật đầu. Tề Nho cùng Tư Đồ Vân hai người, bây giờ tu vi là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong. Tề Nho một thân chính khí, khí chất phi phàm. Mà Tư Đồ Vân, bây giờ cũng không có năm đó công tử bột cái chủng loại kia non nớt, ngược lại biến đến thành thủ cổ trọng. Mà Lý Lạc nhớ đến, Tư Đồ Vân thế tử, cũng không phải cái gì danh môn vọng tộc đại tiểu thư, mà chính là một người bình thường nhà nữ tử. Lúc trước biết được Tư Đồ Vân sau khi kết hôn, hắn còn phái người đi Tư Đồ gia đưa hành lễ. "Bắc Giới đại nhân." Hai người nhìn thấy Bắc Giới thần chủ, đều là hơi kinh ngạc, lập tức phía trước hành lễ cúi đầu. Mà khi hai người trông thấy Bắc Giới thần chủ bên người, mặc lấy phân viện phục sức Lý Miểu Miểu, hai người đều coi là vị này nữ học sinh lật ra chuyện gì, Tề Nho mở miệng nói: "Xin hỏi Bắc Giới đại nhân, vị này học sinh là phạm vào chuyện gì rồi?" Bắc Giới thần chủ khoát tay áo, vì hai người giới thiệu nói: "Miểu Miểu, ta con gái nuôi." Nghe được Bắc Giới thần chủ, tại chỗ một đám học sinh, vô số hít sâu một hơi, lên tiếng kinh hô tới. Bọn họ không nghĩ tới, một mực điệu thấp Miểu Miểu, lại là Bắc Giới thần chủ con gái nuôi. Nói thật, bọn họ chua. Vì sao bọn họ không có tốt như vậy mệnh? "Ô ô ô." Nghe vậy, Thể Nho cùng Tư Đồ Vân đều là sửng sở, hơi kinh ngạc. Bắc Giới thần chủ nhìn về phía Tư Đồ Vân, nói: "Tư Đồ Vân, ta là tới đến cửa tìm ngươi." "Tìm ta? Không biết Bắc Giới đại nhân, tìm ta chuyện gì?" Tư Đồ Vân sửng sở, vô ý thức dò hỏi. Lập tức, Bắc Giới thần chủ cũng mặc kệ một bên vùi đầu vào trong lồng ngực Miểu Miểu, đem Miểu Miểu cùng Tư Đồ Trạch ở giữa sự tình, nói ra. Sau khi nghe xong, Tư Đồ Vân đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười, nhìn về phía đám người Tư Đồ Trạch, mở miệng nói: "Tư Đồ Trạch, nhưng có việc này." Tư Đồ Trạch tại vô số người ánh mắt hâm mộ dưới, đứng dậy, không kiêu ngạo không tự ti thừa nhận nói: "Hồi phó viện trưởng, hoàn toàn chính xác có việc này. Vốn là ta muốn trở về sau, lại đem việc này nói cho ngài. Cha, ta cùng Miểu Miểu là thật tâm yêu nhau, ta nguyện ý cưới nàng. Hy vọng trong nhà đồng ý ta cùng Miểu Miểu cùng một chỗ." Giờ khắc này, Tư Đồ Trạch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tư Đồ Vân. Giờ khắc này, Tư Đồ Trạch không lại đem chính mình xem như phân viện học viện, xưng hô Tư Đồ Vân một tiếng cha. Giờ phút này, đám mây phía trên Lý Lạc nhìn lấy Tư Đồ Trạch, nhất thời sửng sở, lập tức tối diễn. Một lát sau, Lý Lạc khẽ miệng vung lên một vệt ý cười. "Nguyên lai ngươi là trúc hàn chuyển thế a, còn thật có duyên." Vừa mới Lý Lạc tại Tư Đồ Trạch trên linh hồn cảm ứng được một tia mùi vị quen thuộc. Thôi diễn một phen về sau, phát hiện hắn chính là năm đó Bắc Linh công chúa không tiếp cùng U Tiên nhất tộc hợp tác, cũng muốn cứu sống trúc hàn. Bởi vì năm đó trúc hàn còn có một tia tàn hồn, bị U Tiên nhất tộc phong tồn tại thể nội, dẫn đến hắn linh hồn không có chân chính ma diện.
Bởi vậy, hắn linh hồn lạc ấn đi qua vô số tuyến nguyệt, cũng không có biến mất. Làm Bắc Linh công chúa kế hoạch thất bại lúc, Trúc Hàn tàn hồn lúc này mới bắt đầu tiêu tán, đại biểu cho hắn hoàn toàn chết đi. Mà lúc đó Bắc Linh công chúa cũng theo vẫn lạc, bởi vì hai người này chuyển thế về sau, mới có thể tại cùng một thế gặp gỡ. Đây cũng là duyên phận đây này. Lý Lạc mỉm cười, lập tức quay người bước ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ. Mà trong tràng, vô số học sinh nhìn về phía Tư Đồ Trạch cùng Lý Miểu Miểu, cũng là mặt mũi tràn đầy chúc phúc. Hai người lẫn nhau ưa thích, bọn họ tự mình đã sớm biết. Tư Đồ Vân cười thật sâu nhìn con của mình liếc một chút, nói: "Trạch Nhi a, ngươi chẳng lẽ quên mẹ ngươi, cũng là bình dân gia đời sao?" Nghe được Tư Đồ Vân câu nói này, Tư Đồ Trạch trong nháy mắt đại hỉ, kích động không thôi. Tư Đồ Vân nhìn về phía Bắc Giới thần chủ, chắp tay cười nói: "Bắc Giới tiền bối, qua mấy ngày ta Tư Đồ gia chuẩn bị tốt hậu lễ, tự thân lên môn đệ thân, như thế nào?" Nghe vậy, Bắc Giới thần chủ cười lên ha ha, nhìn về phía Miểu Miểu nói: "Nha đầu, ngươi cảm thấy thế nào?" Giờ khắc này, Lý Miểu Miểu cảm giác hạnh phúc tràn đầy, ngượng ngập nói: "Miểu Miểu mặc cho nghĩa phụ làm chủ. Bất quá, việc này cũng muốn cha mẹ ta đồng ý." "Ha ha ha, đó là cần phải." Bắc Giới thần chủ cao hứng không thôi, ngửa mặt lên trời cười ha ha, trong mắt không hiểu ẩm ướt lên. Lúc này, hắn lúc này mới phát hiện, bệ hạ xóm đã rời đi. Nửa năm sau, Tư Đồ Trạch cùng Lý Miểu Miểu tại thần đô cử hành long trọng đại hôn. Đến tận đây, hai người bạch đầu giai lão, ân ái cả đời. Chương 927, phiên ngoại, quay về kiếp trước địa cầu, 1. Bình hành giới vực, địa cầu bên ngoài. Một đạo lưu quang theo vũ trụ chỗ sâu chạy nhanh đến, xuất hiện ở địa cầu bên ngoài. Đợi đến lưu quang tán đi, hiện lộ ra một nói thân ảnh màu trắng. Người này chính là Lý Lạc. Mà Lý Lạc trước mắt địa cầu, chính là hắn kiếp trước sinh hoạt địa phương. Ừm. Vừa đến kiếp trước địa cầu bên ngoài, Lý Lạc lông mi liền nhỏ nhíu lại. Lý Lạc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không gian vũ trụ bên trong, nổi trôi đại lượng vệ tinh bay phiến, các quốc không gian vũ trụ đứng, cũng biến thành rách tạc ơi. Đồng thời, Lý Lạc còn kinh ngạc phát hiện, tại địa cầu bên trong, hắn cảm ứng được quen thuộc linh lực. Lý Lạc ánh mắt ngưng tụ, phát hiện địa cầu linh khí chính đang thức tỉnh. Lý Lạc kinh ngạc không thôi, lập tức trong bóng tối thôi diễn, nghịch chuyển thời không, có quan hệ địa cầu phát sinh từng màn thu vào tầm mắt của hắn. Một lát sau, Lý Lạc thu liễm ý thế, trên mặt hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Nguyên lai, bởi vì mỗi cái giới vực bên trong thời gian lưu tốc khác biệt, cách hắn sau khi xuyên việt, cái này địa cầu mới qua 1000 năm thời gian. Mà địa cầu linh khí khôi phục nguyên nhân, liền là năm đó hắn xuyên việt lúc, Viêm Đế vận dụng hệ thống lực lượng, áp chế hắn hệ thống. Cái này địa cầu nhận lấy Viêm Đế hệ thống lực lượng ảnh hưởng, thiên địa phát sinh dị biến, sinh ra linh khí. Bất quá, theo linh khí khôi phục, trên địa cầu các loại động thực vật cũng bởi vì hấp thu linh khí từ đó phát sinh biến dị. Vô luận là động thực vật đều biến đến to lớn hóa lên. Đi qua ngàn năm biến hóa, địa cầu bên trong những cái kia động vật cùng bọn hắn võ đạo giới ma thú cơ hồ không có gì khác biệt. Địa cầu bên trong nhân loại xưng những thứ này biến dị sau động vật vì dị thú. Từ khi đại lượng động vật biến thành dị thú về sau, liền không ngừng mà tạo thành đàn thú, xâm lấn nhân loại thành thị. Nhân loại thai kiếp cũng theo đó bắt đầu. Bất quá, thân vì địa cầu chúa tể nhân loại, hấp thu linh khí, thân thể đồng dạng phát sinh biến dị, đã thức tỉnh đủ loại thể chất. Nắm giữ đặc thù thể chất nhân loại, được xưng là cảm giác linh giả. Tự thú triều xâm lấn về sau, nhân loại thương vong thảm trọng, nhân khẩu giảm mạnh. Nhưng theo nhân loại thức tỉnh các loại thể chất, từ đó có thể hấp thụ thiên địa linh khí tu luyện sau. Nhân loại bắt đầu ôm nhau, tổ chức cường giả cùng dị thú ở giữa triển khai đấu tranh. Bất quá bởi vì dị thú số lượng to lớn, đồng thời thực lực cường đại, nhân loại ngay từ đầu liền đã rơi vào hạ phong. Nhưng theo nhân loại không ngừng cùng dị thú chống lại, nhân loại tại đại chiến bên trong cũng ra đời không ít cường giả. Nhân loại cùng dị thú ở giữa chiến tranh kéo dài 1000 năm lâu, thẳng đến ngày hôm nay. Bây giờ, nhân loại cơ hồ mỗi người đều đã thức tỉnh đặc thù thể chất, trở thành cảm giác linh giả. Theo nhân loại cường giả số lượng không ngừng gia tăng, như nhân loại thời nay trong cuộc chiến tranh này đã thay đổi cục thế, chiếm cứ thượng phong. Nhân loại triệt để thắng được trận chiến tranh này, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Giải chuyện đã xảy ra, Lý Lạc thần niệm khẽ động, trong mắt lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Tại trong cảm nhận của hắn, địa cầu bây giờ có 10 vị đứng đầu cường giả. Cái này 10 vị đứng đầu cường giả, đối đánh dấu hắn đại hạ thần triều cảnh giới, cũng mới nửa bước đại đế cảnh tu vi. Cùng hắn đại hạ thần triều, cùng siêu không gian giới vực vô số chủng tộc so sánh, địa cầu nhân loại muốn rời đi vũ trụ, tiến vào siêu không gian giới vực, đường phải đi còn rất dài a. Lý Lạc lấy lại tinh thần, khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức chỉ tay vừa lộn, một chương mặt nạ hiện lên trong lòng bàn tay. Tấm mặt nạ này chính là hắn trước kia theo trong hệ thống lấy được vạn hóa mặt nạ. Lý Lạc mang lên vạn hóa mặt nạ, máu trên mặt thịt một trận lúc đích, lập tức biến thành mặt khác một bộ gương mặt. Tấm này anh tuấn hơi có vẻ khuôn mặt non nớt, chính là hắn kiếp trước dáng vẻ. Dù sao sau khi xuyên việt, ngoại trừ linh hồn bên ngoài, thân thể của hắn cũng không kiếp trước thân thể, tướng mạo tự nhiên cũng không phải kiếp trước dáng vẻ. Lý Lạc nhìn lấy trên người mình toàn thân áo trắng, lập tức bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên. Một đạo lưu quang lướt qua, Lý Lạc trên thân xuyên qua, biến trở về hắn trước khi chết mặc bộ kia. Trên thân màu trắng ngắn tay, một đầu màu đen chín phần quần, cộng thêm một đôi màu trắng dày cứng. Lý Lạc chỉ tay vừa lộn, trong tay lực lượng hội tụ, ngưng hóa ra một đỉnh mũ lưỡi trai. Lý Lạc đem mũ lưỡi trai đeo lên, toàn bộ hiển thị rõ thanh xuân chi khí. Lập tức, Lý Lạc bước ra một bước, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Lý Lạc tiến vào địa cầu về sau, liền trông thấy toàn bộ địa cầu rất nhiều quốc gia thành thị đều biến thành phế tích. Mà biến thành phế tích thành thị thì trở thành nhân loại cùng dị thú đại quân chiến trường. Bất quá, Lý Lạc đối với mấy cái này cấp bậc chiến đấu không có hứng thú. Vừa tiến vào địa cầu về sau, hắn liền chạy tiếp trước Hoa Quốc mà đi. Bây giờ Hoa Quốc, đối ở hiện tại địa cầu tới nói, thuộc về cảm giác linh giả số lượng nhiều nhất quốc gia. Mà tại Lý Lạc cảm ứng bên trong, địa cầu 10 tôn nửa bước đại đế, trong đó có 4 tôn tại Hoa Quốc bên trong. Bất quá, lấy Lý Lạc bây giờ tu vi, hắn tiến vào địa cầu về sau,
không có bất kỳ cái gì có thể phát hiện hắn tồn tại, trừ phi hắn muốn chính mình bại lộ. Bởi vậy, Lý Lạc trở lại kiếp trước Hoa Quốc về sau, không ai bất luận cái gì một tên cảm giác linh giả phát hiện hắn tồn tại. Đến Hoa Quốc về sau, Lý Lạc trực tiếp chạy tới Hoa Quốc Sơn Thành. Sơn Thành thứ nhất Hoa Quốc lớn nhất đại thành thị một trong, tại cái này từ ngàn năm nay cũng không bị dị thú công phá. Chỉ bất quá Sơn Thành bây giờ dáng vẻ, Lý Lạc đã không nhịn được tới. Ngàn năm thời gian, Sơn Thành sớm đã đại thay đổi. Nơi này vẫn như cũ cao ốc san sát. Bất quá tại những thứ này cao ốc ở giữa, xuyên qua từng chiếc tiên tiến khoa học kỹ thuật phi thuyền. Trên phi thuyền, đứng đây rất nhiều người mặc chiến giáp, dáng người thẳng tắp cường giả. Mà những người này chiến giáp phía trên đều là cấn lấy Hoa Quốc quân chương. Hiển nhiên đây đều là Hoa Quốc quân nhân. Giờ phút này bọn họ chính đang đi tuần cả tòa thành thị. Lý Lạc khẽ ngẩng đầu, phát hiện tại Sơn Thành trên đỉnh đầu, bố trí một đạo kết giới, đem cả tòa núi thành bao phủ. Lý Lạc liếc một chút liền nhìn ra, cái này đạo kết giới xuất từ Hoa Quốc cái kia bốn vị nửa bước đại đế bên trong một vị nào đó một tay. Cái này chắn kết giới là dùng đến phòng ngự phi hành loại dị thú mà thiết trí. Đồng thời, cái này đạo kết giới cũng là Sơn Thành sau cùng nhất đạo bình chướng. Chỉ bất quá loại này cấp bậc kết giới bình chướng, đối với Lý Lạc tới nói, thùng rông kêu to. Hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem hủy đi. Thậm chí, nếu như hắn nghĩ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể mạ sát toàn bộ địa cầu dị thú. Có điều hắn cũng không tính làm như vậy. Dù sao, hắn tại đã không thuộc về phương thế giới này người. Nhân loại chuyện của mình, đến làm cho nhân loại tự mình giải quyết. Mà lại, dị thú tồn tại, không khác nào khiến nhân loại cung cấp một cái rất tốt khiêu chiến đối tượng. Hắn lần này trở về, cũng chỉ là dự định nhìn xem chính mình kiếp trước thân nhân. Nghĩ tới đây, Lý Lạc không khỏi âm thầm lắc đầu. Thời gian ngàn năm đi qua, chỉ sợ hắn kiếp trước cha mẹ cũng đã sớm. Người này thật là kỳ quái. Ăn mặc đất tốt ta. Còn không phải sao, hắn loại trang phục này, tựa như là ta thế kỷ 21 thời đại người, mới dáng vẻ như vậy ăn mặc đi. Ngay tại Lý Lạc xuất thần thời khắc, hắn phát hiện chúng quanh đi ngang qua người đi đường, dùng một loại quái dị mà nhãn thần nhìn lấy hắn, chỉ trỏ lên. Lý Lạc nhìn lướt qua chúng quanh, phát hiện người đi trên đường đều người mặc dùng đặc thù tài liệu chỗ chế thành phục sức, cũng có nhất định phòng ngự tính. Lý Lạc lúc này mới văng lên, địa cầu đời đời thay đổi. Sớm đã không phải hắn xuyên việt trước cái kia thế kỷ 21. Đối với người đi đường quăng tới dị dạng ánh mắt, Lý Lạc cũng không thèm để ý, lập tức trong bóng tối lần nữa thôi diễn, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, lại lóe ra một luồng ảm đạm. Lý Lạc kiếp trước, tên là Tiêu Vũ. Phụ mẫu là Sơn Thành bên trong phổ thông thông dân đi làm, mà hắn còn có cái muội muội, tên là Tiêu Vũ. Hai người bọn họ huynh muội tuy nhiên chữ không giống nhau, nhưng lại âm đọc một dạng. Lý Lạc nhớ đến chính mình kiếp trước vừa tốt nghiệp, muội muội của mình mới học lớp 11. Năm đó hắn vừa tốt nghiệp lúc đi ra, tại đi một công ty phỏng vấn trên đường. Băng qua đường lúc, bất hạnh bị một cỗ nhanh chóng lái tới xe con đụng bay, vì vậy mà vẫn lạc xuyên việt. Vừa mới hắn thôi diễn chính mình sau khi xuyên việt, cái thế giới này phát sinh có quan hệ chuyện của mình lúc. Cái này mới biết được năm đó đâm chết hắn cái vị kia tài xế, thuộc về uống rượu điều khiển. Sau khi hắn chết, cha mẹ của hắn thương tâm gần chết, mà vị kia tài xế cũng đã nhận được vốn có đại giới. Tuy nhiên cái chết của hắn, nhà bên trong đạt được một khoản bồi thường. Nhưng là chính vì hắn tử, dẫn đến hắn kiếp trước mẫu thân, bởi vì thương tâm quá độ, cả ngày cơm nước không vào, thân thể ngày càng gầy gò, mắc phải ung thư dạ dày. Cuối cùng, tại hắn tạ thế năm thứ 6, mẫu thân cũng bởi vì bệnh ly thế, táng tại bên cạnh hắn. Lý Lạc nhớ đến, hắn cha mẹ của kiếp trước đặc biệt đau thích hai anh em gái bọn họ. Tuy nhiên nhà bọn hắn không tính sung túc, nhưng lại hết sức hạnh phúc. Cũng bởi vì cái kia uống rượu điều khiển tài xế, cải biến nhà bọn hắn hết thảy. Tại Lý Lạc thôi diễn bên trong, hắn còn biết được, làm mẫu thân hắn sau khi chết, phụ thân của hắn cũng bắt đầu cả ngày vật tức. Làm hắn đem muội muội của mình nuôi nâng lớn lên, xuất thân xã hội về sau, vốn nhờ vì lại cũng chịu đựng đối mẫu thân mình tưởng niệm, cuối cùng uống thuốc tự tử. Cuối cùng muội muội của hắn đem hắn kiếp trước phụ thân, táng tại hắn cùng mộ của mẫu thân béo. Mà muội muội của hắn Tiêu Vũ ưu tú, thì khiến Lý Lạc cảm thấy kinh ngạc. Muội muội của hắn Tiêu Vũ tại cha mình tự tử không lâu sau, liền lại gặp được thiên địa đại biến, linh khí khôi phục. Tiêu Vũ cũng là nhóm đầu tiên giác tỉnh thể chất cảm giác linh giả. Thú triều xâm lấn thời điểm, Tiêu Vũ cũng thêm vào chống cự thú triều đại chiến bên trong. Tại tham dự chống lại thú triều đại chiến bên trong, Tiêu Vũ ghép lại người tự thân thể chất, cấp tốc trưởng thành. Mà nàng không chỉ có trở thành có thể một mình đảm đương một phía cảm giác linh giả, mà lại hắn còn có một cái thông minh đầu não. Nàng từ chiến trường sau khi xuống tới, liền đem trên chiến trường chém giết lấy được đại lượng dị thú thi thể, bán cho rất nhiều thu mua dị thú thi thể công ty. Bởi vậy, Tiêu Vũ thu được nhân sinh món tiền đầu tiên. Tiêu Vũ đạt được số tiền kia về sau, liền không còn có đi lên chiến trường. Nàng cầm lấy số tiền kia, đăng ký một cái khoa kỹ công ty, mời chào nhân tài, chuyên môn nghiên cứu có thể đối phó dị thú khoa học kỹ thuật vũ khí. Mà đúng lúc, giống Tiêu Vũ loại này khoa kỹ công ty, tại lúc ấy cũng đã nhận được Hoa Quốc quân mới đại lực chống đỡ. Dù sao lúc ấy tiền tuyến khẩn trương, ngoại trừ cần đại lượng cảm giác linh giả bên ngoài, khai phát nhằm vào dị thú khoa học kỹ thuật vũ khí cũng rất có cần phải. Đến tận đây, Tiêu Vũ khoa kỹ công ty, theo nàng không ngừng kinh doanh, càng làm càng lớn. Bây giờ, Tiêu Vũ năm đó đăng ký khoa kỹ công ty, đã phát triển thành Hoa Quốc quân mới nhận chứng đệ nhất đại súng ống đạn dược khoa học kỹ thuật tập đoàn. Bây giờ trên chiến trường sử dụng đến hết thảy vũ khí đều là xuất từ Tiêu Vũ súng ống đạn dược khoa học kỹ thuật tập đoàn. Lý Lạc biết được chính mình vị muội muội này, thế mà có thể tại cái này tai nạn thời đại lấy được thành tựu như thế, cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười vui mừng. Biết được muội muội của hắn bây giờ qua được phi thường tốt, Lý Lạc cũng triệt để yên tâm xuống tới. Lập tức, Lý Lạc căn cứ thôi diễn đến manh mối, hướng về Sơn Thành một chỗ hình vuông đi đến. Mà khi mỗi người chú ý hắn thời điểm, Lý Lạc thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Rất nhanh, Lý Lạc liền tới đến một chỗ trong mộ viên. Chỉ bất quá để Lý Lạc cảm thấy kinh ngạc chính là, trong mộ viên hôm nay đến không ít người đến đây tạ mộ.
Lý Lạc thần niệm khẽ động, lập tức hoảng nhiên tới. Nguyên lai hôm nay là Hoa Quốc Tết Thanh Minh, chắc không được nhiều người như vậy đến tảo mộ. Lập tức, Lý Lạc dựa theo Thôi Diễn bên trong đoạt được biết rõ tin tức, đi vào một chỗ tòa trước mộ bia. Trên bia mộ chỗ dán vào ảnh chụp, cùng bây giờ gương mặt này không khác. Trước mắt tòa này màn bên trong, táng lấy chính là hắn kiếp trước hải cốt. Mà tại tòa này mộ địa tiện cho cả hai, chính là táng lấy hắn cha mẹ của kiếp trước. Cha, mẹ, ta trở về. Lý Lạc ngồi xổm người xuống, nhìn lấy hai tòa lắng mộ phía trên ảnh chụp, nhịn không được thấp giọng nhẹ ninh một tiếng. Giờ phút này, Lý Lạc trong đầu không khỏi hiện lên kiếp trước có quan hệ phụ mẫu đủ loại, nhịn không được hốc mắt ướt át. Lập tức, Lý Lạc liền nhịn không được giơ ra hai tay, đi vớt ve trên bia mộ phụ mẫu di ảnh. Đang lúc Lý Lạc lâm vào nhớ lại thời điểm, sau lưng đến đây tảo mộ người, nhất thời hét lên kinh ngạc âm thanh. T. Vị này không phải Tiêu thị súng ống đạn dược khoa học kỹ thuật tập đoàn người sáng lập, Tiêu lão tổ a? Nàng hôm nay sao lại tới đây? Không chỉ có như thế, các ngươi nhìn, bên người nàng cái kia hai vị tiểu thư, một vị là hiện nay Tiêu thị tập đoàn người trưởng quầy, Tiêu Lệ Lệ. Một vị khác người mặc chiến giáp, gánh vác chiến đao nữ tử, chính là Huyết Đao quân phó đội trưởng, Tần Tố Tố. Các nàng làm sao tới mộ viên rồi? Nghe nói Tiêu lão tổ phụ mẫu liền táng tại cái này trong mộ viên. Thì ra là thế. Tại ánh mắt của mọi người dưới, trông thấy một đoàn người mặc chiến giáp quân nhân bảo hộ ở hai bên. Một tên xem ra chỉ có hơn 60 tuổi lão thái thái, nơi tay bưng lấy hoa tươi, tại hai tên dáng người cao gầy nữ tử cùng đi, hướng về Lý Lạc vị trí đi đến. Vị này xem ra chỉ có hơn 60 tuổi lão thái thái, chính là Lý Lạc kiếp trước muội muội, Tiêu Vũ. Tiêu Vũ bởi vì giác tỉnh thể chất nguyên nhân, bởi vậy sống đến bây giờ. Đừng nhìn Tiêu Vũ bây giờ có hơn 1000 tuổi, thân thể cũng dần dần đi hướng già yêu. Nhưng hắn dung mạo cùng một thân khí chất cao quý, cũng đủ để nhìn ra được nàng lúc còn trẻ, cũng là một tên đại mỹ nữ. Mà đi theo nàng hai bên Tần Tố Tố cùng Tiêu Lệ Lệ, chính là Tiêu Vũ đời thứ 10 hậu bối. Chương 928, phiên ngoại, quay về kiếp trước địa cầu 2. Bởi vì Lý Lạc vẫn lạc, dẫn đến Tiêu gia không có hậu nhân. Bởi vậy, Tiêu Vũ tại lấy chồng về sau, sinh hai cái hài tử, một người theo cha tính, một người theo nàng họ Tiêu, cam đoan Tiêu gia các nàng có hậu. Từ đó bắt đầu, Tiêu Vũ liền lập xuống gia quy, phàm là hậu bối sở sinh con nối dõi, đều nhất định muốn có một người họ Tiêu. Mà lại Tiêu Vũ càng là lập xuống quy củ, họ Tiêu hậu bối kế thừa nàng dưới trướng tập đoàn. Mà theo cha tính hậu bối thì phải tham quân trên chiến trường, vô luận nam nữ. Hai cái này quy củ một mực kéo dài đến bây giờ. Thái tổ nãi nãi, người kia là ai? Lúc này, Tần Tố Tố nhìn về phía mộ địa chỗ, nhìn đến ngồi chồm hổm trên mặt đất Lý Lạc. Nghe vậy, Tiêu Vũ cũng thuận mắt nhìn lại, thấy được Lý Lạc cái này một thân hóa trang, có loại cảm giác đã từng quen biết. Mà lại Lý Lạc bóng lưng cũng để cho nàng cảm thấy phá lệ quen thuộc, thì là nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Chỉ là để Tiêu Vũ cảm thấy hiếu kỳ chính là, người này vì sao lại quỳ gối anh của nàng còn có ba mẹ nàng trước mộ? Ngoại trừ nàng và nàng đời sau bên ngoài, Tiêu Vũ cũng nghĩ không ra người nào còn sẽ tới tế bái bọn họ. Tố Tố, Lệ Lệ, chúng ta đi xem một chút. Tiêu Vũ mở ra chân, tay đang cầm hoa, mang theo hai nữ đi hướng Lý Lạc. Theo khoảng cách Lý Lạc càng gần, Tiêu Vũ liền cảm giác đạo này bóng lưng càng quen thuộc. Cuối cùng, ba người đi tới Lý Lạc sau lưng bậc đá phía trên. Tiêu Vũ nhìn lấy đầu đội mũ lưỡi trai Lý Lạc bóng lưng, trong đầu thủy chung nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Mà một bên Tiêu Lệ Lệ lúc này nhịn không được mở miệng nói: "Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi là ai? Nơi này là nhà chúng ta tổ tiên chi mộ." Nghe được Tiêu Lệ Lệ thanh âm, Lý Lạc chậm rãi thu hồi hai tay. Hắn từ lâu chú ý tới Tiêu Vũ ba người. Lý Lạc khẽ miệng hơi hơi dương lên, sau đó yên lặng đứng dậy, một M9 cao lớn thân hình, để Tiêu Vũ cùng Tiêu Lệ Lệ ba người trong nháy mắt trở nên hoảng hốt. Theo Lý Lạc vĩ ngạn bóng lưng bên trong, các nàng tựa hồ cảm nhận được một cổ áp lực. Cái này cổ áp lực khiến ba người các nàng có chút không thở nổi. Đi lên chiến trường Tiêu Vũ, cùng thân là quân nhân Tần Tố Tố, trong nháy mắt cảnh giác lên. Tuy nhiên các nàng không cảm ứng được trên người người này có sóng linh khí, nhưng là trực giác nói cho các nàng biết, người trước mắt này tuyệt đối không tầm thường. Đang lúc một bên Tần Tố Tố muốn mở miệng nói thêm gì nữa lúc, Lý Lạc thanh âm lại truyền ra: "Tiểu Vũ, đã lâu không gặp, ngươi biến giả rồi." Nghe thấy Lý Lạc thanh âm, Tiêu Vũ nhất thời thân thể đột nhiên run lên, trong tay hoa trực tiếp rơi xuống đất. Nghe được Lý Lạc thanh âm, nàng chỗ sâu trong óc trí nhớ trong nháy mắt tuôn ra. Một đạo làm nàng tưởng niệm đã lâu bóng người, cùng trước mắt Lý Lạc bóng lưng, dần dần trùng hợp. Mà bên cạnh Tiêu Lệ Lệ cùng Tần Tố Tố, nghe được Lý Lạc, lông mi hơi nhíu, trên mặt hiện lên một vẻ chán ghét. Người này lại dám gọi thẳng các nàng lão tổ nhũ danh. Đang lúc hai nữ muốn lên trước cùng Lý Lạc lý luận lúc, Tiêu Vũ giờ phút này toàn thân kích động, nước mắt tuôn đầy mặt, dùng tay run rẩy ngăn lại hai nữ. Tần Tố Tố cùng Tiêu Lệ Lệ cũng phát hiện chính mình lão tổ là lạ, có chút khiếp sợ nhìn qua Lý Lạc bóng lưng. "Ngươi là?" Tiêu Vũ toàn thân run rẩy, có chút khó có thể tin nước nở nói. Lúc này, Lý Lạc chậm rãi xoay người lại, chậm rãi ngẩng đầu, một mặt vui vẻ nhìn về phía trước mắt Tiêu Vũ ba người. Nhìn thấy Lý Lạc gương mặt, Tần Tố Tố cùng Tiêu Lệ Lệ cũng chấn kinh đến che miệng lại, trong mắt lóe ra khó có thể tin quan mang. Thiếu niên trước mắt này, thế mà cùng với các nàng sớm đã chết đi tổ tiên, giống nhau như lúc. Hai nữ trong lúc lơ đãng lườm hai mắt trên bia mộ ảnh chụp. Quả thực cùng Lý Lạc giống như lúc. "Ngươi thật là ca." Nhìn thấy Lý Lạc giờ khắc này, Tiêu Vũ cũng rất lâu mà khó có thể tỉnh táo lại, không thể tin được trước mắt tình cảnh này là thật. "Nàng chết đi ca ca, sống lại." "Không có khả năng, ngươi làm sao có thể là anh ta? Năm đó ta tận mắt nhìn thấy ta ca thi thể bị đưa vào hỏa táng dương. Ngươi đến cùng là ai?" Tiêu Vũ nhớ tới năm đó chẳng cảnh, liền lập tức kiên định trước mắt Lý Lạc, không phải nàng đã chết đi ca ca, Tiêu Vũ. Nhìn đến Tiêu Vũ kích động như thế, chung quanh tảo mộ người cũng ào ào quăng tới ánh mắt khiếp sợ. Mà những cái kia người mặc chiến giáp chiến sĩ cũng hướng lấy bọn hắn đi tới.
Lý Lạc không muốn gây nên phiền toái không cần thiết, cũng không phải trong nháy mắt vung tay lên. Ông. Hào quang chói sáng làm cho tất cả mọi người đều mắt mở không ra. Chờ Tiêu Vũ ba người mở to mắt về sau, liền phát hiện các nàng giờ phút này thân ở một cái đặc thù trong không gian. Tiêu Vũ ba người nhất thời quá sợ hãi. Quả nhiên như cùng các nàng nghĩ như vậy, trước mắt vị này lớn lên giống nàng ca ca người, quả nhiên không đơn giản. Ngươi đến cùng. Tiêu Vũ vừa muốn lần nữa chất vấn Lý Lạc lúc, Lý Lạc trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, đưa tay tại Tiêu Vũ cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Dừng tay. Một bên Tần Tố Tố quá sợ hãi, vừa ngăn cản Lý Lạc lúc, nàng lại phát hiện mình không thể động đậy, bị một cô rất cường đại lực lượng giam cầm tại nguyên chỗ. Lúc này, Tiêu Vũ trên mặt lộ ra trước nay chưa có chấn kinh chi sắc, sắc mặt không ngừng mà biến hóa lên. Một lát sau, Lý Lạc chậm rãi đem ngón tay theo Tiêu Vũ trên trán rời. Ngươi thật là ca. Ca. Tiêu Mưa một chút tử bổ nhào vào Lý Lạc trong ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Cái này nhìn đến bên người hai nữ trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ. Các nàng chưa bao giờ thấy qua các nàng lão tổ cái này một mặt. Do khắc này, Tiêu Vũ khóc đến giống đứa bé giống như. Nguyên lai, Lý Lạc vừa mới đem hắn bị đâm chết về sau, xuyên việt đến dị giới, cùng trở về hết thảy, giống như là chiếu phim một dạng, tại Tiêu Vũ trong đầu qua một lần. Đối mặt khổng lồ như thế tin tức, cùng chưa từng nghe thấy sự tình, Tiêu Vũ trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa. Nhưng nàng biết, trước mắt Lý Lạc chính là nàng anh ruột. Tiểu Vũ vẫn là giống như trước đây, là cái thích khóc quỷ. Lý Lạc nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiêu Vũ có chút hoa dâm tóc, cười nhạt một cái nói, trong mắt tràn đầy vô tận ôn nhu. Tiêu Vũ nín khóc mỉm cười, rời đi Lý Lạc trước ngực, như trước kia một dạng phản bác. "Ca, ngươi cái thích ngủ nướng đại con heo lười." Ha ha ha. Lý Lạc nghe được câu này quen thuộc lời nói, trong mắt cũng không nhịn được gầm lên. May mắn, hắn sau khi trở về, mình còn có một người thân tại thế. "Ca, ta giới thiệu cho ngươi, đây là Lệ Lệ. Vị này là Tố Tố. Các nàng hai người đều là hậu bối của ta. Các ngươi hai cái còn không mau tới gặp một lần các ngươi tổ tiên." Tiêu Vũ mặt mũi tràn đầy cao hứng vì Lý Lạc giới thiệu. Hai nữ tuy nhiên không biết tình huống gì, nhưng nhìn lấy cảm giác so hai người bọn họ lớn hơn không được bao nhiêu Lý Lạc, sắc mặt một trận cổ quái. Bất quá, hai người cũng không dám vi phạm Tiêu Mưa, kiên trì hướng Lý Lạc nói một tiếng tổ tiên tốt. Lý Lạc mỉm cười, nhẹ gật đầu. Lập tức, Tiêu Vũ bắt đầu vì Lý Lạc bắt đầu giảng thuật cuộc đời của nàng, cùng hình chiếu ra một cái màn hình giả lập, đem trượng phu của nàng, cùng nàng mỗi một thời đại hậu bối, vì Lý Lạc nhất nhất giới thiệu lên. Lý Lạc tuy nhiên sớm liền biết rồi hết thảy, nhưng vẫn như cũ giả bộ như không biết, an tĩnh nghe hắn tiểu muội giới thiệu. Bất quá, Lý Lạc biết được nàng tiểu muội trợ phu, tên là Tần Nhạc lúc, sắc mặt không khỏi một trận cổ quái. Nàng tiểu muội trợ phu, thế mà cùng năm đó Ly Dương Vương triều lao hoàng đế đụng tên. Bất quá, nàng tiểu muội trợ phu Tần Nhạc, chính là hiện nay Hoa Quốc cái kia tứ đại nửa bước đại đế một trong. Nửa bước đại đế cảnh, tại bây giờ địa cầu bên trong, xưng là nửa bước thần cấp cường giả. Nghe xong chính mình tiểu muội mà nói về sau, Lý Lạc mỉm cười, một tay lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái, mấy bộ công pháp và võ kỹ truyền vào Tiêu Vũ trong đầu. Lập tức, Lý Lạc tay theo Tiêu Vũ gương mặt nhẹ nhàng đảo qua. Tại Tần Tố Tố cùng Tiêu Lệ Lệ rung động dưới ánh mắt, Tiêu Vũ nguyên bản mặt mũi giàn mua, cấp tốc phát sinh biến hóa. Trong chớp mắt, Tiêu Vũ liền biến thành Lý Lạc trong trí nhớ tuổi trẻ bộ dáng. Tần Tố Tố cùng Tiêu Lệ Lệ, một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy Lý Lạc. Các nàng vị này tổ tiên, sẽ không phải là thần tiên a? Tiêu Vũ cũng sững sờ, nhìn thấy chính mình biến đến tuổi trẻ lên, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao, tại hiểu rõ hắn ca xuyên việt đến dị giới, trở thành vô số vũ trụ thần chủ về sau, đối năng lực không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Lý Lạc chỉ tay vừa lộn, một viên đan dược đưa cho Tiêu Vũ, cười nói: "Tiểu muội, viên đan dược này giao cho Tần Nhạc, ta cũng không hy vọng ta tiểu muội ngày sau cả ngày đối mặt một cái tử lao đầu nhi." Nghe vậy, Tiêu Vũ phốc vẩy một tiếng cười xuất sinh đến, nhận lấy Lý Lạc đan dược. Thế nhưng là, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, tâm lý có chút cao hứng không nổi. Lý Lạc nhìn về phía sau lưng Tần Tố Tố cùng Tiêu Lệ Lệ, đối với hai người bấm tay một điểm, hai đạo lưu quang bắn vào hai người thể nội. Hai người trên thân trong nháy mắt hướng khí một đạo màu vàng kim quang mang. Ngay sau đó, hai người thể chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thật mạnh a. Tần Tố Tố bất khả tư nghị cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, nhị không được lên tiếng kinh hô tới. Lý Lạc cười nhạt một tiếng, hắn vừa mới tăng lên hai người thức tỉnh thể chất, chỉ cần hai người nỗ lực, một đường tu luyện chỉ vĩnh hằng cảnh đỉnh phong căn bản không phải vấn đề. Ca, ngươi có phải hay không muốn đi rồi? Gặp Lý Lạc lại tặng lễ, lại ban cho mình hai cái hậu bối cơ duyên, Tiêu Vũ nhịn không được dò hỏi. Lý Lạc khẽ gật đầu, nhìn lấy Tiêu Vũ cười nói, nhìn đến ngươi vẫn còn, mà lại con cháu đầy đàn, ca ngươi ta thì triệt để yên tâm đi. Tiểu muội, nhớ kỹ, ta nói cho ngươi sự tình, tốt nhất đừng nói cho Tần Nhạc. Lấy hắn tu vi hiện tại, biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Tiêu Vũ khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt. Lý Lạc nhếch miệng cười một tiếng, tự tay lau đi Tiêu Vũ nước mắt, cười nói: "Được rồi, tiểu khóc mèo, ngươi bây giờ thế nhưng là lão tổ." Ha ha ha. "Đã như vậy, ca ngươi ta cũng không tiếc nuối, gặp lại." "Tiểu muội." Nói xong, Lý Lạc chậm rãi lui lại một bước, hướng Tiêu Vũ phất phất tay, thân hình dần dần biến mất không thấy gì nữa. "Ca, bảo trọng." Tiêu Vũ ngậm lấy lệ hải, hướng về Lý Lạc phất phất tay. Nàng biết, anh của nàng còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Cái này địa cầu, lưu không được hắn. Lập tức, cả vùng không gian lần nữa bộc phát ra hào quang chói sáng. Đám ba người mở mắt lần nữa lúc, lại phát hiện các nàng vẫn như cũ đứng tại trước mộ địa. Nhưng thời khắc này Lý Lạc xóm đã biến mất không thấy gì nữa. Mà chung quanh đến đây tảo mộ người, thì giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, tiếp tục túi đầu tế bái chính mình thân nhân. Bất quá, Tần Tố Tố cùng Tiêu Lệ Lệ nhìn lấy chính mình lao tổ tâm kia khuôn mặt trẻ tuổi, cùng cảm ứng được các nàng thể nội truyền đến cường đại lực lượng, đều tại chứng thực lấy vừa mới một màn kia là thật. Các nàng chết đi tổ tiên, trở về. Ngay tại vừa mới, Tiêu Vũ ngước đầu nhìn lên tinh không,
lập tức nhặt lên rơi xuống đất hoa, chỉnh lý tốt đặt ở cha mẹ của nàng trước mộ địa, ngậm lấy nước mắt cười nói: "Cha, mẹ, ca đã trở về. Các ngươi nhìn thấy không?" Chương 929, phiên ngoại cuối cùng phần, Quang Minh cùng Hắc Ám, 1. Rộng lớn hoa hạ siêu không gian giới vực. Vô số to lớn vũ trụ lơ lửng tại siêu không gian bên trong. Mà tại siêu không gian bên trong, từng bầy tinh tế hạm đội khổng lồ chính đang đi tuần. Những thứ này hạm đội chính là hoa hạ sở thuộc. Báo cáo tướng quân, phía trước xuất hiện thứ nguyên không gian ba động. Một chiếc chiến hạm khổng lồ bên trong, một tên người mặc hoa hạ chiến giáp chiến sĩ phát hiện màn hình giả lập phía trên hiện lên nguy hiểm cảnh cáo, sau đó lập tức báo cáo sau lưng vị trí một tên nam tử. Tên nam tử này dáng người hơi mập, nhưng hắn thể nội ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh người. Người này chính là chi này tuần tra hạm đội tổng tư lệnh Bạch Long Long, cũng là hoa hạ cao tầng một trong. Thu Vi đã bước vào nửa bước tiên đế tầng thứ. Bạch Long Long nhìn qua màn hình giả lập phía trên, chiêu ra siêu không gian hình ảnh, lông mi nhỏ nhíu lại. Tại chiến hạm phía trước không gian chỗ, đang tản lấy một cỗ cường đại không gian ba động, như muốn hình thành một cái trung động. Bạch Long Long đứng dậy, lông mi hơi nhíu, lập tức hạ lệnh. Mệnh lệnh hạm đội, toàn thể đề phòng. Vâng. Lập tức, Bạch Long Long mệnh lệnh được đưa ra trong hạm đội các tàu chiến hạm. Cả chỉ hạm đội chiến hạm, ào ào nâng lên kích quang pháo miệng, đối với phát ra thứ nguyên không gian ba động chỉ điện. Mà Bạch Long Long đứng dậy, bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại chiến hạm bên ngoài. Con mắt chăm chú nhìn qua trước mắt không gian ba động, thể nội lực lượng khổng lồ cấp tốc điều động. Ông. Lúc này, không gian ba động biến đến kịch liệt, trực tiếp tạo thành một cái trung động. Người đến người nào? Bạch Long Long giờ phút này trong lòng cảnh giác lên, bởi vì trung động chỗ sâu, có một cái thân ảnh mơ hồ, ngay tại đi ra ngoài tới. Mà lấy hắn bây giờ tu vi, thế mà cảm ứng không ra trước mắt đạo này thân ảnh mơ hồ tu vi. Bạch Long Long vừa dứt lời không giới lâu, trung động chỗ sâu đạo thân ảnh này liền chậm rãi đi ra. Nhìn đến mặt mũi người nọ về sau, Bạch Linh Bợ Lĩnh tổng lúc thở dài một hơi, yên tâm bên trong đề phòng. Lập tức phất phắt tay, sau lưng chiến hạm chậm rãi thu hồi hỏa pháo. Bạch Long Long nhất bước lên trước, đối lấy trước mắt vị này cười nói: "Nguyên lai là đại hạ thần chủ, ngài là tìm đến thăng ca." Lý Lạc nhìn đến lớn như vậy chiến trận, lúc này cười nói: "Không sai, ta cùng Viêm Đế ước định cẩn thận. Không biết Viêm Đế bây giờ đang ở nơi nào? Chấm không cảm ứng được khí tức của hắn." Bạch Long Long cười hồi đáp: "Thần chủ, thăng ca 50 năm trước lại bế quan, đoán chừng không dùng đến liền sẽ xuất quan, muốn không ta đi cho ngươi bẩm báo một tiếng." Lý Lạc sững sờ, hắn không nghĩ tới Viêm Đế thế mà bế quan. Lý Lạc kịp phản ứng, khẽ lắc đầu nói: "Không sao, trước không cần quay dậy Viêm Đế, chấm vừa vặn thừa dịp thời gian này, đi dạo một vòng các ngươi hoa hạ đi." Nghe vậy, Bạch Long Long cũng khẽ gật đầu, nói: "Đã như vậy, vậy bản tướng quân thì chúc thần chủ chơi đến vui vẻ. Nếu có cái gì sự tình, có thể tùy thời liên hệ chúng ta hoa hạ cao tầng. Bản tướng quân còn có nhiệm vụ tại thân, liền xin lỗi không tiếp được." Lý Lạc khoát tay áo, nói: "Đi thôi, không cần quan chấm." Bạch Long Long khẽ gật đầu, lập tức quay người quay trở về chiến hạm bên trong, chỉ huy chiến hạm tiếp tục tuần tra. Chờ Bạch Long Long hạm đội sau khi rời đi, Lý Lạc thần niệm khẽ động. Trong chốc lát, toàn bộ hoa hạ giới vực không gian tin tức bị hắn toàn bộ chỗ biết rõ. Tiêu hóa xong liên quan tới cái thời không này hoa hạ về sau, Lý Lạc nhịn không được thán phục một tiếng. Cái thời không này hoa hạ, vô luận là trình độ khoa học kỹ thuật, cũng hoặc là thực lực, không biết so với hắn kiếp trước hoa hạ mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cái thời không này hoa hạ, Viêm Đế cũng bước vào giới thần cảnh. Bởi vậy, cái thời không này hoa hạ, cùng hắn đại hạ thực lực, cơ hồ tương xứng. Đúng rồi, Linh Linh nha đầu kia giống như tới nơi này. Lý Lạc nhớ tới trước khi đi, Liễu Linh Khê nhắc nhở, sau đó bấm ngón tay thôi diễn, rất nhanh liền tìm được Linh Linh vị trí. Bất quá tại thôi diễn hết Linh Linh tại cái này vũ trụ phát sinh hết thảy về sau, Lý Lạc không khỏi hơi sững sờ, lộ ra một vệt nghiền ngẫm ý cười. Sau đó, Lý Lạc bước ra một bước, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại Lý Lạc rời đi thời điểm, Bạch Long Long cũng thông qua truyền tin, thông trị hoa hạ cao tầng, Lý Lạc đến tin tức. Lý Lạc làm phóng một cái đại giới vực chỉ chủ, hoa hạ nhất chúng cao tầng vốn định đem Lý Lạc mời được địa cầu mẫu tỉnh, cử hành hai đại giới vực ở giữa cao tầng hội đàm. Hoa hạ dự định trợ giúp đại hạ kiến tạo hạm đội, thuận tiện hai đại giới vực cộng đồng bảo trì đa thứ nguyên thời không ổn định, phòng ngừa lại lần nữa xuất hiện giống ú tiên nhất tộc chủng tộc như vậy, nhiễu loạn các đại bình hành vũ trụ, thứ nguyên không gian thăng bằng. Bất quá, làm hoa hạ cao tầng biết được Lý Lạc muốn du lịch một phen bọn họ hoa hạ về sau, liền tạm thời hủy bỏ liên hệ Lý Lạc dự định. Hoa hạ giới vực, hoa hạ vũ trụ, Thái Dương hệ, Hỏa Tinh. Hỏa Tinh phía trên, từng tòa dày đặc thành thị, tọa lạc trong đó. Lấy hoa hạ tiên tiến khoa học kỹ thuật, đem chọn cái Hỏa Tinh cải tạo. Hỏa Tinh bên trong, ở lại người đến từ vũ trụ ở giữa mỗi cái chủng tộc người. Đương nhiên, những thứ này mỗi cái chủng tộc ngoại tinh người, hắn vực tịch đều là hoa hạ. Giờ phút này, tại Hỏa Tinh bên trong, một tòa tên là Hồng Nham thành phố trong thành thị. Một tên dáng người cao gầy, tướng mạo cực đẹp nữ tử, tay thuận bưng lấy một ly trà sữa, đi tại biển người dày đặc trên đường cái. Nữ tử những nơi đi qua, đi ngang qua người đi đường ảo ảo đem ánh mắt rơi tại nữ tử này dung nhan tuyệt mỹ kia phía trên. Thậm chí có ít người quá mức chuyên chú, trực tiếp đụng đầu vào trên đèn đường, dẫn tới chung quanh một số người bật cười. Nữ tử này chính là du lịch đến đây đại hạ công chúa, Linh Linh. Mà tại Linh Linh sau lưng, theo một tên tóc đen anh tuấn thiếu niên. Cái này anh tuấn thiếu niên, ngoại trừ dài đến phá lệ anh tuấn non nớt bên ngoài, thứ nhất song con ngươi màu vàng nóng, phá lệ làm cho người chú mục. Thậm chí, một số đi ngang qua mỹ nữ, nhìn thấy cái này thiếu niên anh tuấn về sau, cũng không khỏi đến bị hắn dung mạo hấp dẫn. Không ít tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử chủ động tiến lên, hỏi thăm thiếu niên phương thức liên lạc, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị thiếu niên lúng túng cự tuyệt. Mà tại Linh Linh cùng vị thiếu niên này sau lưng, âm thầm theo dõi lấy hơn 10 vị vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả. Những cường giả này ẩn nặc trong bóng tối, bọn họ đều là hoa hạ quân đội người. Năm đó Linh Linh đi vào hoa hạ vũ trụ về sau, liền bị hoa hạ cao tầng biết được. Khi biết được Linh Linh là Lý Lạc nữ nhi,
đại hạ thần triều công chúa về sau, Hoa Hạ cao tầng liền phái người theo Linh Linh. Bọn họ chỗ lấy phái người trong bóng tối theo Linh Linh, không phải là vì báo hộ nàng, mà chính là sợ một ít đồ không có mắt chọc phải vị này đại hạ công chúa. Phải biết, Linh Linh tu vi, thế nhưng là vũ trụ chi chủ cấp bậc tồn tại. Nếu là có đồ không có mắt dám lên trước trêu chọc Linh Linh, âm thầm theo dõi những thứ này chiến sĩ, liền sẽ trước tiên tiến lên xử lý. Mà Linh Linh cũng đã sớm biết những thứ này chiến sĩ tồn tại. Linh Linh, ngươi chừng nào thì lại đánh với ta một trận a? Lần này ta sẽ không lại thua. Sau lưng anh tuấn thiếu niên, song tay mang theo một đống lớn đồ vật, nhìn lấy chơi đến thích thú Linh Linh, nhịn không được mở miệng nói. Chương 930, phiên ngoại cuối cùng phần, Quang Minh cùng Hắc Ám 2. Linh Linh dừng lại thân hình, quay người uống một ngụm trà sữa, nhịn không được cười nói. Tô Khải, ngươi đều bị ta đánh 56 lần, còn không hết hy vọng. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lần trước ngươi thua với ta, nói tốt muốn dẫn ta đi dạo hết địa cầu cùng Hỏa Tinh, hiện tại còn lại Hỏa Tinh không có chơi xong đâu. Nhìn trước mắt vị thiếu niên này, Linh Linh trong miệng tuy nhiên trêu ghẹo, nhưng trong mắt lại lóe ra khác quan mang. Ân, tựa như là tình yêu hôi chua vị. Từ khi nàng đi vào Hoa Hạ, bắt đầu du lịch các loại tinh cầu trên đường, trong lúc vô tình tại một chỗ hoang vu tinh cầu bên trên, thấy được vị thiếu niên này tại khổ tu. Linh Linh thấy đối phương cũng là một tôn vũ trụ chi chủ, liền tiến lên muốn Tô Khải đỏ sức một phen. Mà Tô Khải biết được Linh Linh không phải bọn họ Hoa Hạ giới vực người về sau, cũng ôm lấy cực lớn hứng thú, cùng Linh Linh so chiêu. Nhưng là, từ khi lần thứ nhất thua với Linh Linh về sau, Tô Khải liền cực kỳ không cam tâm, sau đó không ngừng mà khiêu chiến Linh Linh. Chỉ bất quá hắn mỗi một lần khiêu chiến, cuối cùng đều là thất bại. Tô Khải khiêu chiến, để Linh Linh cảm thấy có chút không thú vị, sau đó liền đưa ra một số tiền đặt cược. Tiền đặt cược chính là nếu như Tô Khải thất bại, Tô Khải liền phải đáp ứng nàng một việc. Xuất phát từ lòng hào thắng ý Tô Khải, không chút suy nghĩ liền đáp ứng Linh Linh. Chỉ là liền Tô Khải đều không nghĩ tới, vô luận hắn cố gắng như thế nào, tựa hồ cũng không phải trước mắt Linh Linh đối thủ. Cho nên, hắn mỗi bại một lần, đều đáp ứng Linh Linh một cái điều kiện. May mà Linh Linh mỗi một lần đề ra điều kiện, không phải ăn, cũng là chơi. Sống phong túng tiêu xài, toàn từ Tô Khải xuất tiền. Tô Khải biết được Linh Linh mỗi lần nói lên điều kiện đều đơn giản như vậy, sau đó càng làm không biết mệnh hướng Linh Linh khởi xướng khiêu chiến. Dần ra, hai người tựa hồ tại đoạn này thời gian trung đụng bên trong, lẫn nhau sinh ra tình cảm. Chỉ bất quá Linh Linh cùng Tô Khải đều có chút ngượng ngùng cùng không có ý tứ, bởi vì hai người này từ đầu đến cuối không có xuyên phá cái tầng quan hệ này. Tốt tốt tốt, mang ngươi chơi lần Hỏa Tinh, đến lúc đó nhất định thắng ngươi. Lần tiếp theo thì đến phiên ngươi đáp ứng ta điều kiện. Tô Khải cười nhạt một tiếng, nhìn trước mắt Linh Linh, một đôi con ngươi màu vàng nóng, lóe ra quan mang. Kỳ thật hắn trước đó một mực liên tục vài chục lần thua với Linh Linh về sau, liền biết mình căn bản cũng không phải là Linh Linh đối thủ. Nhưng kể từ cùng Linh Linh trong khoảng thời gian này ở chung về sau, hắn phát hiện mình trong lúc bất chi bất giác thích Linh Linh, bởi vậy vì lưu lại Linh Linh, hắn mỗi lần sắp hoàn thành Linh Linh nói lên điều kiện về sau, liền cố ý lần nữa giả bộ như không phục bộ dáng, hướng Linh Linh phát ra khiêu chiến. Dạng này, hắn mới có lý do lưu tại Linh Linh bên người. Chỉ là Tô Khải không biết, kỳ thật Linh Linh từ lâu thích hắn. Linh Linh trông thấy Tô Khải cái kia một mặt chấp nhất muốn đem nàng đánh bại bộ dáng, trên mặt cười hì hì, tâm lý lại thầm mắng một tiếng. Thật sự là cùng đầu gỗ, cùng hắn phụ thân một cái dạng. Hừ, đến lúc đó đưa ngươi đánh thành đầu heo. Linh Linh lông mi hơi nhíu, vung lên nằm đấm, nhẹ nhàng hừ nói. Lập tức, quay người đi hướng một cái đại hình siêu thị. Nhìn lấy Linh Linh bóng lưng, Tô Khải tựa hồ tựa như nhớ tới cái gì, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo màn hình giả lập hiện lên. Màn hình giả lập bên trong, hắn số dư còn lại tiền tiết kiệm biểu hiện, 100. Ngoa tạo, xài như thế nào đến nhanh như vậy? Nhìn đến số dư còn lại phía trên còn sót lại một khối tiền, Tô Khải nhịn không được trực tiếp phát nổ một tiếng nói tục. Hắn nhớ rõ mình tiền tiết kiệm có 100 ức Hoa Hạ tệ mới đúng. Xài như thế nào đến nhanh như vậy? Hắn rõ ràng cảm giác mình không có xài bao nhiêu tiền mới đúng. Linh Linh lần thứ nhất nói lên điều kiện, là nàng coi trọng Hoa Hạ cái nào đó cấp cao nhãn hiệu đồ trang sức, sau đó hắn liền đem cả cái cửa hàng cấp cao đồ trang sức đều mua lại. Linh Linh đưa ra muốn mở vừa mở bọn họ Hoa Hạ xuyên thẳng qua thuyền, sau đó thì mua xuống một chiếc đưa cho nàng. Tô Khải cẩn thận tính toán một cái tử, phát hiện mình 100 ức tiền tiết kiệm, tựa hồ còn thật không có xài nha. Rơi vào đường cùng, Tô Khải trong bóng tối bấm chiến giáp phía trên truyền tin, nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt hiện lên một vẻ thần sắc sợ hãi. Có việc. Bấm truyền tin về sau, trong máy bộ đàm truyền đến một đạo băng lãnh nữ tử thanh âm. Nghe được đạo này thanh âm quen thuộc về sau, Tô Khải cố ý rút khí, yếu ớt nói: "Tỷ, tỷ, thu tiền. Ta không có tiền rồi." Tô Khải vừa dứt lời, bộ đàm bên kia trầm mặc lại. Tô Khải thấy đối phương trầm mặc, không tự giác một luồng mồ hôi lạnh theo cái trán trượt xuống, sau đó vội vàng nói: "Ê, tỷ, không cần, ta tìm mẹ đi." Tô Khải vừa định cúp máy truyền tin, trong máy bộ đàm cái kia đạo nữ tử thanh âm vang lên lần nữa: "Muốn bao nhiêu?" Tô Khải sững sờ, vội vàng nói: "Không cần nhiều thiếu, 10 ức đủ." Ừm. Trong máy bộ đàm cái kia đạo nữ tử thanh âm rơi xuống về sau, truyền tin liền bị đối phương quải điệu. Tô Khải thở phào một hơi. Đinh. Ngài tài khoản tới sổ 1000 ước nguyên. Lúc này, Tô Khải nghe thấy màn hình giả lập truyền đến điện tử giọng nói, ngu ngơ chỉ chốc lát, lập tức nhìn đến trong chương mục hiện tại số dư còn lại, nhịn không được tại chỗ tắt mình một cái, có chút khó có thể tin. Nhìn xem chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Thì hắn cái gì thời điểm quan tâm như vậy hắn rồi? Thế mà cho hắn đánh 1000 nước hoa hạ tệ. Tô Khải. Lúc này, Tô Khải nghe thấy Linh Linh thanh âm, lập tức lấy lại tinh thần, đáp lại một tiếng: "Tới." Cùng lúc đó, tại Hoa Hạ vũ trụ bên trong nơi nào đó bên trong tỉnh vực, mỹ ảnh tỉnh vực này tràn ngập thần thánh lực lượng. Hoa Hạ chiến hạm cùng từng chiếc to lớn chiến thuyền vượt qua hư không. Những thứ này chiến thuyền phía trên, đứng đây rất nhiều lương ngọc cánh,
tướng mạo tuyệt mỹ nữ thiên sứ. Nơi này chính là Hoa Hạ vũ trụ bên trong nổi danh nhất thiên sứ tinh vực. Hoa Hạ chí cường giả Viêm Đế thế tử, Khải Toa, chính là trưởng quản thiên sứ tinh vực nữ hoàng. Giờ phút này, tại thiên sứ tinh một tòa rộng rãi trong cung điện, Khải Toa nữ hoàng nhìn về phía thiên sứ thánh địa chỗ sâu một gốc giả thiên tế nhật đại thụ, trong mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa. Cái này quả đại thụ che trời, chính là thế giới chi thụ. Thế giới thụ nội bộ ẩn chứa rất nhiều tiểu thế giới. Mà Viêm Đế giờ phút này, liền tại thế giới thụ nội bộ thế giới bế quan. La Khải đã xảy ra chuyện gì? Hồ tiểu tử này lâu như vậy không trở lại, đi chỗ nào lêu lổng đi? Ba hắn năm đó cũng không phải bộ này tính tình. Khải Toa nữ hoàng lấy lại tinh thần, sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh, một loại vô thượng khí chất cao quý, khiến cho sau lưng hơn 10 người thiên sứ làm kính sợ. Mà tại Khải Toa nữ hoàng bên người, một tên cùng Khải Toa nữ hoàng dài đến giống nhau y hệt thiếu nữ. Chỉ bất quá nàng chỗ có được khí tức, cùng Khải Toa nữ hoàng so sánh, muốn hơi kém không ít. Bất quá, phần lưng đồng dạng mọc ra 12 con tản ra thần thánh lực lượng thiên sứ chỉ dực, sắc mặt đồng dạng băng lãnh. Hiển nhiên cũng là một thiên sứ. Chỉ bất quá, tuy nhiên thiếu nữ này cũng là một tên thiên sứ, nhưng hắn đồng tử lại là màu đen. Hiển nhiên, nàng là một tên con lai. Nàng chính là Khải Toa cùng Viêm Đế nữ nhi, Tô Niệm. Tô Niệm không chỉ có hoàn mỹ kế thừa thiên sứ nhất tộc hoàng tộc huyết mạch, nay tính cách cũng hoàn toàn kế thừa Khải Toa nữ hoàng. Đệ đệ vừa mới tìm ta vay tiền, ta cho hắn đánh 1000 nước. Bất quá trước đó ta tại Nhậm gia gia chỗ đó, biết được đệ đệ tựa hồ cùng người khác hạ tiền đặt cược luật bản, giống như đệ đệ một mực thua cho người ta. Hắn hướng ta vay tiền, cũng hẳn là cùng tiền đặt cược có quan hệ. Tô Niệm mở miệng nói, tên tiểu hôn đản này, Niệm Nhi, ngươi đi đem hắn bắt trở lại. Thật sự là cánh cứng cắp rồi, thế mà học được cược. Nhìn lão nương không giáo dục một chút hắn. Nghe xong Tô Niệm, Khải Toa trong nháy mắt nổi trận lôi đình, Thiên Đế hậu kỳ đỉnh phong khí tức trong nháy mắt lan tràn ra. Đối mặt Khải Toa nữ hoàng như thế khí tức cường đại, tại chỗ một đám thiên sứ cũng nhịn không được tại tâm lý yên lặng vì hắn nhóm vị này tiểu hoàng tử lo lắng. Xem ra các nàng Khải Toa nữ hoàng là giận thật à? Bây giờ Khải Toa nữ hoàng tại Viêm Đế trợ giúp dưới, tu vi cũng cực nhanh đột phá đến Thiên Đế hậu kỳ cảnh giới. Tại toàn bộ Hoa Hạ vũ trụ bên trong, Khải Toa nữ hoàng địa vị cũng cực kỳ tôn quý. Hắn quyền nói chuyện cũng mười phần trọng. Dù sao thiên sứ nhất tộc thế nhưng là Hoa Hạ thông gia. Tô Niệm khoẹt miệng cũng hơi hơi quát ra, tâm lý có chút hối hận. Sớm biết thì không cùng mẫu thân hắn xách chuyện này. Đệ đệ, ngươi yên tâm, tỷ là sẽ không để cho ngươi bị mẹ đánh chết. Tô Niệm thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang phóng hướng chân trời. Chưa xong còn tiếp. Chương 931, phiên ngoại cuối cùng phần, Quang Minh cùng Hắc Ám 3. Tô Khải đi cùng Linh Linh đi dạo xong trung tâm mua sắm về sau, hai người mang theo một đống lớn đồ vật đi tới. Đang lúc Tô Khải hỏi thăm Linh Linh còn nghĩ tới chỗ nào chơi lúc, đột nhiên, Tô Khải hình như có cảm ứng, thần sắc hơi sững sờ, cặp kia con ngươi màu vàng óng lóe ra quang mang nhàn nhạt. Nguyên bản một mặt cao hứng Tô Khải, sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Một bên Linh Linh cũng chú ý tới Tô Khải thần sắc biến hóa, lúc này nhịn không được hỏi: "Tô Khải, ngươi thế nào?" Tô Khải vừa định trả lời Linh Linh, Linh Linh lúc này cũng đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc hơi kinh ngạc lên. Bởi vì tại Linh Linh cảm giác bên trong, nàng cảm ứng được hỏa tinh bên ngoài không gian vũ trụ có một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh. Rất rõ ràng, đối phương cũng là vũ trụ chi chủ tu vi, mà lại, đối phương là cố ý phóng thích khí tức. Lúc này, hỏa tinh bên ngoài cái này cỗ khí tức cường đại, đem hai người bọn họ khóa chặt. Linh Linh rõ ràng phát giác được, khóa chặt bọn họ cố khí tức này, ẩn chứa linh ý cùng địch ý Tô Khải, cửu gia của ngươi tìm tới cửa. Linh Linh ánh mắt chớp lên, trên thân bắt đầu tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt chỉ lực, nhìn về phía Tô Khải dò hỏi. "Ấy?" Tô Khải sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời Linh Linh vấn đề. Gặp Tô Khải cái này một mặt dáng vẻ đắn đo, Linh Linh coi là cũng là Tô Khải kẻ thù đã tìm tới cửa. "Ha ha, đừng sợ, bản công chúa bảo kê ngươi." Sau đó không cho Tô Khải giải thích, trực tiếp lôi kéo Tô Khải, mang theo hắn phóng tới hỏa tỉnh bên ngoài không gian vũ trụ mà đi. Trong chớp mắt, Linh Linh liền dẫn Tô Khải xông ra hỏa tinh, đến không gian vũ trụ. Hai người chống đỡ một chút đạt không gian vũ trụ, liền trông thấy một tên dáng người cao gầy, người khoác màu vàng kim áo giáp, tướng mạo cực đẹp nữ tử, chính hai tay vịn một thanh cắm ở vẫn thạch phía trên thiên sứ thanh kiếm, một mặt lạnh lùng nhìn về Linh Linh cùng Tô Khải. Nhìn thấy nữ tử này thời điểm, Linh Linh cũng không nhịn được thần sắc sửng sở. Bởi vì nàng phát hiện trước mắt nữ tử này, cùng Hoa Hạ vũ trụ thiên sứ nữ hoàng dung nhan cực kỳ giống nhau. Không sai, trước mắt nữ tử này chính là chạy tới Tô Niệm, mà Tô Khải chính là nàng thân đệ đệ. Tô Khải cũng chính là Viêm Đế cùng Khải Toa nữ hoàng nhi tử. Tô Niệm nhìn thấy Linh Linh, cũng không khỏi đến hơi sửng sở, trong mắt lóe ra dị sắc. Tuy nhiên nàng chưa từng đi thượng thương giới vực, tham dự cùng Ú Tiên nhất tộc cuối cùng quyết chiến, nhưng là trận đại chiến kia lại bị bọn họ Hoa Hạ ghi xuống. Nàng nhận biết trước mắt Linh Linh, mà lại trước đó cũng theo Nhậm lão cái kia bên trong biết được, thượng thương giới vực, đại hạ thần triều công chúa tại bọn họ Hoa Hạ du lịch. Chỉ là nàng không nghĩ tới, vị này đại hạ thần triều công chúa, thế mà cùng đệ đệ của mình cùng một chỗ. Bất quá, thời khắc này Tô Niệm tràn đầy chiến ý, nàng có thể cảm giác được ra, trước mắt vị này đại hạ công chúa thực lực rất mạnh. Nàng rất muốn thử một lần phía sau của đối phương. Sau đó, Tô Niệm chậm rãi rút lên trên đất thiên sứ thanh kiếm. Tô Khải biết nàng tỷ là một tên chiến đấu thiên sứ, cũng biết chính mình thân tỷ tính cách, vừa muốn mở miệng giải thích lúc, lại bị Tô Niệm trừng mắt liếc Tô Khải, lạnh lùng nói: "Cút sang một bên, nơi này không có chuyện của ngươi, chờ sau này trở về, lại thu thập ngươi." A. Đối mặt Tô Niệm, Tô Khải không có bất kỳ cái gì tính khí, giống như là cái bị ủy khuất tiểu hài tử đồng dạng, ô một tiếng, liền thật lui qua một bên, không dám mở miệng nói chuyện. Linh Linh lông mi nhíu một cái, nhìn trước mắt tuyệt mỹ Tô Niệm, chẳng biết tại sao, Linh Linh trong lòng dâng lên một cố ghen tuông. Trước mắt nữ nhân này cùng Tô Khải trong lúc nói chuyện với nhau, hai người rất rõ ràng là nhận biết.
Tại cỗ này ghen tuông điều khiển, Linh Linh ánh mắt cũng nhỏ lạnh xuống, khẽ hừ một tiếng. Cũng là ngươi khi dễ Tô Khải a. Có bản lĩnh đi theo ta, ngươi ta nhất chiến. Tô Niệm tay cầm thiên sứ thanh kiếm, chỉ Linh Linh âm thanh lạnh lùng nói, lập tức hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ bước ra một bước bay đi. Linh Linh tự nhiên cũng cảm nhận được Tô Niệm chiến ý, bất quá Linh Linh lại đem Tô Niệm chiến ý lý giải thành nữ nhân ở giữa lý. Lúc này lạnh hừ một tiếng. Hừ, bản công chúa chả lẽ lại sợ ngươi. Sau đó, Linh Linh cũng hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ đuổi theo. Thời khắc này Tô Khải đau cả đầu, lập tức cũng đuổi theo, sợ Linh Linh cùng tỷ hắn bất cứ người nào thụ thương. Tại hoa hạ vũ trụ chỗ sâu, nào đó viên hoang vu không có chút sinh cơ rách nát tinh cầu bên trên. Linh Linh cùng Tô Niệm đứng tại trên hai ngọn cự phong. Tô Niệm cao lạnh không thôi, giống như vạn năm như băng sơn, phóng thích ra thần thánh chỉ lực. Mà Linh Linh lấy váy trắng múa, trên người khí vận chỉ lực cùng long khí không ngừng mà dâng lên. Trong chốc lát, hai nữ lực lượng khiến cả viên rách nát tinh cầu phát sinh rung động dữ dội. Vừa đến Tô Khải, tại hai người lực lượng kinh khủng phía dưới, cũng không khỏi đến thẳng nuốt nước bọt. Lúc này hắn mới phát hiện, Linh Linh tu vi thế mà cùng hắn tỷ một dạng khủng bố. Vũ trụ chi chủ thứ 20 cảnh. Chẳng trách mình trước kia vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thắng được Linh Linh. Cảm tình Linh Linh cùng hắn tỷ một dạng biến thái. Ông. Lúc này, Linh Linh cùng Tô Niệm đồng thời xuất thủ, hai người đánh ra một đạo kết giới, đem trọn hành tinh bắt đầu phong tỏa. Các nàng hai người đều hết sức ăn ý chỗ, không để lực lượng của các nàng lan đến gần toàn bộ hoa hạ vũ trụ. Oanh. Kết giới bố trí xong về sau, hai người gần như đồng thời xuất thủ, hướng về lẫn nhau phát động dọa người công kích. Hai người mỗi người dưới chân ngọn núi khổng lồ, trong chốc lát liền biến thành một phân. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy hai đạo màu vàng lưu quang nhanh chóng va chạm, tốc độ nhanh đến khiến Tô Khải kém chút đều bắt không đến thân ảnh của hai người. Hai người tranh đấu chỗ bạo phát đi ra lực lượng, trực tiếp khiến cả viên rách nát tinh cầu núi lở đất nước. Hai người giao thủ không đến hơn 10 chiêu, toàn bộ rách nát tinh cầu liền bắt đầu không chịu nổi hai đại vũ trụ chỉ chủ lực lượng, dần dần bắt đầu sụp đổ. Thế mà đây là hai người cực lực áp chế lực lượng, không có buông tay đánh cược một lần điều kiện tiên quyết. Linh Linh, tí, các ngươi đừng đánh nữa. Tô Khải một bên chật vật trốn tránh tranh đấu đánh tới lực lượng kinh khủng, bình thường không ngừng mà hướng về hai người a quát lên. Chỉ bất quá Tô Khải khuyên giải, để Linh Linh cùng Tô Niệm đánh trở càng thêm kịch liệt. Giống. Một đạo tiếng long ngâm vang lên, Linh Linh mở ra bản thể, một đầu màu vàng kim cự long xuất hiện tại Tô Khải trong mắt. Ngay sau đó, một tôn thập nhị dược thiên sứ hư ảnh theo loạn thạch bên trong dâng lên. Hai nữ đã đánh ra tinh khí, bắt đầu liều lĩnh muốn thả tay đấu. Gặp một màn này, Tô Khải khóc không ra nước mắt lên. Nha, tiểu hòa tử, ngươi không đi ngăn cản các nàng. Ngay tại Tô Khải khóc không ra nước mắt lúc, một đạo khinh bạc thanh âm tại Tô Khải bên người vang lên. Tô Khải sững sờ, đột nhiên quay người, nhìn đến bên cạnh mình, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tên áo trắng thiếu niên, chính là một mặt nhã hứng mà nhìn xem hai nữ tranh đấu. Tô Khải vẻ mặt nghiêm túc không thôi, tốt xấu hắn cũng là một tôn vũ trụ chi chủ, người này xuất hiện tại hắn bên người, hắn thế mà không có phát giác. Xin hỏi tiền bối là ai? Tô Khải không phải người ngu, nhất niệm liền nghĩ đến thực lực của đối phương hơn xa chính mình, lúc này chắp tay dò hỏi. Giờ phút này xuất hiện tại Tô Khải trước mắt áo trắng thiếu niên, chính là chúng ta đại hạ thần chủ, Lý Lạc. Lý Lạc nhìn về phía Tô Khải, trên dưới đánh giá một phen, lập tức khẽ gật đầu nói: "Không tệ, không tệ. Tiểu tử ngươi dài đến thật thanh tú, thiên phú cũng không tệ, không hổ là Viêm Đế con nối dõi. Ta gọi Lý Lạc, ngươi có thể xưng hô ta là đại hạ thần chủ." "Cái gì? Ngươi chính là đại hạ thần chủ?" Nghe thấy đại hạ thần chủ bốn chữ, Tô Khải sắc mặt đại biến, là thất thanh lên. Giờ khắc này, hắn rốt cục nhớ tới vì sao cảm thấy Lý Lạc như vậy nhìn quen mắt. Hắn lại là đại hạ thần chủ. Tại Hoa Hạ ghi chép cùng ưu tiên nhất tộc trận chiến cuối cùng trong video, hắn liền gặp qua vị kia đại hạ thần chủ. Đại hạ thần chủ, thế nhưng là so cha hắn còn trước một bước vào tổ thần cảnh tồn tại. Cũng chính là hắn, đánh bại ưu tiên nhất tộc. Thần chủ tiền bối, vãn bối Tô Khải. Tô Khải lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Lý Lạc chào hỏi. Lý Lạc khẽ gật đầu, nhìn về phía tranh đấu hai nữ, khẽ mỉm cười nói: "Tiểu tử ngươi không đi ngăn cản các nàng, lại tùy ý hai người đánh xuống, chỉ sợ các ngươi Hoa Hạ tất cả cao tầng đều muốn bị kinh động." Tô Khải cười khổ một tiếng, liền vội mở miệng nói: "Tiền bối, ta nào dám a. Linh Linh công chúa cùng ta tỷ, một cái so một cái hung." Nghe vậy, Lý Lạc khẽ miệng hơi hơi dương lên, lập tức đối với đánh thẳng ra hỏa khí hai người, bấm tay một điểm. Ông đang đánh đấu hai người, nhất thời bị Lý Lạc cố lực lượng này chố giam cầm lại. Linh Linh cùng Tô Niệm đều là giật mình, ánh mắt nhìn về phía Tô Khải hai người bên này. Linh Linh nhìn thấy Lý Lạc, nhất thời đại hỉ không thôi. Nàng không nghĩ tới chính mình phụ thân thế mà cũng tới Hoa Hạ. Sau đó, Linh Linh thu liễm trên người lực lượng, ngạc nhiên la lên: "Phụ thân!" Nghe thấy Linh Linh hô hoán, Tô Niệm nhất thời sững sờ, trong nháy mắt biết Lý Lạc thân phận, lúc này cũng thu liễm lại tự thân uy thế. Gặp hai nữ thu liễm uy thế, Lý Lạc liền triệt hồi giam cầm. Chương 932, phiên ngoại cuối cùng phần, Quang Minh cùng Hắc Ám, 4. Lúc này, Linh Linh cùng Tô Niệm đi vào Lý Lạc trước người. "Phụ thân, sao ngươi lại tới đây?" Linh Linh vui vẻ không thôi, kéo Lý Lạc cánh tay nũng nịu lên. Lý Lạc ra vẻ cả giận nói: "Ngươi nha đầu này, chơi này là không, ngươi mẫu hậu để cho ta qua tới giúp ngươi buộc trở về." Nghe vậy, Linh Linh thè lưỡi, lập tức đối Lý Lạc nũng nịu lên, nàng còn không muốn không quay về. Linh Linh ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng liếc nhìn một bên Tô Khải. Linh Linh ánh mắt tự nhiên khó thoát Lý Lạc pháp nhãn, không khỏi khóe miệng hơi hơi dương lên. Lập tức Lý Lạc liền biểu thị, hắn vừa vặn cũng muốn du lịch Hoa Hạ, tạm thời không nóng nảy về Đại Hạ, cái này có thể đem Linh Linh sướng đến phát rồi. "Vạn bối Tô Niệm, gặp qua thần chủ tiền bối." Lúc này, Tô Niệm tiến lên một bước, hướng về Lý Lạc hành lễ. Lý Lạc khẽ gật đầu, một mặt ý cười nhìn trước mắt Tô Niệm, gật đầu tán dương. "Không thể không nói, Viêm Đế sinh nữ nhị tốt ta. Lấy thiên phú của ngươi, không bao lâu, chỉ sợ cũng có thể trùng kích thiên đế cảnh."
đa tạ tiền bối khích lệ. Tô Niệm Khiêm tốn nói. Lập tức, một bên Linh Linh giờ mới hiểu được tới, trước mắt nữ tử này lại là Viêm Đế nữ nhi. Cái kia Tô Khải chẳng phải cũng là Viêm Đế nhi tử? Lúc trước Tô Khải tiếng hò hét, nàng nghe được rõ rõ ràng ràng, tự nhiên sẽ hiểu trước mắt Tô Niệm là Tô Khải tỷ tỷ. Nghĩ tới đây, Linh Linh ánh mắt bất thiện liếc nhìn Tô Khải, tựa hồ muốn nói, "Tốt ta, Tô Khải, ngươi lại dám đối với ta giấu giếm thân phận." Tô Khải cảm ứng được Linh Linh ánh mắt, hoảng hốt vội nói, "Thật xin lỗi Linh Linh, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi." "Hừ." Linh Linh cố ý nhẹ hừ một tiếng, một bộ ta không nghe dáng vẻ. Lúc này Lý Lạc vừa bận bịu hòa giải. Sau đó, Tô Niệm bay trở về Thiên Sứ tinh vực, mà Lý Lạc thì mang theo Tô Khải còn có Linh Linh đi đến địa cầu. Trên địa cầu, Lý Lạc cùng Nhậm Vô Lý mấy vị Hoa Hạ người nói chuyện gặp gỡ, cũng đối hai phe đại giới vực ở giữa hợp tác triển khai sâu lấy. Cuối cùng Đại Hạ cùng Hoa Hạ kết làm liên minh, chính thức thành lập thời không tuần tra xem xét đội. Hai đại giới vực cộng đồng bảo trì, mỗi cái không gian thời không hòa bình cùng ổn định. Đồng thời, Hoa Hạ cao tầng còn hứa hẹn miễn phí vì Đại Hạ thần triều chế tạo một chỉ hạm đội, thuận tiện Đại Hạ thần triều cường giả đi tới đi lui tại các đại thời không cùng bình hành vũ trụ ở giữa. Đối với cái này, Lý Lạc cũng vui vẻ tiếp nhận. Cùng Hoa Hạ nhất chúng cao tầng gặp mặt về sau, Lý Lạc liền dẫn Linh Linh bắt đầu ở Hoa Hạ vũ trụ bên trong du lịch. Mà Tô Khải thì như cái theo đuôi một dạng, đi theo Lý Lạc bên người. Đối với Tô Khải tiểu tâm tư, Lý Lạc tự nhiên sẽ hiểu, cũng không nói ra. Thời gian nhoáng một cái, 60 năm thời gian chớp mắt mà qua. 60 năm thời gian bên trong, Tô Khải rốt cục lấy dũng khí, hướng Linh Linh thổ lộ. Mà Linh Linh cũng tiếp nhận Tô Khải thổ lộ. Đối với cái này, Lý Lạc cũng rất là chống đỡ. Mà một mực bế quan Viêm Đế, cũng rốt cục xuất quan. Viêm Đế vừa xuất quan, Lý Lạc liền có cảm ứng, đi đến Thiên Sứ tinh vực, gặp được Viêm Đế. Hai người vừa thấy mặt, liền đem tiểu Nôn Hoan hét lớn một trận. Sau khi uống rượu xong, Lý Lạc vung tay lên, đoàn kia Hắc Ám bản nguyên liền hiện lên ở giữa hai người. Lý Lạc bấm tay một điểm, Hắc Ám bản nguyên lần nữa bắn ra một đầu không nhìn thấy cuối Hắc Ám xạ tuyến, thông hướng siêu không gian giới vực chỗ sâu. Viêm Đế, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ thì xuất phát như thế nào? Lý Lạc nóng nhìn Hắc Ám chi lực chỉ dẫn phương hướng, ánh mắt híp lại, trầm ngâm một tiếng nói. Viêm Đế khẽ gật đầu, hắn cũng muốn làm rõ ràng cỗ này Hắc Ám chi lực nguồn, đến tột cùng là người phương nào gây nên. Nếu như là người làm, hắn đến tột cùng lại có mục đích gì? Vì bọn họ Hoa Hạ cùng Đại Hạ giới vực vô số vũ trụ an nguy, bọn hắn hai người nhất định phải đem làm rõ ràng, đem nguy hiểm ngọn nguồn bóc tách. Lập tức Lý Lạc cùng Viêm Đế hai tôn giới thần cảnh cường giả, hóa thành hai đạo hào quang chói sáng, rời đi Hoa Hạ giới vực không gian, hướng về Hắc Ám chỉ lực chỉ dẫn phương hướng mau chóng đuổi theo. Lý Lạc cùng Viêm Đế hai người, theo cái này một luồng Hắc Ám lực lượng chỉ dẫn, một đường hướng về siêu không gian chỗ sâu xuất phát. Lấy hai người thực lực, tốc độ nhanh đến đáng sợ, rất nhanh liền rời đi Hoa Hạ nắm trong tay siêu không gian, tiến vào xa lạ siêu không gian lĩnh vực. Vô số lạ lâm giới vực, không ngừng mà theo hai người liền lướt qua. Thời gian nhoáng một cái, 100 năm lặng lẽ trôi qua. Lấy Lý Lạc cùng Viêm Đế giới thần cảnh tu vi, đều trọn vẹn tại siêu không gian bên trong phi hành 100 năm thời gian, cái này đủ để thấy đến, siêu không gian giới vực đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào, tựa hồ vĩnh viễn không có cuối cùng đồng dạng. Ông ngoong. Lý Lạc cùng Viêm Đế hai người, đi vào một cái cực kỳ xa lạ giới vực không gian, trong nháy mắt dừng lại thân hình, ngừng lại. Lý Lạc nhìn về phía trong tay Hắc Ám bản nguyên. Theo Hắc Ám bản nguyên bên trong bắn ra cái kia một luồng Hắc Ám chi lực, chỉ dẫn đến cái này siêu không gian giới vực liền biến mất không thấy gì nữa. Chỗ cần đến chính là chỗ này. Lý Lạc nhìn trong tay cái này đoàn Hắc Ám bản nguyên, ánh mắt híp lại, thần niệm điên cuồng hướng lấy bốn phía tuôn ra. Mà Viêm Đế cũng đồng dạng tản mát ra cường đại thần niệm. Hai người thần niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Lạ Lâm giới vực. Một lát, hai người thần niệm thu hồi, Lý Lạc cùng Viêm Đế nhìn nhau, trên mặt đều là hiện lên chấn kinh chi sắc. Bởi vì tại hai người vừa mới cảm giác bên trong, phát hiện cái này xa lạ siêu không gian giới vực bên trong, thế mà không có bất kỳ cái gì vũ trụ tồn tại. Thậm chí, tại cái này siêu không gian giới vực bên trong, ẩn chứa hai cỗ lực lượng đặc biệt. Ông. Lúc này, Lý Lạc trong tay Hắc Ám bản nguyên một trận khẽ run. Tại ánh mắt hai người dưới, hóa thành một cỗ hắc ám chi lực, tiêu tán dung nhập phương này siêu không gian giới vực bên trong. Ngưng. Một bên Viêm Đế lông mi hơi nhíu, xuê bàn tay ra nhẹ nhàng một nắm. Một cỗ lực lượng cường đại giam cầm hai người chung quanh. Ngay sau đó, hai người chung quanh hiện lên màu vàng kim cùng màu đen một chút quang mang. Những ánh sáng này điên cuồng hội tụ tại Viêm Đế trong tay. Chỉ trong chốc lát, Viêm Đế trong lòng bàn tay thế mà hiện lên một trắng một đen hai cái chùm sáng. Mặc dù đen chùm sáng Lý Lạc cũng không xa lạ gì, chính là quen thuộc hắc ám chỉ lực. Chỉ bất quá cái này đoàn hắc ám chỉ lực bên trong, ẩn chứa một cỗ cực kỳ tà ác khí tức. Mà đoàn kia màu trắng trùng sáng, tràn ngập thần thánh quang minh chi lực. Oen, hai đại chi lực tại Viêm Đế trong tay ngưng tụ thành hình một khắc này, quang minh chi lực liền điên cuồng vọt tới Hắc Ám chi lực, ý đồ đem ăn mòn. Viêm Đế hơi sững sờ, đem trong tay hai đoàn lực lượng ném ra ngoài. Tại trong mắt của hai người, quang minh chi lực cùng Hắc Ám chi lực quấn quýt lấy nhau, không lâu sau đó, hai đại chi lực lẫn nhau tiêu hao hầu như không còn, một lần nữa hóa thành điểm điểm tinh quang, dung nhập mảnh này giới vực bên trong. Nơi này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Lý Lạc Long Mi hơi nhíu, nhàn nhạt mở miệng nói. Viêm Đế cũng khẽ lắc đầu, lập tức mở miệng nói: Nơi này lưu lại cái này một tia cực kỳ yếu ớt giới thần khí tức, hiển nhiên thật lâu tuế nguyệt trước kia, có giới thần cấp bậc cường giả đánh nhau ở chỗ này. Nếu như đoán không sai, phương này siêu không gian giới vực chính là bị giới thần cảnh cường giả tranh đấu chỗ hủy. Nghe vậy, Lý Lạc cũng khẽ gật đầu, hắn cũng cảm ứng được tàn ở lại đây mới không gian giới vực bên trong một tia giới thần khí tức. Tuy nhiên lưu lại giới thần khí tức rất là yếu ớt, nhưng là tuyệt đối trốn bất quá hai người bọn họ cảm giác. Lập tức, Lý Lạc cùng Viêm Đế bàng đại thân niệm, lần nữa bao phủ toàn bộ giới vực không gian, đồng thời hai người thần thức không ngừng mà hướng cái này không gian bên ngoài phát triển.
Hai người thần niệm lan tràn đến mảnh không gian này giới vực chỗ sâu biên vực lúc, Lý Lạc cùng Viêm Đế bỗng nhiên mở mắt. "Đi." Hai người không nói hai lời, trực tiếp bước ra một bước. Trong chớp mắt, hai người liền đi tới nơi này cái lạ lẫm không gian giới vực khu vực biên giới. Mà trước mắt biên vực khu vực, để sắc mặt hai người không khỏi ngưng trọng lên. Bởi vì trước mắt biên vực sau lưng bị hoàn toàn mông lung mê vụ bao phủ, mà tại phương này không gian giới vực tầng bên trong thì là bị quang minh chỉ lực cùng hắc ám chỉ lực ngăn lại cách. Đồng thời ngăn cách mê vụ cái này hai cỗ lực lượng, mười phần cường đại, không có giới thần cảnh tu vi, căn bản là khó có thể đánh vỡ. Lý Lạc hai mắt lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, ánh mắt của hắn xuyên phá thời không, ý đồ xem thấu mê vụ về sau giới vực. Thế mà, không đợi hắn xem thấu mê vụ lúc, tại hắc ám chi lực cùng quang minh chi lực hình thành bình chướng bên trong, thế mà tồn tại một người vì cái gì xếp chồng thời không. Cái thời không này giống như một đầu màu sắc rực rỡ tinh hà đồng dạng, quay chúng quanh tại phương này giới vực biên vực. Người này vì cái gì xếp chồng thời không bên trong, trên trăm to lớn vũ trụ lơ lửng trong đó. Gặp một màn này, Lý Lạc kinh ngạc không thôi, lúc này ra hiệu Viêm Đế. Viêm Đế cũng mở ra pháp nhãn, cũng nhìn được đầu này cố ý xếp chồng thời không. Cái này giấu ở biên vực thời không, hiển nhiên là xuất từ giới thần cảnh cường giả một tay. Bên trong những thứ này vũ trụ, chỉ sợ chính là phương này giới vực vũ trụ, bị người dùng thủ đoạn kéo vào đầu này thời không bên trong. Lý Lạc nhìn qua đầu này thời không bên trong rất nhiều vũ trụ, mở miệng nói. Viêm Đế khẽ gật đầu, lập tức nói: "Chúng ta vào xem." Lý Lạc nhẹ gật đầu, hai người lập tức bước ra một bước, tay không xé mở một đầu thời không vết nứt. Ngay sau đó, hai người liền một bước phóng ra, thân hình chui vào đầu này thời không vết nứt bên trong biên mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, ở cái này ẩn tàng thời không cái nào đó trong vũ trụ, một tên thân mặc áo trắng trung niên nam tử, đột nhiên mở mắt, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. "T, đệ tử cái khác không gian giới vực giới thần cường giả, có lẽ bọn họ có thể giúp đỡ mau lên." Áo trắng nam tử trong mắt lóe lên một luồng dị sắc, lập tức bước ra một bước thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại một cái khác khắp nơi đều tràn ngập hắc ám chỉ lực trong vũ trụ. Cái này phương vũ trụ giờ phút này bị tà ác hắc ám chỉ lực bao phủ. Cái này hắc ám vũ trụ bên trong không có bất kỳ cái gì đại lục vị diện, toàn bộ vũ trụ đều là bị hắc ám lực lượng chỗ tràn ngập. Mà tại cái này hắc ám vũ trụ trung tâm khu vực, một tên nam tử mặc áo đen chính ngồi xếp bằng giống như là ngủ thiếp đi một dạng. Thế mà càng khiến người ta khiếp sợ là người này tướng mạo cùng lúc trước tên kia áo trắng nam tử hoàn toàn là theo cùng một cái khuôn đúc đi ra một dạng. Áo đen nam tử lông mi nhíu một cái, bấm ngón tay tính toán, khoe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lóe ra hàn quang, lạnh lùng nói: "Ha ha, không nghĩ tới năm đó ném ra cái kia một luồng bản nguyên chi lực, thế mà lại dẫn tới hai tôn giới thần cấp cường giả. Thật đúng là tính sai a." "Bất quá." Nam tử âm tiết cứng rắn đi xuống, liền nội thị trong cơ thể của mình. Tại hắn nơi ngực chỗ, một viên tản ra đỏ như máu khí tức tà ác trái tim, chính đang chậm rãi nhảy lên. "Ông." Theo một trận kịch liệt không gian ba động sinh ra. Ngay sau đó, một đầu thời không vết nứt từ từ mở ra. Theo thời không vết nứt bên trong, Lý Lạc cùng Viêm Đế hai người từ đó đi ra, đi tới cái này bị người xếp chồng che giấu thời không giới vực. Vừa tiến lên, Lý Lạc cùng Viêm Đế hai người liền không hẹn mà cùng nhìn về phía phương này thời không chỗ sâu. Hai người ở cái này xếp chồng thời không chỗ sâu, cảm ứng được giới thần cảnh cường giả khí tức. Đồng thời cố khí tức này chính hướng lấy bọn hắn hai người phương hướng nhanh chóng đánh tới, hiện nhiên đối phương cũng phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Lý Lạc thần niệm khẽ động, to lớn thần niệm cấp tốc bao trùm tồn tại cái này xếp chồng thời không bên trong mấy trăm cái vũ trụ. Lý Lạc phát hiện cái này mấy trăm cái trong vũ trụ sinh tồn lấy vô số sinh linh, mà những sinh linh này tu luyện lực lượng chính là tràn ngập thần thánh khí tức quang minh chi lực. Mà về phần hắc ám chi lực, Lý Lạc cùng Viêm Đế cảm ứng được cái này xếp chồng thời không chỗ sâu ẩn chứa một cỗ cường đại tà ác hắc ám chi lực. Chương 933, phiên ngoại cuối cùng phần, quang minh cùng hắc ám, nam. Đến rồi. Lúc này, Viêm Đế lông mi trao lên, nhắc nhở Lý Lạc nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, lập tức tại ánh mắt hai người dưới, một đạo toàn thân ẩn chứa lực lượng kinh khủng màu trắng thân hình, theo cái này mới xếp chồng không gian chỗ sâu đánh tới. Trong nháy mắt, màu trắng vầng sáng tán đi, một tên xem ra 40-50 tuổi nam tử xuất hiện tại Lý Lạc cùng Viêm Đế phía trước hai người. Hai vị đạo hữu, cực kỳ cường đại. Áo trắng nam tử thần niệm quét qua, phát hiện trước mắt Lý Lạc cùng Viêm Đế trên thân ẩn chứa so với hắn còn đáng sợ hơn khí tức, lúc này kinh ngạc không thôi. Lý Lạc dẫn trước lấy lại tinh thần, mở miệng thản nhiên nói: "Vị đạo hữu này, chấm gọi Lý Lạc, đạo hào đại hạ thần chủ. Vị này là Viêm Đế, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào?" Lý Lạc ánh mắt lấp lóe, tuy nhiên trước mắt áo trắng nam tử cũng là giới thần cảnh tu vi, nhưng là Lý Lạc phát hiện hắn tựa hồ có thương tích trong người, tựa hồ vẫn là loại kia không thể nghịch chuyển thương thế. Áo trắng nam tử khẽ gật đầu, lập tức chắp tay nói: "Tại hạ Lục Thiên Hành, hai vị đạo hữu có thể xưng ta là quang minh giới thần liền có thể. Hai vị đạo hữu tại sao lại tới chỗ này?" Lý Lạc cùng Viêm Đế hai người nhẹ gật đầu. Mặt đối quang minh giới thần nghị vân, Lý Lạc lập tức đem tiền căn hậu quả nói một lần. Nghe xong Lý Lạc mà nói về sau, quang minh giới thần sắc mặt đại biến, lập tức không thể làm gì khác hơn thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu thở dài nói: "Thì ra là thế. Hắc ám tên kia thế mà lưu lại một tay. Khó trách hắn biết thành thành thật thật đợi ở chỗ này." Nghe được quang minh giới thần, Lý Lạc cùng Viêm Đế cũng không khỏi hết sức hiếu kỳ lên, dò hỏi: "Quang minh đạo hữu, phương này giới vực đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phương này siêu không gian biên vực mê vụ về sau, đến tột cùng là chỗ nào mới? Còn có, trong miệng ngươi hắc ám là ai?" Đối mặt hai người nghi hoặc, quang minh giới thần quay người nhìn sau lưng thời không chỗ sâu, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, lập tức quay đầu, vì Lý Lạc cùng Viêm Đế hai người từng cái giảng thuật quá khứ của hắn. "Nguyên lai, phương này giới vực không gian tên là Lan Thần không gian giới vực. Tại vô tận đã lâu tuế nguyệt trước, phương này lớn như vậy giới vực, vẫn là một cái vô chủ giới vực. Nhưng chính là phương này giới vực, ra một cái cực kỳ yêu nghiệt thiên tài, tên là Lan.
Lan Nương tựa theo cực kỳ yêu nghiệt thiên phú, tu vi một đường hát vang tiến mạnh. Hắn chỉ dùng không đến thời gian 10 vạn năm, liền từ một cái vừa bước vào võ đạo gà mở, đột phá đến giới thần cảnh. Biết được vị này Lan chỉ dùng 10 vạn năm thì đột phá đến giới thần cảnh, Lý Lạc cùng Viêm Đế cũng không khỏi đến khiếp sợ. Tuy nhiên bọn hắn hai người đột phá đến giới thần cảnh cũng dùng thời gian rất ngắn, nhưng bọn hắn lại người mang hệ thống hắc ta. Mà vị này Lan là thật bằng vào chính mình yêu nghiệt thiên phú, một đường trên tu hành tới. Lan đột phá giới thần cảnh về sau, liền nhất thống phương này siêu không gian giới vực. Tại Lan thống trị phương này giới vực 1 vạn năm về sau, Lan thu một cái đồ đệ. Tên đồ đệ này chính là Lục Thiên Hành. Tại thu Lục Thiên Hành làm đồ đệ về sau, Lan liền lưu lại truyền thừa, tiên về phương này siêu không gian giới vực bên ngoài lạ lâm giới vực sông, sáo. Thế mà, khiến Lục Thiên Hành làm sao cũng không nghĩ tới chính là, rời đi Lan thần giới vực không gian Lan, thế mà tại 5 vạn năm sau trở về. Chỉ bất quá sau khi trở về Lan, thân chịu trọng thương, không còn sống lâu nữa. Cái này khiến Lục Thiên Hành rất là chấn kinh. Sư phụ của hắn Lan, tại phương này giới vực thế nhưng là thần đồng dạng tồn tại. Không nghĩ tới chờ Lan trở về lúc, lại tức sẽ đi về phía số mệnh phải chết đi. Trở về sau Lan, cho một bộ tên là Lưỡng Nghi Cực công pháp cho hắn, đồng thời dặn dò Lục Thiên Hành, tuyệt đối không nên tiến về Lan thần giới vực bên ngoài cái kia mảnh lạ lẫm giới vực. Lục Thiên Hành hỏi thăm sư tôn của hắn, hắn ở mảnh này xa lạ giới vực, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Lan đối với cái kia mảnh xa lạ giới vực, lại không nhắc tới một lời. Đồng thời Lan tại vẫn lạc trước, dùng chính mình còn sót lại lực lượng, hóa thành mê vụ, che đậy Lan thần siêu không gian giới vực tồn tại. Lan vẫn lạc về sau, Lục Thiên Hành dựa theo hắn sư tôn nhắc nhở, yên lặng thủ hộ lấy Lan thần giới vực, cũng tu hành Lưỡng Nghi Cực bộ công pháp kia. Tu luyện Lưỡng Nghi Cực bộ công pháp kia về sau, Lục Thiên Hành mới phát hiện bộ công pháp kia so với hắn sư tôn công pháp tu luyện muốn mạnh hơn mấy lần. Năm đó Lan bằng vào công pháp của mình cùng thiên tư, chỉ dùng 10 vạn năm liền đột phá tới giới thần cảnh. Mà Lục Thiên Hành tư chất ban đầu không bằng Lan, nhưng hắn vẫn như cũ nương tựa theo bộ công pháp kia, chỉ dùng 8 vạn năm liền đột phá đến giới thần cảnh. Mà lại thông qua bộ công pháp kia, càng làm cho hắn trưởng khống quang mình cùng hắc ám hai đại trong truyền thuyết lực lượng. Lục Thiên Hành tại thiên đế cảnh đại viên mãn thời điểm, phát hiện tu luyện bộ công pháp kia, muốn đột phá đến giới thần cảnh, liền muốn bóc ra chính mình chỗ sâu hắc ám một mặt. Hắn hắc ám cái kia một mặt, chính là hắn tà niệm. Sau đó, hắn dựa theo công pháp trình tự, đem chính mình tà mặt ác cưỡng ép tháo rời ra. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, tháo rời ra tà ác một mặt, thế mà đem hắn trưởng khống hắc ám chỉ lực, cũng liền cùng tà mặt ác cùng một chỗ tháo rời ra. Đến tận đây, nguyên bản trưởng khống hai đại truyền thuyết lực lượng, hắn chỉ còn lại có quang minh chỉ lực. Tại hắn đem chính mình tà mặt ác tháo rời ra một khắc này, liền tân thăng trở thành giới thần cường giả. Chỉ bất quá càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, hắn tà mặt ác không chỉ có nắm trong tay hắc ám chỉ lực, mà lại cũng đi theo hắn bản tôn tấn thăng trở thành giới tổ. Lục Thiên Hành phát hiện mình tà mặt ác, lòng mang ác niệm. Nếu không đem hắn trừ chi, chưa tới đương nhiên hậu hoạn vô cùng. Cho đến lúc này, Lục Thiên Hành mới phát hiện, Lưỡng Nghi Cực Bộ công pháp kia tuy nhiên mỹ tiên, nhưng cùng lúc cũng tồn tại thiếu sót thật lớn. Hắn thiếu hụt chính là đã sáng tạo quang minh cùng hắc ám, cũng sáng tạo thiện lương cùng tà ác. Lục Thiên Hành vì bảo vệ cẩn thận sư tôn giới vực, cũng vì không để cho mình tà mặt ác ra ngoài nguy hại cái khác giới vực, sau đó muốn tự tay đem chính mình tà mặt ác chém giết. Kết quả là, người mang quang minh chi lực Lục Thiên Hành, cùng mình người mang hắc ám chi lực tà ác một mặt, triển khai một trận kịch liệt đọ sức. Hai đại giới thần ở giữa tranh đấu, trực tiếp khiến Lan thần giới vực vô số vũ trụ hủy diệt. Cuối cùng, Lục Thiên Hành quang minh chi lực càng hơn một bậc, đem chính mình tà ác cái kia một mặt coi trọng sáng tạo. Chỉ bất quá, hắn lúc ấy cũng người bị thương nặng, không cách nào đem chính mình tà ác cái kia một mặt triệt để chém giết. Sau đó, Lục Thiên Hành liền đem chính mình tà ác cái kia một mặt phong ấn tại một cái không có chút sinh cơ tiểu hình vũ trụ bên trong, ý đồ đem vĩnh cầm tù. Phong ấn chính mình tà mặt ác về sau, Lục Thiên Hành cũng nhận không thể nghịch chuyển thương thế. Mà Lan thần giới vực cũng cảnh hoang tàn khắp nơi, cơ hồ tất cả vũ trụ đều hủy hết một khi. Sau đó, Lục Thiên Hành lấy hao tổn đại lượng bản nguyên làm đại giá, nghịch chuyển thời không, đem tất cả lưng hủy hoại vũ trụ cùng vẫn lạc sinh linh cứu vẫn trở về. Mà kinh lịch đại chiến Lan thần giới vực không gian, khắp nơi tràn ngập lực lượng của hai người, đã không thích hợp những thứ này vũ trụ tồn tại Lan thần giới vực bên trong. Dần dần, nhiễm tà niệm hắc ám chỉ lực, liền sẽ để các đại vũ trụ sinh linh vô hạn phóng đại sâu trong nội tâm mình tà ác. Bởi vậy, rơi vào đường cùng, Lục Thiên Hành liền sáng tạo ra một cái xếp chồng thời không, đem tất cả ẩn chứa thiên đạo cùng sinh linh vũ trụ kéo vào xếp chồng thời không bên trong. Bởi vậy, đi qua một phen dày vò, Lục Thiên Hành chính mình đỉnh phong tu vi, đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Nghe xong Lục Thiên Hành giảng thuật, Lý Lạc cùng Viêm Đế đều là kinh ngạc không thôi. Bọn họ không nghĩ tới trên đời thế mà còn có quỷ dị như vậy công pháp. Mà giờ khắc này, Lý Lạc cùng Viêm Đế đều ý thức được Lục Thiên Hành tà ác một mặt, tại bị phong ấn trước, ném ra ngoài cái kia một luồng hắc ám bản nguyên chỉ lực dụng ý Lục Thiên Hành tà ác một mặt, cũng chính là hắc ám giới tổ, hắn ném ra cái kia một luồng hắc ám bản nguyên, bất hạnh bị tiên thiên tu thu hồi được. Mà ưu tiên nhất tộc lực lượng, cùng hắn giết hại lúc sinh ra huyết khí, đều sẽ thông qua cái này một luồng hắc ám bản nguyên, phản hồi cho trong phong ấn hắc ám giới thần. Tuy nhiên mỗi một tên ưu tiên tộc cường giả chỗ phản hồi lực lượng cùng huyết khí cũng không nhiều, khó có thể bị phát giác, nhưng là ưu tiên nhất tộc cường giả số lượng to lớn, lại tồn tại tuế nguyệt đã lâu, như thế tích lũy xuống, đủ để làm cho hắc ám giới thần khôi phục thương thế cùng tu vi, thậm chí hắn thực lực càng tiến một bước cũng không khả năng. Nghĩ tới đây, quang minh giới thần hướng Lý Lạc cùng Viêm Đế chắp tay cúi đầu nói: hai vị đạo hữu, ta khẩn cầu hai vị đạo hữu giúp ta chém giết hắc ám giới thần, phòng ngừa hắn chạy đi làm loạn cái khác giới vực không gian. Lý Lạc cùng Viêm Đế khẽ gật đầu đáp ứng xuống. Bọn họ chỗ này chính là triệt để biết rõ ràng bóng tối này nơi phát ra, cũng đem bóp chết tại ngọn nguồn. Việc này không nên chậm trễ, hai vị đi theo ta. Quang minh giới tổ quay người hướng về xếp chồng thời không chỗ sâu mà đi. Lý Lạc cùng Viêm Đế hai người theo sát mà lên. Chỉ chốc lát sau,
hai người liền tới đến một cái tràn ngập hắc ám chỉ lực vũ trụ bên ngoài. "Ra đi, ngươi kỳ thật đã sớm khôi phục." Quang Minh Giới Thần lạnh lùng nói. Quang Minh Giới Thần vừa dứt lời, cái này tràn ngập hắc ám chỉ lực tiểu hình vũ trụ liền truyền đến một đạo băng lãnh tiếng cười. Ngay sau đó, một cỗ cường đại hắc ám chỉ lực đem tiểu hình vũ trụ bên trong phong ấn nghiền nát. Toàn thân áo đen hắc ám giới thần từ đó đi ra. Lý Lạc cùng Viêm Đế nhìn trước mắt toàn thân tản ra tà ác hắc ám chỉ lực hắc ám giới thần, có khoảnh khắc như thế, hai người tựa hồ thấy được tiên ám thiên cái bóng. Không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Hắc ám giới thần cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt liếc nhìn Lý Lạc cùng Viêm Đế. Thời khắc này Lý Lạc cùng Viêm Đế hai người, sắc mặt không thay đổi, ánh mắt bình thản như nước. Dường như căn bản là không có đem trước mắt hắc ám giới thần để vào mắt. Hắc ám giới thần tự nhiên có thể nhìn ra Lý Lạc cùng Viêm Đế hai người chỗ cường đại, nhưng hắn cũng không có khiếp đảm chút nào cùng kinh hoàng, ngược lại một mặt cười lạnh nhìn lấy Quang Minh giới thần. Lập tức, hắc ám giới thần thần niệm khẽ động, trên người hắc ám chi lực điên cuồng nhấp nô. Gặp một màn này, Quang Minh giới thần trong lòng ngẩn người, một cỗ dự cảm bất tường phun lên trái tim. Ông. A. Đột nhiên, Quang Minh giới thần một tiếng hét thảm, trên người hắn tản mát ra bạch quang chói mắt, thân thể đang nhanh chóng tán loạn. Đáng giận, cái này là đồng nguyên chủ đạo tức đoạn. Quang Minh giới thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, đồng tử đột nhiên co lên tới. Ha ha ha, ngươi bây giờ mới nhớ tới. Trễ ải. Hắc ám giới thần cười lớn một tiếng, trên thân bỗng nhiên quẩn quẩn lên quang minh chỉ lực. Thẳng đến lúc này, Quang Minh giới thần lúc này mới nhớ tới. Tức đoạt ra tà ác một mặt về sau, người nào nắm giữ lực lượng viễn siêu đối phương, người nào liền có thể chuyển làm chủ đạo. Từ đó cường đại một phương, có thể phản tức đoạt về lực lượng của đối phương. Mà cái này cũng là lưỡng nghi cực bộ công pháp kia chỗ kỳ diệu. Trước kia Quang Minh giới thần cùng Hắc ám giới thần đều ở vào một loại đối lập thăng bằng trạng thái. Dù là Lục Thiên Hành vừa bóc ra chính mình tà mặt ác, chỗ có được quang minh chi lực, muốn so với chính mình tà ác một mặt hắc ám chi lực mạnh hơn một chút. Nhưng Lục Thiên Hành bản thể thực lực cũng không so với chính mình tà mặt ác cường đại đến mức nào, còn chưa đạt tới có thể chủ đạo cấp độ. Mà bây giờ, chính hắn tà ác một mặt đã khôi phục tu vi. Mà bây giờ Quang Minh giới thần vẫn như cũ suy yếu, hiện nhiên hắn giờ phút này thực lực kém xa cùng khôi phục tu vi tà ác một mặt. Đạo hữu, Lý Lạc cùng Viêm Đế trong nháy mắt kịp phản ứng. Nhưng là đã muộn. Hắc ám giới thần tức đoạt Quang Minh giới thần quang minh chi lực, chỉ dùng nửa giây. Hai vị đạo hữu, xin nhờ, mời cần phải đem chém giết. Thân thể dần dần hư hóa Quang Minh giới thần, đối với hai người nhắc nhở một tiếng, lập tức dùng còn sót lại lực lượng, đánh ra một đạo lưu quang, bắn về phía Lý Lạc. Lý Lạc tiếp nhận cái này sợi quang mang, phát hiện chính là một đạo quyển trục. Trên quyển trục, bất ngờ viết lưỡng nghi cực bà chữ to. Chương 934, phiên ngoại cuối cùng phần, Quang Minh cùng Hắc ám, 6. Ngươi muốn chết như thế nào? Lý Lạc thu hồi quyển trục, trong mắt lóe ra một luồng hàn ý. Quang Minh giới thần tính cả hắn linh hồn là gấn, đều bị Hắc ám giới thần tước đoạt chôn vùi. Cái này khiến hắn muốn cứu về Quang Minh giới thần đều không có khả năng. Giờ phút này, Hắc ám giới thần người mang Hắc ám cùng Quang Minh chi lực, tăng thêm hắn tu luyện lưỡng nghi cực, Hắc ám cùng Quang Minh hai đại lực lượng, ở trên người hắn tựa hồ cũng không phát sinh xung đột, mà chính là bị sự hoàn mỹ trường khống. Chỉ bất quá thời khắc này Quang Minh chi lực cũng bị nhiễm phải tà ác chi khí. Bây giờ Hắc ám giới thần, tuy nhiên còn là ở vào giới thần cảnh giới, nhưng hắn chỗ lật dũng mãnh tiến ra lực lượng, so trước đó lại tăng lên nhiều gấp 10. Ha ha, các ngươi muốn giết ta? Hắc ám giới thần nhìn lấy sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh Lý Lạc cùng Viêm Đế, cười lạnh một tiếng. Đây cũng là ngươi di ngôn. Viêm Đế cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hắc ám giới thần, giống như là đang nhìn ngu ngốc giống như. Hắc ám giới thần trong mắt lóe ra sát ý, lần nữa nói: "Muốn giết bản tôn thần, liền đi theo ta." Nói xong, Hắc ám giới thần liền bước ra một bước, xông phá xếp chồng thời không, đi đến Lan thần giới vực bên trong. Lý Lạc cùng Viêm Đế nhìn nhau, hai người khóe miệng đều là nhịn không được hơi hơi dương lên. Bọn họ đang lo tại xếp chồng thời không nơi này, không tốt toàn lực xuất thủ đâu. Dù sao nơi này còn có rất nhiều vũ trụ tồn tại. Cái này tốt, đối phương rõ ràng cuống cuồng muốn đưa chết. Lập tức, Viêm Đế cùng Lý Lạc hai người cũng bước ra một bước, thân hình xuất hiện tại Lan thần giới vực bên trong. Ông. Giờ phút này, tràn ngập tại Lan thần giới vực bên trong Hắc ám chi lực cùng Quang Minh chi lực, bị Hắc ám giới thần điều động. Ha ha ha. Lan thần giới vực bên trong tràn đầy hai đại chi lực, ở chỗ này, ta chính là vô địch tồn tại. Bây giờ ta đã trưởng khống hai đại truyền thuyết chi lực, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắc ám giới thần ngửa mặt lên trời cười như điên, sau lưng hiện lên một trắng một đen hai đại chi lực, giống như đen trắng vũ trụ đồng dạng. Ngươi ỷ vào thì cái này. Lý Lạc cười lạnh một tiếng, sau đó cùng Viêm Đế đồng thời bước ra một bước. Oeng. Viêm Đế trên thân, năm màu liệt diễm, đốt cháy thời không, trên thân hiện lên năm đại chí cao chỉ lực. Mà Lý Lạc cũng giống như thế, trên thân màu vàng kim khí vận chỉ lực, xông thẳng tới chân trời, thời gian, không gian, luân hồi, sinh mệnh, hủy diệt năm đại chí cao chỉ lực, hình thành năm loại màu sắc khác nhau quang mang, quanh quần hắn thân. Lý Lạc năm đại chí cao chỉ lực đều là đến từ Viêm Đế ban cho, bởi vậy Viêm Đế tự nhiên cũng nắm giữ năm đại chí cao bản nguyên. Nhìn đến trên thân hai người năm đại chí cao bản nguyên, Hắc ám giới thần đồng tử đột nhiên co lại, nhất thời hoảng hồn. Làm sao có thể? Hai người các ngươi làm sao có thể đồng thời chướng khổng năm đại chí cao bản nguyên chỉ lực? Hắc ám giới thần khó có thể tin quát. Năm đại chí cao chỉ lực cùng hắn Hắc ám quang minh đều là trong truyền thuyết lực lượng, căn bản là có rất ít người có thể đem nắm giữ. Ha ha, không có gì không thể nào. Ngươi không phải cũng đồng thời nắm giữ quang minh cùng Hắc ám a? Lý Lạc cười lạnh một tiếng, lập tức thần niệm khẽ động, bên người hiện lên độc ảnh phân thân. Độc ảnh phân thân cùng bản tôn không khác, ngang nhau tu vi. Bây giờ, Hắc ám giới thần không phải đánh hai, mà chính là đánh ba. Giờ khắc này, Hắc ám giới thần triệt để trợn tròn mắt. Hắn còn tưởng rằng Lý Lạc cùng Viêm Đế chẳng qua là thực lực cường đại một điểm mà thôi, nhưng hắn không nghĩ tới hai người thế mà nắm giữ năm đại chí cao chi lực, mà lại Lý Lạc còn phân hóa ra một tôn cùng bản tôn một dạng thực lực phân thân,
cái này gọi hắn đánh như thế nào. Giờ khắc này, Hắc Ám giới chủ tâm bên trong đánh lên chống nuôi quân. Thế mà, hết thảy đều trễ. Lý Lạc, Viêm Đế cùng Độc Ảnh phân thân ba người cùng nhau tiến lên. Oanh! Giới thần đại chiến như vậy bạo phát, không đến 10 cái hội hợp, Hắc Ám giới thần liền bị trọng thương. Ta chết. Hắc Ám giới thần khóe miệng tràn đầy vết máu, trong tay ngưng tụ lực lượng kinh người. Lý Lạc cùng Viêm Đế coi là Hắc Ám giới thần muốn liều mạng một lần. Thế mà khiến hai người không nghĩ tới chính là, Hắc Ám giới thần cầm trong tay xúc thế lực lượng, đối với giới vực bên ngoài cái kia mảnh mê vụ đánh tới. Lực lượng cường đại tại Lan Thần giới vực bên ngoài trong sương mù nổ tung. Nổ tung sinh ra lực lượng, trực tiếp đem bao phủ biên vực mê vụ thôn vệ xua tan. Lý Lạc cùng Viêm Đế đồng thời phóng tầm mắt nhìn tới, rốt cục nhìn đến Lan Thần giới vực bên ngoài siêu không gian giới vực. Đó là một cái cực kỳ lạ lẫm, lại tràn ngập quỷ dị khí tức lạ lẫm giới vực. Ha 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 ha. Hôm nay ta cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Bây giờ Lan Thần giới vực đã bại lộ. Năm đó liền Lan đều kém chút vẫn lạc tại cái kia xa lạ giới vực, không có Lan lực lượng ngăn cách, tăng thêm ta vừa mới một kích kia sinh ra giới thần cấp lực lượng ba động, so sánh không bao lâu, cái kia lạ lẫm giới vực liền sẽ có cường giả tìm tới. Hắc Ám giới thần nhìn lấy vây quanh hắn Lý Lạc, Viêm Đế cùng Độc Ảnh phân thân, sắc mặt dữ tợn lên, trong mắt tràn ngập điên cuồng. Nghe vậy, Lý Lạc cùng Viêm Đế nhìn nhau, hai người không khỏi nở nụ cười. Thì cái này, coi như ngươi không đánh vỡ tầng này mê vụ, chờ giải quyết ngươi về sau, hai người chúng ta cũng sẽ đánh vỡ mê vụ, dòm ngó phía sau giới vực. Chấm ngược lại là muốn cảm tạ ngươi, giúp chúng ta một đại ân. Lý Lạc trong tay ngưng tụ một thanh khí vận chiến đao, nhìn chằm chằm Hắc Ám giới thần cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, Hắc Ám giới thần cũng cười lạnh liên tục, nói: "Ha ha ha, các ngươi chờ xem, một ngày nào đó các ngươi sẽ phải hối hận." Viêm Đế cũng phóng ra cước bộ, đạp hư tẩu hướng Hắc Ám giới thần, lạnh lùng nói: "Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Hắc Ám giới thần, ngươi cái kia lên đường." "Vâng." Viêm Đế vừa dứt lời dưới, liền hướng về Hắc Ám giới thần xúc thế sát chiêu phóng đi. Lý Lạc cùng Độc Ảnh phân thân cũng cùng nhau tiến lên. Cuối cùng, tại một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, Hắc Ám giới thần bị chém giết, thậm chí ngay cả hắn linh hồn lạc cấn đều bị hai người mặt diệt. Chém giết Hắc Ám giới thần về sau, Lý Lạc cùng Viêm Đế hai người thu liễm như thế. Hai người tới Lan Thần giới vực biên vực phía trên, ánh mắt xuyên phá vô tận thời không. Tại trong mắt của hai người, nhìn đến phía trước có một cái cực kỳ mênh mông thần bí giới vực. Cái này giới vực bị cường đại hỗn độn chi khí bao phủ, đồng thời có thể ngăn cách bọn họ giới thần cảnh nhìn trộm. Như thế để Lý Lạc cùng Viêm Đế kinh ngạc không thôi. Bất quá, phía trước cái này thần bí giới vực, khoảng cách Lan Thần giới vực khoảng cách vô cùng xa xôi. Lý Lạc cùng Viêm Đế đoán chừng, lấy bọn họ giới thần cảnh tu vi, ít nhất phải hoa một hơn 100 năm thời gian mới có thể đến. Không nghĩ tới thế mà còn có chúng ta nhìn không thấu giới vực tồn tại. Năm đó liền Lan đều trọng thương mà về, muốn đến phương này giới vực cực kỳ hung hiểm, lại hoặc là tồn tại siêu việt giới thần cảnh cấp bậc cường giả, cũng không biết giới thần cảnh phía trên đến tột cùng ra sao cảnh giới. Viêm Đế ngắm nhìn nơi xa xa lạ giới vực, nhịn không được mở miệng nói. Lý Lạc cười nhạt một tiếng, nói: "Ai biết được, nói không dừng tận. Bất quá ta dám khẳng định, đó nhất định là cái tràn ngập nguy hiểm giới vực. Bây giờ, tại chính chúng ta giới vực bên trong, chúng ta đã rất khó có tăng lên cơ hội, sợ rằng chúng ta người mang hệ thống." Viêm Đế khẽ gật đầu, nhìn về phía Lý Lạc nhếch miệng cười nói: "Muốn không hai người chúng ta đi sông sáo?" Lý Lạc phất phất tay, nói: "Tạm thời không đợi, chờ ta đại hạ thần minh võ tướng xuất quan, cùng các ngươi Hoa Hạ vì ta đại hạ chế tạo chiến hạm chế tạo tốt về sau, chấm muốn đích thân xuất lĩnh đại quân tiến vào thế giới kia." Viêm Đế khẽ gật đầu, cười nói: "Dạng này a. Vậy thì tốt, vậy ta cũng chờ Lâm Vân, Quý Hạ cùng tám đại lao tổ bọn hắn xuất quan, đến lúc đó chúng ta hai đại giới vực liên thủ, cùng một chỗ tiến vào cái này xa lạ giới vực thăm dò. Trước đó, hai người chúng ta tạm thời trước thủ tại chỗ này đi. Cái kia Hắc Ám giới thần cũng không phải là không có đạo lý, vạn nhất có cường giả theo cái kia xa lạ giới vực mà đến, xếp chồng thời không bên trong vũ trụ rất có thể gặp nguy hiểm. Hai người chúng ta thì vì quang minh giới thần thủ hộ nơi này 100-200 năm đi." Lý Lạc khẽ gật đầu, hồi đáp: "Cũng tốt, vừa vặn thừa cơ hội này, hai người chúng ta đến nghiên cứu một chút cái này. Lưỡng nghị cực, thuận tiện thôi diễn chữa trị hắn thiếu hụt. Vừa vặn mượn nhờ bộ công pháp kia, chúng ta có thể dòm ngó cái kia lạ lẫm giới vực tu hành con đường." Viêm Đế nhẹ gật đầu, ánh mắt ngắm nhìn phương xa lạ lẫm giới vực, thản nhiên nói: "Bất quá trước đó, ta cảm thấy vẫn là trước phái người đi xa lạ kia giới vực một chuyến, đem đại khái tình huống phản hồi về tới. Tiến đến dò đường người, tốt nhất phải có đại khí vận người, dạng này đã thuận tiện chúng ta thôi diễn giải phương này giới vực, lại có thể rất tốt bảo hộ hắn." Nghe được Viêm Đế, Lý Lạc mắt quang một lóe, nhợt nhạt miệng cười nói: "Đại khí vận người a. Chấm nơi này ngược lại là có một cái người tốt chọn. Hắn khí vận phúc phận tại đại hạ bên trong, ngoại trừ chấm, là thuộc hắn lớn nhất đại." "Ồ, là ai?" Nghe thấy Lý Lạc, Viêm Đế kinh ngạc không thôi. Lý Lạc vung tay lên, trước mắt xuất hiện một cái màu vàng kim trùng động. Sau đó không lâu, một bóng người theo màu vàng kim trùng động bên trong đi ra. "A, bệ hạ." Đi ra người chính là đại hạ thần triều Âm Nha lão nhân. Âm Nha lão nhân vốn là tại trấn thủ biên vực lúc, thấy được từ khí vận chi lực ngưng tụ trùng động, sau đó tò mò đi tới. Hắn không nghĩ tới lại là bệ hạ tìm hắn. Nhìn thấy Lý Lạc, Âm Nha lão nhân đổi vội vàng hành lễ, sau đó cũng hướng Viêm Đế hành lễ chào hỏi. Lý Lạc cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Âm Nha lão nhân, tiến lên sắp xếp bờ vai của hắn nói: "Thái Khanh, chấm có một kiện nhiệm vụ phi thường trọng yếu giao cho ngươi. Cái này nhiệm vụ, toàn bộ đại hạ chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành. Những người khác chấm đều không nói cho hắn." Nghe vậy, Âm Nha lão nhân sững sờ, trong mắt nhất thời tản ra vẻ hưng phấn. Hắn quả nhiên là bệ hạ lớn nhất nhìn chúng quân thần. Âm Nha lão nhân vẻ mặt thành thật lại thành kính nói: "Bệ hạ yên tâm, mặc kệ cái gì nhiệm vụ, thần chắc chắn toàn lực hoàn thành." Lý Lạc khẽ gật đầu, làm sẽ phải hắn sớm đi lạ lẫm giới vực dò đường sự tình, cáo tri Âm Nha.
Sau khi nghe xong, Âm Nha lão nhân sắp xếp bộ ngực nói: "Bệ hạ yên tâm, dò đường mà thôi. Thần nhất định đem cái kia giới vực cho ngài thăm dò được rõ ràng." Lý Lạc mỉm cười, nói: "Tốt, sau khi trở về, chấm trùng điệp có thưởng." Nghe vậy, Âm Nha lão nhân tâm lý đắc ý. Tại Lý Lạc dặn dò một phen về sau, liền cùng Viêm Đế tại Âm Nha lão nhân trên thân bố trí rất nhiều thủ đoạn, lấy cam đoan hắn tại cái kia lạ lẫm giới vực bên trong an toàn. Chờ hai người bố trí xong hết thảy về sau, Âm Nha lão nhân nhìn về phía Viêm Đế, xoa xoa đôi bàn tay, mặt dày nói: "Hắc hắc, Viêm Đế đại nhân, có thể hay không cho ta một chiếc các ngươi Hoa Hạ chiến hạm mở vừa mở? Ta thèm các ngươi Hoa Hạ chiến hạm rất lâu, mà lại liền ngài cùng ta bệ hạ tiến về phương này giới vực, đều muốn bay cái trên trăm năm, ta thì càng không cần phải nói, trên đường khẳng định quái nhàm chán. Ngài nhìn có thể hay không?" Nghe được Âm Nha lão nhân, Lý Lạc không khỏi bật cười lên. Cái này tiểu lão đầu, chỉ sợ tại đại hạ bên trong, trừ hắn bên ngoài, là cái thứ nhất dám cùng Viêm Đế muốn đồ vật người. Viêm Đế cười ha ha một tiếng, rất sảng khoái theo chính mình hệ thống không gian bên trong, xuất ra một chiếc đẹp trai bức người, khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy màu đỏ thắm phi thuyền. "Cầm lấy đi mở đi. Chiếc này gọi Trúc Long Hào, chính là ta Hoa Hạ hiện cho đến trước mắt, tân tiến nhất quân dụng phi thuyền. Cũng là ta chuyên trúc tòa giá, ta đưa ngươi." Viêm Đế tiếng nói vừa ra, đối với Âm Nha lão nhân cái chán bấm tay một điểm, đem phi thuyền thao tác phương pháp truyền thụ cho hắn. Một cái thực có can đảm muốn, một cái thực có can đảm cho. Âm Nha lão nhân nắm giữ phi thuyền thao túng phương pháp về sau, liền không kịp chờ đợi lên phi thuyền, đối với hai người khua tay nói: "Bệ hạ, Viêm Đế, các ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi." "Ta đi thôi." Cáo biệt xong, Âm Nha lão nhân liền người điều khiển phi thuyền, phóng tới cái kia mảnh thần bí lạ lâm giới vực. Nhìn qua rời đi phi thuyền, Lý Lạc cùng Viêm Đế hai người nhìn nhau, đều lộ ra ý cười. Nói không dừng tận, bọn họ cũng không biết, tương lai hai người bọn họ đại giới vực, gặp được như thế nào cường địch. Nhưng Lý Lạc cùng Viêm Đế chẳng sợ hãi, bởi vì bọn hắn hai đều là treo bức, người mang hệ thống hắc. Hết thảy cường địch, đều chẳng qua là bọn họ leo đỉnh phong bản đạp thôi. Toàn thu, hết. Thời gian, năm 2023 ngày 31 tháng 511 17 hô sáng hôm nay một hơi rốt cục viết xong á. Hoàn tất tán hoa. Hoàn tất tán hoa. Ha 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 ha. Ở chỗ này lần nữa cảm tạ các vị khán quan thật to một đường làm bạn. Quyển sách này là cá nhỏ cuốn thứ 3 sách, tăng thêm tháng này, vừa tốt dòng dã 9 tháng. 9 tháng 190 vạn chữ, cá nhỏ xem như thuộc về viết sách đến so sánh cẩn mẫn tác giả. Lý Lạc cùng Đại Hạ Thần Triều cố sự, hôm nay đến nơi đây thì tạm thời đã qua một đoạn thời gian, nói thật, đánh xuống hết trọn bộ 3 chữ này lúc, cá nhỏ tâm lý cảm thấy trống rỗng, đầy vẻ không muốn. Nhưng là cũng không có cách nào đi, lại tiếp tục viết cũng là sáo hoa hình thức, đừng nói có chút khán quan thật to nhìn phát chán, thì liền cá nhỏ đều viết ngắn ha ha ha. Đến mức một số tiểu đồng bọn nói hệ thống cái này hố, cá nhỏ không có lấp, không phải cá nhỏ không muốn lấp, mà chính là cá nhỏ cảm thấy không có đến lúc đó, cá nhỏ dự định viết hệ liệt sách, tất cả sách nhân vật chính đều có liên động, hệ thống tại Viêm Đế quyển sách kia bên trong cũng đề cập tới, hệ thống cũng thuộc về một cái tộc quần, cái này thiết lập chắc chắn lúc sau này trong sách một mực tiếp tục sử dụng. Nói tóm lại đi, quyển sách này xem như hoàn mỹ thu quan, không có đuôi nát ha ha ha, đến mức Âm Nha lão nhân tiến về cái kia lạ lâm giới vực, là vì phía dưới quyển sách làm nền. Rất nhiều tiểu đồng bọn đều đang hỏi cá nhỏ, có mở hay không sách mới, cá nhỏ trả lời là nhất định sẽ mở. Cá nhỏ liên tiếp viết 3 quyển sách, đều không nghỉ ngơi qua, lần này thật tốt cho mình thả một chút giả, nghỉ ngơi 2-3 tháng đi, sách mới đại khái sẽ ở cuối tháng 8, hoặc là đầu tháng 9 cùng mọi người gặp mặt, mọi người có thể chú ý cá nhỏ, đến lúc đó đổi mới mọi người cũng có thể đang động hình dáng bên trong nhìn đến. Ha 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 ha. Tóm lại đi, cảm tạ đại gia làm bạn, quyển sách có các ngươi mà càng đặc sắc. Cảm tạ chống đỡ cá nhỏ cùng quyển sách tất cả các vị thật to. Cảm tạ tặng lễ khán quan đại lao ra. Cũng cảm tạ chưa bao giờ bình luận, một mực yên lặng ủng hộ các vị khán quan thật to nhóm. Cảm tạ các ngươi. Cảm ơn. Chúng ta phía dưới quyển sách gặp.